Hoài đan Nói đi Con có đồng ý kết hôn với Minh Điền hay không Liêu trưởng bách ngồi vắt chân trên da lông Hai bàn tay trai sạn đang nắm chặt thành quyền Dường như ông đang rất tức giận Cố gắng kiềm chế cơn uất ức Sắp sửa sân trào Hoài đan Con gái út của nhà họ Lưu Hiện tại đang quỳ dạp trên nền đất Ánh mắt quật cường Nhìn thẳng về phía cha mình Cứng rắn mà đáp Cha luôn nói rằng cuộc hôn nhân này vô cùng tốt đẹp Vị đô đốc Minh Điền kia là vật báu ngàn đời có một Vậy thì vì sao cha không gả chị Mai Phụng cho anh ta. Liêu Mai Phụng đang bình thản ngồi ăn nho trên bàn đối diện. Nghe thấy em gái nhắc tới tên mình, cô ta bèn dãy nảy lên, nhanh chóng ném chùm nho lên bàn mà phản đối kịch liệt. Thôi đi, gả cho gã đô đốc chỉ được cái danh hão, lại còn bị què cuốn mất một chân đó, thả chị đi chết đi còn hơn. Mai Phụng, còn ăn nói hàm hồ gì đấy? Bà ân lan vội vàng lên tiếng mắng trời. Liêu Mai Phụng phát hiện ra bản thân vừa lỡ lời, liền giơ tay che miệng nở nụ cười gượng gạo em gái à cha mẹ đã muốn gả em cho anh ta thì cứ thuận theo ý kiến của cha mẹ đi hoài đan không cam tâm cô không muốn kết hôn hơn nữa lại là gả cho một người đàn ông lạ hoắc từ trước đến nay hoài đan luôn cố chấp theo đuổi phương châm có yêu thì mới có kết hôn trước sự cứng rắn của cha mẹ hoài đan đành phải cắn răng cúi xuống dập đầu một lần nữa cô hy vọng cha mẹ sẽ vì mình mà thay đổi ý kiến này còn có thể làm ra tiền để phụ giúp cha chỉ mong cha đừng gả con cho minh điền nếu như vậy thì khác gì cha đem bán con cho anh ta nghe con gái van xin khẩn khoản gương mặt của lưu trường bách vẫn lạnh tanh hiện tại gia đình nhà ông ta đã rơi vào cảnh khó khăn trồng chất khó khăn công ty đang sắp sửa phá sản cái phao cứu sinh duy nhất bây giờ chính là gia thế giàu có của vị đô đốc kia thế nhưng cái khó ở đây đó là anh ta lại bị cụt mất một chân Ngày ra bản thân cũng không còn nhiều danh vọng trên trốn thương trường nữa tuy nhiên tiền tài của nhà Minh Điền lại không hề thiếu, đủ để vực dậy nhà họ Lưu đang trên bờ vực hỏng nát. Mặc dù Lưu Trường Bách rất thương Hoài Đan, thế nhưng ông ta đành phải làm một người cha độc ác một lần, ép cả cô cho bằng được. Người đâu? Đem tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi, chờ ngày định hôn sự. Hoài Đan cứ thế bị gia nhân kéo lên trên lầu, sau đó khóa trái cửa phòng mà nhốt lại. Mặc cho cô có van xin, kêu gào tới như thế nào đi chăng nữa. Trong bóng tối mở ảo, ánh mắt của Hoài Đan càng lúc càng trở nên xa sầm hẳn xuống. Cô tựa lưng vào thành cửa, hai tay ôm lấy đầu gối, nước mắt chua xót cứ thế mà chảy ướt đầm cả gò má. Điện thoại của Hoài Đan hiện tại cũng đã bị tịch thu, cha mẹ quyết tâm ép cả cô cho gã đô đốc mãn thời kia mà không màng tới cảm nhận của cô dù chỉ là một chút. Hoài Đan bước tới bên cửa sổ, bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ lên song cửa kính. Ngoài kia là bầu trời đen thăm thẳm, ngay cả một vì sao nhỏ thôi cũng hiếm hoi tới như vậy. Dưới phòng khách, ông bà Lưu nhìn nhau thở dài. Lưu ra rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế này. Phận làm cha mẹ, ông bà cũng đâu có muốn. Lưu Mai Phụng quấy quấy ly cà phê trên tay, nhỏ giọng mà nói. Con người của Hoài Đan khá đơn giản và an phận, phù hợp với vị đô đốc kia. Còn nghe nói, sau này tham chiến tại Mông Cổ lần trước, anh ta không những bị cụt một chân, mà tinh thần hiện tại cũng có chút không được bình thường. Bởi vậy, Hoài Đan gả về đấy, cuộc sống sẽ được yên ổn, không phải đấu tranh gia tộc làm gì. Không khí nặng nề lại tiếp tục bao trùm trong căn phòng. Ba người bọn họ cùng cúi đầu thở dài, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Bỗng chốc, từ phía ngoài cửa, du việc tiểu mễ từ bên ngoài chạy tới, hốt hoảng cúi sạp đầu mà nói: "Ông bà chủ, tiểu thư Hoài Đan đã bỏ trốn rồi ạ." À. Nghe thấy hai từ bỏ trốn, sắc mặt của Lưu Trường Bách lập tức thay đổi. Ông ta vội vàng đứng phát dậy, sau đó chạy thật nhanh lên phòng của Hoài Đan, dùng chân đạp mạnh cánh cửa. Ngay khi đèn điện được bật sáng, ba người bọn họ đều há hốc miệng chết sững. Cánh cửa kính đã bị đập nát, bên trên song cửa là một sợi dây được nối bằng quần áo, buộc rất chắc chắn, kéo dài xuống tận dưới sảnh. Hoài Đan đã lợi dụng thời cơ, bám vào đoạn dây mình tự chế, sau đó thuận lợi để bỏ trốn khỏi nhà. Chết tiệt, yêu cầu toàn bộ người trong lưu ra, đổ ra bốn hướng, bắt bằng được Hoài Đan về đây. Tại một con hẻm ẩm ướt nằm sâu trong lòng thành phố. Hoài Đan chân trần trên người chỉ mặc được một bộ đồ ngủ mỏng manh, đang dốc toàn bộ sức lực chỉ để chạy trốn khỏi chính căn nhà của mình. Lòng bàn chân cô bị cọ sát với sỏi đá, nên có những chỗ đã bị dướm máu. Càng chạy thì vết thương càng cắt sâu, vô cùng đau đớn. Tuy nhiên, Hoài Đan vẫn cắn răng ôm bụng chạy trối chân. Nếu như chẳng may cô bị bắt lại, chắc chắn tình trạng hiện tại sẽ thê thảm hơn rất nhiều. Nhìn kìa, có một cô gái ở ngay phía trước. Hoài Đan bị ánh sáng dọi từ đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mặt. Lập tức bị trói mắt, vội vàng đưa tay che lại. Trên xe của một nam một nữ, gương mặt vô cùng thân thiện, mỉm cười nhìn cô hỏi thăm. Cô gái, đêm hôm muộn rồi, cô còn đi đâu thế này? Lên xe đi, chúng tôi sẽ chở cô tới nơi cô muốn. Hoài đàn vội vàng lắc đầu từ chối. Cô không dám lên xe nhờ người lạ, dù sao thì cảnh giác một chút vẫn tốt hơn. Cảm ơn anh chị, tôi có thể tự đi về được. Hoài đàn Toàn xoay lưng bước đi, người phụ nữ trên xe đã mở cửa bước xuống. Thì ra, cô ta đang mang bầu, có lẽ thai nhi cũng đã được khoảng 6-7 tháng. Người phụ nữ mỉm cười hiền lành, ra sức khuyên nhủ hoài đan. Chúng tôi vừa đi siêu thị sắm sửa chút đồ sơ sinh cho bé. Cô hãy yên tâm đi, chúng tôi không phải là người xấu. Nào, lên đây. Đêm tối thế này, chị e không may gặp phải đám côn đồ đạo trích chưa biết chừng. Nghe người phụ nữ thuyết phục, Hoài Đan cũng cảm thấy có lý, Cô cúi đầu cảm ơn, sau đó bước lên hàng ghế sau. Nhìn dòng người lướt qua trên mặt, kiểu chân, cảm thấy bàn chân có chút nhẹ nhõm phần nào. Hiện giờ cô chưa biết đi đâu về đâu. Nếu phải lựa chọn lại, cô vẫn sẽ quyết định rời khỏi căn nhà này. Tuy nhiên, ngay khi hoài đan cứ nghĩ rằng mình đã may mắn được cứu thoát, bàn tay cô chợt chạm phải đáy đệm lót. Vô tình cảm thấy có chút gì đó như nhấp ở đầu ngón tay. Trái tim của hoài đan đập mỗi lúc một thêm mạnh, nhờ có ánh đèn đường phản chiếu. Lúc này đây, cô mới có thể nhìn rõ, thứ nước nhớp nhớp đặc sệt mà cô vừa chạm phải kia là máu. Hơn nữa, máu này còn ấm, chưa kịp khô. Máu tươi như thế này chỉ có thể là máu người. Bàn tay của Hoài Đan đã run lẩy bẩy, cô tiếp tục lần mò thêm một chút, phát hiện mình vừa chạm vào một nhúm tóc dài màu vàng đã bị cắt mất một đoạn, bên trên có dính máu. Nếu cô đoán không nhầm, trên chiếc xe này vừa xảy ra một vụ ẩu đả lớn, hoặc có thể là một vụ giết người man dợ đôi vợ chồng ngồi phía trước đang lặng lẽ quan sát mọi động thái của hoài đan thông qua gương chiếu hậu trên môi chúng bất giác nở nụ cười nham hiểm mà sâu xa các người hoài đan sững sờ đôi mắt đã trở nên hoang dại hai vợ chồng nhà này à không chắc chắn họ không phải là vợ chồng trên danh nghĩa đang phóng tầm mắt độc ác về phía của hoài đan mày đã biết được bí mật này thử hỏi chúng tao còn để mày sống sót hay không gã đàn ông nghiến răng nghiến lợi vươn bàn tay chai sần chẳng chịt những vết sẹo về phía cô. Hoài Đan phản ứng rất nhanh, lập tức ngả người ra phía sau ghế phụ, tùng chân đạp thật mạnh lên cửa xe ô tô, toàn thừa cơ mà phóng ra bên ngoài. Thế nhưng, à đàn bà kia không dễ dàng để cho cô thoát ra được, lập tức rút từ bên dưới thành xe một chiếc côn sắt, vùng lên đập thật mạnh vào đầu của Hoài Đan. Cú đập tàn nhẫn này khiến cho đầu óc cô tức khắc choáng váng, đầu đớn tới ngất lịm, máu tươi trên đỉnh đầu chậm chậm chảy ra, ướt đẫm cả chiếc váy ngủ. Đến khi Hoài Đan tỉnh lại, bản thân cô đã bị trói ngược hai tay ra phía sau, nằm gục dưới nền đất lạnh lẽo của căn nhà hoang ẩm ướt. Cô đưa mắt nhìn quanh quất, trông thấy nơi này không có bất kỳ một ai khác ngoài cô. Xem ra, tình hình này rất khó để Hoài Đan có thể an toàn thoát ra bên ngoài. Cô nhích người từng bước, từng bước tiến tới góc cửa. Cánh cửa sắt nặng trịch được khóa chắc chắn bằng một chiếc ổ lớn, chẳng khác một trại giam khốn cùng, khổ nhục là mấy. Kể ra thì Hoài Đan cũng không thể ngờ, Bản thân cô vừa thoát qua kiếp nạn này Thì lại vướng phải một kiếp nạn khác Ông trời dường như đang muốn trêu ngươi cô Bịch, bịch Từ phía bên ngoài Bất chợt chuyển tới chàng tiếng bước chân chậm chạp Sau đó là những âm thanh sột soạt Khi tra khóa vào ổ Khoảng độ 2 phút sau Cánh cửa sắt cuối cùng cũng được mở ra Thử ánh sáng chói lòa và vào gương mặt của cô Khiến cho cô giật mình lùi lại ra sau mấy bước Gã đàn ông lái xe lúc trước Bây giờ lại dẫn theo một mụ đàn bà béo tốt Cuồn mặt hầm hầm ghét bỏ. Vừa trông thấy Hoài Đan, liền đã nhăn mặt, cau mày chét miệng. Các cậu không biết đem cô ta đi tắm rửa cho sạch ư? Để bẩn thỉu hôi hám như thế này, khách mua còn ai dám động tới nữa? Kìa bà chị, gã đàn ông xa xoa hay lòng bàn tay, bộ dáng nịnh nọt như chó trục xương, nhìn ngứa mắt vô cùng. Em muốn để cho chị xem qua mặt hàng này trước. Nếu ưng, chúng em nhất định sẽ chuẩn bị cho cô ta thật kỹ lưỡng. Chị xem, trong phòng làm việc từ xưa tới nay của em, đâu phải nói một là hai mà, phải chứ? Hoài Đan vừa nghe liền đã hiểu, đám người này thực chất bắt cô về đây với mục đích đem bán cho những gã đàn ông ham mê tình dục, có nhu cầu mua gái để thỏa mãn. Cơ thể nhỏ bé của Hoài Đan lập tức lạnh toát, cô không mở miệng kêu cứu, cũng không chất vấn bọn chúng, bởi vì cô biết, cho dù cô có cậy miệng chúng ra để hỏi đi chăng nữa, thì đừng hòng chúng chịu thả cô ra ngoài. Một đàn bà giơ tay xem đồng hồ, sau đó hất hàm ra lệnh. Đến giờ rồi, mau đem cô ta đi tắm rửa cho sạch. Cứ như vậy, Hoài Đan bị gã đàn ông tàn nhẫn vác lên trên vai, sau đó đem ném vào trong một căn phòng tắm nhỏ hẹp. Ở đây, đã có hai cô gái khác ăn mặc gợi cảm chờ sẵn, gương mặt phá cách, nhìn Hoài Đan chằm chập. Đợi cho gã đàn ông rời đi, hai cô gái kia mới lên tiếng. Cô là lính mới. Hỏi làm gì lạc tương, nhìn qua là biết, cô bé này vừa bị bắt đến đây không lâu lạc từng nghe vậy liền gật gù hết nhìn hoài đan bằng ánh mắt thương cảm sau đó lại thở dài một tiếng thông qua hành động của họ hoài đan cũng biết hai cô gái này không phải là người xấu do vậy cô lấy hết can đảm đánh liều cất giọng hỏi thử tôi là hoài đan bị gã đàn ông kia bắt tới đây xin hỏi hai chị nơi này có phải là một ổ buôn người hay không hai cô gái nhìn nhau do so dự một lúc rồi chậm rãi gật đầu xác nhận nếu cô muốn sớm rời khỏi đây Vậy thì hãy ngoan ngoãn ra bộ hợp tác Chỉ cần cô làm chúng vật ý Chắc chắn sẽ chết công toàn thay Hoài đan cắn chặt môi Bàn tay nắm hở Lấy nhu hóa cương Lấy cương hóa nhu Đây chính là điều mà cô cần phải làm trong lúc này Đợi đến khi gã đàn ông kia quay trở lại Hoài đan đã được tắm rửa vô cùng sạch sẽ Chồng cô lúc này xinh đẹp bội phần Làn da trắng muốt Gương mặt đẹp tới động lòng người Gã đàn ông xem trường vô cùng mãn nguyện Gật đầu thỏa mãn Đi thôi Tôi dẫn cô tới nơi thử việc. Mỗi bước quải đan đi, gã đàn ông đều kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt. Cô ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn, ánh mắt liên tục lướt dọc quãng đường, nghiêm lại địa hình nơi đây một cách cẩn thận. Khu ổ chứa này vô cùng kín đáo, các phòng núi liền nhau, dọc theo suốt hai tầng hành lang, người người đi lại chen chúc. Trước mỗi cửa phòng đều bố trí vài gã thuộc hạ canh giữ nghiêm ngặt. Xem ra, quải đan muốn thoát khỏi đây cũng không phải là điều dễ dàng. Gã đàn ông đem hoài đan vào một căn phòng nhỏ Thầm tâm cô bất giác run lẩy bẩy Đứng trước cánh cửa lớn Hoài đan trần trừ không dám mở cửa Động tác của cô khiến cho gã đàn ông vô cùng phật lòng Lồng mày của hắn bất giác trao lại Sau đó vùng tay đẩy mạnh hoài đan vào phía bên trong Dưới lực đẩy tàn bạo của hắn Hoài đan bị ngã trối xuống mặt đất lạnh lẽo Toàn thân đau buốt ê ẩm Tuy nhiên, ngay khi cô vừa ngẩng đầu lên quan sát Thì liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi trong căn phòng này, ngoài cô ra còn có sự hiện diện của năm gã đàn ông to lớn khác. Tất cả bọn chúng đều đang đứng quanh tay nhìn Hoài Đan. Trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm mỏng. Hoài Đan cứng họng, hai bàn tay run lẩy bẩy. Cô giật lùi ra sau, sợ hãi tới cực điểm. Các người, các người là ai? Đám đàn ông bật cười như điên dại. Sau đó chậm chậm bước tới trước mặt của Hoài Đan, nhách miệng cười khẩy. Ồ, cô gái này vô cùng xinh đẹp đấy. Phúc Kiến, quả thật biết chọn hàng cho chúng ta. Tiếng cười khả ố của bọn chúng vang lên, khiến cho Hoài Đan hốt hoảng tới cực độ. Nếu chỉ có một gã đàn ông, cô thử sức có thể đối phó. Tuy nhiên, trước mặt cô lúc này lại là năm gã đàn ông to béo. Dù cô có mọc thêm sáu chân sáu tay, thì cũng đừng hỏng chạy thoát. Xin các anh hãy tha cho tôi. Hoài Đan yếu ớt van xin. Thế nhưng, giọng nói tha thiết cầu khẩn của cô, chỉ khiến cho bọn chúng càng thêm sung sướng và phấn khích. Ngoan nào, bọn anh sẽ hầu hạ em hết sức chú đáo, đảm bảo em sẽ thích, rất thích là đang khác. Dứt lời, đám đàn ông ngửa cổ lên trời cười nắc nẻ, sau đó bổ nhau về phía cô. Hoài đàn vội vàng đứng bật dậy, lao tới cửa chính, dùng lực kéo mạnh khóa cửa. Khóa cửa đã bị chốt ở phía ngoài, mặc cho Hoài đan có là hết thế nào đi chăng nữa, thì cũng không có bất kỳ một ai chịu đứng ra cứu lấy cô. Cô không ngờ, Phúc Kiến lại dám để cô hầu hạ năm gã đàn ông, thật khốn nạn. Cô há miệng trời thề, thuận tay vơi lấy chiếc gạt tàn đặt trên bàn kính, hướng về phía bọn chúng mà đập mạnh tới. Tuy vậy, sức lực của cô không thể chống chọi lại được. Rất nhanh chóng, toàn bộ chân tay của hoài đan liền bị khóa trụ. Buông ra, đám đàn ông đè chặt cô trên giường, sau đó bắt đầu rời trò mơn trớn khắp cơ thể cô. Làn da trắng mịn thơm dịu, khiến cho bọn chúng mê đắm vô cùng. Ngoan, các anh sẽ rất nhẹ nhàng với em, không đau một chút nào cả. xẹt chiếc áo lụa mỏng màu be của cô lập tức bị xé sách khuôn ngực đầy đặn nảy nở lớp đó sau lớp áo như đang kêu gọi bọn chúng gã đàn ông đứng đầu há miệng tiếp tục hai tay hai chân của hoài đan bị giữ chặt tới tê dại Nước mắt cô chạy ướt đầm ga trải giường sợ hãi tới mức run lẩy bẩy ngay khi miệng gã chuẩn bị áp lên môi cô hoài đan liền mở miệng cắn thật mạnh lên vành tai của gã gã rú lên thất thanh trên tay lập tức chảy xuống một dòng máu tươi còn khốn đáng chết Hoài Đan bị tát mạnh, đầu óc liền xây sầm choáng váng nằm bẹp ở trên giường. Cô không thể ngờ, bản thân mình có lúc lại rơi vào tình cảnh chớ trêu như thế này. Để giữ cho tấm thân trong sạch, Hoài Đan sẵn sàng cắn lưỡi chết ngay tại chỗ, tuyệt đối không để lũ cặn bã này sỉ nhục. Ngay khi Hoài Đan sắp bị trống lột sạch quần áo, bất ngờ từ phía ngoài cửa phòng chợt vang lên một âm thanh đập phá cực kỳ khủng khiếp. Cánh cửa rung lắc dữ dội, liền sau đó bị đạp tung, vỡ đôi, khói bụi bay mù mịt dưới ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn tường cũ nát bóng hình của người thanh niên cao lớn dáng dấp vạm vỡ gương mặt anh tuấn ngạo nghễ đang đứng yên lặng phóng tầm mắt ghét bỏ về phía của bọn họ anh ta đội một chiếc mũ phớt che kiến gần nửa khuôn mặt trên tay còn lắc lư khẩu súng ngắn vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc súng ngay khi trông thấy anh ta nằm gã đàn ông lập tức đứng phát dậy nhặt lại khăn tắm mà choàng lại thân hất hàm mắng nhiếc thằng nhắc bỏ đâu dám phá hỏng chuyện tốt của bọn tao Mày chán sống rồi ư? Khỏe môi người thanh niên khẽ cong. Anh không nói không rằng, trực tiếp mở cỏ súng. Bắn một đường đạn về phía gã đàn ông đang giữ chân của hoài đan. Đoang! Âm thanh tiếng súng chói tai vang lên. Gã đàn ông rú hết ẩm ý. Ôm hạ bộ, nằm lăn lóc dưới đất. Mổ hôi vã ra như tắm. Bốn kẻ còn lại sợ hãi xanh mắt, vội vã lách người bỏ chạy. Mặc dù bọn chúng đông người, thế nhưng trên tay lại không có vũ khí. Do vậy, bọn chúng đều không dại mà dám đối đầu với anh. Người thanh niên nhìn chằm chằm về phía của Hoài Đan, đoạn cởi áo choàng ném lên người cô, giúp cô che đi thân thể. "Cũng may anh tới kịp lúc, nếu không thì mặc áo lại và đi theo tôi." Giọng nói của anh trầm thấp, tựa hồ như có như không. Hoài Đan đưa tay quệt nước mắt, sau đó mặc lại áo choàng. "Cảm ơn anh." Cô vừa nói dứt câu thì liền bị vòng tay cứng rắn của anh vươn tới, đem cô vác lên trên vai, sau đó tôm người chạy nhanh ra phía ngoài cửa. Bắt lấy bọn chúng, Đám người Phúc Kiến vác súng đuổi theo sát nút, Hoài Đan bị anh vác lên trên vai, sợ hãi không dám cử động. Tác phong của người đàn ông này vô cùng nhanh nhẹn, mặc dù đem theo cô, thế nhưng mọi động tác của anh vẫn hết sức thoải mái. Đoang, đoang. Mỗi một loạt đạn phóng tới, anh đều thành công né tránh, cuối cùng an toàn đem Hoài Đan trốn vào một căn nhà hoang, thành công cắt đuôi được đám người hung hãn. Hoài Đan ôm ngực thở hổn hển, tóc dài buông xõa trên vai mồ hôi lạnh ướt đẫm ở lưng áo. Cô ngửa cổ nhìn về phía anh ta, nhưng chưa kịp nói câu nào, bóng dáng của người đàn ông liền vụt mất. Anh ta đã bỏ đi. Phía dưới đất nơi anh ta vừa đứng, cô chợt thấy một chiếc đồng hồ màu vàng lấp lánh. Bên trên mặt kính, khắc đúng duy nhất một chữ. Cô loạn choạng với tay cầm lên xem xét, đoạn nhét chiếc đồng hồ vào trong túi áo, sau đó mệt nhoài mà ngã lịm xuống đất, ngất lịm. Hoài đan tỉnh lại, đã là sáng sớm của ngày hôm sau. Tuy nhiên, sự việc xảy ra lúc này đã khiến cho cô hoàn toàn thất vọng. Cha cô là Lưu Trường Bách, đang đứng yên lặng nhìn cô chằm chằm. Gương mặt bộc lộ rõ sự giận dữ tới mức cực điểm. Em gái à, em có biết em bỏ đi như thế này, cha mẹ rất lo lắng cho em đấy không? Lưu Mai Phụng nhếch mép hỏi cô, hỏi Đan không đáp, cũng không muốn hỏi cha mẹ vì sao cô lại có thể trở về được nhà như thế này. Cô quay đầu vào phía bên trong góc tường, nước mắt chảy xuống gối. Cha, còn chấp nhận hôn lễ này mặc dù lưu trưởng bách đã nghe được đáp án từ chính miệng hoài đan nói ra thế nhưng ông ta vẫn không tin tưởng lưu trưởng bách cất tay ra hiệu cho lưu mai phụng để mắt tới hoàn đan sau đó đóng dầm cửa lại mà bước ra bên ngoài những ngày sau đó hoài đan chỉ ở trong phòng ngoan ngoãn dùng sạch đồ ăn người giúp việc đem tới cô đã chấp nhận cuộc hôn nhân này dù sao cuộc đời người con gái thì đều phải kết hôn hoài đan xem như là lấy chồng sớm hơn những cô gái cùng trang lứa vậy Ngày cử hành hôn lễ cuối cùng đã tới, Hoài Đan khoác trên người bộ váy cưới xinh đẹp, trang trọng nhất. Bên trên có đính ngọc trai lấp lánh. Cô xinh đẹp rạng rỡ như đó hoa nở muộn, tùy rực rỡ mà ngập tràn cô đơn thống khổ. Em gái, em thật xinh đẹp. Liêu Mai Phụng đưa tay vuốt lên tóc cô, đôi mắt rớm lệ, tâm trạng có chút không nỡ. Nếu như ngay từ đầu hai chị em cô đã không ưa nhau, vậy thì hôm nay có khóc lóc quyến luyến để được gì? Đồng hồ điểm 8 giờ sáng, đây cũng là khoảng thời gian phía bên cố gia đã hẹn trước hoài đan bình thản bước xuống dưới lầu không quên nhìn về phía cha mẹ nở nụ cười buồn bã bất chợt phía ngoài cổng nhà bỗng vang lên tiếng kêu gào ầm ĩ người giúp việc nhà họ lưu vội vàng chạy ra xem xét ngay sau đó bèn hớt hải quay trở lại báo cáo ông bà chủ phía bên ngoài có một thanh niên tự nhận mình là bạn trai của nhị tiểu thư sống chết đòi gặp nhị tiểu thư cho bằng được ạ à. hoài đan vừa nghe thì liền nhận ra Người đó chính là Thế Duy, bạn khác giới thân thiết của cô. Thế Duy vốn yêu thầm hoài đan từ lâu, tuy nhiên do gia cảnh và điều kiện không tốt, sự tự ti khiến cho anh cảm thấy không xứng đáng với hoài đan. Do vậy, Thế Duy không dám bày tỏ tình cảm. Đối với hoài đan, Thế Duy chỉ có một người bạn trí cốt không hơn không kém. Tình cảm anh dành cho cô, cô rất trân trọng. Thế nhưng để nói lại yêu thì lại không thể. Liêu Trường Bách nghe vậy, liền nổi cơn tức giận, hùng hộ đạp cửa bước ra bên ngoài. Vừa trông thấy Thế Duy cương mặt thư sinh, trên vai còn đeo cặp sách đứng ở bên ngoài. Ông ta không kiềm chế được, liền lao tới, vùng tay tắt thật mạnh lên má anh. Búp! Màu cút đi! Ai cho phép mày dám tới đây phá hỏng chuyện tốt của Hoài Đan? Bác Liêu, cháu chỉ muốn gặp Hoài Đan một chút, chỉ một lát thôi, 5 phút. Bác cho cháu đúng 5 phút để gặp cô ấy, cháu cầu xin bác. Thế Duy cúi sạp cười trên đất, nước mắt lưng trong ướt đẫm cả cổ áo. Trước tình cảnh này, Hoài Đan không cầm lòng được, liền trực tiếp đẩy mọi người sang một bên, sau đó chạy thật nhanh về phía của Thế Duy. Thế Duy, sao anh lại ngốc nghếch tới thế này? Cô đưa tay vuốt nhẹ lên hai má Thế Duy, đau xót nhìn anh. Không cầm được nước mắt, liền lặng lẽ. Nhìn người con gái mình yêu, thật xinh đẹp trong bộ váy cưới. Thế Duy vừa khóc vừa cười, nắm chặt tay cô và nghẹn ngào. Anh còn chưa kịp nói với em, Hoài Đan, phải làm sao đây? Chúng ta phải làm sao đây? Em đi theo anh có được không? Hoài Đan lắc đầu, mọi thứ đã quá muộn rồi, cô cũng không thể quay đầu lại được nữa. Thế Duy, hứa với em anh phải sống thật tốt. Hoài Đan vừa dứt lời, Liệu trưởng Bách đã vươn tay kéo mạnh cô vào bên trong nhà. Sau đó tàn nhẫn đóng dầm cổng lại, còn không quên sai người hầu, đem Thế Duy đuổi ra ngoài. Hoài Đan đưa tay quệt nước mắt, ngắm nhìn bản thân mình trong gương, cõi lòng đã tan nát hoàn toàn từ bỏ tất cả tuổi xuân, hạnh phúc. Liệu đây có phải là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của cô không? Chỉ một lúc sau, đoàn đón dâu của cô ra cuối cùng cũng đã tới. Tuy nhiên, điều khiến cho mọi người kinh ngạc hết sức, đó là chỉ có duy nhất một chiếc xe ô tô hạng thường. Ngay cả trang trí hoa cưới cũng đều không có, lầm lũi dừng trước cổng của nhà họ Lưu. Gương mặt của Lưu Trường Bách lập tức xa sầm hẳn xuống. Ông ta cười trừ, nhìn vị quản gia già trước mặt, cố gắng kiềm chế cơn giận đang không ngừng bùng cháy âm ỉ. "Ồ, quản gia Vương, thiếu gia nhà ông đâu, sao lại không đến đón dâu thế này?" Quản gia Vương kéo kéo gọng kính lão, rất thẳng thắn mà đáp lại. "Xin lỗi ông Lưu, thiếu gia có chút việc gấp, không tiện tới đón dâu được. Do vậy đã phó thác cho tôi tới đón Lưu tiểu thư về. Còn đây là quà cưới, lục gia có thể kiểm chứng." Ông Vương vừa nói, vừa đem lên năm chiếc vali nặng trịch bên trong đều là tiền cưới với giá trị lớn khủng khiếp. Vừa trông thấy tiền, hai mắt của Liêu Trường Bách lập tức sáng rõ. Với số tiền này, ông ta thừa sức có thể vực lại công ty đang trên đà phá sản một cách dễ dàng. Người nhà họ cố quả thật lắm tiền, tiền tiêu vài chục đời cũng không thể nào hết được. Hoài đang được gả vào nhà họ cố, đây chính là phúc phận cả đời của cô, còn gì phải hối tiếc nữa. Vì vậy, Liêu Trường Bách hoàn toàn quên sạch những uất ức, tủi nhục vừa mới nảy sinh trong đầu. Tức khắc nở nụ cười rạng rỡ. Còn không quên bắt tay vương quản gia liên tục mở miệng cảm ơn. Hoài đan, hứa với mẹ có phải thật hạnh phúc. Liệu phu nhân khẽ sụt xịt vài tiếng, sau đó đích thân dìu Hoài đan bước lên xe. Nhìn căn nhà nhỏ dần dần khuất sau tầm mắt. Hoài đan không kìm lòng được, nhẹ nhàng rơi nước mắt. Cô cắn chặt răng, thở sâu một hơi, đoạn cố gắng lấy lại bình tĩnh nhất có thể. Bác vương, bác có thể nói qua cho cháu biết về con người của Minh Điền được không ạ? À? Hoài Đán ngước đôi mắt long lanh mà đượm buồn về phía Vương quản gia, thở dài mà hỏi. Bác Vương khẽ nghiêng nghiêng đầu, mãi một lúc sau mới trầm ngâm đáp. Con người thiếu gia vô cùng quái lạ, mọi hành động của thiếu gia thường vượt quá sức kiểm soát. Trước lúc bị thương, khiến một chân bị liệt, thiếu gia Tùng hoành ngang dọc tứ phương, người người nể sợ. Vậy từ sau khi bị liệt, tâm tình anh ấy thay đổi hẳn phải không à? Bác Vương gật đầu, im lặng không nói gì nữa. Hoài Đan cũng đã có chút sợ hãi. Nếu theo như lời bác Vương nói, tính cách của anh đã thay đổi hoàn toàn. Vậy thì chẳng lẽ, mình Điền là một người đặc biệt, gồm có hai nhân cách ư? Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa, rộng lớn, vô cùng tráng lệ. Người ra, kẻ vào tấp nập, Hoài Đan không khỏi hoa cả mắt. Bác Vương mở cửa xe, đỡ cô bước xuống, không quên chỉ vào tầng thứ bảy, cẩn thận nói chậm từng chữ. Lưu tiểu thư, thiếu gia ở trên tầng thứ bảy kia, cô có thể dùng thang máy để đi lên tầng. Tòa biệt thự này chỉ có duy nhất một mình thiếu gia cai quản. Do vậy, cô cứ sống thoải mái như ở nhà của mình. Hoài Đan ngoan ngoãn vâng lời, sau đó bước vào trong sảnh chính, trực tiếp bấm thang máy lên trên tầng thứ bảy. Trong lòng cô lúc này vô cùng hỗn tạp, cảm xúc đan xen giữa mơ hồ và hiện thực. Còn người kỳ dị của vị đô đốc kia đã gây cho cô một sự tò mò không nhỏ. Cô quả thật cũng muốn gặp gỡ, xem anh ta thế nào. Căn phòng cưới nằm ở chính giữa tầng thứ bảy. Xét về chiều rộng, căn phòng này phải lớn gấp 3 lần phòng ngủ của Hoài Đan. Cánh cửa mạ vàng lấp lánh dây ánh nắng, phản chiếu thứ hào quang sáng rực. Hoài Đan do dự một hồi, đưa tay gõ gõ ba lần. Tuy nhiên, người bên trong vẫn không hề có động tĩnh hồi âm. Cô chợt nghĩ, chồng cô vốn bị liệt một chân, rất có thể anh không tự mở cửa được. Do vậy, Hoài Đan liền lấy hết can đảm, há miệng hít thật sâu, sau đó mới quyết định đẩy cửa bước vào. Thứ mùi nồng đượm lập tức phẳng vào sống mũi cô, làm cô có chút khó chịu, khẽ trao mày lắc đầu. Căn phòng đã được bật sẵn đèn, toàn bộ khung cảnh xung quanh đều được trang trí vô cùng đơn giản, không hề cầu kỳ. Nhìn sơ qua, chẳng ai biết đây vốn dĩ là một phòng tân hôn. Hoài đan có chút buồn, khẽ đưa mắt nhìn dọc xung quanh. Trong phòng, ngoại trừ mình cô thì không còn bất kỳ bóng dáng của một ai hết. Minh Điển đã đi vắng, Hoài đan không dám động chạm nhiều tới đồ đạc trong phòng. Cô lặng lẽ bước tới bên giường, ngồi hờ vào mép. Thì ra, đám cưới sang trọng, lùng linh như trong trí tưởng tượng của Hoài Đan lại hoàn toàn xa vời, trái ngược tới như thế. Cô tưởng khao khát sẽ được cùng người đàn ông của đời mình kết tóc xe tơ. Tuy nhiên tới cuối cùng, ngay cả một đám cưới đúng nghĩa, Hoài Đan cũng không thể nào có được. Tiếng đồng hồ treo tường vang lên mỗi lúc một rõ, căn phòng yên lạnh tới lặng lẽo. Chỉ có tiếng thở héo hon hòa cùng với âm thanh kim đồng hồ xoay vòng là náo động nhất. Khỏe Đan nắm chặt váy cưới, đôi mắt long lanh như cánh bướm buồn rũ, khóe môi cong nhẹ. 9 giờ tối, Minh Điền vẫn không hề xuất hiện. 12 giờ đêm, hình bóng anh vẫn hoàn toàn biệt tích. Chẳng biết đã qua bao lâu, Khỏe Đan tiếp đi lúc nào không hay. Đến khi cô tỉnh lại, trên người cô vẫn còn mặc y nguyên bộ váy cưới của ngày hôm qua, ngay cả lớp trang điểm cũng chưa được tẩy đi. Còn chồng cô, Minh Điền đã không trở về. Khỏe Đan thở dài, mệt mỏi đứng dậy. Cô vòng tay ra phía sau, nhẹ nhàng kéo khóa váy cưới. chiếc váy cưới trắng tinh khôi mà úa tàn, tự hồ như tâm của Hoài Đan đã hoàn toàn chết lặng. Dòng nước mắt lạnh trong phòng tắm nhờ đang giúp cô giải tỏa hết những áp bức buồn tuổi trong thời gian qua. Hoài Đan vụt nước lên mặt, nhếch miệng cười khẩy. Cô cười tối nỗi, nước mắt mặn chát đã rơi từ khi nào. Vậy mà, trong lòng cô lại không còn cảm thấy đau đớn nữa. Reng, reng, phía ngoài cửa, bất chợt chuyển tới những tràng âm thanh giòn dã. Cô vừa dùng khăn lau khô tóc, vừa vặn xoay nắm cửa mà mở. Hai cô gái giúp việc ăn mặc chỉnh tề, cúi thấp người mà lễ phép thưa với cô. Chào buổi sáng, thiếu phu nhân. Mời thiếu phu nhân xuống dưới sảnh để dùng bữa ạ. À. Cảm ơn chị. Ngài cố có ở dưới đó không? Khi thốt ra câu hỏi này, tâm của cô đã do dự rất nhiều. Cô chỉ muốn xác nhận xem mình điểm hôm qua có về nhà không mà thôi. Từ lệ, một trong hai cô gái nhanh nhẹn đáp. Thưa thiếu phu nhân, Cô thiếu cả đêm qua không trở về nhà. Nghe tới đây, Hoài Đan hoàn toàn thất vọng. Cô cúi nhẹ đầu, chào hai người tư lệ. Sau đó chỉnh lại quần áo, bình thản bước xuống dưới lầu. Trên bàn ăn, một loạt những đồ ăn ngon hào hạng đều đã được bài trí sẵn, nhìn vô cùng bắt mắt. Hoài Đan vô cùng hào hứng. Cô cầm đũa, gắp lên vài gắp thật lớn, đoạn thỏa mãn mà ăn một cách ngon lành. Ồ, món này ngon quá. Bác Vương à, trưa nay lại phiền nấu cho cháu món này nữa rồi. Quản gia vừa nghe cô tấm tắc khen ngợi, hai má có chút đỏ ửng, vui vẻ gật đầu lia lịa. Cô gái nhỏ này quả thật rất ngây thơ, hồn nhiên, chỉ tiếc lại phải gà cho Minh Điền. Tính cách của anh vô cùng quái dị và độc tàn, gần như không có bất kỳ một ai có thể chịu đựng nổi. Cứ như vậy, cả ngày hôm nay, Minh Điền vẫn biệt tâm, biệt tích. Hoài Đan, cậu thế nào? Cuộc sống sau hôn nhân mãn nguyện chứ? Đầu dây bên kia mã như, bạn thân của cô cười cười cất giọng hỏi. Hoài Đan không đáp. cúi đầu, lăn qua lăn lại chiếc kẹp tóc nhỏ của mình. Sau đó bèn nghĩ ra một kế hoạch táo bạo. Dù gì Minh Điền cũng không về nhà, chi bằng cô sẽ trốn ra ngoài, cùng Mã như vui vẻ, quấy đảo một đêm. Sàn nhảy A Thun, 10 phút nữa, thế nào cậu sẽ đến chứ? Nghe Hoài Đan nói, Mã Như đương nhiên đồng ý, lập tức cúp máy. Trang điểm một chút, rồi vặn ga tới điểm hẹn. Vì Hoài Đan là thiếu phụ nhân trong căn biệt thự này, Do vậy cô muốn đi đâu là quyền của cô, không ai có thể ngăn cấm được. Cô mặc bộ đồ thể thao màu trắng, mái tóc dài cuốn cao, tổ thêm một chút son, trông vô cùng xinh đẹp. Sàn nhảy nằm cách biệt thự không xa, hoài đan dùng xe trong biệt thự, lái một mạch tới nơi. Mã Như đã chờ sẵn cô ở phía ngoài cổng, vừa thấy hoài đan bước xuống, Mã Như liền đưa tay vẫy vẫy, nở nụ cười sạng sỡ. Còn nhóc này, cậu đi chơi đêm như thế đã xin phép chồng chưa? Không cần, bổn tiểu thư cành vàng lá ngọc ai dám cấm cản? Khoải đan vòng tay, ôm lấy cổ bạn bật cười ha ha. Phía bên trong sàn nhảy, người người hò reo ẩm ý, lắc lư ngả nghiêng theo tiếng nhạc náo động. Âm thanh cuốn hút này khiến cho Hoài Đan cảm thấy sảng khoái vô cùng, trực tiếp bước lên sàn, nhảy múa hết mình cùng với Mã Như. Hoài Đan tự như một con sói nổi loạn, đẹp một vẻ đẹp phá cách, không nhu nhược như những thiên kim tiểu thư khác. Cô nhắm chặt mắt, đôi môi căng mọng khẽ nhầm theo lời bài hát, hoàn toàn đã quên mất bản thân mình là ai. Giết người rồi, giết người rồi. Ngay khi mọi người đang cùng nhau say sưa nhảy múa, bất chợt từ phía trong căn phòng khách xa xỉ, một người đàn ông dấu quay nón, quần áo sọc sạch, gương mặt tái mét, không còn giọt máu, loạn trọng chạy ra. Trên tay ông ta còn dính máu, phần bụng bị thùng một lỗ lớn, máu từ từ đây không ngừng dỉ ra, nhỏ tong tong xuống sàn. Đoang! Âm thanh tiếng súng chói tai bất ngờ vang lên, viên đạn sắc lạnh xuyên thẳng qua đầu của ông ta người đàn ông ngã khủy xuống đất, chết ngay tại chỗ. Chứng kiến màn giết chóc khủng khiếp như thế này, tất cả những người có mặt trong quán ba đều không giữ nổi bình tĩnh. Đồng loạt, họ hét ẩm ý, sau đó bỏ chạy toán loạn. Hoài đàn bị đám người xô đầy chen chúc, loạn choạng ngã dầm vào một căn phòng tối đen như mực. Bàn chân cô bị dẫm mạnh, lập tức có một vết sức lớn, máu đỏ dướm chảy qua miệng vết thương. Ôi, thật xui xẻo! Cô nhăn mặt bực bội thốt ra một tiếng. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng, sau đó lần mò tìm công tắc bật điện thứ mùi tanh nồng kỳ lạ không ngừng phản phất xung quanh sống mũi của hoài đan khiến cho cổ họng cô vô cùng lộng giọng chỉ trực nôn mửa ngay khi công tắc điện được bật lên cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến cho hoài đan sợ hãi tới nỗi bùn rùn toàn bộ tay chân ngã người ra đất trên sàn nhà một người thanh niên cao lớn trên đầu đội chiếc mũ phớt màu đen toàn thân ngập máu đỏ đang dùng dao đâm liên tiếp về phía người đàn ông có mái tóc hối cua xem ra Người này cùng gã đàn ông ngoài kia có thể quen biết với nhau. Phập, phập. Âm thanh của những tiếng dao nhọn không ngừng đâm xuống da thịt khiến cho cô sợ hãi tới cực điểm. Cô trợn tròn mắt, lắp bắp nói không ra tiếng, cố gắng thu hết can đảm mà lùi về phía cửa, không cật lực chạy thoát ra bên ngoài. Tuy nhiên, gã thanh niên dần dần buông lỏng tay, đoạn bước từng bước lớn, nhanh chóng tiến tới bên cạnh của hoài đan. Ở tư thế nhìn anh ta từ dưới lên trên như thế này, Cô cảm thấy bản thân cô thật sự vô cùng nhỏ bé. Cô run run với lấy một chiếc giày bị rơi vãi, ném mạnh về phía người thanh niên. Thế nhưng, anh ta đã nhanh chóng tránh được một cách dễ dàng. Không nói không rằng, liền vươn tay về phía của Hoài Đan, dùng sức giết chặt lấy cổ cô. Anh ta là muốn giết người diệt khẩu ư? Hoài Đan bị bóp chặt cổ, cảm giác oxy trong cơ thể đang dần dần bị cạn kiệt. Cô chơi với dùng đôi tay nhỏ bé mà đập đập lên người anh ta. Tuy nhiên, mọi cố gắng của cô đều là vô ích. Anh ta cười khẩy, lại càng ra sức siết chặt cổ cô hơn. Hoài Đan dùng toàn bộ chút sức lực cuối cùng, vươn tay về phía anh ta, thuận lợi giật văng chiếc mũ vớt xuống. Cùng lúc đó, bùi tóc trên đầu cô cũng bị bung ra, mái tóc dài đen mềm mại buông xõa trên vai. Bốn mắt chạm nhau, thầm tấm hoàn toàn chết lặng. Anh ta chính là người đàn ông đã cứu cô ở trong nhà chứa lần trước. Hoài Đan sững sờ, ánh mắt nhìn anh ta hoàn toàn rời vào trạng thái ngây ngốc không dám tin. Mà người đàn ông tàn bạo này cũng đang nhìn cô chằm chằm, dường như có chút gì đó khẽ lay động trong đôi mắt sắc lạnh tới rực lửa này. Anh, anh... Hoài đàn ấp úng trong cuống họng, từng câu từng chữ muốn thốt ra, cuối cùng bị nghẹn lại ngay ở trong cuống họng. Bóng tối đen đặc bao trùm khắp xung quanh hai người. Thời gian mơ hồ, như cũng chết yểu. Ngũ quan của anh ta vẫn anh Tuấn tới mức hoàn mỹ. Ở khoảng cách gần như thế này, Hoài Đan có thể dễ dàng quan sát kỹ hơn khuôn mặt của anh ta. Điểm đặc biệt trên gương mặt tuyệt hảo này đó là ở ngay chính giữa vầng trán cao rộng kia là một nốt ruồi son màu đỏ bé bằng đầu que tăm. Hừ, lại là cô. Anh ta vẫn không chịu buông tay khỏi cô của Hoài Đan, giọng nói trầm khàn, hầm hè trong cuống họng vang lên, khiến cơ thể Hoài Đan không rét mà run. Xin anh thả tôi ra. Cô yếu ớt van xin, cô không muốn chết, bởi cô còn rất nhiều dự định chưa thực hiện được. Nếu phải chết ở nơi này, chẳng phải 22 năm qua, cô đã sống một cuộc đời vô nghĩa hay sao? Tiếng van xin yếu ớt của Hoài Đan vẫn không khiến cho anh ta cảm thấy động lòng. Bàn tay cứng rắn như đá, càng thêm siết chặt lấy ngần cổ trắng nõn của cô hơn. Cô nhận thấy hơi thở đã ngày một suy kiệt, nhịp tim cũng đập mỗi lúc một mạnh hơn, gấp gáp hơn. Mùi máu tanh tưởi hòa quyện cùng với hơi thở nam tính của anh ta khiến cho cô hết mực buồn nôn. Móng tay cào cấu loạn xạ lên ngực của anh ta. Màu màu, có sát thủ ám sát ngay thủ tướng. Từ phía ngoài cửa phòng bất ngờ vang lên một tràng những tiếng bước chân rậm dịch. Có lẽ nhân viên quán ba đã gọi cảnh sát tới. Nhận ra tình hình có chút không khả quan, gã đàn ông bèn vội thu tay lại, tiến ra phía cửa phòng mà chốt lại khóa. Cổ họng vừa được giải thoát, hoài đàn đã cúi gập người, họ lên sạc sụa. Trên cổ cô lúc này vẫn còn in hẳn dấu vết năm ngón tay của anh ta. Chỗ da bị xiết khi chạm vào vô cùng đau đớn. Ngậm miệng lại, anh ta trừng mắt quát hoài đan, bàn tay vẫn dương súng về phía cô, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Một mình thân cô thế cô, hoài đan không thể nào chống chọi lại được gã đàn ông nguy hiểm trước mắt này. Cô chỉ đành cắn răng, ngoan ngoãn nghe theo mọi sự sắp xếp, sai bảo của anh ta. Lại đây. Anh ta nhớn đôi lông mày, dùng một ngón tay ra hiệu cho hoài đan lại gần. Động tác, chẳng khác gì chủ nhân đang gọi chó cưng. Hoài đan có chút bất mãn, cô miễn cưỡng đứng dậy bước về phía anh ta khốn nạn Hoài đan giật nảy người vùng tay tắt thật mạnh lên má anh ta gã sát thủ này vậy mà dám rời trò sàm sỡ đưa tay bóp lấy mông cô thật là bị ổi anh ta cười khục khặc trong cuống họng tầm lưng rộng lớn rung rung khung cảnh này vô cùng quái dị dưới căn phòng đen đặc ngập tràn những mùi máu tanh tươi hoài đan lại đang cùng gã sát nhân trêu đùa đối thoại với nhau tính mạng của cô lúc này đang nằm trong tay của anh ta chỉ cần sơ suất một chút nhất định cái mạng nhỏ bé này sẽ đi đời quỳ xuống và xin tôi tha mạng nếu biểu hiện của cô tốt tôi sẽ thả cô đi ngay lập tức cái gì hoài đan trợn tròn mắt gã đàn ông khốn kiếp này anh ta coi thường cô tới thế sao bên ngoài cửa tiếng bước chân vang lên rồn rã mỗi lúc một lớn hơn hai bàn tay của hoài đan nắm lại thật chặt đôi mắt trong véo vẫn nhìn chằm chằm vào họng súng sắt đang chĩa thẳng về phía mình cô hít sâu một hơi sau đó chậm chạp bước tới bên cạnh anh ta cơ thể dần dần hạ thấp xuống. Gã đàn ông xem chừng vô cùng thoải mái, đôi mắt nheo nheo lại đầy thích thú. Ngay khi cô vừa xuống tới tầm đầu gối chân anh ta, Hoài Đan nhanh chóng chộp được một con dao nhỏ mà anh ta đã làm rơi từ trước. Sau đó nắm chặt cán mà đâm thật mạnh lên đùi của anh ta, phập. Gã đàn ông đau đớn, dùng chân còn lại đá thật mạnh lên người của Hoài Đan, sau đó nghiến răng nghiến lợi, rút phăng con dao đang ghim trên chân mình. Chết tiệt. Ngay khi anh ta toan nổ súng về phía cô, thì bên ngoài cửa vang lên một loạt những âm thanh đập phá inh ỏi. Ai? Ai ở trong đó? Máu mở cửa ra! Ánh mắt hoài đan lập tức sáng bừng, cô lao tới phía cửa, không ngừng vặn nắm tay cầm mà hét lớn. Cứu tôi với! Anh ta! Anh ta đang ở trong này! Nhận thấy tình hình không ổn, cả đàn ông lập tức nhoai người tới bên cạnh hoài đan, sau đó giơ báng súng, trực tiếp đập thật mạnh lên đầu cô. Hoài đan bị đánh bất ngờ, nhất thời cảm thấy đỉnh đầu của mình vô cùng đau buốt Cô chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó ngất lịm. Cơ thể hoài đan lúc này vô cùng nặng nề. Cơn đau buốt dữ dội ở đầu, khiến cho cô phải trao mày mà nhăn mặt. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cô khẽ cửa mình mở mắt. Thử trông thấy đầu tiên là căn phòng ngủ quen thuộc. Đây chẳng phải là phòng ngủ của Minh Điền sao? Đầu cô lúc này cũng đã được băng bó một cách cẩn thận. Chuyện này quả thật rất lạ. Sột soạt, phía cuối giường chợt vang lên một tràng những âm thanh kỳ lạ. Hoài đan hoảng hốt đưa mắt tới, bỗng thấy một bóng đen đang ngồi lặng lẽ trên xe lăn. Tầm lưng rộng lớn quay về phía cô, khiến cho cô nhìn không rõ mặt. Có lẽ nào, đây chính là Minh Điền chồng của cô? Minh Điền, Hoài Đan nhẹ nhàng cất giọng gọi, người đàn ông vẫn không có chút phản ứng. Nhìn gương mặt hốt hoảng tới mức ngây dại của cô, anh ta chỉ nhách môi cười nhẹ, đoạn dùng tay đẩy xe lăn, chậm chậm tiến về phía cô. Anh vươn tay về phía công tác điện để bật sáng căn phòng. Ngay khi đèn phòng được mở lên, Hoài Đan lúc này đã nhìn rõ được khuôn mặt của anh. Ngoại hình của Minh Điền cũng không tới nỗi ưu tú, trái lại có phần khắc khổ. Bên má phải của anh có một vết bớt màu đen dài chạy dọc, che đi gần nửa khuôn mặt. Trước khi tới đây, Hoài Đan có trăm lần suy đoán cũng không thể nào nghĩ ra. Chồng tương lai của cô lại là một người đàn ông xấu xí như thế này. Nhận ra thái độ ngỡ ngàng, có chút sợ sệt của cô, Minh Điền khẽ thở dài. Ai nhìn thấy dung mạo của tôi như thế này đều thất kinh sợ hãi. Giọng nói trầm mặc, xen lẫn chút buồn bã của anh vang lên, kéo Hoài Đan trở về hiện tại. Cô vội vàng ngồi thẳng lưng, cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng nhất có thể. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, thử hỏi tôi không bỡ ngỡ về anh sao được. Ồ, xem ra người phụ nữ này cũng hết sức thú vị. Minh Điền nhìn xuống đôi chân bị liệt của mình, tặc lưỡi nói tiếp. Kể từ sau khi tôi bị liệt, làm việc gì cũng cần có người giúp đỡ. Hơn nữa tôi không còn khả năng sinh sản. Cô gái, gả cho tôi, cô sẽ phải chịu thiệt. Ngừng một lát anh nói tiếp. Nếu cô không muốn, ngay bây giờ tôi có thể làm đơn ly hôn, giúp cô giải thoát khỏi cuộc hôn nhân chán ghét này. Quả thật, một người tàn phế xấu xí như anh thì làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho Hoài Đan? Trái với những gì anh nghĩ, Hoài Đan chỉ khẽ cong môi nở nụ cười nhẹ. Gả cho anh, là vợ của anh, đây là trách nhiệm của tôi, không bao giờ thay đổi. Minh Điển nghe câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Hoài Đan gương mặt có chút sững sờ cha anh đã tìm cho anh rất nhiều mối hôn sự khác thế nhưng những cô gái đó mỗi khi trông thấy khuôn mặt của minh điền thì đều bỏ chạy mất dép hoài đan là người con gái đầu tiên không từ chối anh minh điền cũng không muốn bắt ép cô nữa anh mệt mỏi thốt ra một câu tôi mệt rồi giúp tôi thay quần áo lần đầu tiên hoài đan phải tiếp xúc với đàn ông ở khoảng cách gần như thế này do vậy bàn tay cô có chút run cô nhẹ nhàng đưa tay lên ngực của minh điền chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo anh chỉ nhắm hở mắt đầu hơi ngả ra phía sau ghế xe lăn mặc dù minh điền bị liệt thế nhưng cơ thể anh vẫn vô cùng cường tráng vòm ngực rắn chắc khỏe khoắn dần dần được lộ ra bên ngoài hai má của hoài đan đỏ ửng cẩn thận giúp anh thay áo ngủ đến quần dài quả thật hoài đan không dám chạm vào phần dưới bàn tay cô để giữa không chung gương mặt xinh đẹp đã đỏ ửng như trái cà chua chín Nhìn điệu bộ ngượng ngùng của cô, Minh Điển cong môi và cười nhẹ. Việc còn lại để tôi, cảm ơn. Nghe anh nói, Hoài Đan liền thở phào một tiếng. Cô đã quen với việc phải tự làm một mình này. Do vậy Minh Điển thay đổi rất nhanh. Chiếc giường cưới không tới nỗi rộng rãi. Thế nhưng vẫn đủ cho hai người có thể nằm ngủ. Được Minh Điển ngăn cách chính giữa bằng một chiếc gối dài. Hoài Đan toàn một cất giọng hỏi anh rằng vì sao cô lại có mặt ở đây? Minh Điển đã mở lời mà nói trước. Người giúp việc thấy cô nằm ngủ giữa cổng biệt thự nên đã đem cô lên phòng. Cô đi đứng như thế nào mà lại để bị thương thế kia? Sự việc kinh hoàng xảy ra vài tiếng trước khi ở trong sàn nhảy khiến cho Hoài Đan không dám nghĩ lại. Cô cũng không muốn kể với anh, sợ làm liên lụy tới Minh Điền. Gã sát thủ tàn độc đó chắc chắn sẽ không buông tha cho cô một cách dễ dàng tới như vậy. Minh Điền nghiêng đầu, đưa mắt lướt nhìn cô một cách thở ơ. Màn đêm cô tịch bao trùm cả căn phòng, Hơi thở đều đều của Minh Điền dần dần vang lên. Trái ngược với anh, Hoài Đan hoàn toàn không thể nào ngủ được. Cô quay trái, quay phải, sau đó lại thở dài. Cuộc sống hôn nhân ép buộc như thế này, cô thật sự không muốn. Thế nhưng ly hôn với Minh Điền, Hoài Đan hoàn toàn không làm được. Bây giờ anh không còn làm đô đốc nữa mà chỉ ở trong biệt thự, an hưởng cuộc sống tự do. Nếu cả cô cũng như thế, Hoài Đan sẽ buồn bực tới chết mất. Suy nghĩ vẩn vơ này liên tục dày vò. Cuối cùng. Hoài đan thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng chim giả dích vang lên bên khung cửa sổ. Hoài đan chậm rãi mở mắt, chợt cảm thấy cơ thể có chút nặng nề. Dường như cô đang bị một thứ gì đó đè nặng lên người thì phải. Ngay khi giác mặt của cô vừa kịp hấp thụ với ánh sáng mặt trời. Hoài đan đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật nảy mình. Chiếc gối ôm chắn giữa cô và Minh Điền đã bị rơi ra từ lúc nào. Hiện tại, cô và anh đang ôm chặt lấy nhau, ngủ một cách ngon lành. Hoài đan gối đầu trên cánh tay anh, bàn tay thì vòng qua eo Minh Điền, đôi chân thon dài gác lên trên bụng anh, còn Minh Điền vẫn để yên mặn cho cô làm càn. Ôi không, Hoài Đán thốt lên kinh hãi. Tiếng la của cô khiến cho Minh Điền cũng phải giật mình mở choàng mắt. Ngay khi trông thấy tư thế quá mức thân mật của hai người, gương mặt nghiêm nghị thường thấy của Minh Điền cũng trở nên biến đổi. Anh đưa tay đẩy Hoài Đán cách ra mình một chút, sau đó lạnh nhạt nói: Thiện cô ra ngoài, tôi cần không gian riêng tư để thay đồ anh có thể tự làm được ư? Hoài Đan ngạc nhiên hỏi anh. Mình điện nghe cô hỏi thì liên bật cười. Thế cô nghĩ, lúc cô chưa đặt chân vào đây, tôi đã tự mình làm được những gì? Hoài Đan giúp anh đẩy xe lăn xuống sảnh để ăn sáng. Mình điền dùng bữa rất ít. Trong vòng 5 phút anh đã buông đũa. Suốt bữa ăn, cả hai người đều không mở miệng nói với nhau bất kỳ lời nào. Không khí xung quanh vô cùng gượng gạo, có chút khó xử. Kít! Từ phía ngoài cổng, một chiếc roi màu đỏ nhanh chóng lăn bánh vào hầm độ xe cánh cửa được mở ra bước xuống là thiếu nữ vô cùng xinh đẹp ăn mặc quý phái và sành điệu chị gái của tôi cố tịch minh điền nhẹ nhàng giải thích cố tịch tháo kính dâm vừa trông thấy minh điền thì liền vui vẻ mở lời chào buổi sáng em trai yêu quý hoài đan đã kết hôn với minh điền do vậy cô cũng rất lễ độ vội vàng đứng dậy cúi đầu chào chào chị em là hoài đan cố tịch không thèm đánh mắt nhìn cô lấy một lần trực tiếp ném túi sách sang bên cạnh sau đó ngồi vắt chân lên trên ghế rót cho tôi ly nước cam lạnh cô ta nhếch miệng khất mặt và nhìn hoài đan trước thái độ canh kiệu này của chị chồng hoài đan vẫn vô cùng bình tĩnh cô gật nhẹ đầu sau đó bước vào bên trong phòng bếp trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn của hoài đan đã khuất sau cánh cửa san bếp cố tịch lúc này mới lên tiếng con nhóc đó lấy em vì tiền minh điền em phải thật cảnh giác nghe chị gái nhắc nhở minh điền chỉ cười Cô ấy là người phụ nữ đầu tiên, không che em về ngoại hình. Chẳng phải đây là một điểm rất thú vị sao? Khói miệng cố tịch cong nhẹ, cô ta không tin Hoài Đan lại có thể ngoan ngoãn chịu đựng một cuộc hôn nhân chán ghét tới như thế này. Tất cả vì tiền, chỉ vì tiền, Hoài Đan là đang nhòm ngó tới khối tài sản khổng lồ của nhà họ cố. Hoài Đan đã làm xong nước cam, nhanh chóng đem lên trên nhà. Những lời cố tịch muốn nói ra liền lập tức ngưng lại. Chị cố tịch, nước cam đã được làm xong ạ. À? Hoài Đan cẩn thận đặt ly nước cam về phía cố tịch. Cố tịch không đáp, cầm ly nước nhấp thử một ngụm. Đột nhiên, gương mặt cô ta lập tức nhăn lại, sau đó há miệng phun ra một tràng. Chết tiệt, cô là đáng khinh thường tôi ư? Rất lời, cố tịch cầm ly nước cam, đem đập thật mạnh xuống sàn nhà. Choang, âm thanh ly nước vỡ tan thành từng mảnh, bắn tung tóe trên mặt đất, như cắt đứt toàn bộ màng nhĩ của Hoài Đan. Sự việc xảy ra đột ngột như thế này, khiến cho cả Minh Điển và Hoài Đan đều giật mình kinh ngạc. Ly nước cam do đích thân cô vắt Không thể nào xảy ra chuyện gì được Cố tịch không nói không rằng Vùng tay tát thật mạnh lên má của Hoài Đan Cái tát như trời sáng Lập tức khiến cô say sầm mặt mày Ôm má, há hốc miệng mà sừng sốt nhìn cô ta Chị, chuyện này là sao? Mình điển vội vàng lăn xe tới phía Hoài Đan Đứng chắn lên trước mặt cô Tựa hồ như anh đang muốn che chở Bảo vệ cho cô vậy Cố tịch hầm hầm lửa giận Chỉ tay về phía của Hoài Đan mà quát Cô ta dám cho muối vào ly nước cam. Hoài đan, cô là đang muốn chơi khăm chị chồng của cô sao? Muối ư? Ừ. Hoài đan hoàn toàn không cho bất kỳ loại gia vị nào khác vào trong ly nước cam. Bởi vậy, cô tịch nói cô cho muối vào đây chắc chắn không phải là sự thật. Cô tịch là đang muốn tìm cớ răn mặt cô. Đâu có dễ dàng như thế. Cô tịch tiếp tục mở miệng mắng nhiếc hoài đan. Dường như cô ta quyết phải ép buộc bằng được cô mới thỏa mãn. Xin lỗi tôi ngay lập tức, Đôi môi đỏ mọng của Hoài Đan nhẹ nhàng cong Cô bình thản nhìn thẳng vào mắt cố tịch ung dung đáp Chị nói Tôi bỏ muối vào trong ly nước cam ư Tôi nói dối cô à Cố tịch vênh mặt lên tự đắc Cô ta vốn là chị gái của Minh Điền Là thiên kim đại tiểu thư danh gia vọng tộc, Làm sao lại có thể dương mắt Nhìn một ả đàn bà xa lạ chân ướt chân giáo tới đây làm can Được Minh Điền anh theo tôi vào trong bếp Chờ đợi Minh Điền đồng ý Hoài Đan đã đẩy anh đi theo mình Chiếc máy ép nước cam cùng một phần nước vẫn còn để trên mặt bàn. Hoài Đan rót cho Minh Điền một ly. Anh uống thử và cho tôi đáp án. Lúc này, gương mặt cố tịch đã hoàn toàn thay đổi. Cô ta không ngờ Hoài Đan vẫn còn giữ lại chút nước ép cam. Nếu như thế này, chắc chắn cô ta sẽ bị người làm trong căn biệt thự cười chê nhục nhã. Minh Điền, cố tịch dịu giọng cất giọng gọi em trai. Minh Điền cầm ly nước, vần về quan sát một lúc, sau đó bình thản mà nói chị cố tịch đi đường xa vất vả, bị ra có chút ảnh hưởng. vợ à, em làm nước cam rất ngon, hy vọng lần sau chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa. những lời minh điền nói không nóng không lạnh, ngụ ý trong từng câu chữ của anh, cả hoài đan và cố tịch đều hiểu. tuy nhiên cái tát này, chẳng lẽ cô lại có thể dễ dàng bỏ qua? xin lỗi tôi, chị cố. gương mặt xinh đẹp của cố tịch lúc trắng lúc xanh, cô ta nắm chặt hai lòng bàn tay, sau đó nghiến răng mà nói. hoài đan. Xin lỗi vì hiểu nhầm khi nãy. Cố Tịch không nán lại thêm nữa, sau khi từ biệt em trai, cô ta lên xe và trở về nhà riêng của mình. Minh Điền ngồi trước phòng khách, mỉm cười nhìn vợ mà hỏi: "Cô không sợ chị Cố Tịch?" Hoài Đan lắc đầu, tự rót cho mình một chén trà nhỏ, rất khoát đáp. "Cuộc sống của mỗi người, tốt nhất không nên động chạm vào nhau làm gì, đơn giản thế thôi." Ngừng một lát, Hoài Đan nói tiếp: "Minh Điền, sau hôm nay tôi sẽ bắt đầu đi làm, mong anh ủng hộ." Minh Điền không phản đối, anh chỉ gật nhẹ đầu, đoạn lăn xe tới bên sảnh chính, khẽ ngửa cổ lên nhìn bầu trời cao rộng. Từng đám mây trắng nhẹ nhàng trôi lặng lẽ. Minh Điền thở dài, tự do so tự tại, đó không phải là điều anh muốn. Sột soạt, biệt thự liệu ra. Lão ra, đêm đã về khuya, ông còn không nghỉ ngơi sớm. Phụ nhân Hà Thanh Thanh, vợ của Liễu Dực, đại luật sư cấp cao trong thành phố, vừa dùng tay xoa bóp cơ thể cho chồng, vừa nũng nịu lên tiếng. Liễu Dực lim dim hai mắt, hưởng thụ cảm giác mềm mại trên vai, cười cợt đáp. Cả ngày ở trên tòa án, bù đầu với đống hồ sơ sổ sách, cả người tôi như đang muốn dã đông. Ngoài phía vườn tối, một bóng đen cao lớn, trên đầu đội mũ vớt đang lặng lẽ quan sát. Anh đeo khẩu trang màu đen kín mít, che khuất gần hết khuôn mặt. Điểm nổi bật nhất lúc này có lẽ là nút ruồi đỏ nằm ngay chính giữa vầng trán cao rộng. Ánh mắt sắc lạnh của anh ta không ngừng nhìn xoáy sâu lên bóng hình hai vợ chồng liễu rực tựa hồ như muốn đem họ ra mà xé thành trăm mảnh. Thỉnh thoảng, một vài con côn trùng nhỏ kêu xả xích, bỏ lên bàn chân anh. Tuy nhiên, người đàn ông không buồn để ý, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của họ. Đợi tới khi đèn phòng được tắt, anh ta mới bắt đầu tiến chậm từng bước về phía cửa sổ. Lặng lẽ, dùng một chiếc kim bẻ khóa đã chuẩn bị sẵn, cắt ổ khóa ra làm hai nửa. Từng bước chân chậm chạp, tiến về phía phòng ngủ của hai vợ chồng liễu dực. Liễu Dực đang ngủ say, chợt cảm thấy không gian xung quanh có chút gì đó bất thường. Hắn ta mở choàng mắt, miệng lập tức bị một bàn tay to lớn bịt chặt lại. Liễu Dực ú ớ, dùng hai bàn tay loạn choạng đập đập về phía vợ mình. Tuy nhiên, mặc cho chồng mình không ngừng dãy rủa kêu cứu, Hà Thanh Thanh vẫn ngủ rất say, hơi thở đều đều, tựa hồ như cô ta đã bị bỏ thuốc. Liễu Dực, đại luật sư nổi tiếng của thành phố, phải chứ? Người đàn ông nhếch miệng cất lời, giọng nói của anh trầm ổn, ngữ khí không lạnh không nóng, có chút hàm ý châm chọc mà kinh thường. Liễu Dực sợ hãi, chỉ biết ú ớ gật đầu. Muốn biết tôi là ai không? Anh ta ghé sát mặt về hướng của Liễu Dực, cười khẩy một tiếng. Chờ đợi Liễu Dực kịp nói thêm bất kỳ lời nào, lưỡi dao sắc lạnh đã được giơ lên cao. Ánh sáng đèn ngủ phản chiếu lên con dao găm nhọn, tạo thành một khung cảnh hết sức kỳ dị. Hãy nhớ lấy tên tôi, cho tới tận lúc chết. Phụt! Liễu Dực khá hốc miệng, cơ thể co giật liên hồi, S tàn nhẫn vùng dao, trực tiếp cắt đứt cổ họng hắn. Máu tươi tanh tươi phun trào như xối, bắn cả lên cơ thể nhỏ nhắn của Hà Thanh Thanh. S cong môi cười khẩy, xoay xoay con dao trên tay, đoạn ung dung bước ra bên ngoài. Sáng hôm sau, tin tức về vụ án mạng xảy ra tại biệt thự liễu ra, nạn nhân là đại luật sư nổi tiếng Liễu Dực, khiến cho toàn bộ giới báo chí và người dân xôn xao. Không hiểu vì sao, ngay khi nghe tin tức về vụ án mạng khủng khiếp này, trong đầu của Hoài Đan, bất chợt nhớ tới gã sát thủ mà cô đã gặp khi trước. Cảm giác lạnh buốt nhanh chóng chạy dọc sống lưng cô. Trông thấy Hoài Đan có chút thất thần, Minh Điền đang ngồi bên cạnh liền lên tiếng nhắc nhở. Tôi không mong muốn sẽ được ăn món thịt kho cháy cạnh của em. Nghe anh nói, Hoài Đan mới giật mình, vội vàng chạy nhanh vào trong bếp. Hôm nay, cô đã quyết định sẽ tự tay nấu món thịt kho cho anh ăn thử. Cuối cùng, chỉ vì mãi xem tin tức, suýt chút nữa nồi thịt đã cháy đen chuẩn bị xong xuôi bữa sáng cho Minh Điền, cô mới bắt đầu sửa soạn quần áo, tự lái xe tới tập đoàn thiết kế thời trang Lusuk để làm việc. Cô vốn rất yêu thích ngành thời trang, do vậy, mặc dù chưa hoàn thành chương trình đại học thiết kế, thế nhưng dựa vào tài năng của mình, Hoài Đan thành công được nhận đến làm việc tại đây. Tại tập đoàn thời trang nổi tiếng trong và ngoài nước, với các mẫu thiết kế vươn tầm quốc tế, đây chính là nơi làm việc trong mơ của rất nhiều người. Trước khi kết hôn cùng Minh Điền, Hoài Đan đã đánh liều tới đây để phỏng vấn, Bản thiết kế của cô khiến cho giám đốc tập đoàn rất vừa mắt. Vậy nên hôm nay, Hoài Đan được gọi tới để thử việc buổi đầu tiên. Cô đánh xe vào hầm đỗ, kiểm tra lại đồ đạc của mình, tâm trạng có chút vui mừng và hồi hộp. Hầm đỗ của tập đoàn vô cùng rộng, Hoài Đan nhẹ nhàng đánh lái tới một góc khuất, sau đó mở cửa bước xuống. Từ bãi đỗ tới phía trên sảnh chính phải mất khoảng 3 phút đi bộ. Cô vừa đi vừa ngân nga trong miệng một điệu nhạc nhẹ, bờ môi căng mọng khẽ mỉm cười. Trong hầm đỗ xe lúc này chỉ có duy nhất Hoài Đan, vậy mà phía đằng sau cô bất chợt vang lên những tiếng giày nện đều đều trên đất. Cảm giác có người bám theo sau lưng khiến cho cô cảnh giác bước đi mỗi lúc một nhanh. Cô càng bước vội tới đâu thì kẻ theo sau lại càng bám theo sát nút tới đó. Hoài Đan có chút hoảng hốt, cẩn thận quay mặt lại. Phịch, một bàn tay to lớn từ phía sau nhanh chóng vươn ra phía cô. Đoạn kéo mạnh Hoài Đan vào bên trong thang máy. Cô hoảng hốt, nhìn chằm chằm về phía anh ta, chỉ thấy ánh mắt sắc lạnh, đang lạnh lùng nhìn xoáy sâu vào cô. Nốt, nốt rồi son chính giữa chán. Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, hoài đàn bị anh ta ép mạnh vào tường, tạm thời không thể cựa quậy nổi. Anh muốn rời cho gì? Cô trừng mắt hỏi, tuy nhiên thái độ của anh ta lại vô cùng bình thản Bàn tay cứng cáp nhẹ nhàng, cầm lấy cầm cô, sau đó nâng cao lên, ép hoài đan và nhìn thẳng vào mắt của anh ta. S, nhớ lấy cái tên này. Không nhớ hoài đang thẳng thừng từ chối. Gã sát thủ này cũng thật ngạo mạn, dám tự do đi lại giữa chốn đông người mà không sợ sự truy bắt của cảnh sát. Những vụ án giết người mà anh ta gây ra vẫn còn đang trong thời gian điều tra của cục cảnh sát. S không sợ cô sẽ đứng ra tố cáo anh ta sao? Nghe cô trả lời, S chỉ khẽ môi cười nhẹ, anh ta cười mũ phớt, sau đó ném mạnh lên phía camera theo dõi. Chiếc mũ nhanh chóng chụp đến mắt camera, tạm thời che đi toàn bộ những gì đang xảy ra phía trong thang máy hoài đan sững sờ nhìn anh ta một dự cảm chẳng lành lập tức xâm lấn toàn bộ cơ thể của cô bàn tay phải của s đang giữ lấy cằm hoài đan bắt đầu di chuyển xuống dưới vòng eo thon thả của cô tay trái tóm lấy hai bàn tay của hoài đan mà ép lên trên đỉnh đầu khoảng cách giữa cô và anh ta tương đối gần cảm tưởng như có thể nghe rõ những tiếng nhịp tim đang đập thật mạnh của nhau mái tóc đen lái của s sẽ ngôi bồng bềnh có chút xoăn nhẹ kiểu tóc này có chút giống với chồng cô minh điền Mặc dù anh ta đeo khẩu trang, thế nhưng không thể phủ nhận gương mặt của S sẽ là một cực phẩm nam hoàn hảo như tạc. S chăm chú quan sát hoài đan, cẩn thận đánh giá cô một lượt. Mãi lúc sau anh mới lên tiếng hỏi. Không muốn nhớ Hoài đan bị anh ta nhìn tới tê dại, cô vô cùng khó chịu. Muốn đẩy anh ta ra khỏi cơ thể mình Nhưng tạm thời không thể Buộc tôi ra Tôi đừng để tôi phải kêu lên Hoài đan vừa dứt lời chợt cảm thấy phía trước tối sầm lại Thì ra S đã nhanh chóng cúi xuống, dùng tay bịt chặt hai mắt cô. Anh rút từ trong túi quần một chiếc khăn lụa màu đen, thành thạo buộc lên hai mắt hoài đan. Cô không thể nhìn rõ được mọi vật ở phía trước, chỉ thấy đối phương mơ mơ ảo ảo đang tiến sát đến mặt cô. Cấm được tháo ra, ngữ khí lạnh lùng đe dọa, ghi chặt bên tai cô. Hoài đan muốn phản kháng, liền thấy đôi môi căng mọng của mình lập tức bị thứ gì đó lạnh lẽo phủ lên. S đang hôn cô. Anh siết chặt cơ thể cô, bá đạo mà công kích môi cô liên tục. Cô cố gắng khép chặt môi, thế nhưng vẫn bị chiếc lưỡi linh hoạt của anh tách ra, lần mò vào bên trong khoang miệng ẩm ớt. Đây là lần đầu tiên cô bị người khác giới hôn một cách điên cuồng tới như vậy. Hải tài cô bị anh khóa trụ, dù cho hoài đan có cố gắng giải ruội như thế nào đi chăng nữa, S vẫn hùng hăng hôn cô sâu hơn. Chờ cho tới khi đôi môi mềm mại của Hoài Đan đã hoàn toàn tê dại, S mới chịu rời khỏi bờ môi cô. Nghe cho kỹ đây, nếu cô muốn rời trò báo cảnh sát tôi sẽ giết chết cô lần sau gặp lại không chỉ là hôn môi nữa đâu bé cưng ạ à. tinh tinh cửa thang máy được mở chiếc khăn buộc lên mắt của hoài đan được s nhanh chóng kéo ra sau đó bóng dáng ma mị của anh quật hẳn sau thang máy hoài đan hoảng hốt mơ choàng mắt cảm giác sợ hãi vẫn còn bùa vây khắp cơ thể cô cô ôm túi sách chạy hồng hộc ra bên ngoài đôi môi bị s hôn có chút sưng đỏ vẫn còn vảng vớt chút mùi vị của anh. Khoải đan chạy tới nhà vệ sinh, vỗ nước lau sạch miệng. Nếu để Minh Điền phát hiện sự việc đáng xấu hổ này, chắc chắn cô sẽ không thể ngóc đầu lên nổi. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, khoải đan hít sâu một hơi, dạo bước về văn phòng làm việc mà cô đã được phân công từ trước. Nơi cô làm việc là tổ văn phòng số 2, nơi phụ trách thiết kế trang phục, trên bản vẽ theo yêu cầu của khách hàng. Người đón tiếp cô là nữ trưởng phòng Trịnh Nghi, tuổi chừng 26. Trịnh Nghi vui vẻ dẫn Hoài Đan tới nhật bàn làm việc, cẩn thận nhắc nhở cô. Hạng mục thiết kế là khâu quan trọng nhất để cho ra những sản phẩm vừa mắt khách hàng. Chỉ cần sai sót một bản vẽ, cô sẽ lập tức bị đuổi. Quy trình làm việc ở đây vô cùng nghiêm ngặt, yêu cầu mọi khâu đều phải hoàn hảo tuyệt đối. Hoài Đan gật nhẹ đầu, bắt tay vào làm việc. Khách hàng của cô có mã số 100H, yêu cầu chúng ta thiết kế một chiếc đầm dạo hội. Vừa toát lên phong thái quý phái, trang trọng của lứa tuổi trung niên, kiểu dáng lại phải trẻ trung, dịu dàng như các thiếu nữ. Hoài Đan, cô có làm được không? Những tiêu chí mà vị khách này đưa ra quả thật rất khó khăn. Tuy nhiên, Hoài Đan vẫn tin vào khả năng của mình. Cô nhận giấy bút, bắt đầu cặm cụi suy nghĩ. Thời gian làm việc ở Lucid không gò bó. Cuối ngày, cô vươn vai, lên xe và trở về biệt thự. Khi đi ngang qua hầm đỗ xe, cô vẫn cảm thấy có chút gì đó lo sợ. Biết đâu, gã S kia từ trong bóng túi lao ra, giở trò đe dọa cô như lúc trước. Chiếc xe lăn bánh vào cổng biệt thự. Từ phía xa, Hoài đàn đã trông thấy có chút gì đó khác thường đang xảy ra. Toàn bộ người làm đều cúi sạp đầu, đứng xếp hàng dài, hai bên lối vào phòng khách. Gương mặt người nào người nấy nghiêm trang, cơ hồ như đang lo sợ một điều gì đó. Minh Điền, cha hoàn toàn không tán thành việc này. Đường đường là thiếu phu nhân của cố gia. Ai cho phép cô ta làm công cho đám công nhân quen đó? Cố Bình, lão gia nhà họ cố, tức giận vung tay đập thật mạnh xuống bàn. Sau khi nhận được tin tức Hoài Đan đi làm, ông ta đã nổi giận đùng đùng, nhanh chóng đích thân đến đây. Minh Điền ngồi trên xe lăn, lạnh nhạt đáp lời. Hoài Đan quay làm việc chân tay, bây giờ ép cô ấy ở nguyên một chỗ. Tội cho cô ấy ạ. À? Tội, tội cái con khỉ. Cô Bình há miệng chỉ tay mắng lớn. Nếu người ngoài biết thiếu phụ nhân họ cố, còng lưng làm trâu làm ngựa cho kẻ khác, chúng sẽ cười vào mặt của cha đây này. Đừng hỏng cha cho phép, lam can, Hoài Đan đứng bên ngoài đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Cô thở dài, sau đó bước vào bên trong, cố gắng bày ra nụ cười thân thiện nhất có thể. Cha, thiếu gia. Vừa trông thấy cô, cố bình đã hừ lạnh. Cô chế tiền nhà họ cố không đủ để nuôi thân cô sao? Hoài Đan thừa hiểu, cố bình là đang nói bóng nói gió cô. Có lẽ Hoài Đan đã thực sự chọc giận ông ta. Công việc vừa mới nhận, bây giờ lại phải cắn răng bỏ đi hay sao? Thưa cha, trước khi gả vào đây, còn đã biết thân biết phận không dám vô lễ Thế nhưng nếu con phải ở đây Cả ngày không vận động Thì con sẽ chết vì buồn bực Cha, mong cha cho phép Cầm miệng Cố Bình vẫn không chịu buông tha cho Hoài Đan Ông ta đứng phát dậy Chỉ tay vào mặt của Minh Điền mà nói lớn Cô mở to mắt mà nhìn chồng cô Tôi cưới cô về là để chăm sóc cho Minh Điền Chứ không phải để cô vứt chồng mình một xó Hoài Đan Minh Điền đã trở thành phế thải vô dụng Đừng để tôi cũng phải thay thiếu phụ nhân cố ra thêm một lần nữa phế thải vô dụng. Cố Bình là đang tự mình mở miệng khinh thường chính con trai của ông ta. Nghe cha nói, Minh Điền sẽ im lặng cúi đầu, dường như anh đã quá quen với cái thái độ châm biếm này của cha mình. Tuy nhiên, Hoài Đan lại không để Minh Điền bị chính người thân của mình coi thường như thế. Cô nhếch môi cười nhạt, sau đó cúi xuống, hồn nhẹ lên trán chồng ung dung đáp. Với cha, anh ấy là phế thải vô dụng. Nhưng đối với con, Minh Điền là một người chồng tốt, rất tốt thưa cha. Cố Bình há hốc miệng chết sững, một lời nói nhẹ nhàng, tưởng chừng như đang khen chồng, nhưng thực chất Hoài Đan là đang muốn dằn mặt Cố Bình, bảo vệ Minh Điền. Xem ra, con người của Hoài Đan cũng không phải đơn giản. Ông ta ngồi trở lại trên ghế, lạnh lùng buông ra một câu. "Tôi đã cho người liên hệ với tập đoàn Luxic, tiến hành hủy toàn bộ hợp đồng làm việc của cô. Hoài Đan, hãy biết an phận, ngoan ngoãn thì nhà họ Lưu mới có thể yên ổn." Dứt lời, ông ta đứng dậy, sau đó vùng tay ra hiệu, thuộc hạ lập tức cất bước đi theo ra ngoài. Cảm ơn, Hoài Đan. Minh Điền mở lời cảm ơn vợ. Cô gái này cũng không yếu đuối và nhu nhược như những người con gái khác. Giảm cãi lại cha anh, Hoài Đan là người đầu tiên. Hoài Đan, ngày mai ra tập sẽ có buổi dã ngoại trên núi. Cô hãy chuẩn bị đồ cá nhân, sáng sớm mai chúng ta phải đi sớm. Hoài Đan quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt có phần ngơ ngác. Vậy anh sẽ đi cùng chứ? Nếu Minh Điền không cùng đi, thì Hoài Đan sẽ không biết phải làm thế nào khi phải đối diện với những thành viên gia tộc của họ cố. Nhất là cố tịch và cố bình. Hai con người này chẳng khác gì hổ dữ. Mỗi lần đối diện với cô chỉ muốn cảo cô ra thành trăm ngàn mảnh. Người đàn ông trước mặt cô chỉ lặng lẽ điều khiển xe lăn rời đi. Đến bây giờ, Hoài Đan mới biết chiếc xe của anh có chế độ tự điều khiển dễ dàng giúp chủ nhân leo lên đi xuống các đoạn đường dốc một cách đơn giản. Trong suốt bữa cơm tối, cả cô và anh đều giữ khoảng cách tuyệt nhiên không ai mở lời với đối phương. Bổn phận của Hoài Đan là chăm sóc và giúp đỡ Minh Điền trong sinh hoạt cá nhân, làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Vì vậy, cô tự nhủ sẽ ở lại bên cạnh anh đến khi nào Minh Điền không cần tới cô nữa. Buổi dã ngoại của nhà họ cố được tổ chức thường xuyên, một năm bảy lần, tùy vào những thời điểm thích hợp. Lần này, cô bệnh quyết định đoàn người sẽ lên núi Nhiếp Phong, nằm ở rìa phía tây của thành phố, nổi tiếng bởi độ cao và rừng cây rậm rạp bậc nhất cả nước hoài đan vừa giúp minh điền ngồi lên xe riêng vừa nghĩ thầm trong đầu leo núi với độ cao và địa hình hiểm trở như thế này việc đi lại của minh điền sẽ vô cùng khó khăn vậy nhưng cô bình vẫn bất chấp quyết định như thế có chút hơi ích kỷ minh điền là kiểu đô đốc danh tiếng lẫy lừng thẳng tay sát phạt quân việt mà không một chút lưu tình có lẽ sau khi bị thương trầm trọng khiến hai chân bị liệt anh đã không còn hy vọng gì đối với bản thân nữa tính cách cũng hoàn toàn thay đổi trở nên trầm ổn và tĩnh lặng hơn chiếc xe nhanh chóng lăn bánh tới biệt thự chính của cố gia vợ chồng cố bình cố tịch cố khương cùng một vài thành viên khác trong gia tộc đã chờ sẵn ở cổng cha mẹ chị cố tịch minh điền thò đầu ra khỏi cửa kính xe nở nụ cười dịu dàng vừa trông thấy em trai cố tịch đã chạy thật nhanh tới bên minh điền hai tay tròn qua cổ anh cười tươi hỏi han mới lấy được vợ có mấy ngày mà em trai của chị đã có phần hốc hác đi nhiều hoài đan em cần thay đổi lại cách thức chăm chồng của em đấy em sẽ lưu ý ạ. À. Hoài Đan vẫn tỏ ra ôn nhu, trái ngược hoàn toàn với thái độ khinh khỉnh của Cố Bình. Bà Gia Linh, mẹ Minh Điền tương đối hòa nhã. Sau khi hỏi thăm con trai một chút, bà bèn cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Hoài Đan, dịu dàng căn dặn. Con gà cho Minh Điền sẽ phải chịu thiệt thòi. Trước đây, thằng bé là niềm tự hào của cố gia. Từ sau vụ tai nạn xảy ra lần trước, tính cách của nó đã thay đổi hoàn toàn. Hoài Đan chăm sự nhờ con. Trong cố gia này, Ngoại trừ Minh Điền, bà Gia Linh là người thứ hai đem lại cho Hoài Đan cảm giác ấm áp. Cô chỉ biết gật đầu vâng dạ, cảm xúc đan xen lẫn lộn. Đường tới núi Nhiếp Phong tương đối xa, đoàn người phải tốn tròn 5 giờ đồng hồ mới tới nơi. Núi Nhiếp Phong nổi tiếng là ngọn núi cao nhất cả nước, địa hình hiểm trở, sừng cây rậm rạp, đã có nhiều nhà leo núi phải tử mạng tại đây. Thế nhưng, tính cách đặc trưng của nhà họ cố vốn luôn muốn chinh phục những thứ khó khăn. Càng nguy hiểm, tỷ lệ sống thấp bao nhiêu thì họ lại càng cảm thấy phấn khích, hứng thú bấy nhiêu. Hoài Đan đẩy xe lăn giúp cho Minh Điền thuận lợi lách qua những phần đất lồi lõm. Cố Bình dẫn đầu đoàn leo núi đi sâu vào trong khu rừng. Đường tới chân núi mất một khoảng thời gian khá xa. Vì vậy đoàn người quyết định cắm trại dựng lều nghỉ ngơi qua đêm. Cố Bình cùng con trai út Cố Khương và một số người đàn ông trong đoàn cùng nhau chặt cây dựng lều cắm trại. Hoài Đan ngồi bên cạnh Minh Điền thành thục giúp anh lau sờ qua mặt mũi sạch sẽ. Minh Điền. Cố tịch từ đằng sau bước tới bên cạnh Minh Điền, không quên đánh mắt ra hiệu cho Hoài Đan. Cô cũng rất hiểu chuyện, đứng dậy bỏ đi để cố tịch cùng em trai dễ dàng trò chuyện. Nhìn cử chỉ thân thiết, có phần thái quá của cố tịch dành cho Minh Điền, Hoài Đan có chút thắc mắc. Tuy nhiên, suy nghĩ khác thường này nhanh chóng bị cô gạt bỏ. Họ là chị em gái, quấn quyết nhau cũng là chuyện bình thường. Lại nghĩ tới mối quan hệ của cô và Lưu Mai Phụng. Trước khi cô bị ép gà tới nhà họ cố, hai chị em họ cũng đã từng thân thiết tới như vậy. Sột soạt. Đột nhiên, phía trong lùm cây gần đó chợt vang lên một tràng âm thanh giả xích phi phi. Hoài đan giật nảy mình, bật người sát đằng sau. Một con rắn rắn di chậm chậm bò tới phía cô. Phụng mang trợn mắt thở phi phò, ngóc đầu lên cao trong tư thế mổ. Nhìn sơ qua hình dáng của con rắn, tuổi đời của nó cũng phải trên dưới 3 năm, lớp vảy cứng ngắc, to hơn đầu móng chân một người trưởng thành. Hoài Đan nhìn con rắn chằm chằm, thở phào một hơi. Cô vốn không sợ loại bò sát có vảy này, do vậy thái độ tương đối bình tĩnh. Con rắn co người, nhằm hướng cô Hoài Đan bù nhau xuống. Hoài Đan không hề né tránh, xoa rộng bàn tay, đợi khi khoảng cách giữa cô và nó sát lại gần. Hoài Đan hung hăng tóm được đầu nó, sau đó ép chặt đầu con rắn, không để nó có cơ hội phung mang cắn cô thân dài chóc vẩy của nó cuốn chặt bên cánh tay hoài đan cô vẫn để nguyên tư thế như vậy đoạn bước trở về phía trại trông thấy hoài đan từ phía xa trở về với một con rắn lớn đang quấn trên tay cố bình của mọi người đều há hốc miệng trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô cô khương chỉ hy vọng mọi người đều có hứng thú với món rắn nướng mình điền lập tức phì cười dám tay không bắt rắn hổ mang cô gái nhỏ này quả thật rất cá tính ôi sao tưởng gì chuyện này ai cũng có thể làm được cố tịch chống tay đứng bên cạnh bĩu môi châm chọc hoài đan cầm con rắn hướng về phía cô ta ung um dung đề nghị vậy thì chị cố tịch sẽ giúp em cầm con rắn này chứ cố tịch lập tức ngậm miệng lùi ra phía sau hai bước vênh mặt lấp liếm không rảnh bẩn tay cơn mưa nhỏ giả xích kêu lụp bộp trên tấm lều bạt khí lạnh từ mặt đất tỏa ra xung quanh lều nhỏ khiến cho hoài đan khẽ dùng mình mình điền nằm bên cạnh cô đã ngủ tương đối say khởi thở đều đều phát ra bờ vai anh nhẹ nhàng rung. Đột nhiên, trong đầu của Hoài Đan chợt xuất hiện hình ảnh mờ nhạt của S. Cô vô thức đưa tay chạm lên môi mình, cảm giác sợ hãi, xen lẫn lo lắng không ngừng dày vò tâm can của cô. Nếu chẳng may S xuất hiện ở đây, vậy thì cô phải đối diện với anh ta như thế nào? Con người ra tay giết người tàn độc này luôn khiến cho cô phải rung mình sợ hãi. Một đêm trôi qua khá yên bình, Minh điển thức dậy từ sớm, đã ra ngoài để hít thở không khí núi rừng trong lành. Lúc Hoài Đan tỉnh dậy, trông thấy đoàn người nhà họ cố đang tụ tập cách đó không xa, lều trại cũng đã được tháo xuống. Lề ma lề mề. Hay là cô muốn ngủ nướng, chưa người ra rồi mới thức dậy? Cô tịch bị môi, bực dọc lên tiếng mắng mỏ. Bà Gia Linh đứng gần đó, liền đưa mắt cảnh cáo thái độ của con gái, đoạn hướng về phía Hoài Đan, nở nụ cười dịu dàng. Chúng ta sẽ đi trước, đợi khi Minh Điền trở về, hai đứa cứ theo lối mòn kia, để lên tới chân núi. Vâng, thưa mẹ, Hoài Đan lễ phép cúi đầu. Sau khi dặn dò cô xong xuôi, Cố Bình vẫn tiếp tục là người đi đầu, gương mặt lạnh tanh dẫn vợ và các con cùng nhau lên núi. Do sức khỏe của Minh Điền không được tốt, nên hai vợ chồng họ chỉ cần tới phía dưới chân núi Nhiếp Phong là được. Hoài Đan dùng tay che mắt, ngước lên nhìn bầu trời cao rộng, từng đám mây xám xịt nặng nề nối đuôi nhau lặng lẽ trôi. Một số đàn chim rừng trào cánh bay ngược với phương hướng của họ. Xem chừng trời sắp đủ một trận mưa lớn. Minh Điền à, Chúng ta mau chóng xuất phát, nếu không trời mưa lớn, đường trơn khó đi. Theo hướng hoài đan chỉ, mình điền liền gật đầu đồng ý. Cô vừa cẩn thận đẩy anh, vừa khoác trên vai túi đồ tương đối nặng. Để tôi cầm giúp cô. Mình điền cầm lại túi đồ, đặt trên đùi mình, sau đó cùng hoài đan tiến về hướng chân núi. Trên đường đi, thỉnh thoảng bọn họ gặp một vài vị khách du lịch đang hối hả bước xuống. Sắp mưa to, vợ chồng anh chị vẫn quyết định leo núi hả? Một người đàn ông trung tuổi đeo kính dâm, chống gậy leo núi, nhìn về phía Hoài Đan hỏi lớn. Cô chỉ cười không đáp. Ý của cố Bình đã quyết, không ai có thể thay đổi được. Trong cố gia này, cố Bình là người có tiếng nói lớn nhất. Toàn bộ các thành viên còn lại đều phải cung kính nghe lời. Bụp, bụp. Một vài giọt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống bả vai của vợ chồng Minh Điền. Còn đường phía trước ngày một cao và dốc. Hai chân Hoài Đan cũng đã mỏi nhừ. Minh Điền đưa mắt quan sát một lượt. Sau đó chỉ về hướng bìa rừng, cách vị trí họ đứng tầm 15 mét cố gắng thêm chút nữa, chúng ta sẽ dừng chân ở cột đá bên phải, mặt đất khá bằng phẳng, thích hợp dựng lều. Mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt, Hoài Đan đẩy xe giúp Minh Điền tới địa điểm đã chỉ định. Nước mưa làm con đường đất càng thêm trơn trượt, lênh láng, bùn đất nhão mềm liên tục bắn lên quần áo của cả hai. Rõ ràng đoạn đường phía trước không xa lắm, vậy mà hai người họ đi gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa tới nơi. Vùng đất phẳng phía phía trước cứ thế lùi xa dần, trong lòng Hoài Đan bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Liên tục đảo mắt quan sát tình hình ở xung quanh. Minh Điền à, anh có nghĩ là chúng ta đã bị lạc đường không? Hoài Đan hít sâu một hơi, cuối cùng đành phải cắn răng, nói ra suy nghĩ hiện tại của mình lúc này. Minh Điền trầm mặc nhìn cô, ngây ngốc một lát mới tiếp lời. Có khả năng, không sao, chúng ta tìm tạm một chỗ để cắm lều nghỉ ngơi, mọi chuyện tính sau. Tôi vẫn không hiểu, khu đất anh chỉ cách đây không xa, vậy mà chúng ta càng đi thì lại càng không tới nổi, thật kỳ lạ theo lời Minh Điền chỉ định, Hoài Đan thao túi đồ, sau đó tự tay cô thổi bạt lều. Dựng tạm trại, ít ra thì cũng có nơi trú mưa. Minh Điền nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mắt, làm mọi việc khá thuần thục, không khác gì một người đàn ông, khỏe môi anh chợt cong nhẹ. Xem ra lần này, đối tượng do đích thân anh lựa chọn để kết hôn rất yếu tố. Anh đang cười tôi. Động tác dọn lều của Hoài Đan chợt dừng lại, nhìn anh bằng ánh mắt tò mò. Minh Điền vội vàng lắc đầu, sau đó đẩy xe lăn vào lều. Đợi đến khi hai người họ dựng xong chạy, bầu trời cũng đã ngớt mưa. Minh Điền nhìn cô đầy ái ngại, sau đó cười nói. Tôi ra ngoài vệ sinh chút, cô hãy ở đây chờ. Hoài Đan muốn giúp anh đẩy xe, thế nhưng đều bị anh gạt văng. Việc riêng của đàn ông để cô trông thấy anh sẽ chết vì ngại. Minh Điền đi rồi, chỉ còn lại Hoài Đan ở trong lều. Cô ngồi bó gối trên tấm đi lông trắng, há miệng ngáp một tiếng. Đi cả đoạn đường này, cơ thể Hoài Đan đã mỏi nhừ. Hiện giờ cô đang rất mệt mỏi, hai mí mắt nặng trĩu cô đặt lưng nằm xuống hơi lạnh từ cơn mưa bao trùn lên khắp cơ thể khiến cho hoài đan vô thức dùng mình chẳng biết đã qua bao lâu cô thiếp đi một lúc đến khi hoài đan giật mình tỉnh lại minh điền vẫn chưa trở về cô vội vã chạy ra khỏi lều đưa mắt liếc nhìn xung quanh miệng lớn tiếng gọi tên anh đáp lại lời của cô chỉ là âm thanh nước mưa rơi mỗi lúc một lớn hòa cùng với sự trống trải lạnh lẽo của núi rừng minh điền hoài đan hoảng hốt gọi anh tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Cộp, cộp, từ phía sau lưng cô, bất ngờ xuất hiện một nhóm người kỳ lạ. Chúng gồm ba gã đàn ông trung tuổi cùng hai cô gái ăn mặc sành điệu, tuổi chừng 18-19, trên miệng còn bấm khuyên tròn. Hoài đàn cảnh giác lùi dân về hướng lều, nhìn họ chăm chăm. Anh à, xem ra chúng ta lại có thêm một miếng mồi mới. Hì tử, một trong hai cô gái hất hàm lên tiếng. Đám đàn ông, đánh mắt đứng nhìn hoài đan từ trên xuống dưới. Trong đầu không khỏi trầm trồ, trước vẻ đẹp xinh đẹp lộng lẫy của cô gái trước mắt này. Mặc dù hiện tại cô ăn mặc khá đơn giản, áo phông bó sát cùng quần sóc ngắn. Thế nhưng nét đẹp kiêu kỳ của Hoài Đan vẫn không bị lưu mờ. Độc ngữ ném mẩu thuốc trên tay, bước gần về phía của Hoài Đan, cười lạnh. Cố bình và lũ giận của nhà họ cố đang ở đâu? Hoài Đan nhìn khẩu súng rắt ở eo hắn, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Tôi không biết. Keng. Độc ngữ vùng tay, đấm một quyền lên thành lều, lập tức chiếc chạy đơn sơ do hoài đan dựng liền hoàn toàn sụp đổ cô lùi dần về phía gốc cây lớn lắc đầu quả quyết khi tôi thức dậy người nhà họ cố đã đi trước tôi bị lạc đường nên đành cắm trại ở đây tạm thời nghỉ ngơi một lát đám người há miệng cười nhạt ngay sau đó bảo vệ xung quanh hoài đan gằn giọng đe dọa cô nghĩ cô đang nói chuyện với đám trẻ con hay sao hoài đan thiếu phu nhân cố ra bọn chúng hoàn toàn biết rõ thân phận của cô điều này chứng tỏ chúng đã tiến hành theo dõi và bám theo cô một thời gian dài nếu như vậy khả năng minh điền rơi vào tay chúng rất cao minh điền hiện tại đang ở đâu hoài đan cất giọng hỏi đốc ngữ ô lên một tiếng sau đó vỗ tay đáp giỏi rất giỏi minh điền đang nằm trong tay của chúng tôi nếu cô ngoan ngoãn khai ra cố bình đang ở đâu chúng tôi sẽ thả vợ chồng hai người ra bên ngoài hiện tại an toàn của minh điền phải đặt lên trên hết hoài đan nắm chặt hai bàn tay sành mạch nói chậm từng chữ các anh đưa Minh Điển ra đây trước đi Nhìn thấy anh ấy bình an Tôi mới nói cho các anh biết tung tích của cố Bình Đám người đưa mắt nhìn nhau Đợi tín hiệu của đốc ngữ Gã đàn ông thấp nhất tiến ra phía sau Đoạn đêm Minh Điển đã bị đánh ngất Giấu sau hốc cây gần đó tới trước mặt của Hoài Đan Cả người của anh ướt sũng Hai mắt nhắm nghiền Trên má còn có vết thương sạch ngang Tầm can của Hoài Đan bỗng chốc chết lặng Cô vừa định chạy về phía anh Thì liền bị đám người đốc ngữ ngăn lại Cố Bình đang ở phía tây, sau chân núi Nhiếp Phong. Hoài Đan vừa dứt lời, Độc Ngữ liền đột ngột giơ súng, nhắm về hướng cô nổ một phát đạn. May mắn, Hoài Đan phản ứng rất nhanh, cuộn người nhảy phốc sang phía ngược lại, thuận lợi tránh được đòn đạn của Độc Ngữ. "Khốn kiếp, các người muốn gì?" Độc Ngữ nhoài người về phía của Hoài Đan, đắc ý ngừa cổ cười lớn. "Hãy để bọn anh thưởng thức mùi vị của em." Hoài Đan há miệng thở hắt ra một hơi, cô đảo mắt quan sát tình hình xung quanh, ngay lúc này, mọi lợi thế đều đổ dồn cả về phía đám người Độc Ngữ hoài đan ngoài phải tự vệ bản thân còn phải luôn để mắt canh chừng tới minh điền hiện tại anh đã bị hôn mê hoài đan không thể nào đem anh chạy theo mình chỉ còn cách duy nhất hoài đan cụp mắt ngoan ngoãn cất tiếng được tôi sẽ đi theo các anh tuy nhiên các anh phải thả minh điền ra vừa nghe thấy cô nói như vậy sụp vọng trong người của đốc ngữ đã cuộn trào sôi sục hắn ngửa cổ cười lớn sau đó vẩy tay ra hiệu lập tức đám thuộc hạ đã nhanh chân tiến tới cởi trói cho minh điền Hoài đan bị trung dẫn tới một đồi dốc cao, cách nơi Minh Điền nằm khoảng chừng hơn 10 mét. Tôi không thích có quá nhiều người đứng nhìn. Hoài đan cứng rắn phản đối, chiều ý cô, đông ngữ đã sai đàn em bỏ đi. Đứng cách xa hai người bọn họ một khoảng dài, lại bị cây cối rậm rạp che khuất. Sẽ không thể nào trông thấy những sự việc đang diễn ra ở đây. Chờ cho đám đàn em đã khuất xa, đốc ngữ đưa tay, vuốt nhẹ lên hai má trắng ngần của Hoài Đan, cười ha hả mà nói. Ông đây, vốn rất thích đàn ba tự giác, những lời đốc ngữ nói, Hoài Đan hoàn toàn hiểu. Cô từ từ cúi thấp đầu xuống tới ngang hạ bộ của hắn. Sau đó lần mò, cởi khóa quần đốc ngữ. Ngay khi vật đó bật tung ra bên ngoài, cơn lợm giọng tới mức buồn nôn. Cô muốn nôn mửa một lần. Thế nhưng vì minh điền và vì chính bản thân mình, do vậy đành phải cắn răng, nuốt ngược lại xuống dạ dày. Đốc ngữ lim dim hai mắt, dùng tay ấn mạnh đầu của cô. Ngay khi môi cô sắp phải hé mở, ánh mắt ôn hòa của Hoài Đan bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Cô nhanh chóng luồn tay xuống dưới chân, sau đó kéo mạnh dây giày ra bên ngoài, nhân cơ hội Đốc Ngữ không để ý, liền co gối khuých thật mạnh lên. Cơn đau đớn bất ngờ này khiến cho Đốc Ngữ rú lên, hai mắt trợn ngược. Thế nhưng, chưa để hắn kịp phản ứng, Hoài Đan đã cuộn tay thành nắm tròn, dồn sức đấm thật mạnh lên miệng của Đốc Ngữ. Miệng hắn ta lập tức chảy máu, ngay cả lưỡi cũng dính vào răng, hắn ta chỉ có thể ú ớ trong cuống họng, lăn lộn ở dưới đất. Hoài Đan nhoài người ra sau lưng Đốc Ngữ, dùng dây dày vòng nhiều lần quanh cổ hắn, siết thật chặt lại. Độc ngữ bị thắt cổ, vùng vẫy kêu loạn xạ. Thế nhưng cô không có ý định buông tha cho hắn. Cô vẫn dùng toàn bộ sức bình sinh, kéo mạnh hắn ta đi một đoạn dài. Cơn đau xé gan xé phổi khiến cho toàn thân độc ngữ run lên đầy bầy. Vì vậy, hắn không kịp phản kháng lại đòn tấn công bất ngờ của hoài đan. Về lúc đốc ngữ dốc sức, vùng tay kéo mạnh hoài đan lại về phía mình. Đột nhiên, cô bẹt buông tay ra, Đốc ngữ theo quán tính mất đà, ngã nhào xuống đất. Trời trêu thay cho hắn, đằng sau đốc ngữ vốn là vực thẳm sâu hun hút. Cơ thể nặng nề của hắn, cơ như vậy rơi thẳng xuống bên dưới. Hắn bị bất ngờ tới mức không ca kịp hết lớn lên. Đến lúc này, hoài đan mới thở vào nhẹ nhõm, nằm vật xuống dưới đất nghỉ ngơi. Sự việc kinh hoàng xảy ra vừa rồi, khiến cho cô không dám nghĩ lại. Cô đưa mắt nhìn về phía vực thẳm, thầm tâm trở nên vô cùng phức tạp. Kẻ đầu sỏ đã chết, Thế nhưng đám người hung hãn này vẫn còn sót lại vài kẻ. Hoài Đan nhìn về hướng bọn chúng đang canh giữ. Cò chân giật lùi từ phía tảng đá lớn cách đó không xa. Thế nhưng bản chân cố không may dẫm phải một khúc cây khô ngã phịch xuống đất. Đám thuộc hạ trở lâu sốt ruột, sẽ lẫn tính tò mò, quyết định cùng nhau xoay đầu, sẽ nhanh cây hé mắt quan sát. Tuy nhiên, từ phía xa trông lại, chúng chưa kịp bắt gặp hình ảnh của Hoài Đan vấp ngã, còn bóng dáng đốc ngữ thì lại không thấy đâu. Gã tóc hối cua lập tức quay phát người lại, nhận ra có gì đó không phải, liền vội vàng lao người chạy tới. Hắn hò hét, gọi đồng bọn đến, sau đó hùng hăng, bao vây lấy hoài đan. Hoài đan, độc ngữ đang ở đâu? Hoài đan nhếch môi cười khẩy, bình thản chỉ tay về hướng vách núi mà nói. Ở dưới đó, đám thuộc hạ há miệng chết sững, không tin vào những gì, chính tai mình nghe thấy. Đại ca giết người không gớm tay của chúng, cuối cùng lại chết rũ trong tay của một A Đan ba. Gã tóc hồi cua tức tới hai mắt long sòng sọc. dọc, sờ súng nhắm thẳng về hướng của hoài đan nhà đạn. Thế nhưng, động tác bóp cỏ của hắn chưa kịp thực hiện. Một viên đạn từ đâu phóng qua, ghim xuyên qua đầu của hắn. Hắn ngã vật xuống đất, chết không kịp ngáp. Lũ người còn sót lại đứng trộm cả vào nhau, liên tục đảo mắt, quan sát tình hình bốn phía. Thêm một loạt đạn nữa được nổ ra, lần này viên đạn chỉ sượt qua chân bọn chúng, khiến cho bụi đất bay lên mù mịt. Dường như kẻ kia chỉ có ý định cảnh cáo và đuổi chúng ra khỏi đây. Chạy mau, đám người hô hào nhau, sau đó thì co chân bỏ chạy. Làm gì thì làm, giữ mạng vẫn là yếu tố quan trọng đầu tiên. Hoài Đan dựa người lên tảng đá gần đó, ôm ngực thở hổn hển. Từ phía đằng xa, bóng hình của người đàn ông cao lớn chậm chậm tiến về phía cô. Mái tóc bồng bềnh kia, gương mặt bí ẩn đằng sau lớp khẩu trang đó, chẳng phải ai khác ngoài sát thủ S. S chỉnh lại chốt súng, đem cất vào trong ngực áo. Anh đưa mắt nhìn Hoài Đan, bàn tay giơ lên cao, búng nhẹ một tiếng. Đột nhiên, hình ảnh nhiễu loạn về buổi tối hôm ấy chợt trở, trở lại trong đầu của Hoài Đan. S cũng búng tay gọi cô giống hệt động vật như thế. Trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Cảm ơn anh đã cứu tôi một mạng. Hoài Đan không nhìn anh, chỉ hời hợt nói. Đôi mắt sắc lạnh của S như cười như không, ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay vuốt nhẹ lên má. Động tác thân mật bất ngờ này của anh khiến cho Hoài Đan giật nảy mình. Anh, anh muốn làm gì? Tôi là người đã có chồng, xin anh tự trọng. Hoài Đan ngồi bật dậy, đoạn bước xa khỏi anh, toàn trở về tìm Minh Điền. Không biết hiện giờ anh như thế nào rồi, nếu cô chậm trễ, chị e anh sẽ xảy ra chuyện. Đừng đi. Đột nhiên, S cất giọng gọi hoài đan. Cô đứng sững lại, nhìn về phía anh đầy nghi hoặc. S chống tay đứng dậy, thế nhưng mặt đất nơi anh đang đứng vốn đã rẽ từ bao giờ. Ngấm thêm nước mưa ẩm ướt nên nhanh chóng mục mùn, vỡ ra một mảng lớn. S mất đà, ngã nhoài xuống vực. May mắn anh kịp thời tóm được thành vách, cơ thể tạm thời treo lơ lửng trên không. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, ngài chân của Hoài Đan run tới lầy bầy, cô bỏ mặc tất cả, lao người về phía S, sau đó túm lấy tay anh, dùng toàn bộ sức bình sinh kéo anh lên. Bám chắc lấy tôi. Hoài Đan khó nhọc nói. Đột nhiên, S bật cười, nhìn cô để nghi hoặc. Nếu tôi chết, chẳng phải cô sẽ được tự do hay sao? Những lời S nói rất đúng. Khi anh ta chết, Hoài Đan sẽ hoàn toàn được tự do, không chịu sự kiểm soát và đe dọa của anh nữa. Hai mắt cô trở nên đầy phức tạp, nhìn xoáy sâu vào anh. Cô thở dài một tiếng, co người kéo mạnh S lên. Cầm miệng đi, sắp chết tới nơi rồi mà anh còn lại nhảy được ư? Sức lực của S vốn dĩ đã nặng cấp đôi hoài đan. Vì vậy, cho dù cô có sốc hết toàn bộ sức lực đi chăng nữa, thì vẫn không thể kéo anh lên được. Bàn tay của hai người lúc này cũng đã đỏ ửng, gân xanh nổi lên, tưởng chừng như cánh tay có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Buông tay ra đi, s hờ hững đề nghị một là tôi chết hai là cả hai chúng ta đều chết cố chọn đi đương nhiên là một mình anh chết rồi hoài đan hử lạnh mắng mặc dù miệng cô nói thế nhưng tay vẫn nắm chặt s không buông vậy nhưng mép vách mục giữa không thể chứa được sức nặng của hai người lâu tới như vậy bởi thế thạch vách nhanh chóng rẽ ra đem cả hoài đan và s cùng nhau rơi xuống vực thẳm cơn đau buốt dữ dội ở lưng khiến cho hoài đan bừng tỉnh hai mí mắt cô nặng trịch tứ chi như bị bẻ gãy toàn bộ Cô có cảm giác bản thân mình như vừa trải qua 18 tầng địa ngục, tự cõi chết quay trở về hiện thực. May mắn, cô và S mạng lớn, ôm nhau dây sớm một bụi cỏ lớn. Phía dưới mặt đất, bởi vì mới ngấm mưa nên khá mềm, cản được phần lớn lực va chạm mạnh của cơ thể họ. S nằm bên cạnh hoài đan, hai mắt khép hờ, vầng trán cao, lộ ra, trông anh yên bình đến lạ. S, S, anh có sao không? Hoài đan lay lay người anh, nhưng S lại nằm im, không nhúc nhích. Cô vội vàng cúi đầu xuống, ghé sát lên ngực anh, hỏng nghe những tiếng tim đập. Lòng ngực anh khẽ phập phồng, khởi thở lúc nhanh, lúc chậm, khiến cho cô cũng tạm thời yên tâm phần nào. Đột nhiên, Hoài Đan nảy ra một ý định táo bạo. Cô muốn tháo khẩu trang của anh ra để có thể dễ dàng quan sát rõ gương mặt thật sự che giấu đằng sau là ai. Chỉ nghĩ tới đó thôi, Hoài Đan đã có phần run rẩy xen lẫn hồi hộp. Nếu S mà phát hiện ra chuyện động trời này, với tính khí nóng nảy của anh, có lẽ anh ta sẽ giết chết cô mất. Tuy nhiên, sự tò mò mạnh mẽ vẫn trỗi dậy trong người cô, khiến cho cô quyết định lấy hết can đảm để thực hiện. Hoài Đan hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đưa tay về phía S. Ngay khi đầu ngón tay tiếp xúc với quay khẩu trang, trái tim của Hoài Đan đã đập thình thịch. Cô nửa muốn thu tay về, nửa muốn giật phăng khẩu trang, tâm trạng phức tạp đan xen lẫn nhau, khiến cho Hoài Đan hết sức phiền lòng. Sao thế? Nửa muốn nhìn nửa không muốn nhìn à? Chẳng phải cô đã từng trông thấy rồi đó ư? Bất ngờ S mở choang mắt, nhìn chằm chằm về phía của Hoài Đan, giọng nói pha chút châm chọc. Cô giật nảy mình, thù vội tay về, sau đó quay mặt đánh trống làng "Tôi, chỉ là tôi muốn thử xem anh còn sống hay đã chết ngủm." Nghe cô thành minh, S không nhịn được liên phi cười. Anh vòng tay ra phía trước, kéo Hoài Đan về sát phía mình, dùng tay giữ chặt cầm của cô, ép cô phải nhìn thẳng về phía anh. "Cô có biết, mỗi lần cô nói dối trông thật nực cười hay không?" Má thì đỏ ửng, hai mắt thì cụp xuống như chó con. Anh nói tôi là chó ư? Hoài đan trừng mắt nhìn S, chỉ muốn đem anh nghiền nát ở dưới thân. Sao cũng được, tôi vốn rất yêu chó mà. Cô nhún vai đứng dậy, sau đó tập tĩnh bước lên phía trước. Mặc dù hai người không bị thương quá nghiêm trọng, thế nhưng cơ thể cũng chảy xước nhiều chỗ. Hai chân của Hoài Đan hiện tại đau nhức vô cùng. S chống tay đứng dậy, bước theo sau Hoài Đan. Nhìn cô gái nhỏ bé như thế này mà ý chí sinh tồn rất mạnh mẽ, trong lòng anh có chút dao động. Nơi này tương đối hoang sơ, cây cối rậm rạp, xung quanh bốn biển là cây cỏ và đá tảng, chưa thấy dấu vết của con người. Chỉ e trong đây có thể tồn tại thú dữ cũng chưa biết chừng. Hai người đi được một lúc, cơ thể cũng đã thấm mệt, bầu trời lúc này cũng đã chuyển màu, cảnh vật xung quanh dần trở nên tối tăm. Tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã. S lên tiếng nhắc nhở, Hoài Đan gật nhẹ đầu, sau đó cùng nhau dừng chân bên cạnh con suối nhỏ để nghỉ ngơi. Cạnh bờ suối có một vách hang khá sâu, đủ để che nắng che mưa tạm thời cho cả hai. Hoài Đan dùng tay vốc một chút nước suối, cảm giác đầu óc hoàn toàn tỉnh táo được phần nào. Cô muốn tắm rửa một chút, nhưng vì còn có sự xuất hiện của S, do vậy cô đành loại bỏ ý định này ra khỏi đầu óc của mình. Tôi sẽ lên thượng nguồn tìm kiếm chút đồ ăn. Cô muốn làm gì thì hãy tranh thủ đi. S lạnh nhạt thốt ra một câu, không đợi Hoài Đan kịp phản ứng, liền xoay người rẽ sang hướng khác. Hoài Đan thừa hiểu, anh làm thế để cô có thời gian tắm rửa. Còn người này cũng không tới nỗi quá tệ như cô Hằng nghĩ. Chờ tới khi bóng anh quất hẳn sau dặn cỏ, Hoài Đan vội vã cởi đồ, lao xuống suối. Dòng nước mát lạnh chạy dọc toàn bộ làn da mềm mại, khiến tinh thần của cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Những vết thương dớm máu cũng được cột rửa sạch sẽ, hạn chế được khả năng nhiễm trùng cao. Đợi đến khi mặt trời đã khuất hẳn, S mới bình thản trở về. Trên tay anh còn sách một con gà rừng đã được làm lông sạch sẽ. Hoài Đan có phần kinh ngạc, Hà hốc miệng mà sừng sốt hỏi anh. Anh lấy ở đâu con gà rừng này? Lại còn, lại còn đã được làm lông sạch đến thế kia? S vừa cầm cụi nhặt đá đánh lửa, vừa đắc ý nói. Để bắt được con gà này, tôi đã tốn rất nhiều sức lực đấy. Hoài đan, ăn xong cô nhớ phải bù đắp phí tổn hao cơ thể cho tôi. Mùi gà nướng thơm phức sọc lên cánh mũi của Hoài đan. Cô vui vẻ nhắm mắt hít lấy hít để, dạ dày sụp sôi cuộn trào. Chờ tới khi gà đã nấu chín thấu, S bẻ hai bên đùi, dối về phía của Hoài Đan. Cô ngượng ngủm đón lấy, sau đó ăn một cách ngon lành. S chỉ ngồi nhìn cô, sau đó mới bẻ đoạn cổ gà, quay lưng lại về phía Hoài Đan mà ăn. Nhìn tấm lưng cao lớn của anh, cảm giác quen thuộc chợt xuất hiện trong đầu cô. Hoài Đan nhớ tới Minh Điền, không biết tình trạng của anh hiện tại thế nào. S, liệu chúng ta có cách nào trở về càng sớm càng tốt hay không? Nghe cô hỏi, S hơi nghiêng đầu, thắc mắc hỏi. Để làm gì? Chồng tôi, anh ấy hiện tại đang gặp nguy hiểm. Hoài Đan cúi đầu, giọng nói trầm xuống đầy lo lắng. Quái miệng của S khẽ cong, anh ném xương gà xuống đất, ôm rung đáp. À, cô đang lo lắng cho gã chồng phế vật đó ư. Yên tâm đi, chắc chắn anh ta đã được bình an. Chưa biết chừng hiện giờ còn đang cảm thấy hài lòng với hoàn cảnh lúc này đấy chứ. Hải tử phế vật từ chính miệng S thốt lên, khiến cho cô không vui. Cô đứng phát dậy, lạnh lùng phản đối. Cho dù Minh Điền có bị liệt đi chăng nữa, anh ấy vẫn là chồng của tôi, S bỗng phì cười, kéo lại khẩu trang mà đáp. Chứ không phải ngoài liệt ra, hắn còn có vết bớt đen trên mặt, to hơn cả bàn tay người lớn hay sao? Xoẹt, S vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy mặt mình nhẹ bẫng. Hoài đàn tức giận, vùng tay giật văng chiếc khẩu trang trên mặt anh từ lúc nào. Ngũ quan hoàn hảo tới từng đường nét, nốt ruồi son cùng đôi môi có chút hồng hào, nhất là đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia. Tất cả đều tạo nên một vẻ đẹp tuyệt mỹ. Người đàn ông này còn hoàn hảo hơn cả tranh vẽ. Ở khoảng cách gần như thế này, Hoài Đan mới có thể dễ dàng quan sát kỹ gương mặt của anh. Những lần bắt gặp khi trước, dùng mạo của S chỉ ảo, thoáng qua trong trí nhớ của Hoài Đan. Thế nhưng lần này, cô có thể quan sát anh một cách dễ dàng hơn. Lồng mày của S dần dần trao lại, anh vùng tay lên cao, tự thế sắp sửa dành cho Hoài Đan một cái tát thấu trời. Thế nhưng, bàn tay đang dơ lên của anh chợt dừng lại, đoạn nhanh chóng xoa xoa tóc mình, hậm hực nhìn cô mắng. Cô nhìn kỹ chưa? nhìn đã chán chưa? Từ trước tới nay, S rất ghi để lộ mặt ra bên ngoài. Hoài Đan là người con gái đầu tiên có thể nhìn anh rõ và lâu tới như vậy. Sột soạt, bỗng, từ phía luồng cây gần đó, chợt phát ra những tiếng động kỳ lạ. S cảnh giác đuổi về phía Hoài Đan, đứng chắn trước mặt cô một cách cẩn thận. Bàn tay anh nắm chặt con dao găm nhỏ, tư thế sẵn sàng phản kích. Tiếng động càng lúc càng gần, ngay khi S toàn lao tới xem thử, một bóng đen nhỏ nhắn bất ngờ lao ra. Đừng giết, đừng giết cháu! một cậu bé cởi trần gương mặt đen nhèm hốt hoảng giơ tay lên đầu sợ hãi van xin Hoài đan cùng s đưa mắt nhìn nhau liền thờ phảo một tiếng em là bác đầu người làng vân hôm nay vì mày chạy theo con nai nhỏ nên em bị lạc cậu bé ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hoài đan khuôn mặt lem nhem trông tới tội nghiệp hoài đan ngồi xuống dùng tay xoa đầu cậu bé sau đó mỉm cười an ủi không sao chờ ngày mai trời sáng anh chị sẽ đưa em về nhà trong suốt buổi tối, vì lo lắng cho cậu bé, Hoài Đan đã đặt bắt đầu nằm cạnh mình, thỉnh thoảng lại dùng lá khô quạt bớt mồ hôi cho cậu nhóc. Nhìn bắt đầu ngủ say ngon lành, tâm trạng của cô cũng doa dịu được phần nào. Cả đêm, S thức trắng, anh ngồi tựa lưng lên cửa hang, lặng lẽ ngồi canh giữ cho hai người. Để phòng sói đói hoặc cổ giữ tấn công, S liên tục cầy củi đống lửa. Bất kể một động tĩnh nào cũng khiến cho anh để cao cảnh giác. Một đêm yên bình trôi qua như thế, khi Hoài Đan tỉnh dậy, bắt đầu cùng S đang ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau. Chị Hoài Đan dậy rồi. Bắt đầu vui vẻ hò reo, ngồi bật dậy mà chạy về phía cô. Vòng tay ôm Hoài Đan, cô cười dịu dàng, xoa đầu thằng bé. Ba người họ trông tựa như một gia đình nhỏ, ấm áp mà tràn ngập hạnh phúc. Em có ấn tượng gì về con đường đi qua nhà em không? Hoài Đan cẩn thận hỏi thằng bé, cố gắng khơi gợi một chút ký ức nhỏ nhoi từ bắt đầu. Bắt đầu dùng tay gõ lên đầu, một lúc sau liền mừng rỡ nói Phía trước làng em có trồng một cây đa cổ thụ lâu năm Cây đa ư Hoài Đan và S cũng đưa mắt nhìn nhau Sau khi rơi xuống vực Hoài Đan và S cũng đã tình cờ đi qua đoạn đường nhỏ Ấn tượng đầu tiên Đó là nơi này trồng một cây đa lâu năm Chỉ riêng chiều cao cũng đã lên tới ngôi nhà hai tầng Như vậy Nơi hai người đi qua cũng đã ở rất gần làng của bắc đầu Việc tìm đường trở lại thôn làng rất nhanh Nửa tiếng sau Ba người họ đã yên vị dưới gốc cây đa già Bác đầu mừng rỡ reo lên. Đúng là cây đa này rồi, thổ làng của em nằm ở phía tây. Vừa nói, bắt đầu vừa cầm tay hoài đan kéo đi theo mình. Ngôi làng bắt đầu tương đối nghèo nàn. Phần lớn người dân sống ở trong những túp lều tạm bợ được dựng lên từ tre nứa. Phần ngói lợp bằng lá cây khô. Từ đằng xa, bắt đầu đã nhận ra người thân của mình. Cậu bé chạy ù về phía một cô gái từ chừng đôi mươi gào lớn. Chị, chị! Cô gái hỏa lên khóc, không ngừng ôm chầm lấy em trai, vỗ vai nước nở. Em đã đi đâu thế? Có biết cha mẹ và chị lo lắng cho em tới thế nào hay không? Bác đầu gật đầu, đưa tay quệt ngang mắt. Anh chị ấy đã cứu em và đưa em về nhà. Theo hướng em trai chỉ, cô gái lúc này mới nhận ra sự hiện diện của S và Hoài Đan. Ngay khi vừa nhìn thấy S, ánh mắt của cô đã có chút gì đó xáo động. Cảm ơn hai vị đã cứu em trai tôi. Đời này bác kiếm không quên ơn. Bác Kim cúi đầu, khuôn mặt khả ái có chút ửng đỏ. Trước sự mời mọc nhiệt tình của bác Kim, S và Hoài Đan Quyết định sẽ ghé nhà hai chị em họ một chút Cha mẹ bác Kim Tiếp đón hai người vô cùng cẩn thận Không chỉ sắp xếp chỗ ngủ riêng cho Hoài Đan và S Họ có thiết đãi Những món ăn được coi là đặc sản của buôn làng May mắn Bác đầu gặp được tiểu thư Nếu không quả thật tôi không dám nghĩ tới hậu quả Xảy ra với thằng bé nữa Bà bác đưa tay chấm chấm vài giọt nước mắt Ôm nghỉ lấy con trai Bác đầu cũng rất ngoan ngoãn Chỉ lặng lẽ ngồi yên vị trong lòng mẹ Dường như cậu bé cũng hiểu ngay cả bản thân nó cũng vừa trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Ăn uống no say, bác Kim còn cẩn thận chuẩn bị phòng tắm cho Hoài Đan và S. Anh S, S ngồi cạnh cây đa cổ thụ, cơ hồ như đang suy ngẫm một điều gì đó. Vừa lúc bác Kim cầm ra hai củ khoai nướng, chỉa ra cho S một củ, ngồi xuống bên cạnh anh ăn ngon lành. Cha mẹ em rất cảm kích ơn cứu mạng của anh và Hoài Đan, muốn giữ hai người ở lại chơi thêm vài ngày. Nghe cô bày tỏ mong muốn, S có chút khó xử anh và Hoài Đan sốt sáng muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, ở lâu sẽ có nhiều chuyện rắc rối. Để tôi hỏi ý Hoài Đan thế nào, nhưng chắc hai chúng tôi không ở được lâu. Tâm trạng của bác Kim có chút không vui, gương mặt trái xoan nhẹ nhàng rủ xuống. Vừa lúc bà bác từ trong nhà hớt hải chạy ra, gương mặt lộ rõ sự hoảng sợ. Bác Kim, bác Kim, đầu đầu lên cơn co giật. Khi S và bác Kim chạy vào bên trong, bác đầu đang nằm trên giường, hai tay hai chân bị dây buộc chặt, miệng ngậm một miếng vải dày, hai trong mắt trợn trừng, cơ thể không ngừng co giật. Thằng bé bị sao thế này? S lên tiếng hỏi, trước tình cảnh đột ngột này, anh cũng bị bất ngờ. Bác Kim, nước mắt lưng chồng thuốc thít đáp. Cứ cách vài ngày thằng bé sẽ lên cơn co giật. Thổ làng của chúng tôi điều kiện khám chữa không có, nên cũng chỉ biết đứng trơ mắt, nhìn đầu đầu chịu đau đớn như thế này. Hoài đàn đã tắm gội xong, nghe thấy ồn ào, vội vàng dãy đám đông chạy tới. Chồng thấy bắt đầu đang không ngừng co giật, hai mắt trợn ngược, nhìn vô cùng đáng thương. Cô gấp gáp chạy tới xem xét. Bác Kim, ở đây có châm không? Nghe Hoài Đan hỏi, bác Kim vội vàng gật đầu, chạy lên nhà, tìm châm. Hoài Đan đón lấy, sau đó cẩn thận dặn dò. S, giúp tôi ghi chặt thằng bé. Cô muốn làm gì? Bác Kim lo lắng cất tiếng hỏi, ánh mắt ngờ vực nhìn chằm chằm và chiếc châm trên tay của Hoài Đan. Cô không đáp, chỉ chăm chú hướng dẫn S giúp mình giữ chặt bắt đầu. Cô đã từng học qua y thuật cổ, nắm được cách châm cứu các huyệt nhìn sơ qua hiện tượng bệnh của bác đầu hoài đan suy đoán có khả năng cậu bé mắc bệnh thần kinh rất lớn do vậy tạm thời hoài đan sẽ châm cứu làm bình ổn các huyệt quan trọng trước cha mẹ cùng chị gái bắt đầu đứng bên cạnh kẻ nào người nấy đều vô cùng lo lắng hoài đan hít sâu một hơi sau đó bắt đầu châm cứu cô dùng châm điểm lên huyệt hay lòng bàn chân tiếp theo là lòng bàn tay và trên đỉnh đầu theo mỗi lượt châm của hoài đan Cơn co giật của bắt đầu cũng trở nên ổn định hơn. Cơ thể cậu bé không còn co giật dữ dội như lúc đầu nữa. Đến lúc này, mọi người mới tạm thở vào nhẹ nhõm. Nhìn cậu bé ngủ say xưa, trong lòng của Hoài Đan vẫn chưa nguôi ngoai. Cô đánh mắt ra hiệu cho S đi ra ngoài theo mình, thở dài nói. Nếu cứ để tình trạng như thế này, chị E bắt đầu không sống được lâu nữa. Có cách cứu chữa không? S thắc mắc hỏi cô. Thôi làng này sống tách biệt hẳn với thành phố, điều kiện cơ sở vật chất không có, bệnh viện chữa trị lại càng không. Nếu muốn đưa bắt đầu đi bệnh viện, vậy thì S và Hoài Đan cần để thằng bé đi theo họ về thành phố. Tuy nhiên, lời vừa nói ra, bác Kim từ phía sau nghe được đã lập tức lên tiếng phản đối. Từ trước tới nay, dân làng họ không có thói quen rời khỏi nơi này. Người nào lâm bệnh, nếu không cứu chữa được thì đành chịu chết. Hoài Đan không thể trơ mắt nhìn bắt đầu chịu đau như vậy. Cô nhìn thẳng vào mắt của bác Kim, quả quyết nói. Hãy để tôi chữa bệnh cho bác đầu, còn nước còn tát. Đợi bác Kim đi rồi, Hoài Đan cùng S bước ra bên ngoài, lặng lẽ đứng nhìn ánh trăng sáng. Đột nhiên, Hoài Đan ngửi thấy một thứ mùi kỳ lạ phả vào khoang mũi của cô. Thứ mùi tanh tưởi, giống như mùi phần hủy của thịt, vô cùng lợm giọng. Hoài Đan suýt chút nữa thì đã nôn mửa ra bên ngoài. S, anh có ngửi thấy thứ mùi gì không? Nghe cô hỏi, S khịt khịt mũi ngửi thử, lập tức gương mặt tuấn mỹ của anh trao lại. Mùi này giống như mùi tử thi phân hủy. Hoài Đan giật nảy mình, ánh mắt ngờ vực liếc nhìn S sau một hồi tính toán, hai người phát hiện mùi này tỏa ra từ dãy nhà kho phía sau, S đánh mắt ra hiệu, cùng Hoài Đan cẩn thận bước tới. Cửa nhà kho đã được khóa chặt, cô đưa tay lay lay thử, thứ mùi khủng khiếp kia lại càng tỏa ra kinh dị hơn, nhất định bên trong nhà kho có chứa vật chết. Là ai chết? Từ phía sau lưng họ, bác Kim đã xuất hiện từ lúc nào, gương mặt cô tối sầm lại đứng ngược sáng, ánh mắt ôn nhu thường thấy, bỗng trở nên sắc lạnh. Nhà kho này chứa động vật chết của gia đình chúng tôi không nên xem thì hơn. Sáng sớm của ngày hôm sau, tình trạng sức khỏe của bác đầu cũng đã tương đối ổn định. Tuy nhiên, cậu nhóc vẫn còn chìm sâu vào hôn mê, tạm thời chưa tỉnh lại. Bác Kim cẩn thận sắc thuốc, làm từ các loại cây rừng cho bác đầu. Thế nhưng, tác dụng cũng không tốt là bao. Hoài đan ngồi bên cạnh cậu bé, đưa tay chạm thử lên trên chán. Chán của bác đầu rất nóng, thứ cảm giác bỏng rát chuyển tới lòng bàn tay, khiến cho cô có chút lo ngại. Hãy để tôi chăm cứu cho đầu đầu. Cô nhìn bác Kim, thận trọng nhắc lại từng chữ. Mặc dù bác Kim không muốn, thế nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Dưới sự hướng dẫn của Hoài Đan, bác Kim chuẩn bị giúp cô rất nhiều châm cứu và các vị thuốc theo yêu cầu. Cứ cách 3 tiếng, Hoài Đan sẽ tiến hành châm cứu cho bác đầu một lần, nhằm giúp cho cậu bé đả thông các vị trí quan trọng, lợi dụng thuật châm để tác động lên hệ thần kinh. Trong suốt quá trình chữa trị, S luôn lặng lặng đứng bên cạnh cô, cẩn thận quan sát mọi động tác. S anh có thể đi cùng em ra bởi suối bắt cá được không? Bác Kim ngượng ngùng nhìn anh hỏi dò. Dù sao, S cũng tương đối rảnh rỗi. Do vậy, anh lên gật đầu đồng ý. Còn suối nhỏ nằm sau buôn làng, nước suối trong veo, vô cùng mát lành. Bác Kim cầm theo giỏ mây, tư thế hơi chối mặt về mặt hồ. Anh xem kìa, thôn làng của chúng em vô cùng sạch sẽ. Cá bơi đầy suối, tối nay ăn mệt. S chỉ khoanh tay đứng lặng lặng không đáp. Đột nhiên, nhìn mặt hồi trong veo, khuôn mặt xinh đẹp của Hoài Đan bỗng chốc xuất hiện. Anh có cảm giác như bản thân anh đang có thể dễ dàng nhìn thấu vào trong từng suy nghĩ của cô. Ôi, do bản chân vô tình đặt lên hòn đá của trơn nhẵn, bác kiếm vô thức bấp người, cả người lao nhanh về hướng mặt suối. Nghe tiếng la, S nhanh chóng vươn tay, kịp thời kéo cô an toàn trở lại. Bác kiếm theo quá tinh ngã nhào vào lồng ngực S, được anh ôm trọn trong vòng tay. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim của bác kim đập liên tục ánh mắt sâu thẳm như biển hồ kia khiến cho cô chìm đắm ngây ngốc tới hoang dại cô không sao chứ s đẩy bác kim ra khỏi người mình tùy tiện hỏi han một câu làn da của bác kim đỏ ửng sau đó lắc đầu lia lịa khi hai người trở về tới nơi bầu trời cũng đã dần tắt nắng hoài đan vẫn miệt mài chữa trị cho bác đầu thỉnh thoảng lại đưa tay lau chút mồ hôi ở trên trán dùng xong bữa tối S cùng Hoài Đan lại tiếp tục đi dạo ở trong làng. Mặc dù cô đang rất muốn trở về, thế nhưng thâm tâm cô lại cảm thấy không yên tâm khi nghĩ tới bắt đầu. Tư tưởng của cô đang bị đấu tranh liên tục. Sao vậy? Nhờ gã đàn ông phế thải đó rồi phải không? S đột ngột dừng lại, lên tiếng rẹo cợt. Nghe anh liên tục mở miệng khinh thường Minh Điền, Hoài Đan càng cảm thấy bực bội. Cô quay mặt sang hướng khác, cong môi châm chọc. Chỉ ít Minh Điển sẽ không tùy ý giết người không gây tay như anh. Động tác vút cằm của S chợt dừng lại. Hai mắt của anh bỗng chốc tỏa ra một sự lạnh lẽo tới run rẩy. Hàng lông mày rậm trao lại, áp sát mi tâm. S vươn tay về phía của Hoài Đan, dùng lực siết chặt cổ cô. Ép cô đè lên cây đa cổ thụ gần đó. Giọng nói của anh lúc này đã trở nên càn đặc. Từng câu chữ thốt ra hầm hè ở trong cuống họng. Cô biết cái gì mà nói? Cô có biết lũ người tôi giết đều là những kẻ tham quan trắng trợn là đống sâu mọt hại dân hay không hoài đan bị anh siết chặt cổ mặc dù hơi thở có chút khó khăn thế nhưng thái độ của cô vẫn vô cùng bình tĩnh họ phạm tội đã có luật pháp trừng trị chúng tôi cần anh can thiệp ư cả hai cùng trừng mắt nhìn nhau không ai chịu thua cô có tin là tôi sẽ bóp chết cô ngay tại đây không s lạnh lùng đe dọa hoài đan thừa hiểu chắc chắn anh sẽ không dám giết cô những ngày qua ở bên cạnh S, Hoài Đan cũng nhận ra con người anh thật sự không quá độc ác như cô từng suy nghĩ. Trải qua gần 10 phút mặt đối mặt, ngay khi Hoài Đan cho rằng S sẽ buông tay khỏi cổ cô, Bận ngờ anh trượt rời vị trí từ cổ lên cầm cô, sau đó cúi đầu há miệng, hùng hăng đặt lên bờ môi căng mọng của Hoài Đan một nụ hôn chiếm hữu. Hoài Đan bị anh hôn tới tê tái, đầu lưỡi ẩm ướt liên tục thăm dò và tận hưởng từng dư vị ngọt ngào trong miệng cô. Hai tay của Hoài Đan bị anh kìm chặt ra sau, tuyệt đối không có khả năng chống cự. Dưới bóng trăng sáng dịu nhẹ, bóng hình đôi nam nữ đẹp hơn tranh vẽ, đang hôn nhau say đắm, đều được thu gọn vào trong tầm mắt của bác Kim. Hai bàn tay của cô ta nắm lại thật chặt, đoạn hôn hăng, quay lưng rời đi. Trong căn phòng nhỏ, bắt đầu đang say sưa ngủ. Bất chợt, cậu bé mở trường mắt, toàn bộ tứ chi đều không ngừng co giật. Lần này, triệu chứng của bệnh lại càng kịch liệt hơn. Trên miệng của bác đầu xuất hiện hiện tượng sùi bọt mép, liên tục gào thét giải ruộng. Từ trước tới nay, cậu bé chưa từng xảy ra hiện tượng sùi bọt mép như thế. Chỉ sau khi được khỏi đan châm cứu, bác đầu mới trở nên thảm thương như thế này. Nghe tiếng hét thất thanh của gia đình bác đầu, người dân trong làng lập tức chạy tới. Cậu bé co giật một hồi liên bất tỉnh hơi thở yếu dần, trong mắt bắt đầu trở nên trắng dã. Các thanh niên trai trắng, mau tới bắt đối cậu năm nữa kia về đây. Trường làng lập tức hạ lệnh rất nhanh chóng hoài đan cùng s bị đám người làng vây gọn xung quanh gốc cây trên tay kẻ nào người nấy đều lăm lăm búa rìu và dao nhọn với thân thủ nhanh nhẹn của mình s có thể dễ dàng thoát khỏi vòng vây của đám người này tuy nhiên ngay khi anh chuẩn bị cầm tay hoài đan kéo đi bỗng chợt phát hiện ra sức lực của anh đã trở nên vô cùng yếu ớt toàn bộ tứ chi giã rời ngay cả cầm dao cũng không nhấc lên nổi chuyện gì thế này vì sao các anh muốn bắt chúng tôi Hoài đàn hoảng hốt nhìn đám người trước mặt, nhận ra tình trạng khác thường của S, một dự cảm cực kỳ xấu bắt đầu chạy dọc cơ thể của cô. Gã đàn ông đứng đầu là Amil, lập tức tiến lên một bước, sau đó hầm hè đe dọa. Chính cô đã hại chết bắt đầu, mau theo chúng tôi về lăng để chịu tội. Không thể nào, không thể nào. Hoài đàn đưa mắt nhìn S, toàn bộ thủ thuật châm cứu của đều thực hiện vô cùng chính xác. Không bao giờ xảy ra tình trạng nguy kịch như thế được. Hơn nữa, S bỗng dưng trở nên vô cùng yếu đuối, đứng không vững. Nhất định là có kẻ đã dở trò. Chỉ còn mình Hoài Đan, cô không thể chống lại đám người làng hung hãn này được. Cuối cùng, Hoài Đan và S bị đem nhốt tách ra làm hai phòng, chân tay trói chặt, miệng bị nhét rẻ. Chỉ khác, Hoài Đan bị đem nhốt trong nhà kho, còn bản thân S được đám người làng bắt trói tới phòng riêng của bác Kim. Cạch, cánh cửa gỗ nhẹ nhàng được đẩy ra. Bác Kim mặc bộ váy hoa vằn màu đỏ, chậm chậm tiến vào bên trong. Cô ta đưa tay vuốt ve mái tóc dài, nụ cười tươi giói lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt trái xoan. Nhìn người đàn ông anh Tuấn bất phàm đang ngủ say ở trên giường, tâm trạng của bác Kim vô cùng sảng khoái. Ngoài cửa, bà bác thận trọng đem tới hai ly rượu đỏ, đưa cho bác Kim không quên dặn dò. Ngày mai cha mẹ sẽ tổ chức mình hôn cho anh trai con. Bác đầu đã an toàn, không cần phải lo. Nghe mẹ nhắc nhở, bác Kim liền nở nụ cười hài lòng, Đoạn đưa mắt nhìn về phía S mà nói Anh ấy vẫn chưa chấp nhận con Mẹ, liệu thứ buổi yêu này sẽ có tác dụng chứ? Yên tâm đi Bà bác cười gần Chắc chắn có tác dụng Vì anh em con, cha mẹ có thể làm bất kỳ điều gì Chờ cho bà bác đi khỏi Bác Kim liền cầm hai ly rượu Quay trở lại bên giường Cô ta dùng một ngón tay lướt dọc lên từng đường nét hoàn mỹ Trên khuôn mặt của S Cảm giác trái tim đang đập liên hồi Không ngừng nghỉ Nhớ lại sự va chạm chiều nay bên bờ suối, Bắc Kim vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện, lại nghĩ tới cảnh cô ta cố tình bước lên hòn đá cuội, sau đó nhanh chóng xoay gót chân để có thể ngã nhào xuống suối, trong lòng Bắc Kim không khỏi thích thú. Khởi ấm tỏa ra từ cây thời của anh khiến trái tim cô đập mạnh, chưa có bất kỳ một người đàn ông nào đã từng tiếp xúc với Bắc Kim lại khiến mọi xúc cảm trong lòng cô ta trỗi dậy mạnh mẽ tới như thế. "S, vì sao anh chưa một lần nhìn thử em?" Giọng nói của Bắc Kim có chút nghẹn lại. Cô ta nắm chặt ly rượu, sau đó chậm chậm kề bên miệng của S, thành thục, dùng đầu ngón tay tách môi anh ra. Dân làng họ có tục lệ làm bùa, phổ biến nhất là bùa yêu, chỉ cần pha cho bùa vào rượu. Nhỏ thêm một giọt máu nhỏ của người nam và người nữ, cả hai cùng uống hết. Như vậy, họ sẽ trở thành cặp đôi mới, thể non hẹn biển, sống chết có nhau. Hoài đan bị nhốt trong nhà chứa củi, chân tay trói chặt, hiện tại vẫn còn ngơ ngác, không hiểu vì sao nhà họ bắc lại đột ngột trở mặt. Rõ ràng, Tình trạng sức khỏe của bác đầu đã có chuyển biến rất tốt. Nếu xảy ra chuyện, chắc chắn người nhà họ bác đã dở trò. Từ phía ngoài cửa, một bóng hình long khom nhanh chóng mở khóa bước vào. Bà bác cầm đèn dầu trên tay, làn da xanh tái, gương mặt có chút cứng nhắc, liên tục phóng tầm mắt hằn học về phía của Hoài Đan. Trông thấy người đến là bà ta, Hoài Đan gấp rút ú ớ, muốn cất giọng chất vấn. Thế nhưng miệng cô đã bị nhét rẻ, tạm thời không nói được gì. Như hiểu ra ý muốn của Hoài Đan, bà bác chậm chạp ngồi xuống phía đối diện cô cất giọng nhàn nhạt, nhạt nói cô muốn hỏi vì sao chúng tôi lại làm thế đúng không sau khi hoài đan gật đầu bà bác liền nghe hàm răng vàng khè cười khẩy được dù sao cô cũng sắp trở thành con dâu của nhà họ bác tôi sẽ nói rõ đầu đuôi chân tướng cho cô con dâu ư hoài đan sững sờ từ khi cô cùng s đặt chân vào đây chưa hề nghe bất kỳ ai trong nhà họ bác kể cả bác đầu nói về người anh trai này làn da nhăn nheo của bà bác lập tức co rút lại từ khóe mắt chẳng chệt những vết đồi mồi bà ta thở dài cất giọng kể trước bác kim ông bà bác còn một người con trai cả đã ngoài 40 tuổi tên là bác tiền đinh tuổi đời tương đối lớn vậy mà cho tới thời điểm hiện tại anh ta vẫn chưa có vợ vì thôn làng của họ quanh năm nghèo đói dân cư thưa thớt lối sống truyền thống cũng đã ảnh hưởng ít nhiều tới việc tìm bạn đời của đám thanh niên nhà họ bác vốn quê gốc ở nước lâm nơi nổi danh với những tục lệ minh hôn cho người chết. Cuối cùng không nghĩ, sẽ có một ngày gia đình họ lại phải đối mặt với tục lệ này. Trong một lần cùng đám thanh niên thôn làng lên rừng săn thú, đám người Bắc Tiền Đinh tình cờ phát hiện một bầy hổ con gồm bốn con đang trú mưa trong hang động. Đám người rủ nhau bắt hổ mẹ, đem về lọc lấy ra, đem bán cũng được bội tiền. Nghĩ gì chứ? Nhìn vào lũ hổ con này là biết con hổ mẹ to lớn tới thế nào? Một lời vừa thốt ra, anh ta liền bị ăn ngay cái tát thấu trời. Tiền đinh bị ép, đành phải cắn răng lò dò bước tới bắt hổ con. Sau đó chạy tới bên cạnh đồng bọn, rồi xẻo cho hắn, nghe tiếng động, từ sau lùm cây rậm rạp, một bóng hình to lớn lập tức vọt tới. Con hổ mẹ nặng khoảng hơn 100 cân, lông vằn dài, miệng nhễu dãi nhớt đang phóng tầm mắt sắc lạnh về phía của bọn họ. Đám người mãi hy hô hoán, Sùng súng tự chế bắn về phía con hổ. Tuy nhiên, tuổi đời của nó cũng đã già, Lớp da dày không có chút hề hấn gì Nhóm người tức khắc trồn chân Hổ mẹ chỉ nhìn chằm chằm về phía của tiền đinh Nó co người Xú lên một tiếng Sau đó bổ nhào tấn công anh ta Tiền đinh la hét Nắm lại hổ con bỏ chạy về hướng của Mã hi Thế nhưng những kẻ đồi bại này Đã bỏ chạy giữ mạng trước Nhóm người chạy cật lực Bởi họ phát hiện ra Ngoài hổ mẹ còn có hổ đực đang phục kích gần đó Hai con hổ rượt đuổi Sức lực đám người này băng không Tiền đinh bị bỏ lại phía sau, cơ thể đuối dần, khoảng cách giữa anh ta và hai con hổ cũng bị thu ngắn. Con hổ được lao nhanh hơn, nó gồng người, nhảy phúc về phía của tiền đinh. Anh ta chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, sau đó chết không kịp ngáp. Đến khi người dân trong thôn cầm đuốc kéo lên rừng tìm kiếm, nhà họ bác chỉ nhận lại được chiếc đầu cùng nửa thân trên của tiền đinh. Ông bà bác đem xác con trai, đặt vào trong quan tài, giấu kỹ ở nhà kho. Sở dĩ họ chưa đem chôn ngay là vì tiền đinh lúc sống chưa kết hôn theo quan niệm xưa, anh ta chết đi, hồn phách sẽ không được yên ổn. May thay, Hoài Đan và S là hai người lạ tới thôn. Ngoại hình Hải Đoan xinh đẹp mỹ miều, quá mức phù hợp với con trai bà ta. Đây chính là nguyên nhân, mặc dù Hoài Đan có ơn cứu mạng bắt đầu, nhưng vẫn bị bắt nhốt một cách oan ức. Bà Bắc tháo khăn miệng cho cô, sau đó lắc lư nói. Chờ tới 12 giờ đêm, chúng ta sẽ tiến hành làm lễ thành hôn cho cô. Miệng được giải phóng, Hoài Đan lập tức phản kháng. Người chết là hết. Các người vẫn sống cổ suý, phong kiến như thời xưa. Thật là đáng thương. Cầm ngay. Bà Bắc tức giận gào lớn. Hoài đàn vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục công kích. Chỉ vì một người đã chết, mà ông bà dám lấy tính mạng của bác đầu ra để làm trò này. Ông bà đã cho thằng bé uống thuốc gì sau khi tôi châm cứu? Chỉ để lấy thằng bé làm cái cớ bắt nhốt tôi và S. Thật đáng thương. Hai mắt bà Bắc long lên sòng dọc. Mặc dù trong lòng bà ta lúc này đã rất tức giận Thế nhưng vì đại sự bà ta vẫn cắn răng nín nhịn, cong người bỏ đi. Đến lúc này, Hoài Đan mới thở phào một tiếng, cô thử cựa người, thế nhưng bàn tay, bàn chân bị dây thừng bản to chói, rất chặt, không thể tháo ra được. Cô đưa mắt tìm kiếm vật trợ giúp, nhưng cũng không có dao hay bất kỳ một đồ vật sắc nhọn nào khác. Hoài Đan bỏ lết ra phía cửa, thời gian 12 giờ cũng đã tới. Lần này quay trở lại nhà chứa củi, còn có thêm ông Bắc và hai người đàn bà to khỏe khác. Bà Bắc, sai họ giữ chặt tay chân của Hoài Đan, đoạn choàng lên cho cô một chiếc váy cưới cũ kỹ lấy vội. Trở mặc váy xong xuôi cho cô, ông bác cùng ba người đàn ông khác mới đẩy cửa bước vào. Cưỡng chế, bắt Hoài Đan tiến về phía nhà kho. Nhà kho này, Hoài Đan và S đã từng tò mò đi qua. Thứ mùi bốc ra, phải chăng chính là mùi xác chết phân hủy của bác tiền đinh. Cửa bị đạp mạnh, bên trong tối đen thăm thầm. Ông bác châm lửa đốt đuốc, ánh sáng mở nhạt chiếu rõ chiếc quan tài cũ kỹ, được đặt chính giữa nhà kho bên trên đặt một lư hương đã tắt. Con trai tôi, bà bác đưa tay vuốt nhẹ lên quan tài, không ngừng sột xịt khổ sở. Đúng 12 giờ đêm, một người đàn bà lạ mặt, trên đầu đội khăn vấn trắng, trang điểm rất đậm, cầm theo một cái bát, một con dao nhỏ và gương bát quái sẽ đám đông bước vào. Trông thấy bà ta, vợ chồng bà bác lập tức quỷ xuống văn lệ lia lịa. Pháp sư Hà Đệ, chúng tôi đã làm theo những gì bà căn dặn. Hà Đệ gật đầu, đưa mắt liếc quài đan, sau đó lạnh lùng ra lệnh mở quan tài hai gã đàn ông vạm vỡ đã được nhà họ bắc thuê từ trước nhanh chóng dùng kìm bật mở từng chốt đinh khóa bởi quan tài cũng không được chốt chặt cho lắm nên chỉ một loáng nắp quan tài liền nới lỏng mùi hôi thối tỏa ra càng lúc càng thêm dày đặc hoài đan cố gắng kiềm chế cơn lợm họng đang không ngừng cuộn trào sôi sục trong từng tế bào Chờ mắt nhìn đám người mê muội tới mức mù quáng này quan tài của bác tiền đinh cuối cùng cũng được mở tung ra xác chết trương phình bốc mùi dần dần hiện rõ trước mặt hoài đan làn da ngăm đen của anh ta đã trở nên tím tái những vết hoen tử thi to như cái cốc bùng beo chất kín dày đặc khắp nơi trên cơ thể hai mắt của anh ta khép hờ trong mắt đụng ngầu trắng dã dưới thân của bác tiền đinh dòng mỡ đặc xoắn vàng khe dỉ ra nhễ nhụa đến lúc này sức chịu đựng của hoài đan cuối cùng cũng đạt tới giới hạn cô cúi gập người há miệng nôn thốc nôn tháo dịch vị dạ dày thay nhau túa ra, khiến cho bụng cô đau nhức tê buốt. Thái độ này của Hoài Đan khiến cho đám người kia không mấy vui vẻ. Pháp sư Hà Đệ tay cầm một nhánh cây gai, bước tới trước mặt của Hoài Đan, thẳng thừng tắt mạnh lên má phải của cô để cảnh cáo. Thân là vợ của bác Tiền Đinh mà dám chê bai, khinh biệt chồng mình. Cô có tin tôi cắt lưỡi cô hay không? Hoài Đan biết bản thân cô đang rơi vào tình cảnh yếu thế, do vậy đành phải nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ thích hợp để phản kích. Hiện giờ, S bật vô âm tín, chưa biết sống chết thế nào, cô quả thật rất lo cho cả anh. Trầm nến, hạ đệ cao giọng ra lệnh. Lập tức, đám người còn lại xăm dắp nghe theo, tiến hành trăm 49 que nến đã được chuẩn bị từ trước. Từng ánh lửa đỏ rực chiếu sáng thư thể thối sữa của bác tiền đinh, chồng anh ta lại càng thêm gớm ghiếp. Đợi khi nến đã được thắp đủ, hạ đệ ngồi phịch xuống đất, chấp hai tay trước ngực, miệng lầm bẩm những tiếng bùa chú kỳ lạ. Cơ thể nghiêng nghiêng lắc lư theo nhịp, những người kia quỷ xung quanh hà đệ cúi đầu vái lia lịa khung cảnh xung quanh hết sức kỳ dị và quỷ mị sau một hồi làm lễ bái lạy hà đệ chậm rãi mở mắt bẻ một que gai dùng sức chọc vào lòng bàn tay của hoài đan cảm giác nhói đau vì gái đâm xuyên ra thịt khiến cho hoài đan nhíu chặt lông mày từ miệng của vết thương máu đỏ nhanh chóng dỉ ra hà đệ dùng chén hướng máu đoạn đem tới trước thi thể thối giữa của bắc tiền đinh ngang nhiên cậy bờ môi đã bong chóc da của anh ta đổ máu vào trong đó. Chưa dừng lại, bà ta tiếp tục làm tương tự với bác Tiền Đinh, dùng gai chọc tay lấy máu. Chiếc chén nhỏ lập tức cứng đẩy máu đen hôi thối của bác Tiền Đinh. Buông ra! Hoài Đan vùng vẫy chống cự. Cô thừa hiểu Hà Đệ là đang muốn ép cô phải uống chén máu đen này xuống họng. Hoài Đan thả chết, cũng không bao giờ uống cạn đống máu đen hôi thối này. Giữ chặt lấy cô ta! Hà Đệ hò hét ra hiệu. Hoài Đan bị kìm chặt hai cánh tay, vùng vẫy chống cự kịch liệt. Hà đệ dùng sức bóp chặt cầm cô, cố gắng tách miệng hoài đan. Tuy nhiên, cô vẫn ngậm chặt hai môi, nhất quyết không hé nửa lời. Mở miệng ra, bà bác đứng bên cạnh, sơ ruột túm chặt lấy tóc của hoài đan, đem giật ngửa đầu cút ra phía sau. Trước sự tàn ác của đám người này, hoài đan dùng toàn bộ sức bình sinh, có chân đạp thật mạnh về phía của hà đệ. Thành công khiến cho bà ta ngã chúi, chén máu cũng vỡ tan tành. Nhân lúc bàn tay được thả lòng, hoài đan luồn tay ra sau gáy, lấy chiếc châm cài tóc nhỏ bé được cô kẹp sẵn trong vành tay đem đâm trực diện vào mắt phải của gã đàn ông đứng bên cạnh cô hắn rú lên một tiếng thảm thiết ôm mắt gào giống quần quại chưa dừng lại cô dùng tay rút mạnh châm cài nhằm hướng gã tiếp theo mà đâm liên tục vào mặt và bụng hắn trước sự phản công tới tấp này của hoài đan đám người không kịp tránh né bật lùi ra phía sau theo phản xạ hoài đan thừa cơ toàn bỏ chạy lên phía trước thế nhưng ông bắc đã nhanh tay hơn vươn tay nhặt khúc gỗ dưới đất quăng mạnh về phía cô bốp tiếng của thành gỗ vang mạnh lên đầu của hoài đan vang lên trong không gian hỗn loạn cô cảm thấy rõ ràng từng vệt máu dài đặc quánh chậm chậm nhỏ xuống chán vào lòng bàn tay khung cảnh phía trước hoài đan đột ngột trở nên mờ ảo cô loạn choạng bám vào thành vách hai bàn chân díu lại sau đó ngã vật xuống đất còn nhỏ đáng chết hà đệ dùng chân đạp đạp lên người của hoài đan không quên hất cằm ra hiệu cho ông bà bắc đem hai người đàn ông bị thương ra bên ngoài chữa trị. Gã bị châm chọc thủng một mắt vì mất máu quá nhiều, đã ngất lịp đi, sống chết lúc này chưa rõ. Khoảng 20 phút sau, vợ chồng lão bác cuối cùng cũng quay trở lại, trên người lấm tấm mồ hôi ướt nhẹp. Ông bác phủi tay, tựa lưng lên tường, không ngừng thở dốc. Nhanh nhanh tổ chức hồn lễ, trời sắp sáng, chị e đánh động dân làng. Hà đệ gật đầu, lập tức sai người đem vác quải đan lên vai. Cô bị đem tới trước một chiếc quan tài mới, bên ngoài có chạm trổ hoa văn đỏ, chữ hỉ khắc sâu ngay chính giữa. Ông bác khùng hăng, đặt hoài đã nằm gọn trong quan tài, sau đó xoay lưng, hồ hào vài người khác vụ mình, khiêng xác của bác tiền đinh sang chiếc quan tài mới. Vì anh ta đã bị hổ ăn mất nửa thân dưới, do vậy, xác chết chỉ còn lại phần trên. Bà bác vừa thấy con trai được bế ra, liền ngã ra đất hỏa khóc nước nở. Thì thể thối giữa tanh tuổi được bê ra, chuẩn bị đem đặt nằm cạnh bên hoài đan. Cô sực tỉnh, nhìn xác chết kinh hồn sắp sửa đè lên cơ thể mình, hốt hoảng, đưa tay đập thật mạnh trên nắp quan tài, Khoải đán tuyệt vọng gào lớn tên S, hai vạch mắt cố đỏ rực uất hận, người nhà họ bác lấy oán báo ơn quả thật chơi chẽn ngút trời. đặt thi thể vào, hà đệ hất tay ra hiệu, ông bác nhanh như cát liền ôm xác con trai đem đặt vào bên trong, khốn nạn, máu thả cối ra. từ bên ngoài cửa nhà kho một bóng đen cao lớn nhanh chóng lao vụt vào, làn da S đỏ ửng gương mặt anh Tuấn vương vương lửa giận. Trên tay anh còn cầm một con dao sắc dính máu. Trước sự xuất hiện đột ngột này của anh, đám người kia lập tức trợn tròn mắt. S không nói nhiều, trực tiếp vung dao, chém thẳng vào chính giữa cổ của Hà Đệ. Bà ta há hốc miệng, máu đỏ từ trong hốc mắt ứa ra, chết không kịp ngáp. Ông bà bác sợ hãi, toán hét âm lên thì liền bị S lao vọt tới, dùng dao khống chế, nghiến răng đe dọa. Màu sai người thả cối ra, Ông bác đành phải chịu thua, run lẩy bẩy hướng về phía người đàn ông đi cùng Hà Đệ mà ấp ốm nói. Màu, màu đem cô ta ra ngoài. Hoài đan được đưa ra, toàn thân như nhớp dịch nhây của tử thi. Gương mặt xinh đẹp đã trở nên tái mét, cắt không còn một giọt máu. Cô nhìn S, đôi mắt to tròn lấp lánh ẩn nước, nói không ra câu. Sao, sao anh thoát được? S không đáp, chỉ lạnh lùng dùng dây thừng trói ông bà bắc lại. Sau đó hùng hăng, nhấc bổng bà bắc lên cao, rồi cho bà ta ra sức vùng vẫy Anh vẫn lạnh lùng đem bà ta Ném vào bên trong quan tài Cùng thi thể đứa con trai tội nghiệp Đừng, hãy ta cho bà ấy Tôi xin cậu Ông bác gào lớn thảm thiết Thế nhưng, từ đầu tới cuối S vẫn không chịu để lọt tay nửa lời Anh kéo mạnh nắp quan tài Sau đó dùng búa chốt mạnh đinh ốc Trong tiếng kêu cứu hoảng loạn của bà bác Ánh mắt của S trở nên càng lúc Càng thêm hung hiểm và tàn độc Mày muốn làm gì Mày định nhốt bà ấy vào trong quan tài hả? Ông bác gào lớn, nhặt vội tấm gỗ bên cạnh, không đập tới tấp về phía S. Tuy nhiên, ngay khi bắt gặp ánh mắt sáng quắc sắc lạnh mà anh quẳng về phía mình, hai trận ông ta lập tức nhạo ra, đầu gối đánh vào nhau lẩy bẩy. S cong môi cười nhạt, ngồi phịch lên nắp quan tài, trên tay cầm con dao phay lấy trộm từ bếp của nhà họ bác, mà xoay xoay thành vòng tròn. Gương mặt anh Tuấn trở nên vô cùng tàn nhẫn. Dưới màn đêm mờ nhạt, cùng với anh nến đỏ quạch, khắp cơ thể anh bỗng chốc mang vẻ âm u tới lạnh sống lưng. Tôi chỉ muốn cho bà ta nằm chung với con trai của mình một lúc. Anh nhàn nhạt, lên tiếng. Hoài đan đứng bên cạnh, không nói chen thêm để anh tùy ý xử lý. Tới lúc này, ông bác đã hoàn toàn rơi vào thế yếu, chỉ biết quỷ xuống van xin. Chẳng phải lúc trước, đem Hoài đan tới đây, S đã bị trúng thuốc hay sao? Vậy thì làm cách nào mà anh thành công thoát ra khỏi Bắc Kim thế này? Suy nghĩ vừa dứt, từ phía ngoài cửa, Bác Kim gấp gáp chạy vào, Quần áo cô ta sập sạch, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt tràn ngập nước mắt. Nhìn sơ qua tình hình, bác Kim cũng đã hiểu, mọi việc không nằm trong dự liệu nữa mà đã thất bại hoàn toàn. Cha, anh ta không hề chống thuốc. Bác Kim thành thật trả lời suy nghĩ trong đầu cha mình. Thật ra, S 4 rất cẩn thận trong mọi hành động. Anh còn có khả năng kiểm thuốc rất nhanh. Chỉ cần người sơ qua đã phát hiện thứ mùi đặc trưng của các loại thuốc. Trong bữa cơm tối hôm trước, chỉ có riêng phần canh của anh có mùi kỳ lạ. Đợi sau khi dùng bữa, S tới nhà vệ sinh, móc họng sạch sẽ. Vì thế, mọi hành động tiếp sau đều là giả vờ. Ngay cả âm mưu để anh uống về buổi yêu của mẹ con bác Kim đều đã được bộ óc khôn ngoan của S lập trình sẵn. Bác Kim kéo cha quỷ xuống trước mặt S và xin anh tha cho mẹ mình. Tính mạng là trên hết, bọn họ thừa biết khả năng không bằng một phần mười của anh. S nghiêng đầu nhìn hoài đan, đôi mắt thâm sâu hơn đáy biển. Anh dùng búa, gõ thêm vài tán đinh sắc lên mặt quan tài. Lúc này, môi cười khẩy đáp. Được, nể tình bác đầu vào hoài đan. Nếu các người kịp thời tháo đinh ra khỏi quan tài, thì có thể cứu được bà ta. Anh vừa dứt lời, hai cha con bác kim vội vàng cùng nhau tháo đinh đóng quan tài. Tuy nhiên, khả năng bà ta có sống sót được hay không còn phải tùy thuộc vào vận mệnh nữa. S vòng tay bế sốc hoài đan ra khỏi nhà kho. Bầu trời cũng đã trở nên sáng tỏ, Tiếng gà trống gáy vang khắp thôn làng. Chúng ta cần phải rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. S lạnh lùng đề nghị. Nếu để những người dân ở đây tỉnh dậy và phát hiện ra sự việc kia, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn rất nhiều. Chỉ ít người làng bên nhau, còn họ chỉ là người lạ, ác sẽ dồn thế bị động. Trước khi khuất sau thôn làng, hoài Đan vẫn còn lưu luyến, quay đầu nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ, nơi bắt đầu đang nằm nghỉ. Thằng bé quá ngây thơ, không biết được rằng cha mẹ và chị gái mình lại có bộ mặt quỷ dữ tới như thế. Chờ sau khi thoát khỏi đây, Hoài Đan sẽ cho người xuống, đem thằng bé lên thành phố, giúp bắt đầu có một cuộc sống tốt hơn. Hai người bước đi không ngừng nghỉ. Những chuyện xảy ra lúc trước tưởng chừng chỉ có trên phim, nhưng ai nghĩ lại xảy ra với cả cô và S. Mặc dù cơ thể đã thấm mệt, thế nhưng S vẫn không có dấu hiệu dừng chân, tới con suối quen thuộc lúc trước. Đột nhiên, S dừng lại. Anh đưa mắt nhìn Hoài Đan, không nói không rằng bế vác cô trên vai, đem ném mạnh xuống dưới suối. Anh dám, S, quá đáng. Hoài đan vùng vẫy trong dòng nước suối, hậm hực nhìn anh mắng nhiếc. S quanh tay, đứng trên bờ nhìn xuống, nhún vai cười nhạt. Cô không ngửi thử người mình à, thối chết đi được. Nghe anh nhắc nhở, Hoài đan mới để ý, quần áo của cô đã ngấm dịch thối từ sắc chết của bác tiền đinh, bốc mùi khám tanh lòng. Chỉ nghĩ tới thế thôi, Hoài đan đã trực nôn ẹ. Cô bốc nước trả mạnh lên người, miệng không ngừng lâu bầu chửi thầm. Ánh nắng mặt trời đã xuyên qua đỉnh đầu, tinh thần của họ cũng đã trở nên tốt hơn. Hoài đan tựa người lên một tảng đá lớn, hai mí mắt nặng trĩu lìm dìm đánh liều mà ngủ một giấc. Ngủ như con heo. S ngồi phía đối diện nhìn cô, nhếch miệng châm chọc. Cô chính là đối tượng diệt khẩu của S. Vậy mà cuối cùng, anh không những không giết cô mà còn cứu cô hết lần này tới lần khác. Ngay cả bản thân S cũng cảm thấy thật sự rất khó hiểu. Anh thở dài, hai mắt sâu thăm thẳm nhìn lên bầu trời. Bàn tay này đã nhuốm máu của bao người. Có thể ngày anh phải trả giá cũng sắp tới rồi. Xột xoạt, Đằng kia có người. Tiếng gọi lớn từ phía sau khiến cho hoài đan giật nảy mình, ngơ ngác nhìn ra xung quanh. Trương mặt cô là một đám vệ sĩ ăn mặc lịch lãm. Trên tay còn đeo các thiết bị thăm dò, cả chó nghiệp vụ cũng được đem theo. Vừa trông thấy hoài đan, vệ sĩ riêng ngụy Tránh đã hò reo sung sướng. Đây rồi, đây rồi. Bà cô tổ của tôi ơi, cuối cùng cũng tìm được thiếu phu nhân. Cảm ơn ông trời, cảm ơn ông trời. Chỉ thiếu chút nữa thôi, Ngụy Tránh đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Vậy là, Hoài Đan cũng đã có thể thoát khỏi nơi tối tam hẻo lánh này. Cô đảo mắt tìm kiếm xung quanh, thế nhưng bóng dáng của S đã hoàn toàn biến mất. Ngụy Tránh, anh có trông thấy một ai khác ngoài tôi hay không? Hoài Đan thử thăm dò, thế nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu phủ định của Ngụy Tránh. Ngoài phu nhân ra, không hề có tung tích bất kỳ của một người nào khác. Có lẽ, S đã rời đi trước khi cô tỉnh lại. Thứ cảm giác khổ thẫn bỗng chốc len lỏi vào trong từng tế bào của cô. Ngụy Tránh cẩn thận dìu Hoài Đan bước đi, phía sau là vệ sĩ nghiêm ngặt bảo vệ. Theo lời của anh, Hoài Đan cũng phát hiện ra, từ khi cô mất tích, Minh điền chỉ nhốt mình trong phòng riêng, chốt chặt quá trái. Không có bất kỳ một người nào có thể được phép đặt chân vào phòng anh. Phải rồi, chồng cô là Minh Điền, là Minh Điền. Cháy rồi, cháy rồi. Người lạc bắt đầu hò hét kêu cứu. Hoảng loạn mốp nước dập lửa. Ngọn lửa cao vút thường ngực cháy lớn. Bắt đầu cháy từ nhà họ Bắc rồi lan dần sang các ngôi nhà bên cạnh. Chỉ có bắt đầu, được một kẻ thần bí đem bế ra ngoài gốc cây đa, tính mạng tuyệt đối an toàn. Ở dưới mặt đất, bên cạnh thằng nhóc còn có một chiếc bật lửa hình con cá. Trên thân vỏ, chỉ khắc duy nhất một chữ S. Trải qua cuộc hành trình dài, Cuối cùng Hoài Đan cũng được trở về cố ra một cách an toàn. Thế nhưng, đón tiếp cô không phải là thái độ lo lắng, mừng rỡ của người nhà họ cố. Trái lại, chỉ là ánh mắt giò xét ghét bỏ của cố tịch cùng cha cô ta. Nhìn bộ dạng nhếch nhác thảm hại, cơ thể bốc mùi hôi của Hoài Đan, cố tịch không nhịn được liền xua tay đuổi thẳng. Ôi trời ơi, thối quá, mau đem thiếu phụ nhân xuống tắm rửa cho tôi. Hoài Đan ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng bước vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ. Vậy nhưng, ngay khi cô vừa cởi đồ, từ ngoài phòng tắm liền xuất hiện hai nữ giúp việc trung tuổi. Trên tay họ cầm một chiếc đèn pin và khăn lông trắng, bối rối cãi đầu trình bày. Thiếu phụ nhân, đại tiểu thư có lệnh, yêu cầu chúng tôi kiểm tra thân thể thiếu phụ nhân. Đại tiểu thư lo rằng, trong mấy ngày ở cùng người lạ, thiếu phụ nhân không còn giữ được sự trong sạch. Nghe rõ đầu đuôi của mọi chuyện, Hoài Đan bị sốc nặng. Cô không thể ngờ, với vai vế quyển quý như cố tịch, Vậy mà lại tồn tại thứ ý nghĩ dơ bẩn và cổ hủ tới như thế. Hoài đan hít sâu một hơi, lắc đầu nhìn hai người giúp việc chung tuổi. Hai thiếm cứ ra ngoài trước, cháu sẽ ra sau ngay bây giờ. Mặc dù hai người họ có chút khó xử, nhưng dù sao Hoài Đan cũng là thiếu phụ nhân trong cái nhà này, không thể làm trái ý. Cô vụt nước ướt mặt, tinh thần có phần thêm tỉnh táo. Cố tịch luôn luôn giở trò gây khó dễ cho cô. Dường như trong mắt cô ta, Hoài Đan chính là cái gai cần phải được loại bỏ cô nhìn bản thân trong gương, sau đó lau khô mặt, chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng, bình thản bước lên trên lầu. cố tịch vẫn chưa rời đi, ngồi yên lặng trên ghế, cơ thể hơi ngả ra phía sau, nhìn cô cười nhạt. em dâu cũng to gan lớn mật ghê nhỉ? còn dám lớn tiếng đuổi người của tôi đi ư? hoài đan ngồi xuống phía đối diện chị chồng, rất thẳng thắn mà cất giọng hỏi cố tịch. Chị cho người kiểm tra tôi là muốn kiểm tra cái gì? lồng mày cố tịch chợt nhích lên, nửa môi cong nhẹ, thể hiện rõ sự kinh thường từ khi cha mẹ cô ta chọn hoài đan làm đối tượng kết hôn cho minh điền, cố tịch chưa bao giờ ứng ý. nhìn đi trông lại, cố tịch vẫn cho rằng người phù hợp với em trai cô ta chỉ là con số không, bất kể một người con gái nào cũng không xứng đáng. kiểm tra chi tiết, cô ở dưới chân núi cùng đám người làng kia vẻn vẹn gần 3 ngày. tôi biết sao được, cô sẽ dùng thân thể để báo đáp ơn cứu mạng. thì ra cố tịch không hề hay biết người cứu mạng cô vốn dĩ là s về thân phận của anh cô cũng tự nhủ sẽ giấu kiến, xem như báo đáp ơn cứu mạng của S lần này. Cố tịch thấy Hoài Đan im lặng, liền không chịu nhượng bộ. Một tay nâng chén trà, một tay làm động tác chỉ trò, ngữ điệu của cố tịch càng thêm sâu cay. Sao vậy? Hay là tôi nói trúng sự thật, cho nên cô mới không biết đường chối cãi? Hoài Đan cười nhạt đứng bật dậy, không muốn đôi co thêm với cô ta. Từ trước tới nay, mọi sự rắc rối, Hoài Đan đều hạn chế dây dưa, làm phiền bản thân của mình. Chị cố tịch Muốn biết tôi trong sạch hay không Vậy thì chị hãy trực tiếp hỏi Minh Điền Sở dĩ cô nhắc tới Minh Điền Là vì Hoài Đan biết Anh sẽ đứng ra bảo vệ cô Thời gian bên cạnh anh không quá dài Nhưng cũng đủ để Hoài Đan hiểu được một phần Trong con người anh Nhắc tới Minh Điền Cố tịch lại càng thêm giận dữ Cô ta đứng bật dậy Dùng lực kéo mạnh Hoài Đan Ép cô giật ngửa về phía sau hai mắt cố tịch trao lại Hùng hổ mắng nhiếc Lại có dám mở miệng thối mà nhắc tới em trai tôi ư? Từ khi cô mất tích, nó nhốt mình trong phòng đã ba ngày nay. Cô làm vợ cái kiểu gì thế hả? Chị à, vợ em đã trở về. Chúng ta cần phải ăn mừng chứ. Từ trên bậc cầu thang, mình điền đẩy xe lăn, vội vàng cắt ngang lời chị gái. Khi ánh mắt ôn nhu của anh bắt gặp cái nhìn khó xử của Hoài Đan, một cảm giác kỳ lạ chợt chạy dọc khắp nơi trong toàn bộ cơ thể. Anh à, Hoài Đan vội vàng chạy lên phía chồng, cẩn thận quan sát một lượt khắp nơi trên người anh. Ơn rời, Minh điền vẫn vẹn nguyên, chỉ khác là mái tóc có chút bù xù sơ xác. Anh không sao chứ? Bọn chúng có làm khó anh hay không? Trước thái độ gấp gáp của cô, Minh Điền chỉ nhòe miệng cười dịu dàng. Anh đã không chọn sai vợ. Cô gái trước mặt này quả là một tâm hồn trong sáng lương thiện. Minh Điền xuất hiện, những lời chỉ chết em dâu của cố tịch cũng đã bị thu lại. Cô ta hử lạnh, không quên nhắc nhở em trai. Minh Điền, tốt nhất em nên dạy dỗ lại vợ mình, để cô ta hỗn láo với người nhà như thế này. Giới báo chí và truyền thông sẽ có cớ cười vào mặt cố ra chúng ta. Nhận ra cơ thể hoài đan có chút run rẩy, Minh Điền liền nắm nhẹ bàn tay cô, sau đó dùng đầu ngón trỏ vỗ vỗ. Hành động này của anh vô trao khiến cho hoài đan đờ đẫn. Cô cứ thế để bàn tay mình nằm gọn trong lòng anh, cảm xúc lúc này vô cùng phức tạp. Em yêu con người hiện tại của hoài đan, và em nghĩ cô ấy sẽ chắc chắn không bao giờ thay đổi bất kỳ một điều gì. Chị à, Em hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi lát. Cô Tịch hoàn toàn á khẩu, không thể nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Trước khi rời đi, cô Tịch vẫn không quên nhắc nhở vợ chồng của Minh Điền. Cha mẹ đã căn dặn, đúng 5 tiếng nữa chúng ta sẽ tới quý gia để dự tiệc mừng thọ quý phù nhân. Hai đứa các em nên chuẩn bị qua mừng thọ thật tốt, đừng để làm mất mặt của chúng ta. Trời cho cô ta đi khuất, hoài đan bèn đầy Minh Điền trở lại phòng. Cô nhẹ nhàng giúp anh thay áo lại cẩn thận dùng khăn ấm lau mặt cho anh. Cảm ơn anh. Nghe cô líu nhíu mở lời, mình điền giết chút nữa đã vì cười. Anh nghiêng nghiêng đầu, muốn chăm chọc vợ thêm chút nữa. Cảm ơn vì điều gì? Hải mà cô lập tức ửng đỏ. Cô dùng tay cầm khăn, ấm thật mạnh lên má anh, hậm hực đáp. Anh lại còn rời trò trêu ngươi. Mình điền, anh đang làm bộ ngô ngốc trước mặt tôi đấy. Thế nhưng, Hoài Đan vừa xoay người rời đi thì liền bị Minh Điền giữ lại anh dùng lực kéo cô ngã nhào lên người mình thuần thục đặt hoài đan ngồi yên vị trên đùi anh ép cô đối mặt vợ à hôm nay tôi mới có thể quan sát em thật kỹ em thật xinh đẹp những ngón tay thon dài nhẹ nhàng Lướt trên đôi môi mềm mại căng mọng của hoài đan đôi mắt đen thăm thẳm của anh nhìn xoáy sâu vào cô tựa hồ như muốn nuốt trọn từng khoảnh khắc in trong đáy mắt hoài đan có chút bối rối muốn đẩy anh ra nhưng cuối cùng vì sợ ảnh hưởng tới đôi chân bị liệt của anh nên cô đành ngồi im ngoan ngoãn hoài đan mình điền bất ngờ cất giọng gọi cô giọng nói của anh trở nên vô cùng ấm áp len lỏi vào từng ngụ quan nhạy cảm vâng em đã từng hôn ai chưa gì cơ hoài đan thiếu chốt nữa liền bị anh làm cho ho sặc sụa nếu cô đang uống nước khả năng cao đã bị nghẹn nước tới chết hôn ai chưa câu hỏi này liên tục xoáy sâu vào trong tâm trí của hoài đan nụ hôn đầu đời của cô đã bị cướp một cách trắng trợn mà kẻ ngang nhiên cưỡng chế ép cô chính là sát thủ S. Cô bất giác nhớ lại tình cảnh chớ trêu của mình khi ở trong thang máy, bị S dùng khăn che mắt hồn cô tới ngây dại. Anh, anh hỏi để làm gì? Cô ấp ốm nhìn Minh Điền, cố gắng né tránh. Tuy nhiên, Minh Điền vẫn không chịu để cô có cơ hội bỏ trốn. Anh vòng tay giữ chặt eo cô, nhẹ nhàng mở lời đề nghị. Hôn tôi đi. Tôi muốn biết cảm giác khi đôi môi căng mọng này chủ động mơn trớn tôi thì sẽ như thế nào? Đến lúc này, cơ thể nhỏ bé của Hoài Đan đã hoàn toàn cứng ngắc. Cô có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đang đập thình thịch không ngừng. À, tôi nghĩ chúng ta nên tặng quý phu nhân một chuỗi vòng cổ làm từ ngọc trai cao cấp. Nếu có thể, nên kèm theo bức tranh mừng thọ. Hoài Đan cố gắng làng sang chuyện khác. Vậy nhưng Minh Điền lại càng siết chặt cô hơn. Anh dùng tay nâng cầm cô lên, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Dùng lưỡi mình bắt đầu bóc tách bờ môi căng mọng của Hoài Đan. Đây mới chỉ là bước đầu. Muốn sinh con cho tôi, em còn phải học tập rất nhiều. Đừng, mau dừng lại đi. Trước sự tấn công mạnh mẽ của anh, Hoài Đan gấp gáp chống cự. Dưới hai bắp đùi, cô có thể cảm nhận rõ ràng. Mình điền càng hôn triển miên lại càng trở nên táo bạo. Anh nhẹ nhàng luồn tay vào trong áo cô, bắt đầu mơn trớn ra thịt mềm mại. Đầu đỡ linh hoạt, liên tục công kích phía trong khoang miệng của cô. Tham lam, hít thả hương vị ngọt ngào của vợ mới cưới. Đột nhiên, trong đầu của Hoài Đan lại xuất hiện hình ảnh nụ hôn của S khi ở trong thang máy. Anh cũng dùng chính đầu lưỡi thuần thục của mình mà vuốt ve cô tử môi cho tới sâu bên trong. Hai cái cô này giống hệt nhau, điều này khiến cho Hoài Đan bất giác cứng đờ người. Không có đẩy minh Điền ra nữa mà để mặc cho anh tùy ý làm càn. Nhận ra cơ thể của cô đang dần căng cứng lại. Minh Điền cũng dừng động tác, anh rút tay khỏi áo cô, sau đó đẩy nhẹ hoài đan ra ngoài. Lại dùng khăn lau, lau bờ môi còn vương chút mật ngọt, nhằn nhạt mở lời trước. Đây không phải nụ hôn đầu tiên của em, đúng chứ? Chưa câu hỏi mang tính dò xét này. Hoài đan chỉ biết thậm hực mắng minh điền. Anh ngang nhiên dám hôn tôi khi chưa được cho phép, lại còn đòi hỏi vớ vẩn. May cho anh là tôi chưa đấm anh tím mặt đấy. Minh Điền bật cười ha hả, nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang phùng mang trợn má lử anh. Làn da trắng nõn đỏ bừng bừng Anh càng muốn trêu chọc cô hơn Em không sợ Trước ngoại hình xấu xí này của tôi hay sao Nghe Minh Điển hỏi Hoài đàn bỗng thu lại dáng vẻ giận dỗi Cô biết Minh Điển vẫn luôn tự ti Với ngoại hình thiệt thòi của mình Rồi trước đây anh có là một đô đốc Tiếng tăm lửng lẫy đi chăng nữa Thế nhưng bây giờ anh chỉ là một người đàn ông bình thường Trong mắt người khác lại qua thực vô dụng Thân làm vợ Hoài đàn không mặc cảm như lời anh nói Cô tóm lấy chiếc gối bông, ném mạnh lên người của Minh Điền, dằn mặt. Lần sau, tôi còn nghe thấy anh nói mấy lời nhảm nhí này. Tôi sẽ cho anh nhịn ăn một tuần. Dứt lời, cô Toàn bước ra phía cửa, bỗng nhiên bị tiếng gọi của Minh Điền kéo lại. Hoài Đan, Hoài Đan nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, chờ đợi câu nói tiếp theo. Vậy nhưng con người anh chỉ nhìn cô cười cười đầy u ám, hai khóe mắt nheo lại. Nhịn ăn tôi không sợ, chỉ sợ em cấm không cho tôi âu yếm, Hoài đan vô thức nuốt mạnh một ngụm nước bọt, đoạn đóng dầm cửa lại, hậm hực bước xuống dưới lầu. Vì thời gian tham dự tiệc đã sắp tới gần, nên Hoài Đan vô cùng gấp gáp. Quý phụ nhân là người phụ nữ như thế nào, Hoài Đan chưa từng nghe qua. Để chọn được quà mừng thọ cho bà ấy, Âu cũng là một việc rất khó. Nghĩ là làm, cô vội vàng chạy tới sảnh bếp kéo thím lâm, giúp việc lâu năm trong biệt thự ra ngoài, nhẹ nhàng hỏi thăm. Thím lâm, thím đã ở cô gia hơn 30 năm, Vậy thím có biết quý phu nhân là người như thế nào không? Thìm Lâm lập tức gật đầu lia lịa nhanh nhẹn đáp. Thiếu phu nhân, theo những gì tôi hiểu về bà quý, bà ấy là một con người khá cầu toàn. Quý phu nhân có thể ngồi cả ngày trong phòng chỉ để soi ra một dấu mực loang trên tranh vẽ. Hay là một nét chữ méo mó trong hàng nghìn, hàng vạn con chữ. Hoài đan dùng tay vuốt nhẹ cầm dưới. Nếu tính cách cầu toàn, vậy thì tặng trang sức làm từ ngọc trai là hợp lý nhất. Hoài đan, cũng từng hiểu qua về nghệ thuật viết chữ, do vậy cô quyết định đích thân sẽ vẽ bức chướng ghi lời chúc mừng thọ. Chờ Hoài Đan đi khỏi, ánh mắt tình nghịch của Minh Điền bất ngờ thay đổi nhanh chóng. Sự thầm hiểm sẽ lẫn mưu mô len lỏi dần vào trong từng tế bào của anh. Anh đẩy xe lăn về phía từ đựng đồ, nhẹ nhàng kéo khóa cửa. Phía bên trong ngăn kéo là một dãy các con số được viết bằng loạt chữ cổ loang ngoằng kỳ lạ, được Minh Điền cất giữ rất cẩn thận. Anh cầm lên xem xét, Khoẻ môi cong lên đầy thích thú, từng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn. Khi Minh Điền mở mắt tỉnh dậy là đã gần 2 tiếng sau. Anh vươn vai một chút, sau đó đẩy xe lăn xuống dưới lầu. Vừa lúc bắt gặp Hoài Đan đang hối hạ đi lên. Minh Điền, sắp tới giờ hẹn rồi, mở quay lại để tôi thay đồ cho anh. Nghe Hoài Đan gọi, Minh Điền ngơ ngác nhến mày. Chúng ta có hẹn gì chứ? Cô sừng sốt nhìn anh, không quên đưa tay gõ nhẹ lên đầu của Minh Điền mà châm chọc. Ông cố nội của tôi ơi, chúng ta phải giữ lễ mừng thọ của quý phu nhân đấy. Thôi chết, tôi chưa nhắc em chuẩn bị qua. Hoài Đan cười nhạt, kéo Minh Điền vào trong phòng, bình thản mà đáp. Trong lúc anh đang ngủ như con cá chết trường trên phòng, tôi đã tự chuẩn bị quà rồi. Một chuỗi ngọc trai quý phái có giá trị lên tới 40 năm và một bức trướng trúc thọ. Anh thấy thế nào? Thật không ngờ, Hoài Đan lại có thể nghĩ ra hai món quà tuyệt vời này. Minh Điền nhoèn miệng cười, gật đầu khen ngợi. Tốt, Vậy mới xứng đáng là phu nhân của Minh Điền Nhà họ quý cách biệt thự cố ra Khoảng hơn 40 phút lái xe Khi vợ chồng Hoài Đan tới nơi quan khách đã có mặt vô cùng đông đủ Cô mặc bộ đầm màu trắng dài qua bắp chân Phần lưng khoét sâu Để lộ những đường cong tuyệt mỹ Minh Điền chỉ mặc bộ vest đen lịch lãm Khuôn mặt xấu xí kỳ dị Trái ngược hoàn toàn với vẻ xinh đẹp quý phái của Hoài Đan Cô cẩn thận đẩy anh vào trong sành chính mặc kệ từng ánh mắt soi mói, cười nhạo của đoàn khách xung quanh. Cố tịch, cùng cha mẹ đã chờ sẵn bên ngoài, nhát trông thấy em trai, gương mặt ông cố đã có chút không vui. Không biết giảm chút vấn, để che bớt những vết ố trên mặt à? Nếu chỉ vài năm trước, Minh Điền còn là niềm vinh dự của ông ta, thì thời gian này anh lại chính là gánh nặng mà gia đình họ cố muốn giấu giếm. Nghe cha nhắc nhở, Minh điền chỉ cười nhạt nhẹ nhàng đáp. Cha quên rồi ư, còn bị dị ứng với phấn và đồ dùng trang điểm Hơn nữa là đàn ông thì Anh chưa kịp nói dứt câu Thì liền bị ông cố hoàn toàn phớt lờ Phải tay ra hiệu cho mọi người Cùng đi vào bên trong Hoài đàn đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ Dùng tay vỗ vỗ lên mu bàn tay Đang căng cứng lại của chồng Cười tươi trêu chọc anh Ây cha, chồng mình cũng có nét đẹp riêng đấy chứ Hơn hẳn mấy anh trai yểu điệu Nam không ra nam, nữ không ra nữ Phấn son chát mặt Mình Điền chỉ biết ngửa cổ cười Cùng Hoài Đan bước vào bên trong. Nhà họ Quý nổi tiếng trong và ngoài nước với khả năng kinh doanh chứng khoán xuất thần. Do vậy, lễ mừng thọ của quý phu nhân được tổ chức vô cùng long trọng, khách lớn ra vào không dứt. Còn trai trưởng của quý phu nhân là ông Quý Sinh, chủ tịch tập đoàn chứng khoán xuyên quốc gia, đứng trên đài cao, phát biểu cảm nghĩ và thay mặt đại gia đình gửi lời cảm ơn tới toàn bộ quan khách. Hoài Đan nhìn bà lão tóc bạc, gương mặt lạnh tanh ngồi ở bên cạnh Quý Sinh. Điển đoán bà chính là quý tình vô nhân. Từ đầu tới cuối buổi lễ mừng thọ, mặc cho con trai cùng đại diện gia đình và quan khách liên tục gửi tới những lời chúc. Quý tình vẫn chỉ nhìn xuống dưới với ánh mắt chán ghét. Người phụ nữ này lúc còn trẻ, át hẳn tâm cơ không hề đơn thuần. Có trông thấy người phụ nữ tóc bạc tọa vị bên phải quý sinh hay không? Mình điện bất ngờ cất giọng hỏi hoài, hoài đan. Đôi mắt anh vẫn nhìn chăm chú, lên phía khán đài nhộn nhịp ở đằng trước. Cô gật nhẹ đầu, liền nói ra suy nghĩ của bản thân. "Quý phu nhân quý tình, chính xác rất thông minh." Anh nheo nheo mắt cười, nhìn cô đầy tán thưởng, sau đó Minh Điền bèn ra hiệu cho Hoài Đan, đẩy mình vào một góc khá khuất. Cùng nhau ngồi thưởng trà, ăn bánh ngọt, hoàn toàn bỏ quên sự đời. "Minh Điền, chúng ta sẽ trao quà trực tiếp cho quý phu nhân ư? Vì đây là lần đầu tiên Hoài Đan được đích thân tham dự những bữa tiệc lớn với quy mô tổ chức cực kỳ sang trọng như thế này, nên có chút bỡ ngỡ." Cô chống tay lên cằm, cặp mắt to tròn, liếc nhìn Minh điền không rời, khiến anh có phần bối rối. Minh điền hắng giọng, làm bộ lạnh nhạt đáp. Màu cất cái mắt của em đi, sắp lôi cả ra bên ngoài rồi đấy. Một chút nữa sẽ có một trao quà mừng thọ. Tất cả những quan khách ở đây đều sẽ đích thân lên trao quà cho quý phù nhân để bày tỏ tấm lòng kính mến. Hoài đan gật đầu, ra chiều hiểu ý. Đột nhiên, vùng bụng dưới của cô bắt đầu cuộn đau dữ dội. Cô vội vàng nhìn binh điền cầu cứu. Anh biết nhà vệ sinh ở đâu không? Mau dẫn tôi đi. Gương mặt Minh Điền chợt tối sầm hẳn lại, làn ra ngâm ngâm có chút đỏ ửng, anh chỉ tay về hướng vườn lớn nhẹ nhàng đáp. Quẹo phải đi thẳng ra ngoài vườn, ở đó có nhà vệ sinh riêng dành cho khách. Chẳng lẽ em bắt tôi đứng ngoài cửa để canh cho em đi vệ sinh? Hoài Đan không buồn tranh cãi thêm với anh nữa, nhanh chân chạy thẳng về hướng của Minh Điền đã chỉ. Ngoài vườn vô cùng rộng rãi thoáng mát, khu nhà vệ sinh được xây rất lớn, phong cách cổ điển, nhưng bên trong tiện ích rất hiện đại. Ngay khi cô vừa bước vào bên trong nhà vệ sinh nữ, bất ngờ Hoài Đan nghe thấy một chuỗi những âm thanh nỉ non kỳ lạ, tiếng rên gì của người phụ nữ hòa cùng với những tiếng thở gấp gáp của người đàn ông, tất cả đều đập thẳng vào vành tay cô rõ mồn một. Gặp phải cảnh xấu hổ này, Hoài Đan quên hẳn mục đích tới nhà vệ sinh của mình là gì nữa. Cô nửa muốn bước vào, nửa không. Ngay khi Hoài Đan quyết định rời sang một ngăn vệ sinh khác, bất ngờ cánh cửa ô bên cạnh bị đẩy mạnh. Người đàn ông cao lớn, tóc nhuộm màu đỏ quạch, quần áo sọc sạch bước ra ngoài. Anh ta vừa kéo khóa quần, vừa nhổ một ngụm nước bọt xuống đất. Anh yêu, mau giúp em cài lại chốt áo nào. Giọng nói lành lót của người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên, có chút nũng nỉu xen lẫn mệt nhọc. Ngay khi cô ta xuất hiện, hoài đan hoàn toàn chết sững, bốn mắt chạm nhau, thầm tầm ngây ngốc tới đê dại. Chị Mai Phụng, Liều Mai Phụng cũng đứng chôn chân tại chỗ, há hốc miệng, không biết nên nói những gì, kể từ khi Hoài Đan kết hôn, hai chị em cô chưa từng gặp mặt lần nào. Hiện tại trông thấy nhau trong tình cảnh đáng xấu hổ này, Liều Mai phụng quả thật muốn chui mặt xuống lỗ. "Sao, sao em cũng ở đây?" Liều Mai phụng ấp úng cất giọng hỏi Hoài Đan. Người đàn ông đi cùng cô ta lúc này cũng đã chuyển sự chú ý lên người của Hoài Đan, lướt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt tham lam có chút thèm thuồng. Hoài Đan không buồn đếm xỉa tới anh ta, cười gượng đáp em của Minh Điền được mời tới tham dự tiệc mừng thọ của quý phu nhân. Ồ, gã đàn ông tóc đỏ nghe vậy, lập tức bày tỏ sự ngạc nhiên. Không đợi người tình lên tiếng, liền trực tiếp giới thiệu. Xin chào, tôi là cháu trai cả của quý phu nhân, quý Ngọc Lân. Thì ra là con trai cả của quý sinh, cháu nội quý tịnh. Vì là khách nên Hoài Đan cũng rất lễ phép, bắt tay chào hỏi anh ta. Tuy nhiên, quý Ngọc Lân thừa nước đục thả câu, nhân khi bắt tay Hoài Đan, liền dùng ngón tay cái cọ nhẹ lên mu bàn tay cô. Động tác gợi tình này liền đập vào mắt của Lưu Mai Phụng. Sự ghen tuông bắt đầu trỗi dậy trong lòng của cô ta. Lưu Mai Phụng vội vàng, kéo tay Quý Ngọc Lân ra ngoài, không quên nhắc nhở. Hoài Đan, đây là bạn trai của chị. Hẹn gặp lại em sau. Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, Hoài Đan bỗng chốc thở dài. Vừa nhìn cô đã hiểu, Quý Ngọc Lân này đối với Mai Phụng chỉ là chơi qua đường. Mai Phụng cũng thừa hiểu, nhưng vẫn nhắm mắt nhắm mũi, đâm đầu vào mối quan hệ này. Thật đáng thương còn hơn đáng trách. Khi cô quay trở lại, các vị quan khách tham dự đã bắt đầu tiến hành trao quà tặng cho quý phu nhân. Họ sẽ nhận quà, mở quà trực tiếp trước hàng trăm quan khách. Vì vậy, các món quà được tặng đều vô cùng đắt đỏ, quý hiếm, giá trị, không thể nói bằng miệng được. Vừa trông thấy Hoài Đan quay lại, mình điền liền vẫy tay gọi cô. Hoài Đan, mau lại đây, chuẩn bị tới lượt chúng ta trao quà, Em sẽ thay tôi lên tặng nhé." Hoài Đan gật nhẹ đầu, nắm chặt hộp quà và bức chứng trong tay. Bức chứng mừng thọ khá lớn, được cô cuộn tròn và cột dây đỏ. Những dòng chữ cổ được viết lên bởi chính đôi bàn tay của Hoài Đan. Cô tin chắc chắn rằng, một con người cầu kỳ như bà Quý Tình, át sẽ rất thích thú trước món quà này. "Xin mời Đô đốc Minh Điền cùng phu nhân Hoài Đan." Nghe gọi tên mình, trái tim Hoài Đan bất giác đập thình thịch. Cô hít sâu một hơi, giải những bước uyển chuyển bước lên khán đài. Hoài Đan đi tới đâu, đám quan khách tò mò lại dương mắt nhìn chằm chằm tới đó. Không ít lời khen chê, bàn tán đều lọt vào bên tai cô. Thế nhưng, Hoài Đan hoàn toàn phớt lờ. Cô bình đứng bên trái, chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của cô. Hoài Đan mới bước vào Cố gia, vậy mà đã có tác phong của một phu nhân rồi. Bà Gia Linh nheo mắt cười hiền lành, buông lời tán thưởng con dâu. Từ khi Hoài Đan trở thành vợ của Minh Điền, bà vô cùng hài lòng quan tâm và yêu chiều cô như con đẻ. Nghe vợ khen ngợi, cố bình chỉ hừ lạnh. Mong rằng nó sẽ không làm mất mặt cố ra chúng ta. Hoài đan lễ phép cúi đầu chào hỏi quý phu nhân, sau đó cẩn thận đem hai món quà mà cô đã dốc công chuẩn bị từ trước, dâng lên cho bà. Trông thấy chuỗi ngọc trai lấp lánh, với giá trị lên tới 40 năm, gương mặt quý tình vẫn vô cùng bình thản. Bà đưa tay đón lấy hộp ngọc trai, nhẹ nhàng buông lời cảm ơn. Cảm ơn cô, cố phu nhân. Đến lượt bức chướng, Hoài Đan nhẹ nhàng giải thích. Theo tôi biết, quý phu nhân rất thích ngắm các con chữ cổ. Do vậy, Hoài Đan mạo muội viết một vài câu chữ chúc thọ phu nhân, hy vọng người không cười chê. Ồ, rất thú vị. Vừa nghe tới chữ cổ, quý phu nhân lập tức chú ý, tỏ ra vô cùng hào hứng. Những người phía dưới đều si sao ban tán, tò mò, chăm chú quan sát bức chướng trong tay của Hoài Đan. Người nhà cố gia, ai ai cũng đều căng thẳng hồi hộp nhìn theo. Hoài Đan nhẹ nhàng tháo dây buộc, sau đó đặt lên tay quý phu nhân. Hai mắt bà sáng rỡ, vội vàng gỡ trướng ra ngắm. Đột nhiên, gương mặt quý phu nhân lập tức tối sầm lại. Hai bàn tay bà nắm lại thật chặt, vùng tay ném mạnh bước xuống dưới đất. Cổ lão già, tôi không thể ngờ, ông lại biết dạy con dâu tốt đến như thế này đấy. Mọi người tức khắc xôn xao, trở mắt nhìn chằm chằm về phía hoài đan, cục diện trở nên vô cùng hỗn loạn. Quý sinh vội vã nhặt bức chướng lên xem, không mang thể diện, liền buông lời mắng nhiếc. Cô, là đang muốn trù chết mẹ tôi phải không? Món quà tâm huyết do đích thân hoài đan lựa chọn, cuối cùng ngẫu nhiên bị đổi thành tấm chứa nguyền rùa chết yểu. Nhất định là có kẻ lén lút giờ trò sau lưng. Tuy nhiên, không có bất kỳ một ai chịu nghe cô giải thích. Quý sinh hùng hổ bước về phía cố bình, ném thẳng bức chứng vào mặt ông ta, không kiêng nể, liền tiếp tục chất vấn. Ông cố, hay là ông khinh thường quý gia chúng tôi Bởi vì mới sai khiến con dâu Làm ra những chuyện Tây Đinh này Cô Bình nhất thời Bị dồn vào thế cứng họng Không biết phải giải thích như thế nào cho phải Ông ta đã nổi giận tới mức khai mắt đỏ rực Thế nhưng ở trước mặt đám đông như thế này Cô Bình vẫn phải cố gắng Giữ bình tĩnh nhất có thể Ông cầm bức chướng Nắm chặt trong lòng bàn tay Gượng gạo thốt lên vài chữ Để xảy ra sơ sót lần này Cô ra quả thật rất xin lỗi Thế nhưng Tôi hoàn toàn không biết Hoài Đan lại làm ra chuyện ô nhục này. Nếu không, tôi sẽ tống cổ vợ chồng nó ở nhà, không cho phép đặt một ngón chân tới đây. Quý phụ nhân càng nghe lại càng thêm giận dữ. Bà chống gậy, loạn choạng bước xuống dưới khán đài. Quý sinh đỡ mẹ, liên tục mở miệng đầy nghiến. Nhà họ quý chúng tôi, không dám nhận món quà to lớn này của các người, mời đem về cho. Quý tình tức tới khó thở, lập tức phát ra những tiếng giống khàn khàn. Bà đưa tay ôm ngực, bệnh đau tim bất ngờ phát tác khắp người co giật, sau đó ngã đổ xuống đất. Cũng may quý sinh kịp thời đỡ mẹ, nếu không đã xảy ra chuyện lớn rồi. Người đâu? Đem phụ nhân cấp cứu. Quý sinh lớn tiếng ra lệnh, rất nhanh chóng, người nhà họ quý gấp gáp đưa quý phu nhân tới bệnh viện. Cục diện trở nên vô cùng hỗn loạn. Hoài đan nhìn Minh Điền, đoạn bước về phía quý sinh, cứng rắn nói chậm từng chữ. Ông quý, để xảy ra chuyện lần này, Hoài đan xin tạ lỗi vì đã không cẩn thận. Thế nhưng, có người đã lén lút cháo đuổi bức chướng. Bởi chính tay tôi là người viết lên những dòng chữ chúc thọ. Hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ điều tra và trả lại sự trong sạch. câm mồm. Hoài Đan vừa dứt lời, cố Bình liền lập tức gào lớn. Ông ta đã nhịn từ nãy tới giờ. Càng nhìn người con dâu này thì lại càng thêm không thuận mắt. Bốp! Một cái tát trời dáng hùng hổ đáp xuống trước mặt của Hoài Đan. Những vị khách có mặt ở đây, gồm có cả người trong tòa soạn báo, chớp thời cơ lấy điện thoại ra quay phim chụp ảnh. Minh Điền thấy vợ bị tát, vội vàng đẩy xe lăn về phía cô, che chắn trước mặt vợ. Cha, Hoài Đan là vợ con, còn hiểu rõ tính cô ấy nhất. Hoài Đan chưa từng quen biết bất kỳ người nào trong nhà họ quý. Cô ấy lấy lý do gì để giờ cho nay? Tuy nhiên, ông cô đã tức giận tới mở cả hai mắt. Những lời Minh Điền phân trần, ông đều không để lọt tai bất kỳ một câu, một chữ nào cả. Phụ nhân gia linh muốn mở miệng bênh vực Hoài Đan, Thế nhưng bắt gặp cái lườm sắc lạnh của chồng, bà chỉ có thể im lặng. Quý sinh hùng hổ tuyên bố. Cố Bình, nếu ông không xử lý thích đáng cô ta, hai gia đình chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Từ nay về sau, người nhà họ cố, đứng hong, đặt một ngón chân tới địa phận quý gia. Dứt lời, quý sinh phẩy tay ra hiệu, thuộc hạ lập tức làm động tác mời gia đình Cố Bình ra bên ngoài. Bị đuổi đi trước con mắt của hơn trăm vị khách lớn nhỏ cùng giới truyền thông, Cố Bình tức tới nổ đom đóm mắt. Khi bước ra bãi đỗ xe, cô Bình lại tiếp tục giơ tay, toàn dáng thêm một cái tát xuống mặt hoài đan lần nữa. Thưa cha, người chỉ nghe phiến diện từ một phía, liền đã vội cho rằng hoài đan cố tình làm càn. Vì sao cha không để cho cô ấy chứng minh bản thân bị oan một lần? Minh Điền đã kịp thời ngăn chặn ý đồ này của cha mình, Má bên phải của hoài đan đã ửng đỏ, sưng tấy. Để cô phải chịu thêm cái tát nữa, anh không thể không xót ra. Cô ta làm nhục họ cố, khiến cha bẽ mặt trước bao người vậy mà con vẫn còn ra mồm bênh vực Minh Điền từ khi nào con lại trở nên nhu nhược và mềm yếu tới như thế này đợi trở về biệt thự chịu phạt cha sẽ làm đơn ly hôn cho con và cô ta dứt lời Cố Bình đóng sầm cửa xe lại sau đó đánh lái rời đi chỉ còn vợ chồng Minh Điền ở lại đưa mắt nhìn nhau thở dài một tiếng anh dùng tay xoa nhẹ lên gò má sưng hồng của Hoài Đan lạnh lùng buông lời châm biếm kẻ muốn hãm hại em chắc chắn là một trong những người ở nhà họ cố Hoài đan, em chỉ là thiếu phụ nhân của một người đàn ông bất tài vô dụng. Hả cứ gì, hắn lại muốn hãm hại em đáng thương như thế này. Trong giọng nói của anh phản phất nên nghẹn ngào, hoài đan bé nhỏ của anh đã phải chịu oan ức. Tin tức không may về mâu thuẫn giữa hai nhà cố quý, nhanh chóng truyền ra bên ngoài, đứng đầu trang nhất các mặt báo. Khắp nơi, người ta truyền tay nhau, bản tán xôn xao về sự việc không đáng xảy ra tại buổi tiệc mừng thọ hầu như người nào người nấy đều chỉ trích quải đan không biết phép tắc, ngang nhiên làm càn, khiến cho gia đình chồng bị bẽ mặt trước đám đông. Tại nhà họ Lưu, Trang, Lưu Trường Bách tức điên người, trực tiếp ném vỡ tan bàn thức ăn trước mặt. Bà Lưu ngồi im lặng, không dám nhúc nhích. Từ trước tới nay, bà vốn rất sợ chồng, chồng nói cái gì đều răm rắp nghe theo. Trước cơn thịnh nộ này của Lưu Trường Bách, cơ thể của bà chỉ khẽ run lên một hồi. Bà dạy dỗ con cái thế nào, để nó làm ra thứ chuyện tay đinh này hả? Bà Lưu giật mình, ấp úng đáp. Kể từ khi Hoài Đan kết hôn, hai vợ chồng chúng chưa về đây lần nào. Tôi cũng không có dịp để hàn huyên tâm sự cùng con. Ai biết lại xảy ra cơ sự này? Lưu trưởng Bách thiếu chút nữa thì liền vung tay đánh vợ. Thế nhưng, ông ta đã kịp thời kìm nén. Bà nó, mau vào chuẩn bị đồ. Chúng ta sẽ tới nhà họ cố một chuyến. Nghe Lưu trưởng Bách đề nghị, bà Lưu vô cùng sừng sốt, đang yên đang lành, Đột nhiên, chồng bà lại muốn tới nhà thông gia để làm gì? Dường như đọc được suy nghĩ của vợ mình, Liêu Trường Bách ngồi trở lại trên ghế, nhách miệng đáp. Con gái bà gây ra chuyện lớn như thế. Nếu chúng ta làm ngơ, cố Bình chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lần này, đành phải muối mặt xin lỗi người ta chứ còn sao nữa. Khi Hoài Đan của Minh Điên trở về nhà, hai vợ chồng cố Bình cùng cố Tịch đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách. Hoài Đan toàn ngồi xuống ghế đối diện, cố Tịch liền bĩu môi, lên tiếng cấm cản. Đứng im ngoài cửa. Chả không cho phép người phụ nữ vô dụng như cô ta đặt chân vào đây. Bị mẹ chồng đuổi. Bị chị chồng đuổi. Hoài đan cũng không phản kháng. Cô đẩy Minh Điền vào bên trong. Còn mình thì đứng yên lặng bên cạnh cánh cửa. Thế nhưng, Minh Điền không chịu để vợ chịu thiệt như vậy. Anh lăn bánh, trở ra bên cạnh Hoài đan. Anh à, anh mau vào trong đi. Hoài đan khó xử, nhẹ nhàng nhắc nhở anh. Minh Điền chỉ cười, không đáp cùng cô chịu tội. Minh Điền vì vợ con đã khiến gia đình ta mất mặt, làm ô nhục dòng họ. Do vậy, hình phạt hai đứa phải chịu đó là quỳ phục trước bàn thờ tổ tiên ba ngày ba đêm. Vì con không thể quỳ được nên miễn tội. Còn Hoài Đan, cô có cái gì để chếu cãi hay không? Cha chồng đã định tội như thế, Hoài Đan cũng không dám cãi cố. Cô. cô biết, để xảy ra sai sót lần này, phần lớn lỗi do cô không cẩn thận kiểm tra lại kỹ lưỡng quà tặng. Ông cố bình nổi giận cũng rất đúng. Tuy nhiên, nếu để nỗi oan ức cứ thế theo cô suốt phần đời còn lại, Hoài Đan không cam tâm. Mình Điền vừa muốn nói đỡ cho vợ thì liền bị Hoài Đan cản lại. Cô cúi xuống, ghé tai nói thì thầm với anh. Đừng chống đối lại cha. Mình Điền, tôi cam lòng chịu phạt. Ý cô Bình đã quyết không ai dám cãi nữa. Theo lệnh của ông ta, Hoài Đan bị quản gia dẫn tới phòng thờ tổ tiên, nằm trên tầng cao nhất của biệt thự chính. Sau khi dặn dò cô cẩn thận, Minh Điền lưu luyến rời đi. Anh phải về nhà riêng, đành cắn răng để vợ ở lại. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy gọi cho tôi. Nhìn theo bóng xe anh khuất dần, hoài đan khẽ thở dài. Căn phòng thờ không quá lớn, gồm bài vị tổ tiên từ nhiều đời bày ra. Thứ ánh sáng màu đỏ kết hợp cùng với mùi hương thoang thoảng, khiến cho căn phòng này càng trở nên ma mị và âm u. Hoài đàn quỷ trên đất, ba ngày không uống không ăn, chỉ e cô sức cùng lực kiệt, khó khăn chống cự. Cố tịch cầm chìa khóa phòng, Dương mắt nhìn Hoài Đan qua khe cửa, khoai môi cong lên đầy thỏa mãn. Cô ta vừa đi vừa đánh chân sáo, tựa hồ như đã chút được phần nào cái gai ở trong mắt. Dì Ngô, nhớ cho người canh giữ cẩn thận, để phòng cô ta trốn thoát ra ngoài. Dì Ngô mà cô tịch nhắc tới là bảo mẫu của cô ta khi còn nhỏ. Mặc dù tuổi tác đã cao, thế nhưng dì Ngô vẫn rất được nhà họ cố yêu ái, coi như một thành viên trong gia đình. Nghe cô tịch dặn dò, dì Ngô vội vàng gật đầu. Tiểu thư yên tâm, nếu có động tĩnh gì, tôi sẽ báo cho cô ngay lập tức. Chỉ còn một mình hoài đan ở lại, kỳ lạnh từ phong thơ tỏa ra, khiến cho cô bất giác nổi gai ốc. Xung quanh, không có lấy bất kỳ một tấm chăn nào cả. Chỉ có duy nhất bàn thờ tổ tiên và bốn bức tường trắng phủ dưới lớp ánh sáng đỏ quạch. Lạnh quá, hoài đan quỷ tới hai đầu gối chân tê buốt, bở môi càng lúc càng trở nên khô. Cô dùng tay xoa nhẹ hai bàn chân để máu lưu thông dễ dàng, sau đó tự tìm cho mình một góc quất Nằm xuống nghỉ ngơi Suy đi tính lại Trong cái nhà này Người căm ghét cô chỉ có cố bình và cố tịch Tuy nhiên khi hoài đoan chuẩn bị quà Ngoài cô ra thì bên cạnh còn có hai nữ giúp việc nữa Đó là Ngọc Hân và Trang Phượng Hai cô gái này phụ trách mài mực Vuốt giấy cho hoài đan Động tác vô cùng cẩn thận Nhìn qua cô không nhận thấy Một chút khác thường nào từ họ Hoài đan chẳng chọc suy nghĩ Tới khi cơ thể mệt mỏi liền ngủ tiếp đi tiếng kèn ở dưới sảnh vang lên, đánh thức Hoài Đan trong trạng thái mơ hồ tỉnh lại. Thì ra, cô đã trải qua một đêm ngủ trong phòng thờ, mọi thứ diễn ra cũng khá suôn sẻ, chí ít người nhà họ Cố không tới đây làm phiền như cô vẫn nghĩ. Theo ánh sáng mở mờ chiếu hắt lên khe cửa gỗ, Hoài Đan đoán có lẽ đã là gần trưa. Cô vì mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho đến tận bây giờ mới tỉnh. Hoài Đan vươn vai một chút, bước về khe cửa hẹp, nhéo mắt nhìn xuống phía dưới. Bất chợt, cô trông thấy ở ngoài cổng biệt thự có chiếc Lamborghini đã cũ, trên hồng bị chạy một vết xước khá lớn, nhìn qua là biết đó chính là xe của Lưu Trường Bách. Cha mẹ cô tới đây để làm gì? Trong lòng Hoài Đan vô cùng sốt ruột, cô đi đi lại lại trong phòng, đoán giả đoán non. Lưu Trường Bách lại đích thân tới nhà chồng của cô là muốn gì? Cạch! Đột nhiên, cửa phòng được mở ra, cô tịch cùng bốn người giúp việc khác, gồm ba nam một nữ bước vào trên tay còn cầm theo vài đồ dùng kỳ lạ cùng một thau nước đá lớn em dâu đích thân tôi tới đây giúp cô vệ sinh cá nhân cô có cảm thấy vinh dự hay không nhìn khuôn mặt đắc ý của cố tịch thái độ của hoài đan vẫn hết sức bình tĩnh cô hết nhìn đám người trước mắt lại liếc trong thứ đồ họ đang cầm trên tay trong lòng bất chợt nảy sinh một sự cảm chẳng lành không đợi cô nói thêm lời nào cố tịch liền sai người đóng chặt cửa phòng thờ chị cố tịch Chị muốn làm gì? Hoài Đan ngờ vực cất giọng hỏi. Ngay khi cánh cửa bị đóng lại, bên trong phòng thờ bắt đầu trở nên vô cùng tăm tối. Vẫn là thứ ánh sáng đỏ quạch của những chiếc đèn thờ tỏa ra, xen kẽ chút nắng ít ỏi bên ngoài, cùng mùi hương khói nghi ngút, tạo nên một cảnh tượng hết sức kỳ quái. Gương mặt xinh đẹp của cố tịch tối sầm lại. Cô ta phẩy tay ra hiệu, bà gã đàn ông to lớn lập tức bước nhanh về phía của Hoài Đan. Dễ dàng giữ chặt cô, không cho phép cô được cử động. Cố tịch, Tôi không động chạm gì tới cô Vì sao cô năm lần bảy lượt muốn hãm hại tôi Những lời hoài đan nói Cô tịch hoàn toàn không để lọt vào tai Cô ta nhách môi cười khẩy Sai nữa giúp việc đặt thau nước lớn xuống sàn nhà Hoài đan Đúng Cô không làm gì tôi cả Cô cũng không hãm hại và gây chuyện với tôi Thế nhưng cô đã vô tình phạm phải một sai lầm lớn Sai lầm gì Cô nói rõ ra Hoài đan đã thực sự nổi giận Lẽ nào Nguyên nhân của tất cả những chuyện này đều xuất phát từ việc cô bước vào nhà họ cố làm dâu. Quả đúng như những gì Hoài Đan suy nghĩ. Cố tịch im lặng một lúc, sau đó liền mở lời. Ai cho phép cô dám quyến rũ Minh Điền? Ngày ngày nhìn thấy cô âu yếm, ngọt ngào với Minh Điền, khiến cho tôi vô cùng trướng mắt. Từng câu từng chữ phát ra từ chính miệng của cố tịch, khiến cho Hoài Đan sững sờ. Thì ra từ trước tới nay, cố tịch vẫn luôn đối xử thật tốt với em trai, không phải vì tình cảm chị em ruột thịt thông thường. Trong lòng cố tịch, Minh Điền vừa là em trai bé nhỏ, lại vừa là người đàn ông mà cô ta yêu. Chị à, tại sao chị lại có thể tồn tại thứ suy nghĩ biến thái tới như thế? Hoài Đan sững sờ phản bác. Cô không tin cố tịch lại có thể làm ra chuyện tay đỉnh đến vậy. Nghe Hoài Đan mắng, cố tịch quay phát người lại, dùng lực bóp chặt cổ cô mà nghiến răng nghiến lợi chửi bới. Biến thái ư? Cô nhầm to rồi. Minh Điền hoàn toàn biết điều đó. Và thằng bé đều ngấm ngầm ủng hộ mối quan hệ này. Mình điền đồng ý kết hôn với cô chỉ để chống chế lại cha mẹ, cô đừng có vội đắc ý." Dứt lời, Cố Tịch phẩy tay, ra lệnh cho đám người kia đem Hoài Đan ép quỳ dưới mặt đất. Nhân cơ hội lần này, Cố Tịch nhất định phải dạy dỗ cho Hoài Đan một bài học nhớ đời. Hoài Đan ra sức vùng vẫy, nhưng sức nặng của ba gã đàn ông kia nhanh chóng chèn ép cô, khiến cho hai tay và phần đầu của cô vô cùng đau nhức vì bị giữ chặt. Cố <laughs> Tịch túm chặt mái tóc dài của Hoài Đan, sau đó bèn lạnh lùng ấn thật mạnh đầu cô xuống thao nước tràn ngập đá cơn lạnh tê buốt len lỏi khắp da mặt của hoài đan chạy dọc lên đỉnh não ngay tại thời khắc đó hoài đan có cảm giác như các cơ mặt của cô đã hoàn toàn đóng băng khoảng chừng gần một phút ép mặt hoài đan xuống thao nước đá cố tịch lại tàn nhẫn kéo cô lên hoài đan ho lên sặc sụa làn da đỏ dần tóc mái ướt sũng thế nhưng cô tịch vẫn chưa chịu buông tay cho cô cô ta liên tục nắm chặt tóc của hoài đan đem ấn xuống thau nước đá hết lần này tới lần khác. Cứ như vậy, trải qua hơn 20 lần bị chính trị chồng tra tấn, hoài đan sức cung lực kiệt, nằm thở thoi thóp trên nền đất trong bộ dạng vô cùng thảm thương. Bộ dạng thảm thương này của Hoài Đan không khiến cố tịch cảm thấy thương hại hơn mà càng thêm hả hê sung sướng. Cô ta đã chờ cơ hội này từ rất lâu, rất lâu. Nhìn Hoài Đan, ngày ngày bám theo Minh Điền, trong lòng cô ta ngứa ngáy vô cùng. Chị, chị yêu Minh Điền, loạn luân Hoài Đan thều thào nói nhỏ từng tiếng. Thế nhưng, cô không hề biết đây không phải là tình yêu loạn luân mà tất cả nguồn cơn đều có nguyên do của nó. Đây chưa phải là thời điểm thích hợp để cố tịch tiết lộ. Bí mật động trời này chỉ có cô ta là người nắm rõ nhất. Cố tịch ngồi xổm xuống bên cạnh Hoài Đan, vườn tay tùm lấy mái tóc dài của cô, giật ngửa ra phía sau. Ở khoảng cách mặt đối mặt gần như thế này, cố tịch mới có thể quan sát kỹ hơn dung nhan của Hoài Đan. Chợt chợ, mắt ngài môi đỏ, làn da trắng mịn như sứ, quả thật không hổ danh là tiểu thư xinh đẹp có tiếng. Dù vô cùng ghen tức, nhưng cố tịch vẫn phải cay đắng nhận ra một điều. Xét về nhan sắc, hoài đan vượt trội hơn cô ta nhiều bậc. Cố tịch đứng phát dậy, ghét bỏ nhìn hoài đan từ trên xuống dưới. Cùng là vận con gái với nhau, nhưng cô ta đối xử với hoài đan không khác gì con vật. Chết đi! Cố tịch nhấc chân, dẫm mạnh lên tấm lưng thon thả của em dâu. Hoài đan vốn đã, sức cùng lực kiệt, không thể nào phản kháng, đành nằm co so trên đất, mặc cho cô ta làm càn. Bên ngoài chợt vang lên những tiếng động cơ, cố tịch thu chân lại, ra hiệu cho đám người của mình, mau chóng thoái lui. Trước khi rời đi, cô ta còn không quên dằn mặt đe dọa. Khôn hồn, thì hãy tránh ra minh điền một chút. Nếu không, đừng trách bà đây vô tình vô nghĩa. Cửa phòng thờ nhanh chóng bị khóa lại lần nữa. Hoài đàn vốn đã bị nước làm ướt cả người, đành nằm gọn dưới đất thơ hồn hển. Cố tịch độc ác, còn nhận tâm hại nhiệt độ trong phòng xuống mức thấp nhất. Cô ta là đang muốn để hoài đan chết vì lạnh hay sao? Dưới phòng khách lúc này, vợ chồng Lưu Trường Bách đang cùng cố bình trò chuyện. Để lấy lòng thông ra, Lưu Trường Bách còn đặc biệt đem tới hộp nhân sâm quý, có tuổi đời lên tới 90 năm. Trái với thái độ khép nép của Lưu Trường Bách, cố bình lại tương đối bình thản, còn không buồn rót nước mời thông ra. Chắc hẳn, ông cũng đã nghe qua về vụ việc không đáng xảy ra tại nhà họ quý vào lễ mừng thọ. Hoài đan quả thật rất thông minh, Giọng nói đánh thép của cố Bình khiến cho Lưu Trường Bách có chút chùn bước. Ông ta đang gián tiếp khiển trách nhà họ Lưu không biết dạy dỗ con gái để hoài đan ngang nhiên gây họa làm liên lụy tới danh tiếng của cô ra. Lưu Trường Bách muối hết cả mặt hai bàn tay nắm lại thật chặt liên tục bám lấy ống quần ông cười gượng nhỏ nhẹ đáp Con bé tính tình nóng nảy chưa am hiểu sự đời ông cố nếu có gì chưa phải mong ông bà rộng lượng bỏ qua cho bỏ qua ư ngay tới đây cố Bình trợn tròn hai mắt ngửa cổ cười khành khạch. Giờ tôi mới biết nhà họ lưu dạy dỗ con cái như thế nào. Vậy mỗi lần hai vị tiểu thư làm sai, ông bà đây đều nhắm mắt mà bỏ qua. Không nhắc nhở cho chúng sửa sai à? Ý tôi không phải như thế. Lưu trưởng Bách nuốt một ngụm nước bọt khó xử nói tiếp. Hoài đan còn nhỏ, nhiều điều chưa được dạy dỗ tốt, dần dần con bé sẽ tiếp thu nhanh hơn. Bà Lưu ngồi bên cạnh, chỉ biết nở nụ cười ngại ngùng lấy lòng. Phèn này, nhà họ Lưu ôm nhục, không biết để đâu cho hết không khí trong phòng khách trở nên vô cùng nặng nề mỗi giây mỗi phút trôi qua vợ chồng lưu trường bách cảm tưởng như cơ thể đang dần dần đóng băng đợi khoảng một lúc sau cố bình ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ nhàn nhạt mở lời muộn rồi ông bà cũng nên về nghỉ ngơi hàm ý đuổi khách thấy rõ lưu trường bách đỡ vợ đứng dậy vươn tay về phía thông gia để chào thế nhưng hành động tiếp theo của cố bình khiến cho vợ chồng ông lưu chết sững cố bình nhấp hộp nhân sâm lên không bắt tay với lưu trường bách mà đem hộp nhân sâm nhét vào bàn tay của ông ta. Ông Lưu, những thứ này nhà họ cố chúng tôi quả thật không dám ăn. Chở thông ra đi khỏi, cố bình chán ghét mở miệng chê bai. Miệng chó không mọc được ngà voi. Bà Gia Linh từ trên lầu đi xuống thở dài nhắc nhở. Ông làm thế nhà ông Lưu sẽ nghĩ chúng ta coi thường họ. Dù sao, hoài đan gà cho Minh Điền cũng đã chịu thiệt thòi không ít. Ông cũng nên bởi rộng lòng mình với con bé. Cố Bình không đáp, Ánh mắt chợt dừng lại trên tay của vợ. Bà gia linh đang bưng theo một khay thức ăn vẫn còn ấm nóng, dường như có ý định rời đi. Sự nhớ ra điều gì, cố bình ngồi bật dậy, chỉ tay về phía khay đồ ăn, dò hỏi: Bà đem thức ăn đi đâu? Bà gia linh cũng rất thành thật, liền đáp ngắn gọn: Tôi mang cho Hoài Đan. Còn bé bị ông phạt nhốt trong đó, chắc chắn đã rất đói rồi. Keng, khay thức ăn lập tức bị cố bình hất mạnh xuống đất. Ông ta trừng mắt quát ẩm lên: Lần sau! Bà còn dám đem thức ăn cho nó Tôi sẽ tăng thêm thời gian Nhốt nó thêm một tuần Bà Gia Linh sững sờ nhìn chồng Không thể ngờ người chồng đầu ấp tay gối Đã gần 40 năm lại cay nghiệt tới như thế Còn bé là con dâu của tôi Tôi có quyền chăm sóc cho nó Hai mắt bà cay xẻ tức giận phản đối Tiếng cãi nhau ẩm ý của cha mẹ Khiến cố tịch nghe thấy Vội vàng mở cửa phòng đi ra Sau khi hiểu rõ mọi chuyện Cô ta liền bĩu môi nói chen vào Mẹ đừng lo Hoài đan con khỏe lắm khi nãy con có lên thăm nó Nó vẫn còn sức cãi lại con kia kìa Đấy bà nghe thấy chưa Nó có chết Thì tôi cũng đem trôn tử tế Bà không cần phải nghĩ Cô Bình tức giận vùng vàng rời đi Bà Gia Linh chỉ biết lắc đầu Trong lòng ngập tràn thất vọng Từ khi nào ông cố lại thay đổi tâm tính tới vậy Tản nhẫn, máu lạnh, không còn có tình người Hoài Đan nằm trên đất Ngủ thiếp đi lúc nào không hay Khi cô tỉnh lại bầu trời đã chuyển tối Ánh đèn thờ màu đỏ u ám không đủ sức soi tỏ mọi ngóc ngách bên trong. Hoài Đan muốn ngồi dậy, nhưng sức lực của cô đã trở nên quá yếu. Vừa mới ngồi dậy, đôi chân cô liền nhũn ra, lập tức đổ ảo xuống đất. Bị bỏ đói gần hai ngày, cộng thêm Hoài Đan còn bị cố tịch làm hại. Cả người lúc này không còn cảm thấy lạnh như lúc trước, thay vào đó là từng cơn nóng bỏng rát liên tục xâm chiếm. Sốt, sốt rồi. Hoài Đan ngửa cổ nhìn lên trần nhà, đôi môi mấp máy cười nhạt. Cuộc đời cô chưa từng nghĩ đến rằng sẽ có một ngày bản thân lại rơi vào vòng xoáy tranh quyền của dòng dõi thượng lưu. Gả vào hảo môn, nhưng chẳng khác gì đem chính bản thân mình nhốt vào lồng chim. Cô nhắm hở hai mắt thở dài một tiếng. Cạch, cạch. Đột nhiên, trong phòng chợt vang lên những âm thanh kỳ lạ. Hoài đan nghiêng đầu nhìn sang hướng phát ra tiếng động. Phát hiện một bóng đen cao lớn đang lách người chui vào. Phòng thờ vốn được bảo mật nghiêm ngặt. Nếu không có chìa khóa, người ngoài làm sao vào nổi. Hoài đan thở hồn hển nhìn chân chân vào bóng hình của anh ta ngay khi anh ta đến gần cô mới tạm yên tâm phần nào nhìn kìa chồng cô giống hệt một con chuột cống chết rũ s ngồi xuống bên cạnh hoài đan vườn tay đỡ cô ngồi dậy đem cô dựa vào ngực anh nhận ra nhiệt độ cơ thể hoài đan ngày càng nóng rực s bận cẩn thận đặt lên trên trán cô sốt rồi s đào mắt nhìn khắp phòng thờ một lượt lông mày trao lại tỏ vẻ bực bội họ không cho cô chăn đệm để nằm mà hoài đan đâu còn sức để trả lời anh chỉ mơ màng gật đầu lấy lệ dường như Cô có thể nghe thấy tiếng anh đang lầu bầu trời thề. Muốn phỉ cười, mà sức khỏe lại không cho phép. S cởi áo ngoài, đem mặc lên người của Hoài Đan. Nhiệt độ hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra khắp người. Dù cô cảm thấy cái lạnh cũng đã dịu hơn được phần nào. chưa lúc nào cô nghĩ người đàn ông từng có ý định thủ tiêu cô lúc này lại dịu dàng như thế. Dù cho mục đích cuối cùng của anh có là gì đi chăng nữa. Hoài Đan cũng cảm thấy tương đối mãn nguyện. Chỉ ít trong lúc cô khó khăn nhất lần nào S cũng xuất hiện và bảo vệ cho cô. Ăn tạm thứ này đi. Anh lấy từ trong túi quần một gói nhỏ, bên trong đựng chiếc bánh bao nhân thịt to bằng lòng bàn tay. Tôi chỉ có thể mang theo trường này. Cảm ơn. Hoài đan đón lấy chiếc bánh, mở miệng nhai một cách ngon lành. Đối với cô, thức ăn luôn là tinh hoa mà đất trời ban tặng cho nhân loại. Chẳng có gì để phải chê trách, vứt bỏ dư thừa cả. Nhìn đôi mắt long lanh gợn sóng, khoai môi còn khẽ cong lên, biểu lộ ý cười của người con gái xinh đẹp trước mặt, trong lòng S cũng cảm thấy vui vẻ hơn phần nào. Anh đứng dậy đi lại xung quanh phòng thờ. Điểm nhìn chợt dừng lại trên hệ thống làm lạnh. Nhiệt độ lúc này đã bị hạ tới mức thấp nhất. Chẳng trách, hoài đan lại sốt nặng tới mức ấy. Trong lúc hoài đan còn đang ngơ ngác, không biết S định làm gì, thì bỗng thấy anh bám lấy thành cửa sổ trèo lên. Sau đó dùng một cây đèn cầy lớn lấy ở góc phòng thờ. Thẳng tay đem đập tan hệ thống làm lạnh. Dâm! Âm thanh chói tai vang lên. Hoài đan giật nảy mình, vội quay đầu lại nhìn. S đang kịch liệt đập vỡ hệ thống làm lạnh, ngay cả đường dây điện cũng bị anh cắt đứt. Anh làm gì vậy? Không được đâu, người nhà họ cô sẽ làm lớn chuyện lần nữa. Hoài Đan thều thào nhắc nhở anh. Tuy nhiên, thái độ của S vẫn rất bình thản. Xong việc, anh nhảy phốc xuống đất, bước lại về phía cô lạnh nhạt đáp. Ồ, vậy là cô chịu ép bản thân mình, trở thành một cỗ đá cứng ngắc sau đêm nay à? Hoài Đan cúi đầu không đáp. Biết sao được, ở trong cái nhà này, cô cũng không có tư cách gì để lên tiếng cả. cha chồng và chị chồng đều căm ghét cô tới thấu trời. chị tìm cơ hội liền mắng nhiếc trời mới. lần này cô gây ra đại họa, làm ảnh hưởng trầm trọng tới danh tiếng của nhà họ cố. họ nào nhắm mắt buông ta. nhiệt độ trong phòng dần được tăng lên. hai người mặt đối mặt, im lặng nhìn nhau đầy khó xử. từng hơi thở nóng bỏng của s liên tục vào lên má của hoài đan. ở khoảng cách gần như thế này, cô có thể cảm nhận rõ cái nhìn sâu xa mà anh đang dành cho cô. không được. Minh Điền, cô là gái đã có chồng, cần phải giữ bình tĩnh nhất. Nghĩ tới Minh Điền, Hoài Đan bỗng thấy có chút tội lỗi, giống như chính bản thân mình đang lén lút ngoại tình vậy. Một lúc sau, S lại tầm mắt, ngồi xuống bên cạnh Hoài Đan, tò mò cất giọng. "Tôi đã xem qua về sự việc ở quý gia, thử xem cô không may đắc tội với ai để phải chịu khổ như vậy?" S nghe anh nói, Hoài Đan vội vàng vươn tay về phía anh, nắm chặt lấy cánh tay cơ bắp cuộn cuộn của S, gấp gáp đáp lời bây giờ chỉ có anh mới giúp được tôi s anh điều tra cho tôi được không tôi tin anh sẽ có cách s nhướng mày đẩy bàn tay nhỏ bé của hoài đan ra khỏi người mình thở ơ lắc đầu cô thừa biết tôi là một tội phạm nguy hiểm kẻ chết dưới tay tôi số lượng cũng phải kinh sợ nếu tôi giúp cô ai có thể đảm bảo an toàn cho tôi s nói cũng phải anh ấy đã giết rất nhiều người hiện đang là tội phạm truy nã hàng đầu trong cục cảnh sát hoài đan giúp anh che giấu thân phận cũng giống như đang tiếp tay với tội phạm là đồng phạm của anh còn gì? Cô thở dài, đảo mắt nhìn lên trần nhà, tâm tình hiện tại vô cùng phức tạp. Dưới bóng đèn điện mờ ảo, nội tâm đen tối nhất của con người cũng dần dần được bộc lộ rõ hơn. Điều kiện trao đổi, cô phải thực hiện bất kỳ một yêu cầu nào mà tôi đưa ra. Đột nhiên, S lên tiếng, hoài đan nghiêng đầu nhìn anh có chút thắc mắc. Cơ nhiên lại muốn giúp cô, chắc hẳn không phải việc tốt. S không quan tâm thái độ lúc này của Hoài Đan vùi mông đứng dậy và cười nhạt. Cho tôi ba ngày, chắc chắn sẽ có tin tốt. Nào, thành việc hay không đây? Hoài đan cắn chặt môi, hít sâu một hơi, thành danh của cô không thể bị vấy bẩn như thế này được. Nếu S muốn một số tiền lớn để bỏ trốn, cô sẵn sàng đồng ý. Thành việc, cô gật nhẹ đầu cứng rắn đáp. Chỉ chờ có thế, S cong môi cười đầy thâm hiểm, sau đó liền quay lưng, theo đường cũ rời đi. Hơi lạnh trong phòng cũng đã dịu đi rất nhiều, Hoài đan bớt sốt hơn, tỉnh táo được vài phần. Lần này, mọi sự đều trông chờ vào vị sát thủ khét tiếng kia. Cô gia hiện tại đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, chỉ riêng phòng cố tịch là vẫn còn sáng đèn. Cô ta đang nằm ngửa trên giường đắp mặt nạ dưỡng da. Ngày hôm nay dạy dỗ được Hoài đan một bài học đã đời như thế, quả thật vô cùng sảng khoái. Cạch, cạch. Bỗng, cố tịch nghe thấy một vài tiếng động kỳ lạ phát ra. Cô ta mở mắt, nhìn về hướng cửa phòng. Chưa kịp phản ứng, hệ thống đèn điện liền bị ngắt căn phòng chìm sâu vào trong bóng tối. Cố tịch loạn trọng bỏ dậy, tháo mặt nạ ném xuống dưới đất, lần mò tìm điện thoại. Chết tiệt! Mấy lão bảo vệ làm ăn như vượn. Có vài cái dây điện cũng không biết lối bảo vệ hẳn hoi. Cô ta liên tục lâu bâu trởi thề. Chợt, cửa phòng cố tịch đột ngột bị đẩy mạnh ra. Một bóng đen cao lớn, đội mũ phớt từ đâu xông thẳng vào, nhanh tay khóa trái lại cửa. Cố tịch muốn bỏ chạy, chưa kịp hét lên thì bị người kia vung tay, đập mạnh vào sau gáy. Cô ta chỉ cảm thấy nhói đau ở vùng đầu Sau đó ngã xuống đất ngất đi Không biết đã qua bao lâu Lúc cố tịch tỉnh lại Phát hiện bản thân đang nằm ở trên giường Điện phòng cũng đã được bật trở lại Sự việc xảy ra khi trước giống như một cái chớp mắt Cố tịch hoảng hốt ngồi bật dậy Rồi rít kiểm tra xem thân thể có bị thương tích gì không Gã trộm kia lẻn được vào biệt thự cố ra Thần thủ không phải dạng vừa Phù Cố tịch thở vào Cũng may trên người cô ta Một vết sức nhỏ nhất cũng chẳng hề có Thế nhưng, cô tịch cảm thấy có gì đó không đúng. Cô ta run dậy, đưa tay lên cao, chậm chậm sờ vào trên đầu. Gương mặt cô tịch cứng ngắc, hai mắt tròn tròn, chân tay run như cầy sấy, đến cả mở miệng hét lên cũng rất khó khăn. Phải mất đúng 5 phút, cô tịch mới lật đật, đò xuống dưới giường. Vừa bước được hai bước thì liền ngã vật ra đất. Cô ta liên tục đập cửa, gào khóc thảm thiết. Cha mẹ, mẹ ơi, cứu con với! Tiếng gào lớn của cố tịch đánh thức cả cố ra. Lúc Cố Bình cùng bà Gia Linh chạy vào tới nơi, tất cả đều há hốc miệng kinh ngạc, toàn bộ tóc trên đầu Cố Tịch đã bị cắt chọc, ngay cả một sợi tóc tơ nhỏ cũng không còn, tóc rơi vương vãi trên sàn nhà, còn Cố Tịch ngồi ôm mớ tóc rụng mà khóc tới thảm hại. Hoài Đan đang nằm nghỉ trong phòng, chợt thấy ngoài hành lang chuyển tới những bước chân bịch bịch, xem chừng có vẻ rất đông người đang gấp gáp bước đến đây. Tiếng quà trà vào ổ lạch cạch, tiếng người tranh cãi kịch liệt đều lọt vào tai cô không sót một chữ. Ánh sáng của đèn pin chói lòa chiếu thẳng vào mặt của Hoài Đan. Theo phản xạ, cô đưa tay che mắt, hai hàng lông mày nhíu lại thật chặt, tạm thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bình tìm công tắc bật điện lên, phòng thờ lập tức sáng bừng, chiều rõ khung cảnh diễn ra xung quanh. Hoài Đan toàn thân nhếch nhác, mặt mũi bơ phờ, môi khô nứt nẻ, ngồi có do trên nền đất lạnh lẽo. Xung quanh góc tường là các mảnh vỡ của máy sưởi lạnh rơi vương vãi, trông cố hết sức thảm hại. Còn khốn Hoài Đan, có phải chính mày đã làm ra chuyện này không hả? Từ phía sau, cô tịch đưa tay đẩy người cha mẹ sang một bên, còn cô ta hùng hổ xông tới, tóm lấy mái tóc dài của Hoài Đan giật mạnh. Cô tịch vừa mắng vừa khóc lóc thảm thiết, hai mắt đã sưng vù, ấm ức nổi điên, gào lớn. Hoài Đan vốn đang cảm sốt, đầu óc đau như búa bổ, sợ đây lại bị cố tịch giật tóc, não bộ của cô như muốn vỡ ra. Cô dùng hết sức bình sinh, loạn choạng đứng dậy, có chân thúc mạnh vào bụng cố tịch, khiến cô ta không kịp chủ bị, mà ngã lăn quay ra đất. Cố tịch, chị thôi ngày mấy cái trò hề này đi. Hoài đan chừng mắt quát, không bận tâm tới thái độ sừng sốt của bố mẹ chồng. Chồng thấy con gái vừa bị kẻ gian cạo chọc đầu, lại còn bị em chồng đánh tới mức ngã lăn quay. Ác cảm về hoài đan của cố bình lại càng tăng thêm. Ông ta hùng hổ bước lên, hai tay bắt ra phía sau, đôi mắt sáng quắc như lưỡi dao, nhìn xoáy vào con dâu không chớp mắt. Xin lỗi cố tịch. Bốn chữ này thốt ra, hoài đan ước tới nóng bừng cả người, Cô vẫn đứng im lặng, chưa hiểu nội chuyện gì đã xảy ra mà cả nhà cố bình hùng hồn kéo lên, sau đó mắng nhức cô không chút thương tiếc. Bà Gia Linh vội vàng chạy tới ngăn chồng, lắc đầu ướt nước mắt khuyên can. Ông ơi, hoài đán bị nhốt ở đây, sức khỏe của con bé yếu tới thế này, làm sao con bé ra tay cạo đầu cố tịch được? Nhưng cố Bình vẫn không chịu nghe, trừng mắt quát lại lần nữa. Tôi nói, cô mau xin lỗi cố tịch cho tôi. Giọng nói của cố Bình đã trở nên mất kiểm soát, ông ta sắp nổi điên. Hoài Đan lúc này mới để ý tới bộ tóc dài của cố tịch. Bây giờ đã bị cạo nhăm nhở. Chẳng trách cô ta một mực đổ oan cho Hoài Đan. Cô lắc đầu cưng rắn khẳng định. Thưa cha, con không làm hại chị cố tịch. Là chị ấy kiếm cơ đánh con trước. Bốp! Hoài Đan chưa nói dứt lời. Cô Bình lập tức vung tay, không thường tiếc tát thẳng vào mặt cô một cái đau điếng. Trước cú đánh trời giáng này của bố chồng, sức lực của Hoài Đan đã thực sự kiệt quệ. Cô ngã sóng xoài xuống đất, mặt mày tối sầm lại, nằm vật ra, không còn chút sức lực nào. Ngọn nến trước gió mỏng manh yếu ớt, không thể đủ sức chống chọi lại những thế lực tàn ác đang muốn sâu xé cắn nát hoài đan. Cuối cùng, vào khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cô ngất đi, hoài đan mơ hồ trông thấy khuôn mặt đẫm nước của mẹ chồng, đang hoảng hốt chạy tới ôm lấy cô, dịu dàng gọi tên cô không ngừng. Có lẽ trong gia đình chồng chỉ có duy nhất Minh Điền và bà Gia Linh yêu thương cô thật sự. Màu lên, nhanh chân lên. Tại hành lang dài của bệnh viện, Minh Điền ngồi trên xe lăn, được bảo vệ biệt thự đẩy thật nhanh về hướng của phòng bệnh. Lúc này đã là 4 giờ sáng, anh nhận được tin báo Hoài Đan hôn mê, được chuyển gấp vào khoa cấp cứu. Trên ghế chờ, chỉ có duy nhất bà Gia Linh đi đi lại lại ở bên ngoài hành lang. Chớp chốc, chốc, bà lại đưa tay vái lệ thiên địa, cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với con dâu đáng thương của bà. Mẹ à, chuyện gì xảy ra với Hoài Đan thế? Minh Điền không giữ nổi bình tĩnh, chồng tay ngồi bật dậy. Anh nhất thời quên mất, hai đôi chân của mình đã bị liệt, cơ thể không có điểm tựa lập tức đổ nhào xuống đất. Bà Gia Linh đỡ con trai dậy, lén lút đưa tay quệt nước mắt. Bà thương con trai mình bao nhiêu thì lại thương con dâu mình bấy nhiêu. Hai đứa trẻ đáng thương mệnh khổ, sự nghiệp dạng danh bị hủy, lại còn phải chịu sự ghẻ lạnh của người cha độc đoán và gia trưởng kia nữa. Mình điền, còn hãy bình tĩnh, các bác sĩ sẽ chăm sóc chú đáo cho Hoài Đan. Sau khi biết rõ mọi chuyện xảy ra, mình điền tức giận đến mức nghiến chặt thay hàm răng. Anh rút điện thoại, bấm số của cố tịch gọi tới, phải đến hồi chuông thứ năm, cố tịch mới chịu bắt máy, chỉ thở ơ đáp gọn. Sao thế? Còn bé đó không biết tốt xấu, như vậy là còn quá nhẹ đấy. Cố tịch, chị đừng nghĩ chị là chị ruột của tôi, mà có thể tùy ý bắt nạt vợ tôi nhé. Minh Điển điên tiết mắng nhức, thái độ bênh vợ quằm quặp này của anh làm cố tịch sững sờ, há hốc miệng trong giây lát. Mãi lúc sau, cô ta mới hoàn hồn, trao mày chất vấn. Cái gì? Minh Điển, chị bị kẻ xấu cạo chọc tóc, Vậy mà em không hỏi thăm chị Em đến giọng trời rủa chị Chỉ để binh một con ả à không ra gì ư Loạn rồi, loạn thật rồi Em trai yếu quý của cô ta Lại vì một người phụ nữ lạ hoắc Mà dám chửi lại chị gái mình Bằng những lời lẽ quá đáng tới như thế ư Đổi dây bên kia Mình điền chính nhách môi cười khẩy Tốt nhất, chị đừng nên xen vào cuộc sống của vợ chồng tôi Thêm bất cứ lần nào nữa Nếu vẫn còn tiếp tục Đừng trách tôi sẵn sàng đóng cổng Đuổi thẳng cổ chị ra khỏi cái nhà này Minh Điền cúp máy, hai bàn tay nắm lại thật chặt. Sau tất cả, ở cái nhà này, anh đã trở thành một phế vật trong mắt cha. Cô Bình thất vọng về con trai, trở nên căm ghét anh, cuối cùng kiếm cơ chút giận lên người của Hoài Đan. Càng nghĩ, mình điền lại càng uất ức tới nghẹn họng. Tinh tinh, cửa phòng cấp cứu được mở ra, nàng bác sĩ trẻ kéo khẩu trang y tế xuống, xạo bước về phía mẹ con Minh Điền. Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? Anh gấp gáp đẩy xe lăn tới trước mặt bác sĩ, lo lắng lên tiếng hỏi. Bác sĩ vỗ vai Trần Tĩnh Minh Điền, cẩn thận nhắc nhở anh. Bệnh nhân bị bỏ đói, mất nước, nhiệt độ cơ thể giảm xuống quá mức chịu đựng, gây ra hiện tượng sốt. Hơn nữa tôi phát hiện, ở phía bắp tay và lưng của cô ấy có vài vết bầm tím rất mới, nghĩ là bị bạo hành. Bà Gia Linh ôm miệng, loạn trọng ngồi phịch xuống ghế. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần phải ở lại bệnh viện theo dõi và điều trị một thời gian. Phiền anh đi theo chúng tôi, tiến hành làm thủ tục nhập viện. Bà Gia Linh là người phụ trách làm thủ tục, vội vàng dào bước đi theo bác sĩ. Hoài Đan cũng được chuyển tới phòng nghỉ, trên tay quấn đầy những dây chuyền làn da tái xanh. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi chưa gặp, vậy mà chồng cô đã tiểu tụy đi rất nhiều. Mình Điển lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, tìm kiếm bàn tay lạnh lẽo của Hoài Đan mà nắm lấy. Do anh hết, anh vô dụng, anh nhu nhược tới mức không bảo vệ nổi vợ anh. Hoài Đan, xin lỗi. Mình Điển thì thầm, ghé tay cô nói nhỏ nhìn theo bóng dáng cô độc của hai đứa trẻ, bà gia linh không cầm được nước mắt. Sau khi dặn dò bác sĩ chú đáo, bà lên xe quay trở về biệt thự quyết phải nói cho ra lẽ với chồng mình. cả ngày hôm đó, hoài đan vẫn trong trạng thái hôn mê, ông truyền dịch đã được thay vài lần nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Minh điền chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh vợ, không rời nửa bước. người giúp việc mang thức ăn tới cho anh, anh đều lắc đầu nhắc họ đem về. một ngày đêm trôi qua. Minh Điền thức trắng, vẫn nắm chặt bàn tay Hoài Đan không rời nửa bước. Sự việc ồn ào xảy ra tại nhà họ cố vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Cố Bình vì quá nổi giận, quyết định thu lại toàn bộ thẻ đen của con trai, tiến hành đóng băng tài chính của anh, không để dạy dỗ vợ chồng Minh Điền một bài học nhớ đời. Ông thật quá đáng, Minh Điền đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế. Trong khi ông là cha ruột của nó mà lại đối xử độc ác với thằng bé vậy sao? Bà Gia Linh cứng rắn trách móc. Bà không ngờ người chồng đầu ấp tay cuối bao năm, cuối cùng lại trở thành một người cha độc địa, gia trường tới kinh khủng như thế này. Những lời lẽ trách móc của vợ cũng khiến cho cố bình thay đổi. Ông ta thản nhiên gạt văng, hử lạnh đáp. Cố ra không bao giờ nuôi một đứa vô tích sự. Bác sĩ, vì sao đã gần hai ngày trôi qua mà vợ tôi vẫn chưa tỉnh lại? Minh Điển nằm lấy tay y tá phụ trách, thay ống truyền cho Hoài Đan, thắc mắc hỏi cô. Nhìn gương mặt xấu xí quỷ dị của người đàn ông bị liệt kia, Y tá biểu môi, vội vàng rụt tay lại, sau đó kênh kiệu đáp. Làm sao tôi biết được? Anh hỏi vợ anh thì rõ. Dứt lời, cô ta đẩy xe thuốc rời đi, miệng vẫn còn re biểu ngoại hình của Minh Điền, không chút nề nang gì cả. Ai trong thành phố này mà không biết, vị đô đốc lừng lẫy kia giờ đã hết thời. Cún cút ra khỏi ngành quân đội, trở về làm phế nhân, ăn bám cha mẹ. Minh Điền bật cười chua chát, điện thoại cũng vừa chuyển tới tin nhắn thông báo. Mọi thẻ ngân hàng của anh đều đã bị vô hiệu hóa Cô Bình đang muốn dồn chính con trai, con dâu của mình vào đường chết. Vì lo lắng cho con, bà Gia Linh lén lút trốn chồng tới bệnh viện. Sau khi lau mặt mũi và tay chân cho con dâu, bà buồn bã lắc đầu. Tính tình của cha con, mẹ cũng không thể nào khuyên nhủ được. Minh Điền, còn hãy cầm lấy thứ này. Bà vừa nói, vừa rối vào tay Minh Điền một chiếc thẻ ngân hàng. Đây là số tiền tiết kiệm của mẹ. Chờ sau khi con bé tỉnh dậy, còn vào hoài đan, hãy tìm một căn nhà mới để sống tạm. Như vậy sẽ tránh được cha con và cố tịch. Ít nhiều, tâm lý của Hoài Đan cũng được bình ổn lại. Minh Điển không từ chối, đôi mắt rũ sầu, tỏ nét buồn bã. Cảm ơn mẹ, chúng con sẽ sống thật tốt. Bà Gia Linh đi rồi, phòng bệnh lại chìm vào trạng thái lạnh lẽo thường ngày. Minh Điển nhẹ nhàng nâng bàn tay thon nhỏ của Hoài Đan lên, đem cầm anh cọ vào, đôi mắt nhu nhược, yếu mềm thường ngày, càng lúc càng trở nên sâu xa khó đoán. Quý gia, 8 giờ 30 phút tối. Trên bàn ăn lớn, các thành viên trong gia đình họ quý đang ngồi ăn uống vô cùng vui vẻ. Quý sinh ngồi ở vị trí trịnh trọng nhất, nhấc đũa gắp một miếng thịt cừu hầm rượu vang mà bỏ vào miệng. Sự vị ngọt thanh cùng độ béo ngậy của thịt cừu tan chảy trong đầu lưỡi, làm ông ta vô cùng mãn nguyện. Nhà họ cố vẫn chưa ra được lời giải thích thỏa đáng à? Bà quý tỉnh đã ăn xong, buông đũa nhìn con trai hỏi. Quý sinh lắc đầu, nhếch mép đáp. Lão già cố bình, cố tình làm ngơ mọi chuyện đây. Đừng hòng con bỏ qua cho lão. Quý sinh đưa tay vỗ dầm lên bàn, gầm gừ đe dọa. Bữa tiệc mừng thọ cao quế của gia đình ông ta, phút chốc bị gia đình nhà cố bình phá hỏng, làm mất mặt trước bao quan khách chức cao vọng trọng. Ông ta thề sẽ bắt nhà họ cố phải thông báo toàn bộ với giới báo chí, đích thân lên tiếng xin lỗi. Bà quý tình gật đầu đồng ý, khuôn mặt già nuôi nhân lại. Đúng vậy, con bé đó mặt mũi xinh xắn, chồng cũng có học thức, thế mà dám làm ra chuyện lớn này. Những người còn lại chỉ cầm cúi ăn cho xong bữa, sau đó cũng đứng dậy, Ai trở về vòng nấy, phụ nhân của quý sinh đã mất từ sớm. Ông ta lại quyết định không chịu lấy vợ, gà chống nuôi con. Chính vì điều này mà quý sinh được báo chí hết mức ca ngợi. Người ngoài còn coi ông ta như một tấm gương tốt đẹp, trung thủy với vợ, yêu con một lòng. Quý sinh mở cửa phòng bước vào, vội vàng khóa nhốt thật chặt. Ngay lập tức, từ trong tủ quần áo của ông ta, một bóng người yêu kiều nhanh chóng mở cửa chạy tới, vòng tay ôm chầm lấy quý sinh. Đáng ghét, để người ta chờ anh lâu quá đấy. Quý sinh đưa tay, nhào lấy chóp mũi của tình nhân, bế bổng cô ta lên giường, cười khì khì đáp. Thôi nào bé yêu, anh sẽ đền bù cho em thật xứng. Anh hừ quá đi. Trang viên nhà họ quý rộng rãi thoáng mát, người ra kẻ vào tấp nập, nhưng chủ yếu là giúp việc và bảo vệ. Trong bóng đêm thăm thẳm, một bóng hình cao lớn, đầu đội mũ phớt, đeo khẩu trang, chầm chậm tiến vào. Vẫn là tác phong nhanh nhẹn ấy, S thoăn thoát chạy qua hàng rào bảo vệ, thành công đột nhập vào trong biệt thự anh đào mắt quan sát từng ngóc ngách tìm kiếm vị trí của camera tiến hành định lượng các góc quất an toàn nhà họ quý lắp ít camera chống trộm bởi số lượng bảo vệ được điều chỉnh ở đây nhiều gấp đôi nhà họ cố s nhón gót lần vào một góc bếp vừa lúc hai gã bảo vệ đi tuần ngang qua trên tay họ còn cầm đèn pin chiếu tứ tung khắp nơi làm phiên phiến đi có thằng trộm nào dám bén mảng lại đây chứ một trong hai bảo vệ đưa tay huyết lên vai của người kia, nháy mắt nói. Cũng đúng, đi thôi. Người còn lại lập tức gật đầu, sau đó xoay người bước đi. S trốn trong góc bếp, bản chân vừa mới cử động liền không may dẫm lên mảnh bát vỡ vứt trên đất. Gây ra tiếng động không lớn, nhưng cũng đủ để khiến hai gã bảo vệ quay người lại nhìn. Có ai đó ở đây à? Họ đưa mắt nhìn nhau, lìa đèn pin về phía phòng bếp. S đứng trốn sau cánh cửa, hai mắt sắc lạnh phóng thẳng về phía chúng, cẩn thận quan sát từng động tĩnh. Càng bước đến gần, hai gã bảo vệ càng cảm thấy có gì đó không ổn, chống ra hiệu với nhau, phần chia mỗi người một bên, áp sát tiến vào bên trong. S đưa tay kéo thấp mũi xuống, khỏe môi nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Ngay tại khoảnh khắc chúng kéo cửa kiểm tra, lập tức bị một bàn tay cứng ngắc kéo mạnh vào bên trong. Gã bảo vệ đầu tiên chưa kịp nhìn rõ mặt S thì liền bị anh co gối thúc một cú cực mạnh vào đầu. Sống mũi của gã vỡ nát, máu tươi chảy ròng, chưa kịp kêu la, liền ăn trọn thêm cú đập tàn nhẫn nữa. Gã ngất lịm trong vòng 2 phút. Kẻ còn lại há hốc miệng kinh hãi. Từ trong đúng quần chạy ra một dòng chất lỏng bốc mùi khai nồng. S lạnh lùng, nâng cảm hắn lên. Bàn tay trộm lại thành một đường thẳng, trực tiếp đập mạnh vào sau gáy hắn. Cứ như vậy, chưa đầy 5 phút ngắn ngủi, anh đã tiến hành xử lý xong hai gã bảo vệ một cách dễ dàng. Trong căn phòng xa hoa, quý sinh cùng người phụ nữ kia một thân để trần đang kịch liệt vận động cực mạnh. Cô ta nằm dưới thân Quý Sinh, liên tục mở miệng rên rỉ không ngừng, màn ân ai xấu hổ này đều lọt vào trong tầm mắt sắc như lưỡi dao của S. "Anh à, cảm ơn anh vì đã giúp em." Người phụ nữ vừa thở hồn hển vừa cố gắng thốt lên được câu. Quý Sinh vùi đầu xuống bộ ngực căng tròn của cô ta, điên cuồng gặm nhấm. "Em cam ghét con bé đó như thế, đương nhiên anh phải cho nó bài học rồi, dám làm bạn gái của anh nổi giận, hoài đán thật to gan mà." Người phụ nữ kia không phải ai khác mà chính là cô tịch Cô ta nở nụ cười hết sức dâm đãng, lại tiếp tục dướn người lên cao, hòa nhịp cùng quý sinh hăng say vui vẻ. Trong khoảnh khắc ấy, S đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Kẻ thao túng đứng đằng sau chính là cố tịch và tình nhân của cô ta lại là quý sinh. Người đàn ông mẫu mực được cả giới báo chí và giới kinh doanh tung hô. Cảnh tượng lăng loàn ghê tởm này đập vào mắt S rõ như ban ngày. Anh bình tĩnh rút từ trong túi quần chiếc máy quay trộm mini, sau đó tiến hành quay lại. Đợi khoảng 2 phút, S bấm nút ngừng quay, nhưng sự cố bất ngờ xảy ra vô tình khiến cho anh rơi vào tình thế nguy hiểm tiếng cạch vang lên cộng thêm ánh đèn flash lóe sáng đột ngột lập tức gây sự chú ý của cặp đôi trong phòng quy sinh đang mải mê ôm ấp người tình dựa vào bản năng đấu đá ngoài xã hội đã bao nhiêu năm ông ta liền nhanh chóng phát hiện ra có kẻ nhìn trộm chết tiệt cửa phòng chưa đóng kín quy sinh tung chăn nhảy bổ xuống đất nhưng ông ta đang trong trạng thái trần trụi vội vàng mặc tạm quần áo sau đó cầm lấy con dao, luôn thủ sẵn dưới gầm giường, nhảy bổ ra bên ngoài. Cố tịch, dùng chăn che lấy cơ thể, lo lắng gọi với theo. Cẩn thận đấy anh. S tung người nhảy xuống sảnh tầng 1. Xung quanh anh, bốn phía đều đã đóng kín cửa, tạm thời chưa có lối thoát. Quý sinh vẫn đuổi theo cấp rút phía sau, hồ hào gọi bảo vệ chạy tới hỗ trợ. Tình huống trở nên vô cùng nguy cấp. S chạy tới cửa phụ, tung chân đập mạnh lên đó. Cánh cửa rung lắc dữ dội, nhưng vẫn không có dấu hiệu lay chuyển Sở dĩ S chọn cửa phụ là bởi vì cánh cửa này chỉ được làm bằng một tấm nhôm tạm bỡ, có thể dễ dàng phá và thoát ra ngoài. Uinh, uinh. Anh đạp kịch liệt vào cánh cửa, nhưng nó chỉ lõm xuống chứ không bung ra. Quý sinh đã đuổi tới sát nút. Nếu S không nhanh tay, chắc chắn anh sẽ bị bắt, mọi kế hoạch đều vỡ lở. Nhắc thấy bên cạnh có một chiếc bình cứu hỏa. S cầm lên, dùng toàn bộ sức lực đập mạnh xuống. Quý sinh vùng dao chém tới, gào lớn chửi thề. Chết đi ôn con! Dâm, cửa bật tung ra ed ngoài người nhảy phốc ra bên ngoài nhưng xui xẻo cho anh lưỡi dao sắc bén vẫn kịp thời chém một đường lên sống lưng s nén đau luồn lách qua chốt bảo vệ sau đó thuận lợi thoát khỏi biệt thự của quý gia quý xanh đuổi theo nhưng không kịp nữa ông ta ném phòng con dao dính máu xuống dưới đất tức giận quay sang bảo vệ bên cạnh vùng tay tát bốc vào mặt hắn và trời bới ngu dốt các người kiểm tra an ninh kiểu gì thế này bảo vệ ăn trọn cố tát trời dáng chỉ biết ôm mặt nhịn đau Trên mái in hẳn năm vết ngón tay đỏ lựng Đột nhiên có kẻ lạ xâm phạm Chị e bí mật kia của ông ta sẽ bị phát hiện Đến lúc đó Sự nghiệp và danh tiếng bao năm quý sinh dốc sức xây dựng Sẽ phút chấp tan thành mây khói Trong bóng đêm cuồng nộ S chạy thục mạng ra bên ngoài Khắp người anh đổ đầy mồ hôi lạnh Máu lưng tùa ra ướt đẫm lưng áo S nhảy lên mô tô dựng kín trong góc đường Sau đó phóng xe lao vụt đi Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu Hoài Đan mơ hồ mở mắt, thứ ánh sáng vàng vọt len lỏi vào trong nhãn cầu của cô, khiến cho cô khó chịu, vội vàng nhau mắt lại. Cơ thể cô vô cùng đau nhức, chân tay tê dại, mùi thuốc nồng nặc trong phòng càng làm cô thêm đau đầu. Hoài Đan cựa mình ngồi dậy, chợt thấy bàn tay có chút nặng, Minh Điền đang nằm gục bên cạnh giường cô, bàn tay còn nắm lấy tay của Hoài Đan siết chặt. Đột nhiên, cô cảm thấy thật ấm áp. Mặc dù hiện tại anh chỉ là một người đàn ông bình thường bị đuổi khỏi ngành quân đội ngoại hình không được may mắn như bao người khác. Hay có thể nói, dung mạo của Minh Điền bị coi là xấu xí quỷ dị trong mắt của những người xung quanh. Nhưng với Hoài Đan thì lại hoàn toàn khác. Cô nhẹ nhàng, dùng ngón tay cái miết lên lòng bàn tay anh, mỉm cười dịu dàng. Mấy hôm nay, Minh Điền đều ở cạnh bên giường cô. Khi mệt thì gục trên xe lăn ngủ, nhìn anh đã tiểu tụy đi nhiều. Thấy tiếng động, Minh Điền giật mình tỉnh giấc. Bắt gặp đầu tiên là ánh mắt thâm sâu của vợ, khiến anh có chút bối rối. Em tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người thế nào? Hoài đan lắc đầu và đáp nhẹ. Anh đừng lo, tôi đã khỏe lên rất nhiều rồi. Mình điện đưa tay sở chán cô, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, Hoài đan phát hiện ra, toàn thân của anh hiện tại đang đổ đầy mồ hôi lạnh. Rồi trong phòng được bật điều hòa, nhưng cơ thể Minh Điền lại ướt nhẹp, mồ hôi chảy đậm chán. Anh nóng ư? Nghe cô hỏi, Minh Điền vội vàng thu tay về, cười ngượng đáp qua loa. Chắc do không quen ở phòng này, Em tỉnh rồi thì tôi cũng yên tâm. Bây giờ tôi phải trở về biệt thự gấp để giải quyết một số việc. Hoài Đan cũng không ép buộc gật đầu nhìn anh. Cũng muộn rồi, ai sẽ đưa anh về? Đã có nhất quân trở dẫn ngoài sảnh. Hãy nghỉ ngơi đi, Hoài Đan. Dứt lời, mình điền điều khiển xe lăn, nhanh chóng quay bánh, rời khỏi phòng bệnh. Đợi anh đi rồi, Hoài Đan vẫn còn nhìn theo ra ngoài cửa, cho tới khi khuất hẳn. Hiện tại đã là 3 giờ sáng, anh trở về giữa chừng như thế này, chắc hẳn việc cần xử lý rất gấp hoài đan mệt mỏi ngồi dậy lê từng bước khó khăn về phía nhà vệ sinh do đây là phòng bệnh vip nên mọi thứ phục vụ sinh hoạt cá nhân cho người bệnh đều được chuẩn bị rất chú đáo và đầy đủ sau khi rửa mặt qua cô cảm thấy tinh thần đã đỡ hơn nhiều vừa vặn khi hoài đan bước ra dựa theo ánh sáng của phòng phản chiếu cô bỗng trông thấy có thứ gì đó kỳ lạ nằm ở vị trí minh điền ngồi khi nãy quan sát kỹ hơn hoài đan giật mình hoảng sợ trong đầu tức khắc nảy sinh đáp án máu màu vẫn còn tươi và ấm nóng, nhỏ thành các giọt quánh dệt trên nền đá hoa. Hoài Đan đưa tay chạm lên, đặt bên mũi người thử, mùi tanh nồng lập tức sọc thẳng lên, Minh Điền chảy máu ư. Lúc trước, cả người anh chảy đầy mồ hôi, điều này càng khiến Hoài Đan thêm phần nghi hoặc. Chờ đến sáng sớm mai, khi Minh Điền quay lại, cô sẽ hỏi anh cho ra nhẽ. Một đêm yên ả trôi qua, sáng sớm hôm sau, ông bà Lưu đích thân tới thăm con gái. Mới 7 giờ, Lưu trưởng bắt trên tay sách giỏ hoa quả, cùng vợ ở hối hả bước vào phòng bệnh. Sự xuất hiện đột ngột này của cha mẹ khiến cho Hoài Đan không khỏi kinh ngạc. Từ khi cô kết hôn, đây là lần đầu tiên cha mẹ tới thăm cô với tư cách gia đình như thế. Cô chỉ biết gượng cười, cúi đầu nói nhỏ: "Cha, mẹ, sao hai người lại đích thân tới đây thăm con?" Trước câu hỏi của cô, bà Lưu cười dịu dàng, nằm lấy tay cô âu yếm đáp: "Thời gian vừa qua còn đã chịu nhiều ấm ức, sau khi cha mẹ đến gặp ông thông gia, mới biết con sống không dễ dàng. Có lẽ tất cả đều do chúng ta đã sai khi vẫn luôn cố chấp ép con kết hôn với Minh Điền cho bằng được. Mọi người đều lặng đi, nhìn nhau đầy bối rối. Lúc đầu, khi hãy tin Hoài Đan gây tai họa tại nhà chồng, ông Trường Bách vô cùng giận dữ, còn đổ tội cho vợ không biết dạy con. Chỉ đến khi hai vợ chồng ông trực tiếp gặt mặt cố bình và chịu sự khinh thường, xe lẫn châm biếm của ông ta, họ mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Cha mẹ cô đều là những con người từng trải, gặp không ít chuyện trên trời rơi xuống. Đối với loại chuyện này, họ đâu quá bất ngờ. Nhưng Hoài Đan mới bắt đầu bước vào đời, lại phải ngày ngày đối mặt với người cha chồng độc đoán, gia trưởng kia, át hẳn, phải chịu tổn thương không ít. Liệu trưởng Bách tựa người lên thành cửa sổ, dáng vẻ hết sức mệt mỏi. Để có thể nói ra được những lời sắp tới này, ông đã phải suy nghĩ rất nhiều, gần như thức trắng cả đêm. Hoài Đan, hay là còn làm đơn ly hôn đi? Nghe cha nói vậy, Hoài Đan lại càng thêm kinh ngạc. Lúc đầu là cha cô nhất quyết ép cô kết hôn với Minh Điền cho bằng được. Bây giờ lại đề nghị ly hôn, thực sự rất mâu thuẫn. Cha, con sẽ không ly hôn. Hoài Đan, Đan mười đầu ngón tay vào nhau thở dài đáp. Mẹ chồng và Minh Điền đối xử với con rất tốt. Cha mẹ, tuy ngoại hình của anh ấy không được như người khác, nhưng Minh Điền luôn cưng chiều con theo một cách riêng biệt. Con cảm thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Những ngày sau đó, Hoài Đan ở tại bệnh viện nghỉ dưỡng, được bà Gia Linh và Minh Điền chăm sóc rất chu đáo. Cô cũng tạm thời quên đi vết máu khả nghi tại phòng bệnh lúc trước. Ngày ngày, ngày Minh Điền đọc truyện và làm trò hề, cười tới nỗi nước mắt chảy ra giàn rụa. Nhìn cô hồi phục nhanh như thế, bà Gia Linh cũng cảm thấy hết sức yên tâm. Bà nắm chặt tay của Hoài Đan, nhét vào chiếc thẻ đen khác của mình, dịu dàng dặn dò. Hôm trước, mẹ có đưa cho Minh Điền một chiếc thẻ tiết kiệm, dặn hai đứa nên sắm thêm căn hộ mới để tiện cho sinh hoạt sau này. Còn đây là mẹ cho riêng con để tĩnh dưỡng. Hoài đan, mong còn cố gắng. Về vấn đề của cha mẹ, mẹ sẽ thuyết phục ông ấy từ từ. Hoài đan rưng rưng nước mắt, ôm lấy mẹ chồng, cảm giác thật ấm áp. Mình điền nhìn cảnh tượng thân thiện này, khoe môi cũng nhẹ nhàng, nở nụ cười đầy mãn nguyện. Sáng sớm hôm sau, bác sĩ thông báo Hoài đan có thể xuất viện trở về nhà. Cô mừng rơn, thiếu chút nữa đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Những ngày ở bệnh viện, Hoài Đan sắp chết ngạt vì bí bách. Suy cho cùng, cô vẫn thích không khí thoải mái và thoáng đãng bên ngoài hơn. Nhật Quân phụ trách lái xe, đưa vợ chồng Minh Điền trở về nhà riêng. Toàn bộ thanh toán chi phí đều được quẹt bằng thẻ mà bà Gia Linh lén lút đưa cho. Nếu không có mẹ, hai vợ chồng anh quả thực rơi vào thế bí. Dù tiền tiết kiệm của Minh Điền không ít, nhưng bằng một cách nào đó, cô Bình đã tiến hành khóa được toàn bộ thẻ. Giống như một cách dằn mặt hai người mà cảnh cáo. Hoài Đan, em có muốn ngủ thêm không? minh điền nhìn cô mỉm cười hỏi hoài đan lắc đầu trực tiếp từ chối ấy tôi đâu phải là heo mà ngủ suốt ngày suốt đêm được đâu về nhà có khác tinh thần thật sự rất thoải mái thấy cô vui vẻ như vậy minh điền cũng an tâm buổi chiều theo yêu cầu của anh một chiếc xe bán tải chở đầy các giống hoa được trở tới ban đầu hoài đan còn cảm thấy ngạc nhiên nhưng sau khi biết minh điền mua hoa về để cô trồng trong những ngày rảnh rỗi hoài đan hết mực cảm kích Cô cúi xuống, vòng tay ôm lấy cổ chồng, dịu dàng thi thầm. Cảm ơn anh, Minh Điền. Cái ôm ấm áp này của Hoài Đan làm Minh Điền có chút sững sờ. Anh cảm nhận rõ nhịp tim của mình đang đập mạnh hơn, toàn thân bỗng chốc nóng gian. Dường như nhận ra hành động của mình có chút thái quá. Hoài Đan vội vàng thu tay về, ngượng ngùng gãi đầu cười cười. Tôi, tôi có thể trồng hoa luôn được không? Minh Điền gật đầu. Dĩ nhiên là được rồi. Người giúp việc giúp Hải Đan chuyển những nhành hoa xuống vườn. Cô mặc quần áo dài, đội mũ rộng vành, hỉ hưởng cầm sành trồng hoa. Minh Điền cũng không ngồi chơi. Hoài Đan đào đất đến đâu, anh lại nhặt hoa đưa cho cô chồng xuống các luống đến đó. Cứ như vậy, hai vợ chồng họ mải mê làm việc tới khi hoàng hôn buông xuống. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lưng áo và mặt mũi. Ngày hôm nay, Hải Đan thật sự rất vui. Cô ngồi xuống bên cạnh Minh Điền, đưa tay quệt ngang mắt. Chờ một thời gian nữa hoa nở rộ, chắc chắn khu vườn này sẽ rất đẹp. Dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt, hai người cùng đăm chiêu nhìn về phía chân trời xa xăm. Khung cảnh yên bình mà hạnh phúc tới kỳ lạ. Tất cả những điều này đều làm cho lòng người càng thêm yên bình. Gió nhẹ mê man vợn qua trên mái tóc dài mềm mượt của hoài đan. Vô tình cuốn theo lá vàng đậu xuống tóc cô. Mình điền nghiêng đầu nhìn vợ, đưa tay nhặt lá. Vừa lúc hoài đan cũng quay sang nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau, Sóng đánh gợn lên trên từng điểm nhìn. Ở khoảng cách gần như thế này, cả anh và cô đều len lỏi những cảm xúc khác thường kỳ lạ. Ngay khi Hoài Đan bối rối định quay đi, Minh Điển bỗng vươn tay ra, kéo đầu cô áp sát lại gần mình, cho mũi cao vút của anh cọ lên mũi cô, sau đó nghiêng đầu, nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi căng mọng. Hoài Đan mở to mắt nhìn anh, cảm nhận rõ đầu lưỡi ẩm ướt của chồng đang len lỏi khám phá trong khoang miệng. Dưới ánh hoàng hôn đẹp rực rỡ, Họ lặng lẽ trao cho nhau nụ hôn ấm áp. Vườn hoa mới trồng rung rinh trước gió, tạo nên một khung cảnh hết sức thơ mộng. Những người giúp việc đứng nhìn từ xa, tủm tìm che miệng cười. Đôi môi của anh rất ấm và mềm mại, dịu dàng mơn trớn, trêu đùa trong miệng của Hoài Đan. Cô bị anh hôn tới mềm nhũn cả người, chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ, vừa xấu hổ lại xen chút kích thích. Thiếu phụ nhân, có kiện hàng được gửi tới cho người. Đột nhiên, từ phía ngoài cổng, một vệ sĩ của họ Tay ôm hộp đồ hét lớn. Vì tiếng gọi này mà Hoài Đan và Minh Điền giật mình, ngượng ngùng dừng lại, tay khỏi bờ môi của đối phương. Cô chồng tay đứng dậy, chạy về phía anh ta nhận lấy. Hộp quả không lớn lắm, được đóng gói rất cẩn thận. Phần một người gửi chỉ ghi đúng một chữ, S. Hoài Đan không muốn để Minh Điền suy nghĩ về mối quan hệ của cô và S. Do vậy, cô bèn xé đi phần người gửi, đem vào trong nhà, mở ra xem xét. Minh Điền cũng không hỏi gì nhiều, chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh nhìn theo từng hành động của Hoài Đan. S gửi đồ cho cô, có nghĩa là anh đã điều tra được manh mối nào đó. Cô dùng dao cắt gọn phần băng dính, hộp quà nhanh chóng được mở ra. Bên trong là một thẻ nhớ nhỏ xíu và một sấp ảnh kỳ lạ. Ngay khi trông thấy đống ảnh, sắc mặt của Hoài Đan lập tức tối sầm lại. Cô ghé sát tay Minh Điền, nháy mắt ra hiệu. Một người bạn đã lâu không gặp gửi quà cho tôi. Nào, chúng ta cùng lên phòng nghỉ ngơi chút. Này vận động nhiều, cơ thể tôi hơi mệt. Minh Điền đồng ý, sau đó cả hai nhanh chóng quay trở lại phòng riêng. Hoài Đan chốt chặt cửa, lại cẩn thận ngó nghiêng xung quanh. Bây giờ mới tạm thời yên tâm. Có chuyện gì à? Nhìn sắc mặt em không được tốt cho lắm. Minh Điền hỏi thử. Lúc nhìn qua đống ảnh, anh thấy làn da Hoài Đan phút chốc tái mét, nhất định là có việc quan trọng xảy ra. Hoài Đan không đáp, vội vàng bày toàn bộ đống ảnh lên giường cùng Minh Điền quan sát kỹ hơn. Anh nhận ra ai đây không? Là chị Cố Tịch và giúp việc liên hương trong ảnh cố tịch và liên hương đang lén lút trao đổi gì đó nhìn bộ dạng của họ trông vô cùng lấm lét khả nghi trên tay liên hương còn cầm một bọc tiền nở nụ cười hết sức vui vẻ những bức ảnh tiếp theo đều chụp cố tịch cùng một người đàn ông lạ mặt hẹn hò với nhau lúc thì ở bể bơi lúc ở khách sạn sao lại có chị cố tịch ở đây nhỉ mình điển kinh ngạc kêu lên hoài đan vội đã nảy sinh nghi hoặc với chị chồng nhưng chưa có bằng chứng nên cô không dám tùy tiện suy đoán Cô nhét thẻ nhớ vào trong màn hình TV, hồi hộp quan sát. Trên màn chiếu là cảnh cố tịch cùng quý sinh đang âu yếm với nhau. Chính là đoạn video mà S đã quay lại được. Cả cô và anh đều ngây người sững sờ, kinh ngạc không nói nên lời. Hoài Đan hết nhìn Minh Điền, lại quay sang nhìn đống bằng chứng S thu thập được. Không biết nên vui hay nên buồn. Điều cô suy đoán cuối cùng cũng đã xảy ra. Nhưng khổ nỗi, cố tịch lại là chị chồng của cô, quả thật vô cùng khó xử. Minh Điển đưa tay cầm lấy một tấm ảnh nhỏ, chăm chú quan sát, trên nét mặt u tối hiện lên vài tia buồn chán. Cứ làm những gì em muốn, dù là bất kỳ ai, một khi đã phạm lỗi thì đều phải trả giá cho những sai lầm của mình. Hoài Đan đâu ngờ, Minh Điển lại ủng hộ cô trong việc này. Như để khẳng định thêm cho ý kiến của mình, Minh Điển bèn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hoài Đan, đôi mắt đượm suy tư nói thêm. Khi ở trong quân đội, tôi là một người công tâm, đối với những chuyện trướng tai gai mắt, cần phải phân định phải trái, tôi chắc chắn sẽ không mềm lòng. Nghe anh nói vậy, Hoài Đan chỉ biết mỉm cười gật nhẹ đầu. Còn người Minh Điền luôn luôn ấm áp như vậy. Chỉ tiếc, sự nghiệp của anh đang trên đà phát triển. Cuối cùng lại bị hủy hoại chỉ trong phút chốc. Trước khi gả cho anh, Hoài Đan đã từng nghe nói về nguyên nhân anh bị đuổi khỏi ngành quân đội. Có rất nhiều giả thiết được đưa ra, người ta cho rằng Minh Điền tham ô rửa tiền, chiếm đoạt của trông để làm quỹ đen. Lại có suy đoán thế này, Minh Điển ngông nghênh kiêu ngạo, ước kiếp cấp dưới, làm cho lòng người không dung, cấp trên ghét bỏ. Dù với bất kỳ lý do nào đi chăng nữa, đối với Hoài Đan, anh vẫn là người chồng ấm áp, cưng chiều cô theo một cách riêng biệt. Chúng ta nên gọi Liên Hương tới để đối chất. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Minh Điền liền đưa ra đề nghị. Hai vợ chồng cô quay trở lại phòng khách, gọi Liên Hương lên để nói chuyện. Ban đầu, Liên Hương vẫn rất vui vẻ lễ phép, nở nụ cười rạng rỡ. Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người cần dùng đồ uống gì để em làm ạ? À? Minh Điền trầm mặc, khoanh hai tay trước ngực, lặng lẽ nhìn cô ta đau đớn. Ánh mắt khác thường này của anh khiến cho Liên Hương có chút sợ sệt, vội vàng cụp mắt xuống, mười ngón tay đan chéo vào nhau. Khóe môi của Hoài Đan cong lên, nhẹ nhàng mở lời. "Liên Hương, em nhận của chị cố tích bao nhiêu tiền cho một vụ trao đổi?" Toàn thân Liên Hương căng cứng, cô ta giật mình, lấm lét nhìn hai vợ chồng Minh Điền, ấp úng lắc đầu. "Thiếu phụ nhân đang nói gì thế? Em em thực sự không hiểu." Liên Hương vẫn một bực chối phăng, nhất quyết không chịu nhận tội. Thái độ ương bướng này của cô ta khiến cho Hoài Đan không vui. Cô giết chặt môi, vò tròn bàn tay, tạo thành hình nắm đấm. Cầm chén trà trên bàn, nghiêm mặt ném bốp xuống dưới đất. Choang! Các mảnh sứ vỡ tung tóe, bắn cả lên bàn chân của Liên Hương, làm cô ta giật thót, khiếp đảm, không dám nhìn Hoài Đan. Đến giờ này, mà cô còn dám chối cãi nữa à? Có cần tôi ném chứng cứ vào mặt cô không? Liên Hương run rẩy quỳ phục xuống đất, lắc đầu khóc nấc lên từng hồi thiếu vô nhân em quả thật không hiểu những gì người nói từ trước tới nay liên hương đều một lòng trung thành với người liên hương vừa dứt lời hoài đan đã ngửa cổ cười rũ rượi cổ đưa tay đặt lên miệng thổi phù một hơi những ngón tay thon dài uyển chuyển theo từng cử động chỉ với tiếng cười này cũng đủ khiến sống lưng của liên hương lạnh toát chân tay cô ta đã dùng tới mức đánh vào nhau loạn xạ làn ra tái mét vô cùng khổ sở một loạt ảnh chụp được Minh Điền ném thẳng xuống. Ngay khi nhìn thấy chứng cứ, Liên Hương không thể chối cãi được nữa. Cô ta dập đầu lia lịa, hết lời van xin khẩn khoản. Xin thiếu ra, thả cho em. Tất cả chuyện này đều là do đại tiểu thư sai khiến và ép buộc. Em chỉ là người giúp việc, chủ sai gì thì phải làm, không dám từ chối ạ. À. Thế chị ta bảo cô ăn cám lợn cô cũng ăn à? Minh Điền trừng mắt quát, hỏi đan nghiêng đầu nhìn anh. Nhất thời bị vẻ mặt cực kỳ tức giận này của Minh Điền làm cho bất ngờ. Đâu đó trong suy nghĩ, cô bỗng thấy dáng vẻ lạnh lùng của S lần quất trong con ngươi sâu thăm thẳm của Minh Điền. Hoài Đan vội vàng lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, lén lút thở sâu một hơi. Liên Hương co rúm người, chắp tay cầu xin, lại bò tới ôm chân Hoài Đan mà khóc. Tiểu phu nhân, đại tiểu thư lén lút lắp camera mini trong biệt thự để quan sát mọi hành động của người. Chính vì vậy, vì vậy, nói tới đây, Liên Hương không giữ được bình tĩnh nữa. Cô ta khóc to đến nỗi nước mắt nhem nhuốc, sưng húp hai vọng mắt. Hoài Đan và Minh Điền cũng chỉ cần thấy là đủ. Minh Điền trầm giọng lạnh lùng ra yêu cầu. Trói cô ta, ném vào cốp xe. Dù cho Liên Hương kêu gào thảm thiết như thế nào đi chăng nữa, Minh Điền vẫn gần giọng quát lớn. Nhật Quân tiếp tục làm nhiệm vụ lái xe, chở vợ chồng Minh Điền tới biệt thự chính của cô gia. Từ ngoài cổng, cố Bình nghe thấy tiếng xe quen thuộc, liền đã biết ai là người tới. Ông vẫn nhàn nhã ăn hoa quả, hở hứng nhìn về phía con trai và con dâu bằng ánh mắt hết sức chán trường. Hoài Đan đẩy Minh Điền vào nhà, còn Nhật Quân đem lên hương đang bị trói theo sau. Con chào cha. Cố Bình không buồn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ lạnh nhạt ư ừ một từ xa lạ. Nghe tiếng ồn ào phía dưới, bà Gia Linh vội vàng rào bước xuống lầu. Trông thấy là vợ chồng con trai tới thăm, bà hết sức vui mừng. Hải đứa, mẹ mong các con mãi. Bà bước tới bên cạnh Hoài Đan, vòng tay ôm cô vào lòng, nở nụ cười rạng rỡ Sau khi hỏi thăm qua loa mấy câu Lúc này bà mới phát hiện ra Liên Hương đang bị trói quỳ trên nền nhà Bà chỉ tay về phía Liên Hương Ngạc nhiên lên tiếng hỏi Chuyện gì thế này các con Cố Bình lúc này mới ngừng đầu lên Ngạc nhiên nhìn Liên Hương đang khóc lóc vật vã Minh Điền cũng không muốn kéo dài thời gian Đem đống bằng chứng S thu thập được Đặt lên trên bàn nhàn nhạt, nhạt nói Về sự việc không đáng xảy ra ở nhà họ quý Vợ chồng con rất lấy làm tiếc bây giờ anh chị mới biết mở mồm xin lỗi chúng tôi cơ à cố bình nhếch miệng nở nụ cười vô cùng trào phúng bà gia linh đưa tay gõ nhẹ lên vai chồng nhăn mặt nhắc nhở ông có thể nghiêm túc nghe các con một lần không tôi đang rất nghiêm túc cố bình trợn mắt nhấn mạnh thái độ ghét bỏ của cha càng làm cho minh điền thêm chán trường anh cũng không vòng vo bình tĩnh nói tiếp trước hết để cha buồn lòng âu cũng là do con trai bất hiếu vấn đề này hai vợ chồng con thành thật xin lỗi Ngừng một lát anh tiếp tục nói thêm Người cháu đổi quà tặng dở trò gây hiểu nhầm đáng tiếc cho gia đình chúng ta và Hoài Đan Chính là chị cố tịch Nếu cha không tin Có thể xem qua những bằng chứng mà con đã thu thập được Lời này của anh Khiến hai vợ chồng Cố Bình đều nhất thời sừng sốt Sao lại có thể là cố tịch được Ông Cố Bình trao mày Vội vàng mở tung tư chứng cứ Minh Điền Đặt trên bàn ra xem Gương mặt lúc đầu còn tỏ ý khinh thường của ông Nhanh chóng tối sầm lại Dần dần cáu có hết sức khó coi chuyện chuyện này là thế nào cố bình liên tục lầm bầm trong miệng gần xanh đã nổi cả lên thưa cha còn về chuyện này nữa còn nghĩ cũng không nên giấu cha trẻ cố tịch và quý sinh có mối quan hệ ngoài luồng với nhau còn tin cha là một người công chính liêm minh át sẽ biết nên làm thế nào cho phải minh Điền cong môi cười lặng nhìn cha mình bằng ánh mắt trầm ổn mà vô cùng phức tạp cố tịch vừa đi mua sắm về trông thấy xe riêng của minh điền đậu ở trong hầm đỗ cô ta có chút ngạc nhiên khi đi ngang qua mấy người giúp việc, cố tình liền kéo họ tới một góc quất để hỏi dò. Này, mình để đến đây làm gì? Người giúp việc nhìn cô ta bằng ánh mắt lấm lét vội vàng nói. Dạ, thưa đại tiểu thư, chúng tôi cũng không biết. Chỉ thấy vợ chồng thiếu gia đem theo Liên Hương đi vào trong phòng khách, nét mặt có vẻ rất căng thẳng. Nghe thấy cái tên Liên Hương, cổ tịch lập tức tái xanh mặt. Mái tóc giả của cô ta bay lất vất trong gió, trẻ đi nửa khuôn mặt sớm đã trắng bệch. Chết tiệt, còn khốn liền hương định giờ cho gì vậy hả cô tịch muốn lên xe trốn đi tạm thời nhưng hoài đan đã sớm trông thấy cô ta lập tức chạy ra rào đón em chào chị mọi người chờ mãi cuối cùng chị cũng đã về cô tịch kéo kính đem kẹp lên ngực áo vênh mặt và lườm hoài đan không đáp nhìn theo bóng dáng kiêu căng của cô ta hoài đan chỉ cười nhạt chút nữa thôi cô sẽ trống mắt lên xem cố tịch định làm gì để minh oan cho bản thân mình liệu rằng cô ta còn có thể vênh váo được như thế này nữa hay không? Sau khi xem xong toàn bộ những chứng cứ và USB Minh Điển đưa cho, sắc mặt của cố Bình đã thay đổi trầm trọng. Các đầu ngón tay của ông run lên bẩn bật, hai bên vành mắt đỏ hoe, lộ rõ những tia máu đỏ quạch. Bà Gia Linh run run ngồi xuống ghế, đôi mắt ướt đẫm xương, lắp bắp nói không thành tiếng. Chuyện, chuyện gì thế này? Tại sao cố tịch có thể làm ra tội ác tay trời kia? Minh Điển, có lấy được những tấm hình này ở đâu? Mình điền vốn dĩ, cũng không biết nguồn gốc của hộp quà này. Do vậy, anh chỉ lắc đầu trả lời thành thật. Có người âm thầm, gửi tới biệt thự cho chúng con. Xâm! Cố Bình tức giận, đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng hét lớn. Mau tìm bằng được cố tịch về đây. Cố tịch vừa đi tới cửa, nghe thấy cha nhắc tới tên mình thì liền lập tức giật thót. Cô ta tháo giày, dẹ dặt bước vào trong nhà, khuôn mặt sợ sệt lên tiếng. Cha mẹ, hai người cho gọi con ạ. À? cô bình đứng phát dậy không nói không rằng liền đưa tay tát bốc vào mặt con gái một bạt tay đau điếng cố tịch ôm má sững sờ nhìn cha vừa muốn cãi lại liền lập tức lĩnh chọn thêm một cái tát thứ hai chả dám tát con nước mắt chảy dòng cố tịch ôm hai má sưng đỏ gào khóc oán ức liền hương ôm chân ngồi co so ở một góc sợ tới xanh mắt không dám lên tiếng nói bất kỳ câu nào ven này cả chủ tớ của cô ta chắc chắn sẽ không thoát khỏi kiếp nạn chưa biết chừng còn bị tống giam vào tù vì tội bôi nhọ danh dự và hãm hại người khác. Trước sự ngoan cố này của con gái, Cố Bình càng thêm nổi giận hơn. Ông ta nằm lấy mái tóc giả của Cố Tịch kéo đi. Ai ngờ do dùng lực mạnh khiến tóc giả bung ra, để lộ phần đầu bị cạo chọc lốc, còn chưa kịp mọc tóc của Cố Tịch. Một vài người làm đứng ở bên ngoài nhìn vào, không nhịn được, liền lén lút nhìn nhau bật cười hả hê. Cố Tịch xấu hổ, đưa tay ôm lấy đầu, chừng mắt mắng lớn. Chả quá đáng một vừa hai vải thôi chứ mày còn cãi ngang à cô bình cầm lấy sấp ảnh ném vào mặt cố tịch giận dữ quát ẩm trông thấy các bức ảnh chụp lén của mình cố tịch thoáng chốc ngây người hết nhìn cha lại quay sang nhìn minh điền bằng ánh mắt kinh hãi điều cô ta lo sợ nhất rốt cuộc cũng đã tới thì ra vợ chồng hoài đan sớm đã âm thầm theo dõi mọi động thái của cố tịch để giờ đây tới biệt thự chính mà vạch tội cô ta nhưng cố tịch vốn là một người đàn bà thâm hiểm cô ta vẫn vênh mặt sở giọng điệu thách thức Chả có dám chắc người trong bức ảnh này là con không. Thời đại công nghệ tiên tiến, ghép mặt thế chỗ là một điều hết sức đơn giản. Cô ta vừa nói, vừa liếc xéo về phía của Hoài Đan. Ngừng một chút, cố tịch tiếp tục nói thêm. Cha mẹ chỉ trông thấy vài bức ảnh vớ vẩn này, liền vũ khống cho con. Thế còn hỏi cha mẹ, còn là con gái ruột mà cha mẹ nhất định không chịu tin tưởng, lại đi tin người ngoài. Thế là sao ạ? Minh Điển đã qua chán ghét trước sự cãi cố của chị gái. Anh lắc đầu mở lại đoạn băng chiếu cảnh ân ái của cố tịch cùng quý sinh thất vọng nói em không ngờ chị và quý sinh lại có mối quan hệ với nhau liền hương cũng đã nhận tội tốt nhất chị hãy ngoan ngoãn xin lỗi công khai cha mẹ nhất là xin lỗi vợ em cô ấy chỉ vì sự ích kỷ của chị mà phải chịu khổ bị người nhà ghẻ lạnh ồn oan ức và mang tiếng xấu với người bên ngoài chị gái nếu là chị liệu chị có chịu nổi được không cố tịch hết đường chối cãi cô ta đâu ngờ minh điền lại có trong tay cuốn phim kia sự việc rõ ràng như thế này cố tịch có chối cũng đâu có được cô ta ngồi phịch xuống dưới đất hai mắt phủ đầy nước bà gia linh khóc cạn nước mắt thất vọng lắc đầu mẹ thật sự xấu hổ về con cố tịch à thời gian này mẹ không muốn nhìn thấy con nữa bà xoay gót bước lên phòng riêng tiếng đóng cửa đập mạnh như sát muối vào trong lòng cố tịch cô ta hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh mỉm cười chua chát đáp đúng vậy con và quý sinh đã âm thầm qua lại ba tháng nay nhưng tất cả những chuyện này đều là do hoài đan gây ra chính cô ta đã dồn con tới bước đường khốn kiếp kia cố tịch vừa nói vừa chỉ tay vào mặt hoài đan mà hét lên trong suốt cuộc tranh cãi nảy lửa hoài đan chỉ cúi đầu im lặng dành toàn bộ quyền phát ngôn cho chồng mình cô tin rằng với bản lĩnh của minh điền chắc chắn sẽ làm nên đại cuộc Cấm miệng cô bình thiếu chút nữa là đã lao lên dạy cho cố tịch thêm một bài học nữa chỉ vì hành động ngu ngốc này của con gái phút chốc khiến cho danh dự của ông ta rụt giảm đi nhanh chóng, xấu hổ với con dâu. Ông ta đã nhốt hoài đan trong phòng thờ mấy ngày, để hoài đan ngất lịm suýt chết. Bây giờ, cô bình biết ăn nói sao cho phải. Mau xin lỗi vợ chồng em trai của mày đi. Ngài trai yêu cầu, cố tịnh trọn mắt lắc đầu. Bảo cô ta xin lỗi Minh Điền và Hoài Đan. Vậy chẳng khác gì cố tịch đang tự xỉ nhục lòng tự tôn của mình. Cô ta quả quyết nhất định không nghe. Còn không xin lỗi. Cố Bình càng điên tiết hơn nằm lấy cổ áo con gái, ép cô ta cúi đầu trước mặt của Hoài Đan. Tao nói mày xin lỗi, mày có dám cãi à? Chả quá đáng, cố tịch chống cự kêu gào ầm ĩ. Tình huống này xảy ra, Hoài Đan quả thật không ngờ, cô âm thầm thở dài, đưa tay đỡ lấy cố tịch nhẹ nhàng nói đỡ. Thưa cha, chúng con không truy cứu việc này, coi như đây là bài học đáng nhớ cho chị cố tịch và cả vợ chồng chúng con, mong cha nguy giận. Hoài Đan đã mở lời như thế, thì cố bình cũng không muốn làm to chuyện thêm, Ông ta hầm hầm bước vào trong nhà, miệng còn lau bao trời rùa. Ngồi trên sàn nhà, cô tịch khóc cạn nước mắt. Mãi lúc sau, cô ta mới đưa tay quệt ngang mặt, nhìn về phía em trai bằng đôi mắt đầy oán hận. Mình điền à, từ khi em thành hôn với cô ta, em hoàn toàn không xem người chị này ra cái gì nữa. Được, từ nay về sau, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Anh sẽ không phiền lòng chứ. Ngồi phía sau ghế lái, Hoài Đan quay sang Minh Điền hỏi thử. Kể từ lúc lên xe trở về biệt thự, mình Điền đều giữ trạng thái im lặng, chỉ chống tay nhìn ra ngoài cửa kính bằng đôi mắt đượm buồn. Với câu hỏi của vợ, Mình Điền chỉ cười và lắc đầu đáp. Không phải, tôi đang lo lắng cho chuyến bay chiều nay, em cũng đừng nên nghĩ ngợi gì nhiều quá. Hoài đan tròn xoay mắt nhìn anh, Mình Điền sẽ ra nước ngoài ư, vậy mà cô lại không hề hay biết. Anh định đi đâu? Mình Điền mỉm cười, nằm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hoài Đan, tự do trêu đùa các ngón tay mềm mại mà đáp. Tôi sang Mỹ một tuần, đã đến lúc cần tìm kiếm các phương pháp trị liệu thích hợp cho đôi chân phế vật này rồi để anh đi một mình hoài đan không mấy yên tâm trận của anh bị liệt thế kia đi lại sẽ rất khó khăn cô quay sang nhìn minh điền ban quan lên tiếng tôi tôi có thể đi cùng anh chứ để anh sang mỹ một mình sao được minh điền nhớn mày trọng tay nhìn hoài đan bằng ánh mắt vô cùng thâm tình cái nhìn này của anh khiến cho hoài đan nhất mực bối rối vội vàng quay mặt né tránh ngượng ngùng nhắc lại lần nữa anh đang bị thế này Để anh đi một mình tôi không yên tâm cho lắm Biết Hoài Đan có ý tốt lo lắng cho anh Trong lòng Minh Điền Cảm thấy ấm áp Vẫn như những gì anh nói từ trước Chỉ có mẹ vì Hoài Đan Mới đem lại cho Minh Điền Những cảm xúc hiếm hoi như thế này Minh Điền lắc đầu Dịu dàng an ủi vợ Em hãy ngoan ngoan ở nhà Tôi sẽ cố gắng về sớm Hơn nữa đã có Nhật Quân đi cùng Cậu ấy biết cách chăm sóc cho tôi Nhật Quân đang lái xe cũng gật đầu phụ hòa theo phải đấy thiếu phụ nhân Tôi đi theo thiếu gia đã 10 năm nay Chắc chắn sẽ đưa thiếu gia toàn vẹn trả về cho phụ nhân Nghe vậy Hoài Đan cũng tạm thời yên tâm đôi chút Ngay sau khi trở về biệt thự Điều đầu tiên Hoài Đan làm Đó là tiến hành kiểm tra lại xe lăn Cô quan sát kỹ lưỡng từng bộ phận Dùng tay lắc lắc Tuy vẫn còn khá tốt Nhưng thâm tâm vẫn chưa ưng ý cho lắm Nghĩ là làm Hoài Đan ngồi dậy Cầm túi sách lái xe riêng đi ra bên ngoài Minh Điền đang mải mê làm hồ sơ sổ sách, muốn lên tiếng hỏi vợ nhưng lại thôi. Dù sao, cô cũng cần thời gian riêng tư, anh sẽ không can thiệp sâu. Khoảng 2 tiếng sau, Hoài Đan mới trở về nhà. Nhật Quân, mau ra đây giúp em. Hoài Đan mở cốp xe, lau mồ hôi trên mặt, hai tay trống hông, nở nụ cười vô cùng mãn nguyện. Nhật Quân gấp gáp chạy về phía cô, nhìn thấy tứ Hoài Đan đem về, liền ô lên khen ngợi. Thiếu phụ nhân mua xe lăn mới cho thiếu gia ư? Hoài Đan gật đầu, nhờ Nhật Quân sách giúp ra bên ngoài. Chiếc xe lăn Hoài Đan mua cho anh thuộc vào loại tối tân nhất. Được thiết kế nhỏ gọn, nhưng chức năng đầy đủ, có thể tự di chuyển lên xuống cầu thang, chỉ bằng thao tác bấm số đơn giản mà vẫn giữ an toàn tuyệt đối cho người ngồi. Minh Điền cũng không ngờ tới việc này, nét mặt vẫn sững sờ, ngây ngốc, hết nhìn vợ lại cúi xuống nhìn xe lăn. Hoài Đan vỗ lên vai anh, vui vẻ nói. Anh thử ngồi lên xem, nếu cảm thấy không ổn, tôi sẽ đổi chiếc khác nhật quân giúp minh điển đổi xe anh ngồi rất vừa vặn đặc biệt phần gây lót lông êm du tránh gây cảm giác mỏi nhử cơ mông đôi mắt minh điển sáng lấp lánh giọng nói có chút run rẩy cảm ơn em hoài đan có lẽ đây là điều vui nhất kể từ khi kết hôn mà hoài đan làm được cho minh điền nhìn anh vui vẻ và hào hứng như thế trong lòng cô cũng tạm thời cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào hai giờ chiều nay minh điển sẽ bay sang mỹ sau khi giúp anh sắp xếp quần áo cùng đồ dùng cá nhân Hoài Đan lại túi bụi xuống bếp nấu cơm. Cô luôn thích tự tay làm món ăn cho chồng để tạo cảm giác ấm cúng. Bất kể món nào Hoài Đan làm, dù ngọt hay mặn, Minh Điền đều ăn rất ngon lành. Nằm trên giường lớn, Hoài Đan không thể nào ngủ ngon. Cứ được một lát cô lại xoay người, lăn bên nọ sang bên kia, thỉnh thoảng thở dài. Nhận thấy thái độ khác thường của vợ, Minh Điền bên ngoài người quay sang, đưa tay kéo Hoài Đan áp sát lại gần mình. Ở khoảng cách này, mơ hồ cảm nhận được hơi thở nồng nàn phía trên đang phả vào da mặt. Vòng tay to rộng, ôm ngang eo hoài đan. Trong mũi anh cao, cọ nhẹ lên vần trán trắng nõn của vợ. Em mất ngủ sao? Vâng. Hoài đan nhỏ giọng đáp, bối rối cúi đầu xuống, tầm mắt lại chạm phải vòng ngực rắn chắc vạm vợ kia. Mình điền cởi trần, tuy khuôn mặt không đẹp nhưng thân hình lại vô cùng hoàn mỹ. Múi nào ra múi nấy, điều này chứng tỏ khi anh còn lành lặn, chắc chắn đã từng tập võ và gym. Minh Điền càng ôm sát hoài đan vào hơn phần ngực căng tròn của cô áp sát lên ngực anh da mặt cô phút chốc đỏ bừng mặc dù họ kết hôn đã được hai tháng nhưng chưa khi nào ngủ cùng nhau trong tư thế thân mật như thế này hoài đan theo phản xạ vội vàng chống hai tay nhỏ lên ngực anh muốn trốn tránh ánh mắt thâm sâu kia nhưng mình điền lại càng ra sức ôm cô chặt hơn dùng tay nâng cầm hoài đan ép cô phải nhìn vào mắt anh mình điền anh mau ngủ đi sắp đến giờ bay rồi cô bối rối kiếm cớ đánh lạc hướng Nhìn khuôn mặt bối rối của Hoài Đan, Minh Điền bật cười. Em đang xấu hổ đấy à? Chuyện này là một trong những nghĩa vụ thiết yếu mà vợ chồng phải làm. Không trước thì sau. Nhưng, nhưng tôi chưa sẵn sàng. Hoài Đan đã dối thật. Cô tìm đại một lý do khác, muốn chạy đi nhưng không kịp. Minh Điền nhoài người, để lên cơ thể mềm mại của Hoài Đan. Bắt lấy hai tay ương bướng, tóm gọt lên trên đỉnh đầu. Khởi thở bỏng rát, liên tục vờn quanh Hoài Đan, trói buộc cô không được rời khỏi tầm nhìn của anh. Minh Điển lặng lẽ ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của vợ, mắt ngài mũi cao, đôi môi căng đỏ mọng nhìn là muốn cắn. Lồng ngực của Hoài Đan đập thình thịch, hoảng hốt muốn né tránh anh. "Đừng sợ, tôi sẽ rất nhẹ nhàng." Dứt lời, Minh Điển cúi xuống, ép môi hôn lên miệng của Hoài Đan. Bờ môi của cô rất mềm và thơm, mỗi lần hôn đều khiến cho Minh Điển phút chấp ngây ngốc. Anh đẩy lưỡi, ép cô mở hé môi, sau đó tiến vào bên trong, hút dần lấy dư vị ngọt ngào quý hiếm mỗi lưỡi của Hoài Đan bị anh thỏa sức trêu đùa. Toàn bộ khoang miệng nhỏ nhắn đều ngập tràn hơi thở nồng nàn của anh. Bàn tay to lớn dần di chuyển xuống dưới vùng eo và bụng nhỏ Hoài Đan. Hoài Đan hoảng hốt dậy này, cảm nhận từng đầu ngón tay thon dài. Dừng lại đi, Minh Điền. Hoài Đan yếu ớt ngăn cản, nhưng anh không nghe, cụp đầu vào cổ cô, cắn nhẹ lên phía trên. Dẫu biết giữa họ chắc chắn phải xảy ra loại chuyện này, nhưng tâm lý Hoài Đan vẫn chưa tình nguyện. Cô sợ sệt co người lại, hai tay cửa quậy, muốn rút khỏi sự chó buộc phía trên của minh điền nhưng đều thất bại anh vẫn cối xuống hồ lên gáy và ngần cổ trắng mịn của cô chốc lát lại dùng răng cắn nhẹ bàn tay hư hỏng vẫn vờn quanh cơ thể minh điền tiếng gọi yêu kiểu của cô lại càng làm cho anh thêm thích thú anh lắc đầu ngẩng lên nhìn cô một cách âu yếm chúng ta sinh con đi hoài đã nuốt nước bọt nhìn minh điền bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc cô không nghe nhầm chứ anh đang muốn cùng cô sinh con biểu cảm ngốc nghếch của vợ là Minh Điền rất vui. Anh không do dự nữa. Tiếp tục, tiếp tục. Minh Điền à, anh đang làm gì vậy? Hoài đan dãy rụa, trợn tròn mắt nhìn bàn tay to lớn, đang phiêu du trong áo của mình. Làn da cô đã đỏ ửng, sợ hãi kêu thét lên. Cô vừa muốn nói thêm, Minh Điền đã cúi xuống, để lại những dấu hôn. Cô bị anh hôn tới ngộp thở, nhăn mặt rên rỉ. Minh Điền vẫn chưa chịu dừng lại, bàn tay rộng chai sạn, phủ lên người cô. Hoài đan khóc không ra hơi, sự mềm mại trong tay làm Minh Điển như muốn phát điên, dục vọng mạnh mẽ chiếm trọn toàn bộ cơ thể anh. Sau một hồi triền miên, Minh Điển bất giác ngẩng đầu lên, bạt gặp những giọt nước mắt long lanh đang rơi ướt khóe mi của vợ. Anh dừng lại nhìn cô âu yếm. Đúng lúc khỏi đàn cô ngỡ Minh Điển tiếp tục làm tới bước tiếp theo thì anh đã đưa tay kéo áo cô lại, sau đó lật người nằm gọn sang bên cạnh. Không khí giữa hai người trở nên vô cùng khó xử. Minh Điển im lặng một lát, khóe miệng khẽ nhách. Tôi sẽ không để em mang thai. Có lẽ cuộc hôn nhân này của chúng ta cũng sớm chấm dứt mà thôi. Anh nói thế là có ý gì? Hoài Đan đang chỉnh lại áo ngủ, nghe anh nói vậy không khỏi kinh ngạc lập tức thốt lên. Anh muốn ly hôn với cô sao? Tất cả chỉ vì ngày hôm nay, cô từ chối anh ư? Hàng loạt những câu hỏi khó hiểu được Hoài Đan đặt ra ở trong đầu. Cô hơi nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp phút chốc cứng ngắc. Nhận thấy tâm trạng bối rối của cô, Minh Điền nhoèn miệng cười dịu dàng, thành thật nói thẳng. Trước sau gì tôi cũng sẽ trả tự do cho em. Em xinh đẹp rạng rỡ như đóa hoa cẩm tú. Tôi không lỡ để chôn vùi tuổi xuân của em chỉ vì một gã chồng phế vật này. Hoài Đan muốn phản đối nhưng Minh Điển đã đưa tay che lấy miệng cô và lắc đầu. Đừng nói thêm gì cả. Hoài Đan à, ngủ thôi. Lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh dần dần chìm vào giấc ngủ say. Hoài Đan chỉ biết thở dài. Thôi vậy, mọi chuyện để tính sau đi. Hai giờ chiều. Trong thời gian tôi đi vắng, Mọi người phải biết giúp đỡ thiếu phù nhân, nghe chưa? Minh Điển nghiêm mặt, nhìn quét qua từng người làm. Tất cả họ đều cúi đầu nghe theo, lễ phép vâng dạ. Hoài Đan dặn dò chồng vài điều, sau đó chào từ biệt anh. Nhìn theo hướng chiếc xe ô tô nhanh chóng khuất dạng trên đường phố đông đúc. Tâm trạng của cô vô cùng phức tạp. Chỉ đến khi người giúp việc phụ trách chăm sóc vườn hoa là Ái Phương lên tiếng gọi. Hoài Đan mới trở về hiện tại. Những đóa hoa thiếu phiêu nhân trồng ngày càng xanh tốt. Ai Phương chảy vào lùm hoa, vui vẻ khen ngợi. Hoài Đan gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ lên những chiếc viền lá, sắc mặt vô cùng thỏa mãn. Trải qua những sự việc rắc rối vừa qua, vườn hoa nhỏ này chính là niềm an ủi duy nhất của cô lúc bây giờ. Chiều tà buông xuống, trăng treo đầu cao, lại vẫn là màn đêm cô tịch, lạnh lẽo thường ngày bao phủ toàn bộ cảnh vật. Hoài Đan mặc chiếc váy ngủ ren mỏng, ngồi lặng lẽ trước ban công biệt thự, mái tóc dài mới gội còn chưa khô, rủ xuống tấm lưng thon thả. Sườn quai xanh quyến rũ gợi cảm, chồng cô rất đẹp, một vẻ đẹp thanh tao mà dịu hiền. Mùi trà phổ nhĩ bay thoang thoảng, trần vờn quanh cánh mũi, giúp tâm trạng của Hoài Đan thực sự thoải mái. Cô nâng tách trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đôi mắt long lanh nhìn lên vầng trăng lửng lơ, đang bị những đám mây trôi sạt che lấp chút ít. Bầu trời đêm nay đẹp quá. Cô tức cảnh sinh tình, mỉm cười ngân nga hát vài điệu nhạc không rõ lời. Trăng đẹp đấy, những đầu quyến rũ bằng người ngắm trăng. Phía sau lưng cô chợt vang lên giọng nói trầm khàn u ám. Hoài đan giật thót, suýt chút nữa thì làm rơi tách trà xuống đất, vội vàng quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Trong bóng đêm lạnh lẽo, S đang khoanh tay đứng lặng, dùng ánh mắt mơ màng nhìn ngắm người con gái đẹp đẽ trước mặt. Sự xuất hiện đột ngột này của anh khiến cho Hoài đan bối rối. Anh, sao anh lại đến đây? S đứng thẳng người, đi từng bước vững chãi về phía của Hoài Đan, cười nhẹ đáp. Tôi đến để em thực hiện lời hứa của mình. Quay miệng của Hoài Đan giật thót, cô nghi hoặc nhìn S trầm giọng hỏi. Được, nhưng anh chưa nói cho tôi biết điều kiện trao đổi anh muốn là gì. S bước tới áp sát Hoài Đan, đưa tay nâng cầm cô lên, lại dùng đầu ngón tay miết nhẹ quanh da mặt non mềm. Phục vụ phụ tôi một đêm. Không được, Hoài Đan lập tức phản đối. Cô gạt tay S ra khỏi cầm mình, lắc đầu từ chối. Anh muốn tôi chi bao nhiêu tiền, hoặc giúp anh làm bất cứ công việc gì. Hoài Đan tôi đều nguyện ý, nhưng với yêu cầu này tôi phải từ chối. S không quá ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, chỉ hừ lạnh hỏi vặn lại. Vì sao? Hoài Đan hít sâu một hơi, cứng rắn đáp anh. Tôi đã có chồng, cơ thể của tôi cũng thuộc về anh ấy. Thấy Hoài Đan quả quyết như vậy, đôi mắt sâu thăm thẳm của S trao lại thật nhanh. Anh gằn giọng, đưa tay bóp lấy cổ cô, đem Hoài Đan đè sát vào tường. Hoài Đan, cố dám nuốt lời. Tôi, tôi không nuốt lời, nhưng điều kiện này anh đưa ra không thể đáp ứng. Tốt nhất anh nên đổi đi. S ngây ngang nở đụ cười cản rỡ, sau đó không chút nề tình, đem hoài đan vắt lên trên vai, ném mạnh cô xuống giường. Hoài đan hốt hàng lùi ra phía sau, chờ mắt nhìn S đang chậm chậm cởi từng chiếc cúc áo. Tôi đã nói rồi S à, anh còn không đi, tôi sẽ kêu lên cho anh xem. Thử đi. S nhách môi đưa tay tắt điện, cả căn phòng nhanh chóng chìm ngập vào trong bóng đêm. Vì đèn ngủ không được bật, hoài đan chỉ có thể dựa theo tiếng động phát ra mà định hình vị trí của S. Thế nhưng, Gã sát nhân này hành tung bí ẩn, không hề gây ra bất kỳ động tĩnh nào, làm cho Hoài Đan nhất thời khó lòng dự đoán. Cô xòe hai bàn tay trước mặt, trời tối đến mức không thể nhìn thấy. Trong bóng đêm cuồng nộ, hơi thở khiếp sợ của cô càng vang lên rõ rệt hơn. Còn S vẫn im lặng ẩn nấp, đắc ý quan sát mọi động thái của cô. Chờ thời cơ thích hợp, liền lao tới mà thỏa mãn cắn xé. S, anh đừng có mà dở trò. Tôi nói rồi đấy, nếu anh mà... Hoài đan chưa kịp nói xong, từ trong bóng tối, thân hình cao lớn của S đã lao lên, cưỡng chế hôn xuống môi cô. Ngày quái quỷ gì thế này? Hết mình điển âu yếm cô, rồi lại tới lượt S. Đầu áp của Hoài Đan thật sự muốn nổ tung. Sau khi hôn cô tới tê tâm phế liệt, S mới lưu luyến rời khỏi. Nhưng, trước khi thả Hoài Đan ra, anh vẫn còn tham lam quay lại, cắn lên tay cô một lần nữa. Nếu không thì em định làm gì? Lúc này, S mới lên tiếng hỏi Hoài Đan. Cô vẫn còn bị nụ hôn cường bạo của anh làm cho tê liệt, kéo chăn nằm im không nhúc nhích. So với nụ hôn dịu dàng của Minh Điền, S hùng hăng và kịch liệt hơn rất nhiều. Nghĩ tới Minh Điền, Hoài Đan lại càng cảm thấy có lỗi, lòng cô nặng chịu, lặng lẽ thở dài. Trước câu hỏi của S, Hoài Đan không muốn trả lời, nhưng nếu được nói, cô sẽ đáp rằng, cắn lưỡi tự vẫn. Cắn lưỡi tự vẫn ư? S vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục lên tiếng và chất vấn Hoài Đan. Cô hơi giật mình, đâu ngờ anh có thể đoán trúng suy nghĩ của cô như thế. Tuy nhiên, Hoài Đan vẫn không chịu trả lời, vùi đầu vào chăn, mặc kệ S ngồi thong dong trên giường, muốn rời đi lúc nào thì đi. Chẳng biết đã qua bao lâu, Hoài Đan ngủ thiếp rất say, đến khi cô tỉnh lại, mặt trời đã cao quá đỉnh núi, tiếng chim chóc hót vang ở trong vườn nhà. Phía giường bên cạnh đã lạnh cóng cửa sổ nơi S trèo lên cũng đã được khép lại cẩn thận. Có lẽ, anh ấy rời đi sau khi Hoài Đan đã ngủ. Cô nhìn một lượt xuống cơ thể, phát hiện mọi thứ vẫn nguyên vẹn, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. 18 giờ sáng, nắng vàng đã trải dài khắp biệt thự, hoài đan ngáp ngắn ngáp dài, mệt mỏi bước xuống dưới lầu. Đột nhiên, cô nghe thấy có tiếng người lạo xạo, giống như là tiếng tranh cãi. Khi ngó mặt xuống, hoài đan bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên, vội đưa tay che miệng. Dưới phòng khách, quý sinh cùng con trai quý Ngọc Lân, cố tịch và vợ chồng ông bà cố Bình đều đang ngồi đàm phán gì đó Nhìn sự quá nét mặt của cố Bình, chồng ông không lấy làm vui vẻ cho lắm. Ngược lại, cố tịch chỉ biết ngồi im lặng, cúi thấp đầu, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Chồng thấy Hoài Đan bước xuống, bà Gia Linh vội vàng chạy tới, ôm lấy con dâu. Chào buổi sáng, con dâu. Bà lúc nào cũng tình cảm như vậy, quả thật khiến lòng người càng thêm ấm áp. Hoài Đan cũng ôm giết lấy bà, mỉm cười rạng rỡ Con chào mẹ, chúc mẹ ngày mới tốt lành. Bà Gia Linh vuốt nhẹ mái tóc dài của con dâu, sau đó cầm tay dẫn cô tới phòng khách mặc dù trong lòng hoài đan lúc này đang rất tò mò không hiểu vì sao mọi người lại tụ tập ở đây nhưng vẫn là con tép nên cô cũng không dám hỏi thấy hoài đan bước ra quý sinh đột ngột đứng lên cúi đầu nói liền một mạch tiểu thư hoài đan hôm nay cha con chúng tôi tới đây là để xin lỗi cô về hiểu nhầm xảy ra lúc trước hiểu nhầm ư hoài đan nhếch môi cười thầm ở trong đầu quý sinh đề tiện tay trắng sự thật Mọi lời nói đón đầu này của ông ta chính là đang ngâm khẳng định. Đường hầm quý sinh chịu nhận tội cấu kết với cố tịch. Thực ra, bản thân vợ chồng cố bình và tất cả mọi người ở đây đều biết. Cố tịch cùng tình nhân chính là kẻ gian đánh trao bức chướng nhằm hại nhục hoài đan cùng cố bình. Nhưng vì thân phận và vai vế của quý sinh rất cao, nên nhà họ cố để ngậm bồ hòn làm ngọt. Thôi thì lở đi cho qua chuyện vậy. Hoài Đan cũng không muốn làm to. Ông ta đã xin lỗi, dù có tình nguyện hay bất đắc dĩ, cô vẫn sẽ chấp nhận. Xin quý tiên sinh đừng nói thế, hai nhà chúng ta như một sẽ không có vấn đề gì to tát đủ để gây xích mích với nhau. Hoài Đan cười tươi đáp, trước câu trả lời khéo léo này của cô, cố Bình âm thầm đánh giá cao, ông ta gật gù, nhảy miệng nói. Coi như vụ việc xảy ra tại tiệc mừng thọ, tất cả chỉ là hiểu nhầm. Nhưng mà ông quý, video kia có thể đã bị sao chép. Biết đâu một ngày nào đó, tin tức này bị truyền ra bên ngoài. Lũ chó săn kia Chắc chắn sẽ không tha cho hai gia đình chúng ta. Bây giờ ông muốn giải quyết sao đây?" Ý Cố Bình muốn nói, đó là video quay lại cảnh làm tình của Cố Tịch cùng Quý Sinh. Nghe đến đây, Cố Tịch giật thót, hồi hộp ngẩng đầu lên, lén lút đưa mắt liếc nhìn sang người tình bên cạnh. Nhìn dáng vẻ chờ mong này của chị chồng, Hoài Đan không khỏi ngỡ ngàng, cảm thấy rất khó hiểu. Lúc trước, Cố Tịch sống chết thành hạ cô, chỉ vì ghen ghét với Hoài Đan khi cướp mất em trai, nhưng sau lưng, ai ngờ Cố Tịch lại lén lút qua lại với Quý Sinh cứ ngỡ mối quan hệ này chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng có lẽ cố tịch ít nhiều cũng đã nảy sinh cảm giác với gã đàn ông đạo mạo trước mặt rồi. Nhắc tới vấn đề này, thái độ của quý sinh liền thay đổi chóng mặt. Ông ta nhếch môi cười khẩy, nhún vai, đáp gọn lòn. Video nào? Chỉ là người giống người thôi mà. Cố tịch tròn xoay mắt nhìn ông ta, lắc đầu nói lại. Anh, anh đang nói gì vậy? Quý sinh, chúng ta đã quen nhau lâu như thế. Đâu phải anh thích nói gì thì nói được. Hơn nữa, Cô ta ấp úng một lát, đưa tay ôm lấy bụng mình, thở dài nói ra bí mật giấu kín bấy lâu. Cha mẹ, con có thai rồi. Một lời này nói ra, tất cả mọi người đều ngây người chết sững. Choang, cô bình sốc nặng, bàn tay đang cầm cốc nước lập tức đem ném vỡ nát. Loại con gái mất dậy. Mày, mày cút đi cho khuất mắt tao. Cô tịch sợ hãi, quay sang ôm chầm lấy bạn trai. Nào ngờ, phản ứng của quý sinh khiến cho cô ta phút chốc ngây dại. Quý sinh đứng phát dậy, hất mạnh tay cố tịch ra khỏi người mình, chỉ tay đe dọa. Như đã thỏa thuận, về vụ việc xảy ra tại bữa tiệc mừng thọ, coi như chúng ta bỏ qua. Tôi sẽ có bài đính chính với giới truyền thông, dẹp bỏ vụ việc này. Xong, chúng ta không còn dây dưa bất kỳ một vấn đề nào ở đây nữa. Quý sinh hất tay Quý Ngọc Lân, yêu cầu anh ta bỏ về cùng mình. Rõ ràng là quý sinh cũng làm sai, nhưng ông ta cậy quyền chức nhìn hơn nhà họ cố một chút. Đề tiện, để đầu cưỡi cổ, tẩy trắng toàn bộ sự thật. Việc này cô già cũng không dám làm to bởi cố tịch chính là người đầu treo khởi nguồn cho mọi rắc rối bà gia linh hai mắt đỏ hoe hoàn toàn thất vọng về con gái bây giờ bà không biết nói gì nữa chỉ gục mặt vào lòng bàn tay mà khóc mày thấy chưa mày nhận ra mày ngô còn không bằng óc lợn chưa hả cố tịch cố bình vẫn nghiến răng đay nghiến con gái không chút thương tiếc sự thật này quá sốc với cố tịch cô ta đứng dậy lao đầu chạy ra bên ngoài hòng níu chân người tình quý sinh anh đứng lại đó cho tôi Nghe tiếng gọi, quý sinh không thèm quay đầu lại, mở cửa xe chuẩn bị bước vào. Ai ngờ, cố tịch đã chạy ra tới nơi, dùng tay kéo ngược quý sinh, ép ông ta phải đứng lại cùng nói chuyện cho ra nhẽ. Quý sinh hử lạnh, phủi lại tay áo, nhếch môi vào vinh mặt nói. Cô muốn gì? À quên, cô muốn bao nhiêu tiền thì mới biết điều mà ngậm mồm lại. Nhưng tôi đã có thai, quý sinh, dù tôi độc ác như thế nào, tôi vẫn không thể phá thai được, đây là con của chúng ta mà. Cố tịch nước mắt chảy dài, Bám lấy hai tay quý sinh vào này nỉ. Hơn nữa, tôi không làm mẹ đơn thân, nhất định sẽ không, anh phải chịu trách nhiệm. Máu lạnh tới thế nào, đây cũng chỉ là một sinh linh bé bỏng tội nghiệp, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Cô tịch không muốn phá thai, nhưng cũng rất sợ miệng lưỡi thiên hạ. Đổi lại sự khuẩn khoản của bạn gái, thái độ nhởn nhơ của quý sinh lại rất mực đều cáng. Cô lăng loàn như thế, nghiệt trùng kia chắc chắn không phải cốt nhục của quý sinh tôi rồi. Được, anh không nhận con chứ gì. Cố tịch nghiến răng chất vấn. Quý sinh vươn tay, vỗ vỗ lên má hồng người tình, nhách môi đáp. Phải, đấy đích phải con tôi, cút đi. Dứt lời, ông ta chui vào xe, chuẩn bị đánh lái đi. Hai bàn tay cố tịch nắm lại thật chặt, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Quý sinh, anh nghĩ tôi ngu tới mức, để anh làm công cụ phát tiết miễn phí như vậy ư? Sắc mặt của quý sinh đột ngột thay đổi, ông ta giảm tốc độ của xe, hạ thấp kính lái xuống, đánh mặt và hỏi lại cố tịch. Cô nói thế là có ý gì? Cô tịch khoanh hai tay trước ngực nở nụ cười cản dỡ đáp. Những lần chúng ta quan hệ, tôi đều lén lút đặt máy nghe trộm. Anh tham nhũng như thế nào, trốn thuế nhà nước ra làm sao, tôi đều lưu lại hết. Khoan, khoan đã. Quý sinh muốn bước xuống nói chuyện, cô tịch đã đóng sầm cổng lại. Cô ta căm hận nhìn về phía quý sinh, gằn giọng nói lớn. Để cố tịch tôi nói cho ông biết, ngay trong sáng mai, toàn bộ bằng chứng tôi quay lại đều sẽ được phát tán rộng rãi khắp các mặt báo. Quý sinh, hãy chờ đi. Cha mẹ, xin hai người hãy lấy lại bình tĩnh. Hoài đan rót nước cho bố mẹ chồng, nhỏ giọng an ủi. Bây giờ, cô không biết phải làm thế nào để ông bà cố bớt giận. Chị im lặng ngồi cạnh vỗ về bà Gia Linh. Minh Điền vừa mới rời đi, vậy mà trong nhà đã xảy ra một đống chuyện rắc rối. Đâu ai ngờ, cố tịch lại làm chuyện tay trời kia, tự dồn bản thân vào thế bị động. Khi cố tịch quay trở lại trong nhà, ông bà cố tức tới run người, không thèm nhìn cô ta, lập tức đứng dậy bỏ về. Còn lại một mình Hoài Đan và Cố Tịch, bốn mắt nhìn nhau không rời. Trong suy nghĩ của Cố Tịch lúc bấy giờ, cô ta căm hận Hoài Đan, không kém quý sinh. Tất cả chỉ vì vợ chồng Hoài Đan vạch mặt cô ta, khiến cho mọi sự diễn ra tới múc nhục nhã như thế này. Hoài Đan, tất cả đều là tại mày hết. Cố Tịch tu lưu lên khóc, chỉ tay vào mặt của Hoài Đan và quát mắng. Trước thái độ đau đớn này của chị chồng, Hoài Đan chỉ thở dài, nhẹ nhàng phân tích. Ngay từ đầu, bản thân chị đã phạm sai lầm. Giá như chị không ôm ghen, ôm hận thì làm gì ra chuyện này? Thì chính bản thân chị cũng đâu rơi vào hoàn cảnh tàn tạ tới như vậy. Cố tịch, chị nên nhớ một điều. Nếu tôi là chị, kể cả lão vào tình huống này, tôi vẫn sẽ tự do tự tại, sống một cuộc đời tốt đẹp. Hy vọng chị có thể nghĩ thông suốt. Sở dĩ, Hoài đã nói như vậy là bởi vì cô lo lắng cố tịch vì bị dồn tới bước đường cùng sẽ làm chuyện dại dột. Cùng là con gái với nhau, Cô hiểu rõ tâm trạng dối ren của cô ta bây giờ. Nhìn theo bóng dáng của Hoài Đan bước lên lầu, Cố tịch chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Dù cho bản thân cô ta luôn cố gắng như thế nào đi chăng nữa, chả vẫn chỉ xem cố tịch như một vế vật. Cả Minh Điền cũng vậy, chẳng khác nhau là mấy. Lúc Hoài Đan lên phòng, điện thoại cũng đã đổ hồi chuông thứ ba. Người gọi tới là Lưu Mai Phụng, chị gái của Hoài Đan. Sau khi hỏi hoan qua loa vài điều, Mai Phụng thở dài buồn bã đáp. Thực ra chị luôn canh cánh một điều như thế này. Hoài đan, em có hận chị không? Đột nhiên chị gái hỏi một câu như thế, làm cho đoài đan hết sức kinh ngạc. Cô cúi đầu mỉm cười đáp. Trước sau, em vẫn không hận chị. Nhưng sau hôm nay chị lại gọi em để nói những lời này? Đầu dây bên kia, mài vụng trầm ngâm khoảng 5 phút, sau đó mới lên tiếng tiếp. Đầu tháng sau, em cùng Minh Điền trở về nhà nhé. Chúng ta có chuyện cần bàn liên quan tới vấn đề chia tài sản. Thế rồi, không để Hoài Đan hỏi gì thêm nữa, Mai Phụng vội vàng cúp máy. Cha mẹ cô vẫn còn sống khỏe, sao đột ngột lại muốn chia tài sản cơ chứ? Điện thoại của Mai Phụng vừa tắt thì Minh Điền cũng đã gọi tới. Sau khi nói sơ qua một vài câu hỏi han, Minh Điền bèn giận dò Hoài Đan. Hai ngày nữa, em họ tôi sẽ từ Nhật Bản trở về. Có lẽ con bé ở tạm biệt thự của chúng ta một thời gian. Có vấn đề gì, tôi sẽ trao đổi với em sau. Vâng, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Hoài Đan nhỏ giọng nói. Cố tịch vì quá tức giận tự mình lái xe tới quán ba giải sầu. Cô ta mặc váy hay dây ngắn cộn cỡn, trang điểm đậm, mặc kệ bản thân đang có thai, liên tục uống rượu hết đi này tới ly khác. Hai má cô tịch đỏ dần, mắt mở lim dim say mềm, tiếng nhạc ồn á sập sình vang lên, càng khiến cho cô tịch khó chịu hơn. ồn ào quá đi! Cô tịch lầu bầu mắng, sau đó gục đầu xuống bàn, mệt mỏi thở dài. Đột nhiên, từ sau lưng cô tịch, một bóng hình cao to vạm vỡ tiến sát đến. Khi chủ quầy pha chế thắc mắc hỏi anh ta liền chỉ tay về phía cố tịch lắc đầu đáp cô ấy là bạn gái của tôi giận dỗi vô cớ nên tự đến đây hành hạ bản thân vậy dường như để củng cố thêm niềm tin của chủ quầy anh ta mở ví lôi ra tấm ảnh chụp cùng cố tịch lúc này chủ quầy mới tin đồng ý để anh ta đưa cố tịch đi theo cố tịch đã say không biết gì nữa để mặc cho người đàn ông dìu đi chân tay tránh choáng liên tục chửi mắng thẳng khốn quý sinh mày phải chết không toàn thấy mới thỏa lòng tao Khóe miệng của gã đàn ông nhếch lên, đôi mắt đục ngầu tràn ngập tia ác ý. Hắn ta dìu cố tịch tới một ngách kèm nhỏ, sau đó ném cô ta xuống đống rác gần đó. Từ trong bóng tối, nằm gã du côn cởi trần, trần đi dép lê, loẹt quẹt bước ra. khuôn mặt kẻ nào người nấy đều bậm trợn, miệng phi phèo đuối thuốc lá, nhìn vô cùng dữ tợn. Gã đàn ông đá chân về phía cố tịch, đang nằm gục trên bãi rác. Rút ra một sấp tiền lớn, đưa cho tên du côn đứng đầu. Giải quyết nhanh gọn, nếu tránh bị cảnh sát truy cứu các cậu có thể không quay mặt mình tê du côn nhận lấy tiền đem lên mũi hít hà nhếch môi đáp được thôi nhưng này ông anh con bé này không bị bệnh chứ mày sợ nói nhiễm hiv ư gã đàn ông nhấn mày hỏi ngược lại đám du côn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc nhìn dáng vẻ thèm khát của bọn chúng anh ta càng thêm khinh thường ra mặt cùng là lũ cặn bạo với nhau vậy mà còn tỏ vẻ ta đây thanh tao ư không hàng ngon thoải mái đi anh ta cười nhạt, sau đó xoay lưng rời đi. Cố tịch nằm gục miệng vẫn còn lầm bẩm chửi bới quý sinh. Không hề hay biết, bản thân sắp rơi vào cạm bẫy tàn độc. Phố chốc, tự đẩy mình xuống 18 tầng địa ngục, thảm tới không thể ngấp đầu lên nổi. Trong màn đêm tối đen, bóng dáng cao lớn của S đang đứng lặng lẽ dưới tòa thị chính. Nơi, các cán bộ cao cấp của quân đội đang ở đó làm việc. Anh mặc bộ đồ đen bó sát, đội mũ phớt che gần nửa phần mặt trên. Khẩu trang đen ôm gọn, trên tay cầm móc sắt bình thản lắc lư qua lại. Phía dưới tấm biển thông báo là lệnh truy nã quốc tế các tội phạm giết người bí ẩn. Sau khi gây ra 3 vụ giết chết đảng phái viên quốc gia, cho tới thời điểm hiện tại, phía bên cảnh sát vẫn chưa tìm ra được bất cứ tung tích nào của anh ta. Tất cả nguồn cơn đều do chính bàn tay của các người tạo ra. S nhếch môi cười nhạt, đôi mắt thâm trầm, nhìn chằm chằm lên trên căn phòng vẫn còn sáng đèn. Ngay sau đó, anh đu người bám lên thành tường rào, thành công nhảy được vào bên trong. Biệt thự cố ra. Cố Bình dốc cạn chén rượu, buồn bã nhìn ra phía ngoài cửa. Kể từ khi đứa con trai ông kỳ vọng nhất bị tống cổ khỏi ngành quân đội, danh tiếng của cố gia gần như đã suy kiệt từ một đô đốc quyền uy lẫy lừng. Chỉ trong một đêm, mình điền hoàn toàn mất trắng. Cố Bình vẫn còn nhớ như in vài mùa đông ba năm trước. Trong khi hai vợ chồng ông cùng cố tịch đang vui vẻ đón giao thừa, chợt cố Bình nhận được điện thoại gọi tới từ Ngọc Trịnh tổng tư lệnh quân khu Việt xã. Sau khi nhấc máy, Cố Bình chưa kịp mở lời thì Ngọc Trinh đã lên tiếng trước. Ông Cố, rất tiếc chúng tôi phải báo với ông một tin không tốt. Đồ đốc Minh Điền có hành động phản cảm với dân lành. Chúng tôi đã tiến hành nhốt tạm thời vào trong tù. Mời ông tới ngày đây để bàn bạc làm rõ. Cố Bình không biết bản thân mình đến được quân khu bằng cách nào. Chỉ rõ lúc ông tới nơi, Minh Điền hai tay bị còng, tống giam trong tù. Ngồi bó gối với khuôn mặt đờ đẫn, không có lấy chút sức sống nào cả. Nạn nhân tên Lan Vi, 15 tuổi, người làng miêu điều. Cô bé đã bị Minh Điền cưỡng hiếp tới chết. Ngọc Trịnh buồn bã thở dài, đôi mắt nghiêm nghị có chút đỏ ửng. Có lẽ đây chính là cú sốc kinh hoàng nhất với ông từ trước đến nay. Không ngờ vị đô đốc danh tiếng vang dội do ông đích thân đào tạo lại phạm phải tội nghiệp tay trời tới như thế. Lúc đầu cô Bình còn không tin, một mực cho rằng có kẻ khác đã đổ oan cho con trai mình. Nhưng khi khía bằng chứng được phía cảnh sát đưa ra, mẫu tinh dịch cùng dấu vân tay xuất hiện trên cơ thể Lan Vi đều giống hệt Minh Điền. Đặc biệt, nhân chứng trông thấy cũng đã kiên quyết khẳng định người hại chết Lan Vi là anh. Khi được hỏi, Minh Điền không trả lời, chỉ im lặng nhìn chăm chằm xuống nền nhà. Chính sự lặng thinh này của anh càng thêm khẳng định Minh Điền chính là hung thủ gây án. Cố Bình đã phải dốc toàn bộ quan hệ, vận động xin sỏ, nịnh nọt cấp trên mới tạm thời giúp con trai trắng án. Sau lần đó, người nhà của Lan Vi ôm hận, lén lút lái xe tông chết minh điền may mắn tính mạng của anh vẫn được giữ lại nhưng hai chân thì hoàn toàn bại liệt để tránh ồn ào cho gia đình cô bình loan tin có trai gặp nạn trong chiến trường thành công qua mắt người đời tránh được miệng lưỡi đả kích nghĩ lại sự cố tối tăm lần đó cô bình lại càng thêm sầu não nặng đột nhiên bà gia linh từ trên lầu hốt hoảng chạy xuống vì gấp gáp nên xiết chút nữa bà đã bị té ngã gương mặt bà hoảng hốt tới cực điểm mặt cắt không còn giọt máu trên tay vẫn còn cầm điện thoại để ở chế độ nghe. Ông Bình, cố tịch, cố tịch xảy ra chuyện lớn rồi. Khi hai vợ chồng cố Bình chạy kịp tới bệnh viện, cố tịch đã được chuyển gấp vào phòng cấp cứu. Nhìn căn phòng đóng kín mít trước mặt, bà Gia Linh suy sụp tới mức khóc ngất. Hai người cảnh sát đang làm thủ tục ghi chép lấy lời khai. Mãi lúc sau mới bước về phía cố Bình trình bày thêm. Nạn nhân đã bị cưỡng hiếp tập thể nhiều lần. Chúng tôi nhận được tin báo của một người dọn rác liền vội vàng tới đây. Ông cố Bình đưa tay bóp chán, cố gắng hít thở sâu sao cho bình tĩnh nhất có thể. Nhưng hai vành mắt của ông đã đỏ hoe. Vậy các anh có biết bọn chúng trông thế nào không? Cảnh sát lắc đầu trầm giọng nói. Chúng tôi chưa xác định được tung tích của đám côn đồ này. Bây giờ, phía cảnh sát sẽ trích xuất camera để tìm kiếm. Xin ông bà hãy giữ bình tĩnh. Hai người cảnh sát đi rồi. Cố Bình lúc này mới ngồi phịch xuống ghế, vỗ vai an ủi vợ. Khi hoài đan hai tin, đã là gần hai tiếng sau, cố tịch cũng đã được chuyển tới phòng hồi sức. Bác sĩ khám bệnh cho cố tịch thở dài, lắc đầu báo cáo tình hình kết quả của cô ta. Vùng kín của bệnh nhân sưng phòng, chảy xước và chảy máu. Cô ấy đã bị cưỡng hiếp tập thể rất tàn bạo. Hơn nữa, khắp người đều là các vết thương đánh đập còn mới. Chúng tôi còn tìm thấy cả các nốt bỏng của đầu lọc thuốc lá. Ngừng một chút, bà bèn đưa mắt quan sát biểu hiện của người nhà bệnh nhân, giọng nói càng lúc càng trở nên trầm khàn. Cái thai trong bụng của bệnh nhân cũng không giữ được nữa, Tôi rất lấy làm tiếc. Những lời nói này giống như sét đánh bên tay vợ chồng Cố Bình và Hoài Đan. Ba người họ ngồi thẫn thờ trên ghế băng, đôi mắt trũng sâu bất lực. Không thể ngờ, Cố Tịch lúc này lại phải chịu oán nghiệp kinh khủng tới như thế. Đối với một người phụ nữ, nỗi đau đớn nhục nhã kia biết phải gột rửa như thế nào cho phải. Cố Tịch khắp người chẳng chịt những vết thương, khuôn mặt xinh đẹp đã bị đánh tới sưng phồng, mắt mở thao láo nhìn chằm chằm lên trần nhà. Khi thấy cha mẹ cùng em dâu bước vào, Cố tịch nhẹ nhàng rơi nước mắt Đôi môi khô khốc của cô Muốn mấp máy nói gì đó nhưng lại thôi Bà Gia Linh nắm tay con gái Dịu giọng an ủi Cố tịch à Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà con Ông cố bình đứng lặng lẽ bên cạnh Không đánh, không mắng con gái nữa Dù sao đây cũng là ruột thịt của ông Này gặp phải kiếp nạn này Còn như ông bà cũng chịu một phần trách nhiệm Mẹ à Đứa bé không còn nữa sao Cố tịch gắng nói được vài chữ bà gia linh lau nước mắt chỉ dám gật đầu sau đó không chịu được cú sốc liền vội vàng xô cửa chạy ra ôm mặt khóc ỏa lên ông cố bình cũng bước ra ngoài ăn ủi vợ để hoài đan ở lại cùng cố tịch nhìn chị chồng rơi vào tình cảnh đáng thương như thế này hoài đan lặng người run run dù cô và cố tịch đã từng có những mâu thuẫn không đổi trời chung nhưng chí ít cố tịch cũng đâu đến nỗi xấu xa quá thể tất cả cũng chỉ vì lòng đố kỵ cùng sự ganh ghét tới mù quáng hoài đan dắt cho cố tịch ly nước ấm đỡ chị chồng ngồi dậy. Cố tịch nhìn dòng nước sóng sánh trong ly, mỉm cười chua chát. Em dâu, xin lỗi vì những gì đã gây ra cho em. Không ngờ, bản thân chị luôn cho rằng mình thông minh, đứng trên vạn người, lại bị chính người đàn ông mình trao thân, đẩy tới tột cùng oán hận. Trải qua bài học nhớ đời này, cố tịch mới biết thế nào là hối hận. Người em dâu này luôn bản lĩnh và mạnh mẽ, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, tối tăm nhất. Còn cố tịch đã sống trong nhung lụa từ nhỏ, ngạo mạn và kêu căng khiến lý trí của cô bị lu mờ hoàn toàn. Khóe mi của Hoài Đan chợt ướt, lắc đầu an ủi cố tịch. Chị đừng nghĩ gì nhiều, em không trách chị. Chúng ta là người một nhà. Khi em chưa được gặp chồng mình, chị đã ở bên anh ấy chăm sóc thay em. Chị cố tịch, đợi khi chị khỏe lại, chúng ta sẽ trở thành người một nhà đúng nghĩa. Cố tịch lặng lẽ mỉm cười gật đầu. Chờ sau khi cố tịch đã ngủ say, ông bà cố bèn gọi Hoài Đan ra bên ngoài, Cố Bình đưa cho cô chìa khóa xe dặn dò. Còn về nhà đem ít đồ ngủ của cố tịch tới đây. Hoài Đan vâng dạ, xoay người đi xuống dưới bãi đỗ xe. Bóng tối yên tĩnh bao trùm khắp bệnh viện, chỉ còn vài thân ảnh lờ đờ của người nhà bệnh nhân đi đi lại lại. Hoài Đan ngước mắt nhìn lên tầng 6, nơi có phòng ngủ của cố tịch đang nằm nghỉ. Chút nữa, cô sẽ báo tin cho Minh Điền để anh kịp thời về nước động viên tinh thần cho chị gái. Tít tít, tiếng báo động của xe vang lên, đèn phá chớp nhón sáng rực cả khoảng không. Bỗng nhiên, sau lưng của Hoài Đan chợt phát ra một tiếng động cực lớn, bịch. Tiếp sau đó là tiếng la hét thảm thiết của một vài người đang cùng ở bãi độ xe. Chết người rồi, chết người rồi, có người tự tử. Hoài Đan giật nảy mình, quay vắt lại nhìn, trông thấy một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Thi thể của một nữ bệnh nhân không có tóc nằm bẹp trên đất, cổ bị vặn gãy, tứ chỉ cũng gãy vụn, phần đầu vỡ nát, máu tươi túa ra như xối. Chống ngực cô đập thình thịch, hai chân run rẩy lạnh toát sống lưng, một sự cảm khủng khiếp lập tức bao vây toàn bộ lý trí của Hoài Đan. Hai mắt cô đã nhòe lệ, gục xuống đất và hét lớn. Chị cố tịch, chị cố tịch, sao lại ra nông nỗi này? Tin tức đại tiểu thư danh giá nhà họ cố nhảy lầu tự vẫn, nhanh chóng chuyển ra khắp nơi. Đứng đầu một tìm kiếm các trang báo lớn nhỏ. Vì không muốn làm to mọi chuyện, cố bình kiên quyết tự bỏ các bước khám nghiệm tử thi, điều tra của các bên cảnh sát, đưa cố tịch về nhà để tổ chức đám tang. Hoài Đan hai mắt đỏ hoe, Lén đưa tay lau khô nước mắt, đồ đạc của cố tịch vẫn còn được để trong phòng bệnh nên bà Gia Linh cùng con dâu tới phòng dọn dẹp. Chiếc điện thoại đời mới nhất nằm lăn lắp trong góc phòng, lặng lẽ như chính thân xác chủ nhân của nó đã không còn tồn tại nữa. Điện thoại chỉ cố tịch chưa cài mật mã, hoài đan vô tình bấm vào nút mở màn hình, đập vào mắt cô là một video ngắn quay lén không rõ. Trong bóng đêm mờ ảo, cố tịch toàn thân trần trụi, nằm liệt trên bãi xác cáu bẩn. Đám côn đồ thay nhau cưỡng hiếp đánh đập cô không thương tiếc. Tiếng cười khả ố của chúng vang lên trong bóng tối lạnh lẽo, tựa như những vết cắt cứa sâu và số phận nghiệt ngã của cố tịch, không thể nào xóa bỏ được. Tách, tách, nước mắt mặn chát của hoài đan nhẹ nhàng rơi xuống. Đột nhiên cô cảm thấy, cái chết tức tuổi này của cố tịch đều là do bản thân cô gây ra. Nếu cô không quyết tâm vạch trần âm mưu hãm hại mình của chị chồng, biết đâu, cố tịch sẽ chẳng nghĩ quẩn, dồn tới bước đường cùng như thế. Minh Điển hay tin, lập tức lên chuyến cơ riêng trở về dự tăng lễ chị cái. Cố tịch chết, mình điển bị bại liệt, không làm nên nổi trò chống gì. Chẳng khác chí cố ra giờ đây lâm nạn, cờ đổ bao năm tổ tiên gây dựng sắp sửa vỡ nát. Cố bình nhốt mình trong phòng làm việc, cả người mặc áo tang, bê cả vỏ rượu say lên tu ừng ực. Ông mỉm cười chua chát, lúc đầu chỉ là những tiếng nỉ non âm thầm. Cuối cùng, không thể nào chịu đựng được, liền cúi gầm mặt, khóc giống lên đầy đau đớn. Ông kiệt sức rồi, chẳng thể chào chống cố ra thêm một ngày nào nữa. Hoài đan mái tóc buông xõa, cải hoa trắng bên tai, làn da tái nhợt, đứng im lìm bên cạnh quan tài chị chồng. Mỗi khi có khách tới viếng, cô lại lặng lặng cúi đầu đáp lễ. Mẹ, Hoài đan. Từ phía ngoài cửa, Minh Điền cũng đã trở về. Ngay khi hay tin báo chị gái gặp nạn, Minh Điền gấp rút trở về ngay, bỏ lại toàn bộ lịch trình trị liệu phía sau. Đôi mắt sâu thăm thẳm của anh cũng đã đỏ hoe, chậm rãi đẩy xe lăn tiến về phía quan tài quan tài cố tịch được đặt ở giữa nhà xung quanh phủ đầy hoa trắng vì thi thể dập nát không nhận dạng được nên quan tài chọn làm bằng gỗ minh điển đưa tay chạm nhẹ lên trên cơ thể mềm rũ đượm buồn chị gái của anh cả kiếp người sống trong ghen ghét đố kỵ cuối cùng chỉ vì một lần lầm lỡ đã dồn cuộc đời vốn đang nở hoa xuống vực sâu không đáy trong đám tang quý sinh cùng con trai cũng đã tới đây thăm viếng ông ta mặc vest đen đeo kính trong trước mặt báo giới tỏ vẻ bi thương cậu không Thay mặt phía gia đình nhà họ quý Quý sinh tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc Hy vọng đại tiểu thư sống khôn chết thiêng Nhất định sẽ phù hộ cho chúng ta Ông ta vừa nói Vừa cúi đầu chia tay trước mặt Minh Điền Làm điệu bộ chia buồn Cảm ơn ông Minh Điền chưa kịp đáp lễ Hoài Đan đã chia tay ra Thầy anh bắt tay với quý sinh Khi hai bàn tay xiết vào nhau Hoài Đan còn cố ý dùng lực đè thật mạnh Để nỗi lòng bàn tay quý sinh đỏ ửng. Cô nhìn chằm chằm vào mắt ông ta gằn giọng nói chậm từng câu từng chữ Linh hồn chị cố tịch linh thiêng Chắc chắn sẽ không để yên cho những kẻ hại mình Một lời đe dọa này của Hải Đan Khiến ra mặt quý sinh phút chốc tê dần Ông ta mấp máy môi muốn nói gì đó Nhưng lại cố gắng giữ bình tĩnh nhếch miệng cười khẩy ra vẻ thách thức Chờ khi quan khách về hết Vợ chồng cố bình dìu nhau lên phòng nghỉ ngơi Bỏ cả bữa tối Một ngày tiếp khách bận rộn Kẻ nào người nấy đều đã mệt phờ Ra mặt nhợt nhạt tiêu điều Hoài Đan ngồi gục xuống bên cạnh quan tài cố tịch, hai bọng mắt sớm đã sưng húp. Cô nằm lấy tay Minh Điền, trầm giọng tự trách. Tất cả mọi chuyện đều do em phải không? Từ sau khi sự việc xảy ra, chưa lúc nào Hoài Đan thôi ngừng nghĩ tới. Ngay cả khi cố tịch chịu đà kích từ chính người tình của mình, cô ấy vẫn chưa từng có ý định phá bỏ đi đứa bé. Em không có lỗi. Minh Điền nhẹ nhàng ôm lấy Hoài Đan, đem cơ thể nhỏ bé của cô bao bọc toàn bộ vào trong lòng mình, nhẹ nhàng xoa tóc, dỗ dành cô. Tất cả đều do ông trời sắp đặt. Nếu có trách, hãy trách những kẻ lòng dạ độc ác, Cố tình dồn chị cố tình vào đường chết. Quỷ sinh khốn kiếp. Chắc chắn việc này là do ông ta làm. Hoài đan tức giận nghiến chặt hàm răng. Trong đám tang ông ta dám nhếch môi cháy xễu, mãn nguyện với tội ác mà mình đã gây ra. Càng nghĩ, cô càng căm hận, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, nổi điên mà đấm mạnh trên thành quan tài. Mình điển vội vã nâng bàn tay bé nhỏ của vợ lên, mị tâm tức thời, trao lại. Số bực tức thế nào, em cũng không nên tự hành hạ bản thân mình như thế các đầu ngón tay của cô đỏ ửng cảm tưởng như xương khớp chuẩn bị vụn vỡ Minh điền chua xót xoa nhẹ lên các vết đỏ kể lên miệng thổi phù phù hành động nhỏ này của anh vô cháu khiến hoài đan đờ đẫn cứ như thế cả đêm hai người họ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau cánh giữ quan tài thi thể cố tịch được đem đi hỏa thiêu từ sớm sau khi giúp chị chồng ổn định nơi an nghỉ vợ chồng minh điền quyết định trở về nhà riêng ông bà cố bình vì tránh đau buồn nên đã dọn đồ về tạm quê ngoại nghỉ ngơi thử dãn đầu óc sao cho khuây khỏa. Trên mạng xã hội, các phần video quay lại cảnh cố tịch bị cưỡng hiếp vẫn còn bị lan truyền trên mạng. Mạng xã hội ủi nhau chửi bới, bình luận tiêu cực, rẻ biểu cố tịch kể cả khi biết cô đã chết. Sắc! Đôi đũa trên tay hoài đan vô tình bị bẻ gãy, mình điền giật mình ngước mắt nhìn sang, vội vàng trấn an. Có chuyện gì em hãy cứ bình tĩnh, đừng nên nôn nóng quá. Hai mắt tròn của Hoài Đan vẫn đỏ ửng, Cô buông đũa, bỏ dở bữa cơm, nặng nề bước lên trên lầu. Em phải xử lý toàn bộ các đường linh lậu chia sẻ video nhạy cảm của chị cố tịch. Chị ấy không còn nữa, người ta cũng đâu thể đối xử ác như vậy được. Hoài đan vốn dành về công nghệ thông tin nên việc này không quá khó. Cô bật máy tính, chăm chú tìm kiếm, các đầu ngón tay linh động, lướt tranh trên bàn phím. Đôi mắt long lanh chịu nặng tâm tư, nhìn chằm chằm vào màn hình không rời. Mình điển hâm lại sữa nóng, nhẹ nhàng đặt lên bên cạnh hoài đan, không quên nhắc nhở cô. Em nên nghỉ ngơi một chút, hai ngày nay em đã thức trắng cả đêm rồi. Từ khi cố tịch mất, hoài đan đều không ngủ được, cô nhíu chặt mày. Bất kể gặp những đường dẫn độc địa, phát tán video cảnh nóng của cố tịch đều bụt miệng chửi thề. Chết tiệt, mình điệt, em phát điên lên rồi. Sau gần 4 tiếng dòng rã toàn bộ các tài khoản cùng đường dẫn đều bị hoài đan xử lý thành công, xóa sổ khỏi mạng xã hội. Chỉ sau khi làm xong mọi việc, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Minh Điền đẩy xe lăn tới bên cạnh Hoài Đan, dịu dàng, hôn lên trán cô an ủi. Đừng buồn nữa, em đã làm rất tốt rồi, vợ của anh. Hai tháng trôi qua, cuộc sống vợ chồng của Minh Điền và Hoài Đan diễn ra hết sức bình dị. Buổi sáng, vợ chồng họ sẽ cùng nhau chăm sóc vườn hoa. Tối ngồi trước lan can để ngắm trăng. Vì cô ra, có tang cho nên người em họ kia cũng lùi lại lịch trình. Hẹn sẽ sắp xếp thời gian về thăm họ sớm nhất. Người em họ mà anh nói tới tên là Nguyệt Hy ư? Hoài Đan bỏ thêm một cục đường phèn vào ly cà phê ấm của chồng, nhớn mày nghiêng người hỏi anh. Nghe vợ nhắc tới Nguyệt Thi, Minh Điền chỉ cười nhẹ. Đúng rồi, Nguyệt Hy là em họ xa của anh, còn bé định cư ở nước ngoài đã 13 năm rồi. Ồ thì ra là vậy, Hoài Đan khuấy cà phê, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Nguyệt Thi bày tỏ ý muốn ở lại nhà của họ nghỉ dưỡng ít bữa, không biết nên mừng hay nên vui. Từ trước tới nay, Hoài Đan vốn đâu thích ở chung trả. Hơn nữa, Linh cảm của một người con gái cho cô biết mục đích tới thăm vợ chồng Hoài Đan của Nguyệt Thi cũng chẳng hề đơn giản. Mình đường nhìn đồng hồ, mỉm cười nhắc nhở. Đi ngủ thôi em, cũng gần 12 giờ rồi. Hoài Đan giúp Minh Điền đẩy xe lăn vào trong phòng, sau đó dìu anh lên giường nằm ngủ. Cả đêm hôm đó, cô ngủ không sâu giấc cho lắm, thỉnh thoảng chập chờn mơ mộng nhiều. Có đôi khi, Hoài Đan sẽ nhìn thấy bóng hình tuấn Mỹ mở nhạt của gã sát thủ S, sau đó lại là khuôn mặt bầm tím của Minh Điền hai đối cực này đấu đá lẫn nhau dày vỏ lẫn nhau khiến cho cô có chút không thoải mái gần sáng hoài đan mới chậm mắt được một chút minh điền dậy trước tự điều khiển xe lăn hoài đan mua tặng xuống dưới lầu anh ngồi giữa sân biệt thự hít thở không khí để những tia nắng mặt trời chiếu sọi khắp cơ thể tinh thần lúc đó cũng thoải mái hơn rất nhiều anh dậy sớm vậy hoài đan đã đứng phía sau minh điền từ lúc nào miệng vẫn còn ngáp dài tới nỗi khóe mây ướt nhẹ Mái tóc dài hơi xối phủ trên bờ vai tròn. Cô mặc váy ngủ màu trắng, viền ren, cặp đùi thon dài ẩn hiện lớp đó sau lớp váy van mỏng. Cảnh tượng đẹp đẽ này khiến cho hai mắt binh điền phút chốc mở đi, anh vội vàng nghiêng đầu, đánh mắt sang một bên khác, chỉ e cơ thể không kiềm chế được thêm nữa. Mình điền liếm môi bối rối đáp, "À ơ, ừ, em ngủ say nên anh không gọi em, để em nghỉ ngơi thêm một chút." Hoài Đan ngồi xổm xuống bên cạnh chồng, đưa tay vặt lấy vài cọng cỏ non còn ướt đẫm xương nhìn cô đẹp tới mức nao lòng buổi sáng ở biệt thự vô cùng mát mẻ và thuần khiết đây cũng chính là một trong những lý do khiến cho hoài đan yêu thích nơi này đột nhiên từ phía ngoài cổng một chiếc xe mercedes màu đen sáng bóng đỗ xịch tới cửa được đẩy ra thiếu nữ yêu kiều cợi cảm tay sách vali nhanh chóng bước xuống cô giơ cao hai tay vườn vài mấy cái nhàn miệng nhìn về phía minh điền gọi lớn lúc kia Em về rồi đây. Cô gái này chính là Nguyệt Thi, người em họ mà Minh Điền đã nhắc tới. Nguyệt Thi chạy thật nhanh tới bên cạnh Minh Điền. Trước mặt Hoài Đan và người làm, không cần khách giáo, trực tiếp vòng tay ôm chầm lấy anh. 13 năm không gặp, anh vẫn nhớ em chứ. Hai mắt của Nguyệt Thi đỏ hoe, cô gục đầu vào gáy Minh Điền, sột xịt khóc ngày một lớn. Hành động quá đội thân mật này làm cho Hoài Đan vô cùng sừng sốt. Trên tay cô vẫn nắm chặt bụi cỏ vừa nhổ, cỏ lấm lem bùn đất, nhất thời chỉ biết đứng lùi ra phía sau nhìn cảnh tượng trước mắt minh điển cười gượng đưa tay đẩy nguyệt thi ra nhưng cô em họ này vẫn nhất quyết ôm gỉ lấy anh không rời nguyệt thi à em không thấy thất vọng khi gặp lại anh sao anh đã trở thành một người đàn ông xấu xí khải trần bại liệt vô dụng nguyệt thi vẫn không để ý ông chặt minh điển hơn mà nức nở em biết em biết hết nhưng chúng ta vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ những chuyện này để ý làm gì hả anh nghe tay bốn tử thanh mai trúc mã sắc mặt hoài đan lúc trắng lúc xanh thì ra hai người họ đã có tình cảm với nhau từ trước vậy cô xem vào mối quan hệ này có lẽ nào lại là người thứ ba khóc lóc bù lưu một hồi nguyệt hy lúc này mới trông thấy sự hiện diện của hoài đan cô tức khắc nhíu mày buông tay khỏi cổ minh điền giọng điệu tỏ rõ sự bực bội anh à người giúp việc của anh ăn mặc thật không đứng đắn sao anh không đuổi quách đi minh điển vươn tay ra phía sau nắm lấy bàn tay bé nhỏ của vợ mỉm cười giới thiệu đây là hoài đan vợ của anh vợ chồng anh đã thành hôn được 5 tháng da mặt của nguyệt thi tức khắc đỏ dần cô đưa tay che miệng tỏ rõ sự hoảng hốt tới khó tin trong đôi mắt to tròn kia hoài đan còn mơ hồ nhìn thấy được cả sự ghen ghét xen lẫn đố kỵ nhưng rất nhanh sau đó nguyệt thi lấy lại được bình tĩnh nở nụ cười tươi rói cúi đầu chào hoài đan a à, thì ra là chị dâu quả thận Em cũng không biết về mỗi lần gọi điện hỏi thăm anh ấy. Anh ấy cũng không nhắc tới chị. Thật thất lễ quá. Mặc dù đây chỉ là câu nói vui của Nguyệt Thi, nhưng Hoài Đan vẫn nhận ra ẩn ý công kích của cô gái này. Cô chỉ nún vai, đứng sát lại gần chồng hơn, những ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi vuốt ve mái tóc đen bồng của chồng. Không sao cả, chị và anh ấy cũng đã thống nhất hạn chế tối đa để mọi chuyện bớt ồn ào. Nguyệt Thi nghiêng người né tránh ánh nhìn của Hoài Đan, âm thầm nhếch môi cười nhạt để tiếp đãi khách hoài đan quyết định xuống bếp nấu nướng cô đeo tạp dề lôi hối xảo nấu mùi hương thơm phức bay khắp biệt thự minh điền đang ngồi đọc sách hai bên cánh mũi phập phòng khẽ nhảy miệng cười nguyệt thi vừa thay đổi xong tự động cúi xuống bất ngờ thâm lên má minh điền nháy mắt nói em xuống vụ hoài đan nhé chở cô đi rồi minh điền bèn gọi người giúp việc tới đưa cho anh một chiếc khăn ấm anh nhẹ nhàng dùng khăn trả sạch lên má nơi nguyệt thi vừa hôn đôi mắt xa sầm hẳn xuống. Người giúp việc nhìn một bên má đỏ ửng của thiếu gia, băn khoăn hỏi ý kiến. Thiếu gia, để tôi đem khăn đi giặt. Vứt đi. Mình điển cúi xuống đọc sách tiếp, lạnh nhạt trả lời. Dưới bếp ăn, Hoài Đan đã chuẩn bị xong bốn món, vẫn tiếp tục xào nấu, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Nguyệt Hy sắn tay áo, ngó đầu nhìn vào trong trào mực rào, mỉm cười thân thiện. Chị có thể cho thêm nhiều bột ớt được không? Em nghiện ăn cay. Khách hàng là thượng đế, nên hoài đan cũng rất sẵn lòng bỏ thêm bột ớt nhưng nguyệt thi trông thấy vẫn chưa đủ nhăn mặt nói thêm chị dâu chị bỏ thêm hai thìa bột ớt nữa nhé em không ăn cay ngơ ngay lắm chỉ là đến bữa ăn liền xảy ra một sự việc hết sức buồn cười nguyệt thi chỉ tay vào đĩa mực xào đỏ ngập bột ớt trao mày và kêu lên chị dâu à chị và anh đã kết hôn được 5 tháng mà chị không biết anh ấy vốn đâu ăn được cay ư hoài đan đang gấp giờ thức ăn nghe nguyệt thi nói liền nhấn mày nhìn lên Cô không thèm vạch trần cô ta, chỉ lặng lẽ đáp. Tùy khẩu vị của từng người, chẳng phải em nói em ăn được cay sao? Nhưng chị cũng nên để riêng sang một đĩa khác cho anh ấy chứ. Làm thế này anh ấy ăn sao được, phải không anh? Nguyệt Thi quay sang Minh Điền dịu giọng xót ra. Nào ngờ, Minh Điền nhấc đũa, gắp lấy miếng mực xào, bỏ lên miệng ăn một cách ngon lành trước đôi mắt sững sờ của hai cô gái. Không sao, chỉ cần là món ăn do đích thân vợ anh nấu, anh đều yêu thích hết. Anh à, anh đâu có ăn được cay nguyệt thi trợn tròn mắt nhìn minh điền kinh ngạc trông thấy anh gấp lần lượt từng miếng mực bỏ vào miệng nhai với thái độ vô cùng bình thản hoài đan cúi đầu vừa ăn vừa cười thầm chờ sau khi dọn dẹp bàn ăn cô đi vào trong bếp xót một ly sữa tươi đem lên trên nhà nguyệt thi vì chót lỡ miệng nói muốn ăn cay nên môi cũng sưng đỏ liên tục thở phù phù khó chịu trông thấy hoài đan đem sữa lên cô đưa tay với lấy nhưng ai ngờ hoài đan nhàn nhã bước qua khiến cho bàn tay giơ lên không trung của Nguyệt Thi trở nên vô cùng cứng ngắc và ngượng ngùng. Chồng à, uống chút sữa đi anh. Hoài Đan đưa tới trước mặt Minh Điền, mỉm cười nói với anh. Minh Điền gật nhẹ đầu, uống cạn ly sữa vợ đưa. Cơn cay bỏng rát trong cổ họng cũng đã được dịu hẳn lại. Nguyệt Thi không chịu được, vội vàng đứng bật dậy, chạy xuống bếp tự rót sữa uống để làm giảm cơn nóng bỏng rát như thiêu như đốt. Lúc này, Hoài Đan mới nhìn Minh Điền, lo lắng hỏi anh. Anh ăn ớt sẽ không việc gì chứ Minh Điền gõ nhẹ lên trán cô Lắc đầu đáp Cùng lắm là nổi vài cái mụn nhỏ thôi Đêm xuống Minh Điền thật sự bị dị ứng Anh nằm lăn lộn trên giường Khắp người cắn rứt vô cùng khó chịu Da thịt của Minh Điền đỏ ửng, Mồ hôi dịn ra ướt đẫm Có hiện tượng sốt Hoài đan hoảng hốt Chạy đi lấy khăn ấm cùng thuốc hạ sốt cho anh Cẩn thận ngồi bên cạnh trường người Anh không ăn được cay con cố làm gì Cô xót xa nhìn chồng, mỹ tâm nhíu lại thật chặt, chớp chớp Minh Điền lại khẽ run lên, gồng người chịu đựng cơn đau âm ỉ như kiến cắn đang dày vò. Ờ, anh cũng muốn tập ăn cay. Anh chồng chế đáp, nở nụ cười khó khăn, nhìn hoài đan đầy mệt mỏi. Hiện tại đã là nửa đêm, mình điền nằm cuộn tròn trong chăn, mồ hôi vẫn vã ra như tắm. Sau khi để anh uống thuốc, hoài đan ngồi bên cạnh, liên tục kẹp nhiệt độ và theo dõi tình trạng sức khỏe của chồng. Càng nhìn minh điền, hoài đan lại càng thương anh hơn. Mặc dù ngoại hình anh không hoàn hảo, nhưng đối xử với cô hết mực chân tình, cô đâu nghĩ rằng bản thân lúc đầu cự tuyệt hôn vì sự ghét bỏ anh. Ai ngờ lại được Minh Điền hết mực cưng chiều tới như thế. Mệt mỏi một lúc, hoài đan ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tới khi cô choàng tỉnh, đồng hồ cũng điểm 3 giờ sáng, Minh Điền đã dậy đang dịu dàng vuốt tóc vợ. Bắt gặp ánh mắt mơ màng của cô, trái tim anh bỗng chốc đập loạn xạ. Anh cảm thấy trong người thế nào? hoài đan lo lắng đưa tay sở chán chồng lòng bàn tay chơi tới cảm giác mát lạnh làm cho cô thở vào yên tâm minh điền kéo hoài đan nằm xuống bên cạnh gối đầu tay cho cô nằm ngọt ngào đáp em thức cả đêm chăm sóc cho anh sao nằm trên tay anh hoài đan bối rối nói nhỏ chẳng phải em cũng ngủ được một giấc đó thôi trầm ngâm một lát minh điền bỗng chốc thở dài anh nhìn vào chiếc đèn đê ông sáng dịu trên tường nhẹ nhàng lên tiếng hỏi hoài đan em thích nhất điều gì câu hỏi này không quá khó Hoài Đan không chút giấu giếm, tủm tìm trả lời anh ngay. Một căn nhà nhỏ, một hạnh phúc trọn vẹn, có vợ chồng và những đứa con xinh xắn. Minh Điền, em không đòi hỏi quá chứ? Minh Điền bật cười, đem những lọn tóc nhỏ của cô cuốn vào trong kẽ ngón tay, dịu dàng đáp. Đây cũng là điều anh muốn, nhưng em thích có con thì cũng nên hợp tác với anh. Cơ thể Hoài Đan phút chốc cứng đờ, cô cảm nhận rõ ra mặt mình đang dần dần đỏ bừng lên. Vâng, Chứng đáp của Hoài Đan hết sức nhẹ nhàng như rót mật bên tay Minh Điền, làm trái tim anh càng thêm đập loạn. Bỗng chốc, Minh Điền lật nhẹ người Hoài Đan nằm ngựa ở trên giường, còn anh thì dùng sức đè lên phía trên, bốn mắt nhìn nhau không rời, nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng thêm. Hoài Đan, em có đồng ý cùng anh đêm nay không? Hoài Đan hít sâu một hơi, cụp mắt e thẹn đáp. Em, em đồng ý. Môi mọng của cô lập tức được khuôn miệng lạnh lẽo của anh phủ lên. Minh điền nhắm mắt, hồn cô say đắm môi mềm phủ lên nhau đầu lưỡi dẻo dai của anh chậm chậm luồn lách vào trong khoang miệng của vợ hai chiếc lưỡi ướt át cọ sát trờn vờn lên nhau say mê hút sạch những mật ngọt tinh tế hoài đan mềm nhũn trong nụ hôn đê mê với minh điền hai cánh tay thon nhỏ vòng qua đầu anh luồn những ngón tay tinh nghịch vào trong mái tóc bồng bềnh hoài đan à em biết em làm thế anh rất thích không minh điền rụt đầu nụ hôn mãnh liệt dần dần, dần rơi xuống cầm và ngần cổ mịn màng của hoài đan anh tiếp tục hôn cô minh điền dân gì gọi tên cô lặn ra màu đồng rắn chắc đỏ ửng đổ đầy mồ hôi của sự khoái cảm đê mê trong lần đầu tiên cả cô và anh được trải qua anh sẽ bù đắp cho em những gì tốt đẹp nhất đêm thanh gió mát mặt trăng tròn vành vạch treo lửng lơ trên nền trời đen thơ mộng trong căn phòng xa hoa hai thần ảnh tuyệt mỹ quấn chặt lấy nhau không rời đồng hồ chuyển tới quá nửa đêm minh điền mệt mỏi nằm gục sang bên cạnh không quên đưa tay kéo chăn che lấy cơ thể mềm mại của vợ khắp người hoài đan đầu đầu cũng là những dấu hôn xanh tím đê mê chính là bằng chứng cho cuộc quan ái đắm say của cả hai cuối cùng cô cũng đã tự nguyện trao hết những gì quý giá nhất cho anh minh điền gối đầu tay cho hoài đan nhẹ nhàng hôn lên trán cô đầy dịu dàng hơi thở mềm mại trần vờn quanh cổ họng khiến cho minh điền hết sức ngứa ngáy hoài đan mơ hồ mở mắt vừa vặn trông thấy gương mặt ngập sẹo của anh đang nhìn mình âu yếm làn da tức khắc đỏ hồng. Cô giúp đầu vào trong ngực anh, bối rối nói nhỏ. Anh chưa ngủ sao? Minh Điền nâng cầm hoài đan, nhẹ nhàng hôn lên môi mềm của cô lần nữa. Anh chưa ngủ được, em cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi thêm lát. Hoài đan vội vàng gật đầu, vòng tay ôm lấy tấm lưng trần nóng bỏng của anh. Hai mắt nhắm hờ ngủ tiếp. Trải qua sự việc lần này, cô đã quyết định sẽ gắn bó cả đời với người đàn ông kia. Dù anh có tàn phế, có trở nên giả nua xấu xí, mình Điền vẫn mãi là người chồng cô yêu nhất. Tinh tinh, tiếng chuông báo rền vang khiến cho Hoài Đan bừng tỉnh. Những tiền nắng ấm áp trần vờn trên rèm cửa chiếu rọi vào trong phòng ngủ. Mình Điền đang ngủ say, đầu cục vào trong chăn, những cánh tay vẫn ôm cô thật chặt. Vì không muốn đánh thức anh, Hoài Đan gión rén lật chăn, đột ngột nhận ra bản thân đang để trần, quần áo váy ngủ ném liềng xiềng trên đất. Cơ thể cô phút chốc cứng ngắc, não bộ bất ngờ quay trở lại những phút giấy thăng hoa đầu tiên cùng chồng làm cho cô xấu hổ tới run người. Chết tiệt, mình đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này? Hoài Đan vơ vội đống quần áo, chạy thật nhanh vào trong nhà tắm. Cô xối nước lên cơ thể, lặng lẽ nhìn những dấu hôn chi chít giải từ cổ xuống hai bên đùi. Mình điển đêm qua rất cuồng nhiệt, khác hẳn với sự trầm lắng, mềm mỏng thường ngày. Vì tinh thần có chút phấn khích, Hoài Đan quyết định tự tay giặt quần áo và thu dọn phòng kho trong biệt thự. Thực chất, cô muốn trốn tránh Minh Điền bởi trong lòng cô lúc này vẫn đang cực kỳ xấu hổ. Nghĩ là làm, cô vội vàng quấn cao tóc dài, mặc bộ đồ đơn giản, nhanh chóng rào biết xuống dưới nhà. Nguyệt Hy mặc đồ tắm ren đỏ rực, đang đứng trước bể bơi vươn vai hưởng nắng. Hình ảnh nóng bỏng này của cô ta khiến cho Hoài Đan không mấy vui vẻ. Kể từ sau khi nhận ra bản thân đã có tình cảm với Minh Điền sau đêm hôm qua, thẩm tâm của cô đã bắt đầu nảy sinh thứ cảm giác ghen tuông. Tuy nhiên, Hoài Đan thừa hiểu với tính cách của Minh Điền, chắc chắn anh không bao giờ có ý định ngoại tình. Ô, chào buổi sáng chị dâu. Nguyệt Hy nhớn mày, nháy mắt cười cợt. Hoài Đan chỉ gật đầu lịch sự, sau đó ôm dọ quần áo bẩn đem đi giặt tay. Nhìn thấy cô tất bật như vậy, Nguyệt Hy chị lạnh nhạt và cười khẩy. Đường đường là thiếu phu nhân của nhà họ cố. Hả cơ chi lại tự chuốc việc vào người, đúng là thật rảnh. Những lời châm biếm này đều lọt vào tay của Hoài Đan không sót một chữ. Cô vốn không quan tâm, chỉ nhún vai bỏ qua. Nhưng mấy người giúp việc trong cố gia vốn đã cảm thấy trướng tay gai mắt, mòn men đến bên cạnh hoài đan mách. Thiếu phụ nhân, người mau làm gì để tống cổ cô ta ra khỏi nhà đi? Người đến là khách, ít ra chủ nhân vẫn nên tôn trọng chút. Hoài đan chỉ cười, đưa tay che miệng làm dấu sự yên lặng. Cô chẳng thích dây xưa, đoái hoài gì từ những người không liên quan. Sau khi giặt rũ sạch sẽ, hoài đan lại tiếp tục cầm trổi, tiến về phía nhà kho. Nhà kho đã lâu chưa có ai dọn dẹp, bụi bẩn và mạng nhiệt dâng kín lối. Nhưng có một điểm kỳ lạ khiến cho Hoài Đan băn khoăn. Đó là ổ khóa lại vô cùng sạch sẽ, giống như vẫn có người thường xuyên ra vào. Nhưng ý nghĩ này cũng nhanh chóng bị cô gạt bỏ, tra khóa và đẩy cửa tiến vào. Một tầng bụi dày lập tức đổ đầy xuống đầu của Hoài Đan, luồn trôi vào trong kẽ mũi khiến cho cô ho sặc sụa, vội vàng đưa tay vẩy trước mặt. Ôi trời, Minh Điền ơi là Minh Điền, sao anh không cho mọi người dọn dẹp qua đi chứ? Hoài đan lầu bầu nói nhỏ, sau đó sắn cao tay áo, bắt đầu tiến hành quét dọn. Đống bụi và rác thải, nhanh chóng được cô quét gọn vào một góc, chẳng mấy chốc đã tương đối sạch. Cô chống hai tay bên hông, thích thú nhìn thành quả mình vừa làm xong, mồ hôi đã nhỏ ướt đẫm lưng thon. Đột nhiên, bên trong một góc tủ hỏng khóa, bị ném vào một gió. Hoài đan trông thấy có vật gì đó màu trắng loang đỏ, thỏ ra bên ngoài. Sự tò mò khiến cho cô vội vàng bước tới kéo mạnh cánh cửa ra xem xét bên trong tủ chỉ là những tập hồ sơ sổ sách cũ nát đã bị chuột và dán gặm nhấm thủng lỗ chỗ và còn có cả một chiếc áo sơ mi trắng kỳ dị trái tim cô có chút hồi hộp nhẹ nhàng cầm lên mở rộng áo quan sát thật kỹ đây không phải áo cũ mà là một chiếc áo hàng hiệu được cắt may tỉ mỉ hẳn hoi nhưng điểm kỳ quái ở đây đó là chiếc áo thấm đẫm những vết loang đỏ thẫm giống hệt như máu phần lưng áo còn có vết chém rách, chứng tỏ chủ nhân của nó đã bị thương trầm trọng. Đột nhiên, Hoài Đan chợt nhớ lại đêm cô bị sốt cấp cứu trong bệnh viện. Khi đó sau khi Minh Điền rời đi, Hoài Đan đã phát hiện ra những dấu máu đáng ngờ. Toàn thân cô lạnh tát, khuôn mặt xinh đẹp phút chốc đờ đẫn, một dự cảm chẳng lành cứ thế lấp đầy lý trí và não bộ của cô, khiến hai chân của Hoài Đan phút chốc run rẩy. Cô nắm chặt chiếc áo dính máu, gấp gáp sau bước về phòng. Minh Điền đã tỉnh dậy, đang ngồi trên xe lăn uống cà phê sáng vừa nhìn thấy bóng dáng của vợ anh liền nở nụ cười hết sức chiều mến buổi sáng tốt lành em yêu nhưng hoài đan lúc này đâu còn tâm trạng nữa cô run rẩy giơ chiếc áo về phía anh sợ sệt lên tiếng hỏi minh điền đây là áo của anh phải không nhìn thấy chiếc áo trong tay cô đôi mắt minh điền vẫn rất bình tĩnh anh lập tức gật đầu xác nhận không chút từ chối đúng đây là áo của anh hoài đan vẫn không dám tin ngồi xuống bên cạnh anh hỏi dồn nhưng Minh Điền, trên nào có vết chém dính máu, anh đã bị thương phải không? Hơn nữa em còn nhớ khi ở bệnh viện, trên nền nhà đột nhiên xuất hiện các giọt máu đỏ tươi. Anh, anh, ừ, anh bị thương. Minh Điền trầm giọng nói. Trên đường tới phòng trưởng khoa hỏi thăm tình hình của em. Anh đã vô tình va chạm với một gã thanh niên đáng nghi. Cả người hắn mặc đồ đen, dáng điệu lén lút tiến về phòng bệnh của em, âm mưu muốn làm gì đó. Vì vậy, anh cùng hắn đã xảy ra xô sát anh không muốn mọi người nghĩ nhiều nên đã về nhà thay áo và ném vào trong nhà kho sau đó à không có sau đó nữa những lời nói của anh đều rất kiên định khiến cho hoài đan không muốn tin cũng phải tin trong đầu cô tức khắc xuất hiện cái tên s mặc dù anh đã có ơn giúp cô tìm ra sự thật để minh oan cho bản thân nhưng s lại dám ra tay chém chồng cô bị thương nặng như thế này hai mắt hoài đan đỏ bừng bậm chặt môi lẩm bẩm s ảnh thật quá đáng vấn đề giữa s và minh điền hoài đan quả thật rất rắc rối nếu để minh điền biết cô và s thường xuyên qua lại anh chắc chắn sẽ không vui nhưng hoài đan cũng đâu muốn giấu giếm anh do vậy cô quyết định nói rõ mọi chuyện minh điền à thực ra trước khi gặp anh em đã từng gặp anh ta vài lần minh điền ngạc nhiên nhíu mày nhìn vợ hỏi lại em biết hắn ư cái gã đã chém anh bị thương trên lưng đấy hoài đan thở dài tường thuật lại mọi chuyện cho anh nghe thời gian qua Mặc dù Minh Điền không hỏi cô Nhưng có lẽ trong lòng anh đang rất tò mò Đã là vợ chồng với nhau Tốt nhất nên thành thật Sau khi nghe vợ kể xong mọi chuyện Minh Điền cười nhẹ và đưa tay ôm lấy cô Em không sợ anh sẽ ghen sao Em nghĩ chúng ta nên thành thật với nhau mọi chuyện Vì mình là vợ chồng Thì tốt nhất đừng giấu giếm Sang mặt của Minh Điền trật trầm hẳn xuống Nhưng rất nhanh sau đó Anh liền thu lại dáng vẻ vui tươi khí trước Xoa đầu cô đáp nhẹ Được, anh đồng ý Bữa trưa đã dọn lên đầy đủ, mùi thức ăn thơm ngát bay thoang thoảng khắp các gian phòng. Hoài Đan giúp Minh Điền đi xuống dưới phòng ăn, lại cẩn thận chuẩn bị cho anh ly nước cam ép sẵn tráng miệng. Nguyệt Thi từ phòng riêng đi ra, thản nhiên ngồi xuống vị trí gần Minh Điền nhất, cũng là nơi Hoài Đan hay ngồi. Anh à, không khí tại biệt thự quả thật rất trong lành, em bắt đầu cảm thấy yêu thích nơi này rồi đấy. Minh Điền yếu mày không vui, anh với bát đũa của Nguyệt Thi đem đẩy ra xa, hách mặt nói. Đây là chỗ của vợ anh, Nguyệt thì cố ra luôn luôn phân định vị trí ngồi ngay từ trước. Hoài Đan đang đứng trong phòng bếp, nhìn tình huống trước mặt, liền nở nụ cười tủm tỉm. Anh luôn dùng những cách từ chối khéo léo nhất để tránh gây ra hiểu nhầm trong những mối quan hệ phức tạp giữa hai người. Điều này khiến Hoài Đan rất an tâm. Nguyệt Hi miễn cưỡng đành phải nghe theo. Trong suốt bữa ăn, nhìn vợ chồng Minh Điền thân mật cười nói, Nguyệt thì vô cùng ngứa mắt. Cô ta xoay đầu đũa, gắp vỏ bát cho Minh Điền một miếng sushi cá hồi, nở nụ cười rạng rỡ. Chẳng phải anh rất thích ăn sushi đấy sao? Lần sau em sẽ tự tay làm cho anh ăn. Nhưng không ngờ, Minh Điền lại thản nhiên gấp ra, bỏ gọn sang một bên, lắc đầu lạnh đạm. Đã lâu rồi, anh không còn thích món này nữa. Hoài Đan suốt chút nữa vì cười, cô thử gắp một miếng khác bỏ vào bát anh, tỏ mò trông sang xem anh có ăn hay gắp ra như trước. Ai ngờ lần này, Minh Điền lại bỏ lên miệng ăn một cách ngon lành. Hành động của anh khiến cả Hoài Đan và Nguyệt Thi đều ngạc nhiên. Hết nhìn anh, lại nhìn vào miếng sushi bị anh bỏ ra lúc trước. Nguyệt Hy tức tới hai mắt đỏ quạch, nhưng vẫn cố gắng bày ra vẻ mặt thản nhiên. Trở đến khi Hoài Đan giúp nữ giúp việc dọn dẹp bát đũa, cô ta mon men tiến tới bên cạnh trầm giọng nói. Trước sau gì anh ấy cũng sẽ ly hôn với cô thôi. Khi chúng tôi còn nhỏ, anh ấy đã từng hứa sẽ che chở và bảo vệ cho tôi cả đời. Lâu không gặp lại, mình điền giận dỗi là phải. Hoài Đan đang rửa bát, nghe Nguyệt Thi nói vẫn không mảy may quan tâm cho lắm. Cô chỉ lạnh nhạt đáp. Tình cảm mỗi cá nhân đâu thể bắt buộc được. Nguyệt Hy à, tôi tin là cô sẽ sớm hiểu đâu là đúng, đâu là sai thôi. Nguyệt Hy vừa muốn nói gì đó thì liền bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh động. Dường như trên phòng khách đã xảy ra vấn đề nào đó, nghe giống như tiếng cự cãi lớn. Hoài Đan cũng lật đật chạy lên nhà, trông thấy một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, khuôn mặt to bè, đang ra sức chỉ trò vào mặt Minh Điền trời bới. Mày giờ thủ đoạn gì để dụ dỗ con bé thế hả? À? Từ lúc trở về nước, Nguyệt Thi còn không thèm gọi về nhà lấy một cuộc điện thoại. Anh Chỉ Vĩ, anh ngồi nào cái gì thế hả? Nguyệt Thi vội vàng chạy lên, ôm lấy cánh tay đang chỉ trỏ của anh ta mà ngăn cản. Chỉ Vĩ chính là anh trai của Nguyệt Thi, hiện tại đang làm luật sư thành phố. Minh Điền nhìn Chỉ Vĩ chằm chằm, đợi anh ta nói hết thì liền bình tĩnh đáp gọn. Vấn đề này, anh phải hỏi em gái của anh thì mới biết chứ. Chả Vĩ tức tới tím gan, đẩy mạnh em gái sang một bên, sắn tay áo, xông về phía Minh Điền định bụng dạy cho anh bài học. Không phải do mày thì còn ai vào đây nữa? Chính mày dở trò, mới khiến cho Nguyệt Thi điên cuồng, bám giết lấy một thằng phế vật như mày. Sắc mặt của Hoài Đan lập tức biến đổi, cô đứng chán lên trước mặt Minh Điền, kịp thời bắt lấy cánh tay to khỏe, đang vươn về phía chồng mình của chỉ vĩ. Mắt vượng cứng rắn, nhìn anh ta không chút sợ hãi. Dừng tay, anh lấy tư cách gì mà đòi đánh chồng tôi? Đột nhiên, bị một người con gái lạ lẫm chừng mắt quát, chỉ vĩ bậm chặt môi, hử lạnh thu tay lại. Anh ta đảo mắt quan sát hoài đan từ trên xuống dưới. Khuôn mặt xinh đẹp toàn mỹ, thần hình gợi cảm bốc lửa, quả là kiệt tác nhan sắc. Nguyệt Hy bối rối, kéo anh trai về phía mình, lắc đầu nói. Anh hiểu nhầm rồi, mau ngồi xuống đây chúng ta sẽ nói chuyện. Bốn người ngồi đối diện nhau, không gian xung quanh trở nên hết sức nặng nề. Ngay từ nhỏ, chỉ vĩ đã tỏ thái độ ghét bỏ đối với Minh Điền. Mỗi khi anh ta trông thấy em gái quấn quýt cùng thằng nhóc gầy gò nhà bên, chỉ vĩ vô cùng ngứa mắt, chỉ lăm lăm tìm cớ để đuổi cổ Minh Điền về. Hiện tại Minh Điền đã trở thành một thanh niên xấu xí, tàn phế vô dụng, càng làm cho chỉ vĩ khinh thường thêm hơn. Người giúp việc nhà họ cố đem lên khay trà nóng, cẩn thận đặt từng tách lên vị trí của từng người. Chỉ vĩ nhấc tách trà lên, khỏi nóng vẫn còn bay tàn mát xung quanh, ánh mắt nham hiểm của anh ta bỗng chốc thay đổi. Phốc! ấy chết! Tôi lỡ tay! Tách chả nóng đang cầm trên tay anh ta lập tức bị chỉ vĩ hất mạnh lên đùi của minh điền không sao hai trận tôi đã bị liệt cũng đâu có cảm giác gì minh điền nhàn nhạt, nhạt đáp hoài đàn đã trông thấy tất cả chỉ vĩ cố tình gây gỗ với chồng cô dù anh không cảm thấy đau nhưng chắc chắn vùng da non trên đùi cũng sẽ bị phòng cô vội vàng dùng khăn lau qua vùng nước ướt đẫm trên đùi của anh cảm nhận được hơi nóng vẫn chưa nguội lại trong lòng vô cùng xót xa sau khi lau qua cho anh Hoài Đan quay sang nhìn Chỉ Vĩ, mỉm cười nói. Trà đổ đã hỏng, uống vào sẽ không còn ngon nữa. Mọi người cứ ngồi đây trò chuyện, tôi vào trong bếp pha tách trà khác. Chỉ Vĩ ngồi vắt chân trên ghế, đắc ý nhìn Minh Điền, khuôn mặt vênh váo đầy thách thức. Anh ta đường đường là đại luật sư có tiếng trong thành phố, nên vai vế của Chỉ Vĩ cũng không phải hạng tâm thương. Rất nhanh sau đó, Hoài Đan đã pha trà xong, trên tay cầm một tách lớn nóng ngồi. Khi đi ngang qua Chỉ Vĩ, cô đột ngột vòng bàn chân phải ra phía sau, đập vào chân trái, khiến cho bản thân vấp té. Cả tách trà nóng lập tức đổ ập lên đùi của chỉ vĩ, làm cho anh ta đau đớn, ngồi bật dậy, kêu lên the thế. Ngoài đan nhăn mặt, bày ra dáng vẻ bối rối, vội vàng giải thích. Ôi trời, anh chỉ vĩ, tôi bất cần quá, thành thận xin lỗi anh. So với chén trà chỉ vĩ hất đến chân của Minh Điền, thì tách trà này còn lớn hơn gấp 3-4 lần. Phần da trên đùi của chỉ vĩ lập tức bỏng rát, đau tới nghiến răng nghiến lợi. Minh Điền nhìn vợ, khóe miệng khẽ cong, vợ của anh quả thật là một người phụ nữ không hề tâm thương. Chỉ vĩ tức tới xanh mặt, nhưng trên môi vẫn cố gắng nặn ra nụ cười vô cùng miễn cưỡng. Sau khi lôi kéo em gái trở về không được, anh ta bực bội nói lớn. Nguyệt Hy, nếu em vẫn quyết ương bướng như thế, anh và em cắt đứt quan hệ ngay tại đây. Bị anh trai dồn vào thế bí, Nguyệt Hy cúi gầm đầu, cắn răng tỏ vẻ khó xử. Được rồi, anh cứ về trước đi, em sẽ liên lạc lại cho anh sau. Chỉ vì đi rồi, mọi người lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Hoài đan lau qua vết nước đổ đầy dưới sàn nhà, quay sang Minh Điền thụ thì. Anh cảm thấy mệt không? Muốn lên phòng nghỉ chứ? Minh Điền gật đầu đồng ý. Sau đó hai vợ chồng họ cùng nhau lên phòng, để trong gương mặt tẽn to của Nguyệt Thi đang nhìn theo trầm trầm. Chờ sau khi cửa phòng đã được đóng hẳn lại, Minh Điền lúc này mới vỉ cười. Ây cha, anh đâu ngờ vợ của anh thông minh như thế. Nghe lời anh khen ngợi, lại phẳng phất thêm chút châm chọc. Hoài Đan chỉ đưa mắt lườm chồng, bực bội tiến về phía tủ sơ cứu, lấy ra chút bông băng và thuốc mỡ. Gã chỉ bị đáng ghét, dám khiến cho chồng cô bị thương. Kể từ khi quen anh, ngay cả cái móng tay của Minh Điền, Hoài Đan cũng chưa từng làm gãy. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh, đem ống quần Minh Điền kéo cao lên, cẩn thận quan sát vết bỏng thêm lần nữa. Em đã sơ cứu rất tốt rồi, hơn nữa vết bỏng này cũng đâu đáng kể. Minh Điền vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng nhắc nhở. Nhưng Hoài Đan vẫn kịch liệt lắc đầu, bậm môi nói nhỏ. Anh nghĩ hắn chịu bỏ qua cho chúng ta như vậy sao? Hơn nữa, ai cho phép hắn dám làm chồng em bị đau như thế này? Thật đáng ghét. Những lời mắng trời thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn của Hoài Đan khiến cho Minh Điền cảm thấy thật đáng yêu. Anh nhẹ nhàng nâng cằm nhỏ cô lên, đem khuôn mặt xinh đẹp kia ghé sát vào tầm ngắm của mình. Dùng môi mỏng, hồn lên chóp mũi cao vút, mơn trớn mà nói. Không ai được phép cả, dưới nhất chỉ có mình em Chỉ có Hoài Đan mới đủ tư cách làm anh bị thương Da mặt của Hoài Đan thoáng chốc đỏ bừng Vùng tay đấm vào ngực anh vài cái Mỉm cười xấu hổ quay đi Dầm, thật tức chết đi mà Trong căn phòng khách rộng lớn Chị Vĩ nổi điên đập mạnh tay xuống mặt bàn Mặt mũi đỏ dần vì cay cố Bắp đuổi anh ta đỏ lửng Phỏng cả một khoảng da khá dày Da tới mức khiến chị Vĩ suýt chút nữa Đã chảy nước mắt vì đau Trước sự tức giận khủng khiếp này Trợ lý luật sư Kim Ngọc chỉ biết cúi đầu sợ sệt, không dám ho he và nói thêm câu nào. Chờ sau khi lấy lại bình tĩnh, chị Vĩ vội vàng rút điện thoại, soạn một dòng tin nhắn khá dài gửi cho em gái. Xong xuôi, đôi mắt một mía của anh ta híp lạnh, các ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, nhếch môi cười khẩy. À đàn bà đáng chết, hãy chờ đấy. Lúc này đã sắp tới bữa trưa, Hoài Đan muốn đích thân xuống bếp nấu cơm cho Minh Điền. Tuy nhiên, Nguyệt Hy đã nhanh tay hơn một nước, thản nhiên bước lên phòng riêng của vợ chồng cô, gõ cửa xin được vào. Chị Hoài Đan, em đang muốn rủ chị cùng tới siêu thị mua chút đồ ăn. Nguyệt Thi ngồi ở ghế gỗ, bẽn lẽn đào mắt quan sát phòng cưới của hai người họ một lượt. Cách bài trí khá đơn giản, thanh lịch, nhưng vẫn tràn đầy khí thế sang trọng quý phái. Nếu không có người đàn bà này chen vào mối quan hệ của Nguyệt Thi và Minh Điền, vậy thì phòng ngủ này chắc chắn thuộc về cô ta, không sót một thứ. Hoài Đan chưa kịp trả lời, Minh Điền đã thản nhiên đáp gọn. Hoài Đan còn phải giúp anh xoa bóp đôi chân. Nguyệt Thi, cô ấy sẽ không đi cùng em được. Mỗi lần Hoài Đan tiếp xúc với Nguyệt Thi, trong lòng Minh Điền đều cảm thấy không hề yên tâm. Anh chỉ có duy nhất mình cô, ngộ nhớ Hoài Đan xảy ra chuyện gì, chắc chắn anh sẽ không sống yên được. Chồng tát vợ theo, Hoài Đan chỉ đành bay ra bộ mặt tiếc rẻ, nhẹ nhàng từ chối. Cô cũng đã nghe anh ấy nói rồi đấy, xin lỗi Nguyệt Thi, hẹn cô lần sau. Nguyệt Thi ngượng ngùng đúng dậy, nở nụ cười hết sức gượng gạo, sau đó quay lưng bước xuống dưới lầu. Thôi rồi, em có chưa kịp nấu ăn cho anh? Hoài Đan nhún vai cười, lắc đầu thở dài một tiếng. Minh điền đưa tay cởi cúc áo, để lỗ khu ngực trần vạm vỡ. Phía trên còn có vết sẹo dài, chạy dọc từ xương quay xanh xuống dưới phần rốn. Hoài Đan đưa tay chạm lên vết sẹo, thành thật lên tiếng hỏi anh về lai lịch của nó. Minh Điền cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt sâu thăm thẳm, chợt thay đổi, phảng phất chút đau đớn khi anh bị nhốt vào tù để ép anh khai ra hành vi phạm tội hiếp dâm giết người. Bọn họ đã dùng dao ra da để quật tới. Nghe anh nói, Hoài Đan thoáng chút giật mình. Hình thức ép cung tàn độc như thế này đâu khác gì thời trung cổ. Dùng roi quật tới tấp vào phạm nhân. Đến khi nào họ chịu nhận tội thì mới thôi. Bở vai nhỏ bé của cô khẽ run, xót xa khi nghĩ tới cảnh Minh Điền đã phải cắn răng chịu cực hình, khổ ải như thế nào. Vành mắt thoáng mở sương lạnh. Em đừng nghĩ ngợi gì. Minh Điền nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, đem áp lên ngực anh. Nhiệt độ chuyển tới da non của Hoài Đan bỗng chốc trở nên nóng bừng. Nhịp tim của anh đang đập mỗi lúc càng thêm rồn rập hơn. Hơi thở bỏng rát, khẽ trờn vờn quanh cơ thể nhỏ bé của Hoài Đan, đem cô bao trọn trong lòng. Anh mỉm cười tà mị, giọng nói đã trở nên trầm hơn. Anh không đói thức ăn. Vậy anh muốn ăn gì? Hoài Đan ngẩng đầu nhìn chồng, nhanh nhẹn hỏi lại anh. Chẳng phải khi nãy Minh Điền đã trở nên sôi sùng sục đó sao? Cô còn nghe rõ được âm thanh ỏng ọc phát ra kia mà. Đôi môi lạnh lẽo của Minh Điền đột ngột áp xuống môi mỏng của Hoài Đan, nhẹ nhàng đem dùng lưỡi tách rộng, thuận lợi luồn lách vào sâu bên trong quang miệng thơm tho. Bị anh hôn đột ngột, Hoài Đan có chút rừng sốt, đành để cho anh tùy ý hôn sâu. Triển miên một lúc, cô càng thêm kinh ngạc hơn khi chốt áo đã bị bàn tay hư hỏng của anh tháo bung từ khi nào. Minh Điền cười khẽ, cụp đầu vào gáy cô, dùng lợi ẩm ướt miết nhẹ đi xương quay xanh gợi cảm. Anh muốn ăn em. Minh Điền, anh thật hư hỏng. Dưới phòng bếp, Nguyệt Thi ngồi bó gối, chán nản nhìn đống thức ăn nguội lạnh bày ra trên bàn, âm thầm thở dài. Cô ta bỏ ra gần 3 tiếng đồng hồ chỉ để nấu một bữa ăn thật ngon cho Minh Điền. Ai ngờ, đã đợi tới đầu giờ chiều, bóng dáng hai vợ chồng họ vẫn không thấy đâu. Nguyệt Thi tức giận đứng bật dậy, ném văng đôi đũa đang cầm trên tay xuống đất, hầm hầm bước vào trong phòng riêng cô ta không quan tâm, mình Điền có bị liệt hay xấu xí như thế nào đi chăng nữa. Vẫn Nguyệt Ý bất chấp tất cả để yêu anh, ai ngờ mình Điền lại có thể phụ vàng tới như vậy. Càng nghĩ, Nguyệt Hi lại càng tức giận, hận không thể trực tiếp bóp nát trái tim lạnh lẽo của người đàn ông tàn nhẫn kia. Mình Điền, em mệt rồi." Hoài Đan thở hồn hền, tay trống trên ngực anh, cặp chân thon trắng muốn quặp chặt lấy eo chồng, thở dốc kêu lên. Nhưng mà muốn sinh con, thế này vẫn chưa đủ, Hoài Đan của anh nếu em không thích, anh sẽ dừng lại ngay. Hoài Đan nhắm chặt hai mắt, tận hưởng từng khoái cảm đỉnh cao do Minh Điền truyền lại. Ấp úng một lúc lâu mới dám nói ra trọn ý. Thì, thì anh có thể kéo dài thêm. Em cho phép đấy. Lại trôi qua một ngày nữa rồi sao? Minh Điền đang ngồi dựa lưng, lên thành giường đọc báo. Nghe Hoài Đan hỏi, liền kéo gọng kính cận xuống, đưa tay xoa đầu vợ. Cô đang nằm bên cạnh anh, một vòng tay qua bụng của Minh Điền mà ôm lấy. Chân trái gác lên anh, đã ngủ được một giấc ngon lành ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngáy ngủ của vợ minh điền chỉ vì cười vui vẻ nói vợ anh ngủ chẳng khác gì mèo con say sữa bị trêu chọc hoài đan xấu hổ vo tròn lòng bàn tay đấm vào bụng anh phẳng phiu. nằm bên cạnh minh điền tâm lý của hoài đan luôn luôn ở trong trạng thái vui vẻ và dễ ngủ dạo gần đây cô không còn gặp ác mộng nhiều nữa có lẽ nào đây chính là vitamin du ngủ từ hơi chồng không nhỉ Bàn tay to lớn của Minh Điền vẫn đang vuốt ve mái tóc mượt mà phía dưới. Khi Hoài Đan ngước mắt lên nhìn anh, phát hiện ánh nhìn ôn nhu chiều mến vẫn đang ngắm cô không hề biết chán. Bỗng nhiên, Hoài Đan có điều muốn hỏi Minh Điền, nhưng thầm tâm hơi lưỡng lự chút, thành ra cô vô tình thở dài. Một người đàn ông tâm lý như Minh Điền rất nhanh chóng liền nhận ra sự biến chuyển trong tâm lý của cô, bèn ân cần cúi đầu xuống, hồn lên trán của Hoài Đan nói nhỏ: "Sao nào, em có điều gì khó nói ư?" Hoài Đan nghịch nghịch khai bên đùi anh, chô môi đáp. Em chỉ muốn hỏi anh rằng, anh lấy đâu ra bản lĩnh để có thể vượt qua khoảng thời gian tăm tối lúc trước? Ý Hoài Đan muốn nói, gặp hàng loạt những biến cố tâm lý và thân thể như vậy. Minh Điền vẫn bày ra khuôn mặt vui vẻ lạc quan, phải chăng chỉ là dấu diếm? Minh Điền khẽ cười, không muốn giấu cô thẳng thắn đáp. Ngoại trừ lúc anh sinh ra, từ khi lên 9 tuổi cho tới tận thời điểm này, anh chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt. Cả khi anh gặp tai nạn và trở nên như thế này ư? Hoài Đan nhíu mày hỏi anh, cảm thấy trong mình thật bản lĩnh nhường nào. Im lặng hồi lâu, mình điền duỗi người, nằm hẳn xuống bên cạnh Hoài Đan, đem cô ôm siết vào trong vòng tay vững chắc của mình. Anh khẽ gật đầu khẳng định, giọng nói có chút bâng khuâng. Hoài Đan, nếu một ngày nào đó em phát hiện bản thân bị lừa dối, liệu em vẫn sẽ tha thứ cho người ấy hay không? Câu hỏi này không khó, cũng là quan điểm mà Hoài Đan áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Cô rụi đầu vào hõm vai anh, nhanh nhẹn đáp. Đó sẽ là lần cuối em và đối phương nói chuyện với nhau. Ừ, vợ anh đâu phải viên ngọc dễ vỡ. Em là cục sắt đá ngàn năm rồi. Minh Điển Phì cười, dùng tay nhéo mũi hoài đan, sau đó nâng cầm cô lên, say mê cúi xuống hôn sâu. Hai tay cô vòng qua cổ anh, mắt vượng lim dim tận hưởng. Trong lúc hai người họ đang say sưa chìm đắm vào ham muốn cuồng nhiệt, ngoài cửa chợt vang lên những tiếng gõ rồn rập. Thiếu ra, thiếu phụ nhân có chuyện gấp rồi là tiếng gọi của quản gia hứa hoài đan giật thót ngựa cổ lên nhìn anh băn khoăn hỏi để em ra xem chú hứa hỏi gì nhé hôn anh một cái đã minh điền cuộn mái tóc dài của cô vào trong lòng bàn tay đem đặt lên mũi hít hà hoài đan bất lực lại vùng tay đấm vào ngực anh lần nữa sau đó chồm người hôn lên môi chồng lúc này minh điền mới thỏa mãn vui vẻ để cô rời đi quản gia hứa trở lâu sốt ruột đi đi lại lại ngoài cửa phòng Thấy Hoài Đan bước ra, ông vội vàng trình bày. Đội cảnh sát hình sự thành phố muốn tìm gặp thiếu phụ nhân. Lời nói này của ông khiến cho Hoài Đan vô cùng kinh ngạc. Cô đầu phạm phải tội gì để cảnh sát hình sự tìm tới tận nhà cơ chứ? Anh sẽ xuống cùng em. Mình điển tinh tế lên tiếng chấn nan vợ. Nhưng Hoài Đan liền lắc đầu bình tĩnh từ chối. Cô nói, cây ngày không sợ chết đứng. Bản thân trong sạch thì sợ quái gì chứ? Tại phòng khách, 5 năm nam cảnh sát ăn mặc chỉnh tề đang ngồi chờ sẵn. Trên tay họ là một tập hồ sơ điều tra và sổ ghi chép lời khai. Sang mặt ai nấy đều rất căng thẳng. Hoài đan điềm tĩnh, bắt tay chào hỏi từng người một, phong thái chuẩn mực, mang đậm bản lĩnh của một thiếu phu nhân ra giáo. Đội trưởng đội cảnh sát do Vĩnh Thủy dẫn đầu, mỉm cười mở lời trước. Xin chào thiếu phu nhân, tôi là Mai Vĩnh Thủy, đội trưởng đội hình sự, cục cảnh sát thành phố Vãn Liêu. Rất vui được gặp anh. Hoài đan rót từng chén trà ấm cho họ, dịu dàng đối đáp. Sau một hồi hỏi thăm trò chuyện, Vĩnh Thụy đẩy tới trước mặt Hoài Đan một tập hồ sơ vụ án, ra hiệu mở xem. Ngay khi lật dở những trang đầu tiên, nụ cười trên môi của Hoài Đan dần trở nên lạnh lẽo. Bên trong là hồ sơ vụ án giết người xảy ra tại một tòa soạn báo nhỏ. Nạn nhân là Chu Thành, 49 tuổi, giám đốc tòa báo Di Mờ. Hai ngày vừa qua, nhân viên trong tòa soạn đều được nghỉ lễ. Sáng sớm hôm nay, khi họ quay trở lại tòa soạn làm việc, liền phát hiện ra giám đốc Chu Thành đã treo cổ lủng lẳng chính giữa trần nhà, thỏng lọng siết chặt cứng cổ họng, hai mắt mở trừng trừng, toàn thân ông ta đã tím tái cứng ngắc, trông vô cùng quỷ dị. Cảnh sát hình sự nhanh chóng có mặt, chờ sau khi khám xét toàn bộ hiện trường, Vĩnh Thủy liền phát hiện ra nằm trong góc bàn tương đối khuất, xuất hiện một chiếc kẹp tóc còn mới. Khi được hỏi, toàn bộ các nữ nhân viên đều lắc đầu khẳng định chắc chắn rằng vật chứng này không phải của họ. Vĩnh Thủy đã đem kẹp tóc về truy vết. Sau khi có kết quả, ngân hàng lấy mẫu vân tay trả về mẫu vân tay khác trùng khớp, ghi rõ họ tên Hoài Đan cùng toàn bộ hồ sơ lai lịch. Hoài Đan kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp tóc cũ của mình, đầu óc liên tục luận động suy nghĩ. Cô chợt nhớ, phải chăng là S đã lấy cắp đem đi? Vĩnh Thủy lấy ra thêm một tờ thông báo và đọc lên, sau đó nói rằng anh phải đưa Hoài Đan về phòng hình sự điều tra cho rõ. Minh Điền ngồi trên xe lăn, lo lắng hỏi. Vợ tôi luôn ở nhà chăm chồng, nhất định không phải là hung thủ gây ra vụ án. Xin các anh xem xét thật kỹ. Hoài Đan nắm tay Minh Điền, cẩn thận dặn dò anh. Ây ra, anh không cần phải lo lắng. Em tin anh Vĩnh Thủy sẽ điều tra và làm rõ chuyện này rất nhanh. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Hoài Đan ngồi lên xe cảnh sát. Sắc mặt của Minh Điền trùng hẳn xuống, lập tức đẩy xe đi vào phía trong phòng làm việc riêng. Sở cảnh sát nằm cách đây không xa. Khi Hoài Đan tới nơi, hầu hết những người có mặt ở đây đều đang bận rộn làm việc. Vĩnh Thủy dẫn cô ngồi vào trong phòng thẩm vấn. Bên cạnh còn có hai người cảnh sát lấy lời khai. Họ và tên. Viên cảnh sát trẻ nhớn mày hỏi cô, thái độ không mấy thiện cảm cho lắm. Hoài Đan bình tĩnh, hít sâu một hơi, sành giọt nói từng chữ. Hoài Đan, 19 tuổi. Người cảnh sát còn lại cắm cối ghi chép, thỉnh thoảng ngừng đầu lên, quan sát cô từ trên xuống dưới. Sau khi hỏi qua về hoàn cảnh gia đình của cô, cảnh sát trẻ đặt bút xuống. Đan hai bàn tay chai sạn vào nhau, ngân cao giọng hỏi cô và chu thành có quan hệ gì vì sao chiếc kẹp tóc của cô lại xuất hiện ở hiện trường xảy ra vụ án phải chăng cô với ông ta là tình nhân bí mật anh vừa nói cái gì hoài đan nhìn xoáy sâu vào anh ta hử lạnh hỏi vặn lại câu nói cuối cùng mà viên cảnh sát này thốt ra chẳng khác gì đang xúc phạm tới danh dự của cô hoài đan nắm chặt hai tay và lạnh lùm đáp thứ nhất tôi hoàn toàn không biết chu thành là ai thứ hai kẹp tóc này tôi đã bỏ không dùng cách đây hai tháng rưỡi Thứ ba là tôi đã có chồng. Chồng tôi là một người đàn ông hoàn hảo và giữ giả kinh tế để chăm tôi cả đời. Vậy xin hỏi anh cảnh sát. Tìm được người chồng mẫu mực cưng chiều vợ như thế. Tôi ngu gì, cặp bộ với kẻ khác khi ông ta chỉ kém cha tôi đúng ba tuổi. Cảnh sát trẻ tên Tạ Hà, sau khi bị hoài đan nghiêm túc chấn trình lại lời nói, da mặt có chút ửng đỏ. Anh ta hắng giọng nói lẳng sang chuyện khác. Nhưng tôi đang hỏi cô, vì sao chiếc cặp của cô lại xuất hiện tại hiện trường vụ án cơ mà? Hoài Đan tựa lưng ra sau ghế, nhéo mắt, nhìn anh ta bằng thái độ ngạc nhiên. Cảnh sát tạ mới bước vào ngành trên dưới 3 năm phải không? Tạ hà hà hốc miệng nhìn Hoài Đan, cảnh giác gật đầu. Chờ anh ta xác nhận, Hoài Đan lúc này mới tiếp tục bình thản nói. Trách nhiệm của các anh là điều tra làm rõ vì sao kẹp tóc tôi đã bỏ đi lại nằm ở đây. Còn trách nhiệm của tôi chỉ là khai toàn bộ những gì tôi biết để cung cấp thêm chứng cứ cho các anh. Bây giờ, anh hỏi tôi về nguồn gốc xuất hiện của nó, Tôi làm sao mà biết được? Sắc mặt của tạ hà quả thực không ổn. Cô gái này còn nhỏ tuổi, nhưng miệng lưỡi sắc bén vô cùng. Mỗi một câu hỏi đan thốt ra đều giống hệt gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của tạ hà. Vĩnh Thụy đang ngồi quan sát qua hệ thống camera, chán nản nhìn sang đồng nghiệp chép miệng. Cấp dưới do cậu đào tạo thật khiến tôi mất mặt. Bị một cô nhóc 19 tuổi hỏi vặn lại, tâm lý lập tức bất ổn. Nhìn anh ta đâu khác gì tội phạm. Phòng thẩm vấn trầm hẳn xuống, tạ hà xấu hổ đỏ mặt tía tay, chỉ muốn tìm một cái lỗ sâu mà chui xuống. Rốt cuộc, Vĩnh Thủy vẫn phải ra mặt, thay anh ta hỏi thêm một vài điều nữa. Sau khi chắc chắn, Hoài Đan có bằng chứng ngoại phạm thuyết phục trong thời điểm xảy ra vụ án, Vĩnh Thủy lập tức ra lệnh thả cô ra. Trước khi rời đi, Vĩnh Thủy còn cẩn thận nhắc nhở. Nếu có thông tin gì mới, hy vọng cô sẽ hợp tác với chúng tôi. Chị e, có kẻ nào đó ngấm ngầm, đứng giữa, hòng độ tội cho cô. Hoài Đan hiểu được lòng tốt của Vĩnh Thụy, mỉm cười cảm ơn nói. Tất nhiên rồi, tôi chắc chắn sẽ hợp tác điều tra thật tốt với các anh. Chờ sau khi rời khỏi sở cảnh sát, Hoài Đan lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng mọi chuyện thật kỳ lạ. Nếu S lấy trộm kẹp tóc của cô, vậy thì trên đó cũng phải có dấu vân tay của anh. Sở dĩ Hoài Đan cho rằng S là người lấy cắp. Là vì trong buổi tối Minh Điển đi vắng lúc trước, S đã lén lút tới phòng ngủ của cô. Khi hai người họ xảy ra tranh chấp, S bột miệng nói rằng Em rất thích dùng kẹp tóc hình con bướm nhỉ? Đúng là trẻ con. Đồng hồ điểm 5 giờ chiều, thời gian hoài đan ở phòng cảnh sát cũng khá lâu. Vì đi vội nên cô không mang theo giấy tờ tùy thân và tiền, đành bất lực đứng bên đường gọi về cho Minh Điền. Biết hoài đan đã ra khỏi đồn cảnh sát an toàn, Minh Điền mới thở phào an tâm. Anh vội vàng lên tiếng trấn an cô. Em chịu khó đứng ở đó chờ thêm một lát. Anh đã cho người tới đón. Không được đi đâu xa ngoài phạm vi đồn cảnh sát đấy nhé. Vâng ạ. Hoài đan dịu dàng đáp. Minh Điền luôn luôn cẩn thận như vậy. Anh lo cho cô từng ly từng tí, đâu khác gì cha mẹ chăm con. Nghĩ lại khoảng thời gian có một sống hai chết, phản đối của hôn nhân này, Hoài Đan lại càng thêm buồn cười. Sau khoảng 20 phút chờ đợi, vệ sĩ do Minh Điền cử đến cũng đã tới nơi. Anh ta chú đáo, mở cửa xe cho Hoài Đan, nhà cố thắt dây an toàn. Hoài Đan chống tay lên cầm, nghiêng đầu nhìn qua cửa kính, nhàn nhã, ngắm nghía phố xá ồn ào náo động. Lại trột dạ, nhớ về khoảng thời gian chưa lấy chồng, vô lo vô nghĩ, an yên biết nhường nào. Vì mải mê ngắm nghía xung quanh Mãi lúc sau Hoài Đan mới phát hiện ra đường về nhà hôm nay Có chút không đúng Gã vệ sĩ lái xe với tốc độ rất nhanh Liên tục luồn lách vào các cung đường ít người qua lại Sự cảm chẳng lành Lập tức chạy dài tới trên đỉnh não của Hoài Đan Cô lén lút rút điện thoại Toàn bấm số Minh Điền gọi ứng cứu Thì xe đột ngột phanh gấp Cả người cô đập mạnh về phía trước May mắn cô thắt dây an toàn Nên không xảy ra thương tích gì Chỉ có chiếc điện thoại rôi xẻo Bắn văng ra sàn xe pin và vỏ điện thoại vương mỗi thứ mỗi nơi. Gã vệ sĩ tháo dây an toàn, trông người về phía của Hoài Đan. Hai bàn tay to béo rắn chắc như gọng kìm, tóm chặt mái tóc dài của cô. Khủng hắn đè một chiếc khăn mỏng lên mũi của Hoài Đan. Hoài Đan cật lực phản kháng, nhưng sức cô không chống lại được gã. Nhanh sau đó, liền rơi vào trạng thái hôn mê. Gã vệ sĩ nhặt điện thoại của cô, ném vào bụi cây ven đường, rổ gã phóng vụt theo hướng ngoài ô. Điểm đến mà hắn đưa Hoài Đan tới nằm cách thành phố hơn 2 tiếng đồng hồ. Một nhà máy sản xuất đồ chơi bị bỏ hoang. Xung quanh tràn ngập rác thải và cây cỏ mọc cao quá đầu người. Hoài Đan bị hắn vác trên vai, nện những bước chân nặng nề vào phía trong nhà máy. Có khoảng 10 gã đàn ông to cao đã trầu trực sẵn. Khuôn mặt kẻ nào người nấy đều rất bậm trợn, nhàn nhã, phì phèo thuốc lá, khói bay mù mịt. Làm tốt lắm, anh bạn. Một giọng nói trầm đục từ gian nhà sau vang lên. Người bước ra là chỉ vĩ, Bên cạnh hắn có xuất hiện thêm một người con gái lẳng lơ, ăn mặc gợi cảm khác. Nhìn Hoài Đan nằm gục trên nền đất cáo bẩn, chị vĩ càng thêm ghét bỏ. Người đàn bà này dám chơi xỏ anh ta, khiến cho anh ta mất mặt trước đám người làm của cố ra, thật tức chết đi mà. Chị vĩ có chân đạp vào người Hoài Đan mấy cái, thầy cô vẫn nằm im không nhúc nhích mới ngừng lại. Anh ta chỉ vào dây xích treo trên trần nhà, hả hê, sai khiến đám đàn em. Chói hai tay con ả này lên, Chờ thằng cha tàn phế kia tới Cho vợ chồng chúng nó đoàn tụ cũng chưa muộn Chúng trói tay Hoài Đan bằng xích sắt trong tư thế đứng Làm hai bên cổ tay của cô đỏ ửng cả lên Nhưng Hoài Đan vẫn gục đầu chưa tình Mái tóc dài rũ xuống Che gần hết nửa khuôn mặt Chỉ vĩ quay sang nhìn gã vệ sĩ Thắc mắc hỏi Mày cho nó hít quá liều à Gã gãi tai cười trừ nói Thì để vòng nó la hết Em chỉ tẩm thêm hai phần thuốc vào khát nữa thôi Chỉ bị gật đầu ném cho gã một bọc tiền thủ lao lớn, sung sướng ôm eo người tình, quay lưng bước vào trong gian khác mây mưa. Dân nhanh sau đó, những âm thanh giao thoa ái ố vang lên rõ ràng, lọt vào tai của đám đàn em không sót một chữ. "Để con nhỏ này ở đây, anh em mình ra kia nhậu." Một gã đề nghị, ý kiến lập tức được tán thành. Sau khi chúng đi khỏi, Hoài đang từ từ mở mắt, lạnh lùng nhìn xoáy sâu vào mọi cảnh quan bày ra trước mắt. Cô đoán không sai, kẻ đầu sỏ lên kế hoạch bắt cô chính là chỉ vĩ hắn ta căm hận cô về vụ xô sát xảy ra khi trước quyết không chịu bỏ qua cho cô và minh điền lần này thực chất hoài đan đã tỉnh lại lâu rồi cô giả vờ vẫn còn hôn mê hỏng nghe trộm xem đám người này định giờ cho gì với mình xem ra chị vĩ còn muốn dụ minh điền đến nữa anh ta đường đường là một luật sư có tiếng vậy mà lòng dạ độc ác chẳng khác gì sói đói nguyệt thi em gái của chị vĩ tâm tính mưu mô xảo biện quả là trời sinh tính cách không khác nhau là mấy. Hoài Đan nhẹ nhàng di chuyển hai chân, phòng tránh xảy ra tiếng động quá to, làm cho đám người bên ngoài chú ý. Chúng đang cùng nhau hò hết chúc tụng, còn chị Vĩ với ả nhân tình thì mải mê chơi trò kích thích. Suy cho cùng, Hoài Đan muốn thoát khỏi đây, ắt phải dựa vào bộ não này mà thôi. Beng, trong phòng khách, âm thanh vỡ tan của gốm sứ vang lên rõ một một, khiến cho người giúp việc đứng gần đó giật mình kinh hãi, sợ sệt, nói không nên lời. Chưa khi nào, họ trông thấy thiếu gia của mình lại tức giận tới như thế này, gần xanh nổi dọc trên cánh tay anh, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào các mảnh vợ tan nát. anh vừa nhận được tin hoài đan vợ yếu của anh đã mất tích, chết tiệt, rốt cuộc kẻ nào dám gây ra việc này? Thiệu đình vệ sĩ phụ trách riêng của Minh Điền thông thạo súng trường và võ thuật, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện ngắm bắn từ xa, liền gấp rút trở về cố gia để hỗ trợ Minh Điền. ngày Minh Điền tức giận gằn giọng nói, Thiệu đình lập tức bước lên trần an. Thiếu phụ nhân phúc khí mệnh lớn, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Thiệu đình tức khắc cho người tìm kiếm tung tích thiếu phụ nhân. Minh Điền gật nhẹ đầu, không quên dặn dò thêm. Kẻ giở trò chắc chắn đã mang uất hận rất lớn với vợ chồng tôi. Cậu nên quanh vùng đối tượng, như vậy sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn nhiều. Thiệu Đình nghe lời, xoay người bước đi, còn lại một mình ruột gắn Minh Điền nóng gian như đang bị hàng ngàn, hàng vạn ngọn lửa thiêu cháy. Anh đẩy xe lăn tới bên cạnh cửa sổ, chiếc rèm nhung màu tím bay phần vật trong gió đập cả vào mặt của minh điền nếu hoài đan xảy ra chuyện gì anh chắc chắn sẽ không tha cho hắn hai bàn tay hoài đan bị xích sắt cuốn chặt cô đánh liều cử động thử phát hiện các đồ ngón tay xuất hiện hiện tượng tay buốt đôi chân cô sắp không thể trụ vững được nữa chỉ e trong chưa đầy 5 phút cô chắc chắn sẽ bị gục ngã vì kiệt sức cô thử cử động bàn chân dùng gót chân phải giữ chặt đế giày bên trái sau đó từ từ rút chân trái ra bên ngoài Sợ dĩ cô tháo bỏ một bên giày là bởi vì cô đã ngấm ngầm trông thấy. Dưới mặt đất xuất hiện một đoạn dây thép đã hoan gì. Hoài Đan thường xem phim nước ngoài, thấy tội phạm vượt ngục đều sử dụng chiêu trò mở khóa bằng cách dùng vật thể phù hợp để kích hoạt lộ khóa. Do vậy, cô đánh liều thử một phen, biết đâu thành công hơn mong đợi. Nghĩ là làm, Hoài Đan không chần chừ nữa, nhích chân trái về hướng đoạn dây thép. Nhưng cô chỉ cử động một chút, cổng xích chân tay đã kêu lên leng keng, làm cho hoài đan giật thót. Cô nín thở chờ đợi, âm thầm lắng nghe thật kỹ mọi động tích bên ngoài. May thay, đám người bắt cóc hoài đan không để ý, cô an toàn thoát được một mạng. Hoài đan thở vào, càn giang tiếp tục kiên nhẫn di chuyển từng ngón chân. Mỗi một lần cô nhích được chút ít, trái tim mỏng manh, gần như sắp nhảy vọt ra bên ngoài. Mồ hôi lạnh túa ra, ướt đầm cổ áo hoài đan. Nhưng tuyệt nhiên, cô không hề sợ hãi trước cái chết một chút nào cả. Trong suy nghĩ của hoài đan lúc bấy giờ, chỉ cần an toàn thoát ra khỏi nơi này, quay trở về bên cạnh anh là điều may mắn nhất. Nguyệt Thi rẻ rặt, đem lên phòng nghỉ của Minh Điền một ly cà phê vừa pha. Nhìn anh lo lắng, bất an đến mức nhìn ăn như thế. Nguyệt Thi cảm thấy vô cùng thương xót. Anh nên ăn chút gì đi, chị dâu chắc chắn sẽ bình an trở về mà. Minh Điền không nhìn Nguyệt Thi, lặng lẽ thở dài. Người thấy mùi thơm cà phê bay nồng nàn, anh thuận tay nhấc lên, uống một hơi cạn sạch. Cà phê làm đầu óc tỉnh táo, Ít nhiều sẽ kéo dài hoạt động của não bộ để Minh Điền đủ sức thức đêm chờ đợi tin tức của Hoài Đan. Nguyệt Thi cũng không nán lại thêm lâu. Tự động cầm lấy ly cà phê đã cạn, mỉm cười dịu dàng bước ra bên ngoài. Đây là lần đầu tiên Minh Điền không từ chối Nguyệt Thi. Quả thật khiến cô sung sướng và hào hứng hơn hẳn. Hoài Đan thở hồn hển, thời gian thật chỉ tốn tầm 10 phút. Thế mà cô cứ ngỡ đã trôi qua vài chục năm. Chỉ tới khi đầu ngón chân thành công cầm được đoạn dây thép. Lúc này cô mới buông ra tiếng thở vào nhẹ nhõm. Vì bị trói trong tư thế đứng, Hoài Đan đành phải co chân trái lên cao, để chân phải làm điểm trụ cho cả cơ thể. Sau đó, cô cúi đầu ngoạm lấy đoạn dây thép, vừa hay chiều dài của nó cũng đủ để chạm tới bàn tay của Hoài Đan. Ngay khi cầm trọn đoạn thép trong tay, khóe môi Hoài Đan chậm chậm cong lên, xích sắt chỉ được chốt lại bằng ổ khóa nhỏ. Đây chính là sơ hở mà đám chỉ vĩ không thể lường trước. Ở một gian phòng khác, chỉ vĩ đang ngồi xem điện thoại, đắc ý mở miệng cười khành khạch. Vì đây là nơi bỏ hoang nên không bố trí camera theo dõi. Hơn nữa, chỉ vĩ tự tin cho rằng Hoài Đan là vận con gái chân yếu tay mềm, cóc ghẻ, sau đòi đấu lại được hùm cọp. Hắn ta đâu ngờ, chính sĩ chủ quan này đã khiến chỉ vĩ suýt chết tươi một mạng. Trong khi, chỉ vĩ đang hả hê chìm đắm vào mối suy nghĩ thô thiện của mình. Phía sau lưng anh ta, chợt vang lên một đoạn âm thanh rột roạt. Nghĩ là chuột hoang, chỉ vĩ chỉ bực bội lên giọng quát. Mẹ cha cái đám chuột chũi này, máu cút xéo ngay. Nhưng âm thanh càng ngày càng rõ rệt hơn, cảm giác như phía sau lưng anh ta đang tồn tại một kẻ khác. Ngoài chỉ vĩ, chỉ vĩ trột dạ quay người lại nhìn, lập tức bị một viên gạch từ đâu đập tới, làm cho anh ta đau đớn ngã văng ra đất. Sống mũi chỉ vĩ nhanh chóng chuyển tới cảm giác nhói buốt Màu tươi tuôn ra như xối. Khi hắn ta run run chạm tay vào, phần xương sống mũi lạo xạo đã bị vỡ thành hai mảnh. Chỉ vĩ rin rỉ kêu cứu, nhưng cảm giác khó thở càng lúc càng trở nên khủng khiếp hơn. Hắn ta há hốc miệng, hớp lấy hớp để oxy, mặt mũi tái xanh, lồm cồm bò dậy. Hoài Đan đứng đối diện Chỉ Vĩ, dùng mạo vẫn đẹp dạng dỡ, nhưng trong đôi mắt ngọc sớm đã bùng lên ngàn tia lửa giận. Cổ có chân thụi thật mạnh vào bụng của hắn ta, gằn giọng trời mắng. Đường Đường là một luật sư có tiếng, vậy mà anh dám làm ra loại chuyện này. Nếu tôi không tỉnh lại sớm, anh dự sẽ làm gì vợ chồng tôi hả? Bọn bay đâu, mau bắt lấy nó. Đám đàn em của Chỉ Vĩ đã rủ nhau ra phía sau nhà tán tỉnh bồ nhí của anh ta, hoàn toàn không hề hay biết tới cuộc ẩu đả đang diễn ra. Chỉ Vĩ tuy bị thương nhưng vẫn rất to khỏe, cố gắng nén đau thừa cơ trục lấy viên gạch rơi trên đất, lao về hướng của Hoài Đan đập xuống. Cô xoay người né tránh nhưng vẫn chậm một nhịp, phần lưng thon nhỏ bị đập mạnh, dù đau nhưng Hoài Đan vẫn phản xạ khá tốt, thành công tránh gọn sang một bên chỉ vĩ điên tiết gào lớn tiếp tục bổ nhào về phía của hoài đan lần nữa đám đàn em cũng đã phát giác được điều khả nghi lập tức quay trở về xem xét khi hắn ta điên cuồng lao tới hoài đan cúi người tóm lấy mảnh gỗ nằm lăn lóc trên sàn vùng tay vàng thật mạnh vào mặt anh ta chỉ vĩ có hai tay che chắn trước mặt nên may mắn tránh được đòn tấn công tuy nhiên hắn ta đã bị chọc giận tới mức khủng khiếp một lòng chỉ muốn giết chết hoài đan ngay lập tức à đàn bà khốn kiếp mày chết quách đi Hoài Đan bị chỉ vị tóm được, dùng tay bóp chặt cứng cổ cô, để ép Hoài Đan nằm gục dưới sàn nhà. Cô khó thở dãy ruột liên tục, dùng sức cào cấu vào bàn tay thô cứng của gã luật sư kia. Nhưng chỉ vị càng bóp cổ cô thì cô lại càng ra sức giết sâu hơn. Cổ họng của Hoài Đan tắc nghẹn, giác mát thoáng đỏ hừng. Chỉ vị vùng tay tắt thật mạnh vào mặt cô, nhổ nước bọt trời tiếp. Đợi mày chết, tao sẽ hành hạ thằng chồng bại liệt của mày ra bã. Một khi động tới lòng tự trọng của chị Vĩ này, chúng mày át phải trả giá. Chết tiệt, chị Vĩ càng lúc càng thêm hung hăng, từng nếp nhăn trên cơ mặt méo mó của hắn ta bắt đầu trở nên đỏ quạch. Một phần vì quá tức giận, phần còn lại vì đã bị chọc tới lòng tự ái cao ngạo. Đường đường là luật sư có tiếng trong thành phố, chị Vĩ đã từng bảo vệ lợi ích thành công cho rất nhiều thân chủ. Vậy mà anh ta lại bị vợ chồng của Minh Điền coi thường, thật tức chết mà. Hoài đan hé miệng, hít chốt không khí để duy trì hô hấp. Sau đó, nhân khi chỉ Vĩ đang hăng máu chửi rủa cô và Minh Điền không tiếc lời. Hoài Đan đã vươn tay về phía mặt của chỉ vĩ, lạnh lùng, cào vài đường thật sắc vào khuôn mặt độc địa đang dính vết máu kia. Móng tay cô khá sắc, khi dùng lực lại càng phát huy công dụng, trực tiếp làm sách mặt của chỉ vĩ. Quả nhiên, hắn ta bị đau đớn, lập tức co tay lại, ôm mặt kêu xé lên. Từ lúc cổ họng được giải thoát, Hoài Đan đã có người bật dậy, thành công bỏ chạy. Trước khi rời đi, cô còn nhanh tay trộm lấy một túi tài liệu mà chỉ vĩ để trên bàn. Nếu Hoài Đoan đoán không nhầm, trong số tài liệu này chắc chắn có lưu giữ một vài chứng cứ đen tối mà chỉ vĩ đã sử dụng trong suốt nhiều năm để bịt mắt thiên hạ kia. Vừa lúc đó, đám đàn em của chị Vĩ cũng chạy kịp tới nơi, chứng kiến chủ nhân máu tươi chảy đầy mặt, ôm má quẩn quại trong tiếng hét đau đớn. Bọn chúng giật mình hoảng hốt, nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh. Diệu Vũ, Gã vệ sĩ phản trụ của nhà họ cố méo sạch mặt mày, ấp úng lên tiếng chỉ đạo. Hai cậu ở lại đây hỗ trợ anh chị. Còn lại, toàn bộ đi theo tôi. Vì gấp gáp, Hoài Đan không đi giày để mặc chân trần bỏ chạy trối chân. Cô không có chìa khóa xe của đám chỉ vĩ, đành đánh liều dốc và ra sức chạy thật nhanh ra bên ngoài. Con đường nhỏ hẹp, xung quanh thưa vắng bóng người, không có vị trí thích hợp nào để Hoài Đan ẩn nấp. Sức lực của cô sau lần vật lộn với chỉ vĩ cũng đã giảm sút đi nhiều mồ hôi thấm ướt lưng hoài đan. Hơi thở của cô càng lúc càng thêm gấp gáp. Lòng bàn chân đau sát vì chạy trên sỏi đá, làm cho cô chỉ muốn gục ngã. Cô cắn chặt răng, nhíu mày nhìn thẳng về phía trước. Cô già đang đợi cô ở phía trước, đâu có việc gì phải kinh sợ. Kia rồi, bắn chết à đi. Sau lưng cô, bỗng vang lên một giọng nói thê thé, Đám thuộc hạ của chỉ vị đã đuổi đến nơi. Dương súng nhắm hướng hoài đan toan nổ tới. Trong lúc, cô không biết nên làm gì, chỉ não đột nhiên mường tượng ra những cảnh chết chóc thê lương bỗng một bóng đen cao lớn từ đâu phóng vụt ra ôm choàng hoài đan xoay người nhảy vào phía trong thành công tránh đạn cả khuôn mặt xinh đẹp của cô áp vào lồng ngực anh đem theo mùi hương hồng trà dịu ngọt đặc trưng của s anh mặc áo khoác đen dài tới đầu đổ gối đội chiếc mũ phớt quen thuộc khẩu trang che gần hết khuôn mặt tuấn kiệt thường ngày hoài đan chỉ có thể mơ hồ trông thấy đôi mắt sâu sắc lạnh đang nhìn xuống phía dưới cô còn người lấp lánh, thoáng phủ một dài chiều mến. Bản thân của cô theo phản xạ chật mềm nhũn, dựa người vào ngực anh đầy ỉ lại. Khi ở bên cạnh S, Hoài Đan luôn cảm thấy cực kỳ an toàn. Cô rất ghét thứ cảm giác và suy nghĩ này, bởi nó chẳng khác gì phản bội lại Minh Điền cả. S vuốt nhẹ sống lưng thon thả của cô, bình tĩnh chấn an. Không sao đâu, điều chỉnh lại hơi thở của em đi. Hoài Đan gật đầu nghe theo, lập tức hít vào thở ra, tự làm lồng ngực quay trở về trạng thái bình tĩnh lúc đầu. S quay phát người lại, không hề bỏ chạy mà tung người lên phía trước tấn công đám Diệu Vũ. Diệu Vũ hung hăng, giơ súng bắn về phía S. Nhưng S đã nhanh tay hơn, số từ trong túi áo hai khẩu súng ngắn, mỗi tay cầm một chiếc, đồng loạt bóp cỏ bắn tới. Đoang, đoang, đoang. Bà tiếng súng inh tai nổ lên ẩm ý. Diệu Vũ trúng đạn vào bắp tay, đau đớn đổ gục xuống đất kêu thét. Hai viên đạn còn lại, ghim trúng đàn em của hắn. Máu tươi thay nhau bắn ra ướt đẫm tuy không nhằm vào vị trí chính mạng, nhưng chí ít cũng khiến chúng trọng thương. S nhách môi cười khẩy, sau đó chạy ngược lại về phía của Hoài Đan, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô mà kéo đi. Mặc dù Diệu Vũ đã bị thương, nhưng bản tính hiếu chiến của hắn không cho phép để hai người họ thoát thân một cách may mắn tới như vậy. Hắn ta run run rút điện thoại gọi cứu trợ, ánh mắt độc ác cưng ngực lửa hận ngút trời. Hoài Đan thấm mệt, lại thêm trời tối không nhìn rõ đường, mấy lần vấp ngã, chở sau khi chạy được một đoạn ca xa. Lúc này, S mới giảm tốc độ lại, cuối cùng dừng hẳn. Trong bóng tối nhạt nhòa, Hoài Đan nghe rõ được tiếng thở hồng hộc của anh. Lại thêm một lần nữa, S ta tay cứu cô thoát khỏi vòng nguy hiểm. Tuy vậy, anh cũng lại tự mình đeo thêm tội danh khác. Dù là phòng vệ chính đáng, nhưng pháp luật vẫn sẽ quy kết thêm cho anh mà thôi. Anh, cảm ơn anh. Hoài Đan ngại ngùng lên tiếng, và tan không khí ngượng nghịu giữa hai người họ. Tiếng cười khẽ khẽ của S vang lên Tiếp tục dở giọng trêu chọc cô Hôm nay đã biết cảm ơn cơ à Đến lúc này Anh vẫn còn tâm trí trêu đùa hay sao Hoài Đan lập tức phản biện Sau đó đột nhiên bật cười Hai người họ cứ như nước với lửa Chỉ nói chuyện nghiêm túc được vài câu Liền quay ra mắng nhau Nói khái đối phương không biết chán Ngừng một lúc S tiếp tục bổ sung thêm Trời muộn rồi Chúng ta không thể đi tiếp được Hơn nữa đám giỏi kia sẽ chẳng dễ mà bỏ qua chị bằng hãy tạm thời vào đây ở lại vừa nói s vừa chỉ tay vào một căn nhà đối diện lúc này hoài đan mới để ý đây là một nhà nghỉ bình dân cô vội vàng xua tay lắc đầu phản đối không được tôi đâu thể tùy tiện vào nhà nghỉ với người lạ để ai trông thấy sẽ không hay s đứng thẳng lưng nghiêm giọng thuyết phục thứ nhất điện thoại của cô đã mất đâu thể gọi cho người nhà tới cứu ngay thứ hai xe của tôi đỗ ở khá xa vì không muốn đánh động tới đám chó săn rình rập Trời đã tối, bọn người bắt cóc cô cũng sắp đuổi kịp. Chỉ bằng vào trong kia, tôi sạc lại điện thoại sau đó gọi người cứu cô. Mất vài phút suy nghĩ, Hoài Đan cũng đành thở dài đồng ý. Cả cô và anh đều đã kiệt sức. Nếu cố tình chạy tiếp, chị e không sớm thì muộn đều bị bắt lại. Chủ nhà nghỉ là một người phụ nữ đứng tuổi. Sau khi nhìn danh sách phòng đã kín, bà đành ngập ngừng lên tiếng. Chúng tôi không còn đủ hai phòng, chỉ còn một phòng duy nhất ở tầng ba. Hai người sẽ thuê chứ. Vốn dĩ, Hoài Đan gọi hai phòng riêng, nhưng nhà nghỉ đã hết sạch phòng Nên họ đành phải làm liều Hơn nữa Hoài Đan cũng tin rằng S chắc chắn sẽ không dở trò với cô Phòng ngủ không lớn Nhưng tương đối sạch sẽ Cửa vừa được mở Mùi thơm hoa hồng đã vương vấn sọc vào cánh mũi Sau khi tắm rửa qua loa sạch sẽ Hoài Đan ngồi lặng lẽ bên cạnh cửa sổ Cẩn thận quan sát ở phía dưới S cũng đã tắm xong Cả người còn ướt mái tóc rũ xuống trên khuôn mặt đẹp trai lại càng khiến cho anh thêm ba phần đào hoa lãng tử trông thấy những cơ múi săn chắc vạm vỡ ẩn hiện sau chiếc áo choàng tắm mỏng manh. Hoài Đan không dám nhìn lâu, vội vàng cụp mắt quay đi hướng khác. Ôm cũng ôm rồi, hồn cũng đã hôn rồi, vậy em còn ngại ngùng cái gì nữa? S dùng khăn tắm lau qua mái tóc ướt, thản nhiên cất giọng trêu chọc. Hoài Đan không vui, nhăn mặt phản đối. Tôi đã có chồng, anh đừng trêu đùa quá trớn như vậy. Bởi vì Hoài Đan cảm thấy vô cùng có lỗi với Minh Điền, nếu để anh biết được mối quan hệ đáng nghi giữa cô và S, liệu rằng phản ứng của anh sẽ tệ như thế nào đây? Tách! Công tắc điện đột nhiên bị ngắt. Căn phòng, chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ chiếu soi. Anh làm gì vậy? Hoài Đan giật mình kêu lên, để phòng, ngồi thu lại vào một góc nhỏ. Thái độ sợ hãi của cô khiến cho S vô cùng buồn cười, lắc đầu ngao ngán đáp. Bé cái miệng nhỏ của em lại đi, nếu không muốn đánh động tới đám người kia căn phòng lại trở nên im ắng cả hai người họ ngồi đối lưng vào nhau lặng lẽ theo đuổi những suy nghĩ vô cùng phức tạp thỉnh thịch thỉnh thịch bỗng dưng nhịp tim trên cơ thể s chập trở nên đập một cách rất rồn rập anh đưa tay đặt trước ngực cảm thấy tốc độ trái tim đang ngày càng thêm nhanh một dự cảm bất an chợt xuất hiện ngay lập tức nhiệt độ cơ thể của anh bắt đầu trở nên nóng gian sự khó chịu chạy dọc từng kẽ ngón chân lên tới đỉnh đầu làm cho s trột dạ giật mình kêu khẽ. Chết tiệt! Anh nắm chặt hai lòng bàn tay, lầu bầu trời thề, cơ thể căng cứng vặn vẹo vô cùng bức bối. Phía dưới hạ thân, một dòng máu nóng bỏng rực cháy, bắt đầu được hình thành, khao khát dục vọng mãnh liệt ngày một lớn. Sau một thoáng tìm ra nguyên nhân, khuôn mặt tuấn kiệt của S trở nên tối sầm lại. Anh bị hạ thuốc, hơn nữa rất có thể là thuốc liều cao, gấp 2 gấp 3 nhu cầu sinh lý bình thường của con người. Cơ thể của anh bắt đầu bị đổ mồ hôi lạnh, hồ gấp gấp rút trở nên vô cùng khó khăn anh chỉ muốn phóng thích bản thân nếu không cơ thể anh sẽ chết mất mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người của hoài đan sống hệt như quả bom hẹn giờ chỉ cần tăng liều thêm chút nữa chắc chắn sẽ khiến cho s bùng nổ anh không muốn làm tổn thương hoài đan vội vàng đạp cửa nhà tắm bật vòi nước lạnh xả vào người để lấy lại bình tĩnh thế nhưng điều này càng phản tác dụng màu nóng ẩn sâu trong cơ thể anh bị đánh thức khuấy đảo toàn bộ lý trí nước lạnh cũng không thể khiến dục vọng chiếm hữu trong người anh giảm đi phần nào vì vậy s đành bất lực quay trở ra bên ngoài điên cuồng tìm dao hỏng cứa vào tay dùng sự đau đớn để kìm hãm lại ham muốn chết tiệt kia hoài đan cũng đã nhận ra phản ứng khác thường của anh ngơ ngác lên tiếng hỏi thử có chuyện gì xảy ra với anh sao s im lặng không nói cầm lấy con dao phòng thân luôn đem theo bên người lạnh lùng chứa vào lòng bàn tay lưỡi dao bén ngọt nhanh chóng tách đôi lớp da mỏng manh, mũi máu tanh nồng sộc thẳng vào trong cánh mũi của S. Cô há hốc miệng nhìn anh chằm chằm, kinh hãi không thốt nên lời. Cô ngồi bật dậy, chạy tới bên cạnh S, ấp úng hỏi anh. Sao vậy? Sao anh lại tự làm bản thân bị thương? Đầu óc anh có vấn đề à? Đừng đến gần tôi. S điên cuồng thét lên, đẩy hoài đan sang hướng khác, bỏ đầu, ở góc, rên gì. Ngay cả khi anh đã tự cứa tay làm đau mình, nhưng hàm muốn vẫn trỗi dậy ngày một lớn. S không thể bình tĩnh được nữa lý trí sắp bị dục vọng cuồng bạo chiếm hữu ngay lúc này hoài đan cũng đã phát hiện cơ thể anh có phần không đúng cô mím chặt môi sợ hãi lùi dần ra phía sau nhưng đã không còn kịp nữa s hoàn toàn buôn bỏ da thịt anh đỏ ngầu những đường gân xanh nổi cả lên chạy dọc từ bàn tay cho tới bắp tay ngay cả khi s áp sát tới đứng phía sau lưng của hoài đan cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng của anh đang ngày một dâng trào Xin lỗi. S run run thốt lên, giọng nói đã trở nên gằn đục. Anh không thể kìm hãm thêm bất cứ một giây phút nào nữa. Bàn tay cứng ngắc của anh, ôm tròn qua eo nhỏ của Hoài Đan, kéo mạnh cô, nằm sóng xoài xuống giường. Cô kinh hại dãy ruộng, kêu lớn hoảng hốt. Đừng, S, S à, anh mau, anh mau bình tĩnh lại đi. Nhưng S vẫn điên cuồng treo lên người cô, sức nặng cơ thể đè mạnh, khiến cho Hoài Đan không thể chống lại. Cô sợ hãi, sắp khóc tới nơi và run dày cầu xin. Tôi đã có chồng, đừng, xin anh đừng làm thế. Chiếc áo ngủ mỏng manh của cô lập tức bị xé sách. Phần da thịt mềm mại, đập thẳng vào trong tầm mắt sâu hun hút của anh. Dục vọng khủng khiếp bị kích thích, càng thêm dâng trào cực điểm. S cúi đầu xuống. Xin lỗi em, tôi cần phải giải phóng cơ thể, ngàn lần xin lỗi em. Đôi môi ẩm ướt nhẹ nhàng hôn lên vành tay của Hoài Đan. Sau đó dùng lưỡi cọ sát xung quanh phần cổ thon, hé miệng miết lấy. Nước mắt cố rơi ướt khuôn mặt xinh đẹp, nhưng đều bị s nhẹ nhàng nuốt hết lấy anh nâng cằm của hoài đan lên sau đó hôn mạnh đem cả khoang miệng nhỏ nhắn của cô phủ đầy hơi thở nóng rát hai bàn tay của hoài đan đặt trước ngực s điền cuồng đập mạnh trong vô vọng sự chống cự của cô chỉ càng làm cho bản năng khủng khiếp mà s bị khuấy đảo thêm dâng trào mạnh mẽ thần giới của anh đã sớm căng cứng lập tức được s giải phóng khỏi sự kìm kẹp khó khăn đừng mà cậu xin anh hoài đan khóc tới khản giọng trong đầu liên tục xuất hiện bóng hình cô độc của Minh Điền. Cô hy vọng anh sẽ tới cứu cô kịp thời tới nhường nào. Nhưng càng hy vọng, Hoài Đan lại càng thất vọng bấy nhiêu. Đến khi cô định thần được, thì quần áo trên người đã bị đối phương lột sạch. Cả cô và S đều ở trong trạng thái trần trụi, da kể da, cơ thể nóng tới mức khủng khiếp. Khốn nạn! Hoài Đan dùng tay che chắn cơ thể, run giọng trời bới. S đã trở thành thú dữ. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn chiếm hữu thiếu nữ xinh đẹp như Ngọc này. Mặc cho Hoài Đan liên tục phản đối. Anh vẫn tiếp tục cúi xuống hôn cô. Bàn tay anh vẫn ôm chầm lấy cô. Tôi xin lỗi em. Hãy tha thứ cho tôi. Tôi nhất định sẽ bù đắp cho em xứng đáng. Không, không. Hoài Đan lắc đầu kịch liệt. Cô đã khóc tới cạn nước mắt. S của một tiếng trước ôn nhu, dịu dàng như thế. Vậy mà giờ đây, anh chẳng khác gì là thú dữ. Điên cuồng, chỉ muốn độc chiếm cô ngay lập tức. Giọng nói của anh càng thêm gấp gáp hơn, dồn dày tới mức nói đứt quãng. Cố, cố gắng chịu đau một chút, sẽ nhanh thôi. Hoài đan, em à, xin lỗi em. S chỉ chiếm hữu hoài đan duy nhất một lần. Sau khi bản thân được phóng thích, anh gầm lên một tiếng, nằm vật sang bên cạnh hoài đan, mổ hôi ướt đẫm như tắm. Cô co người lại, kéo chăn che chắn cơ thể trắng nõn, ngập tràn những dấu hôn đỏ chói. Cô đã ngừng khóc, nhưng tâm tư sớm đã nguội lạnh. Trong màn đêm tối tăm, ngập tràn mùi hương hoan ái, S mơ hồ nhận ra cô đang gầm người chịu đựng. Anh rẻ dặt vòng tay qua eo của Hoài Đan, vỗ về cô an ủi. Đừng lo lắng, chuyện này ngoài chúng ta sẽ không có bất kỳ một ai biết được cả. Bốp! Hoài Đan xoay người, vùng tay tát bốp vào mặt S. Cô hận người đàn ông này tới đỉnh điểm, chỉ muốn một dao đâm nát trái tim đổi bại của anh ta. Tôi hận anh tới tận xương tủy. Từng câu từng chữ thốt ra từ chính miệng của Hoài Đan làm cho S thoáng đờ đẫn Trong đôi mắt sâu xa Chứa vài tầng phức tạp kia Đột ngột bung phủ một màu đen tăm tối Anh thở dài Nhặt con dao nhỏ của mình lên Nhẹ nhàng đưa cho Hoài Đan Em muốn mắng, muốn giết đều được hết Bàn tay anh dính máu Khi nãy đã dùng khăn quấn Nhưng mà sau cuộc vận động mạnh Miệng vết thương lại hở ra Dướm máu Hoài Đan không do sự cầm lên Vùng dao đâm mạnh về phía S ngay khi lưỡi dao chạm tới làn da mỏng manh của anh hoài đan đã đột ngột dừng tay khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch khổ sở kêu lên tôi biết phải đối diện với chồng mình như thế nào đây Anh là thằng khốn có phải có phải anh đã lên kế hoạch từ trước thửa câu để cưỡng đoạt tôi phải không nói tới đây hoài đan ném mạnh con dao xuống đất ôm mặt tu tu khóc thực chất cô biết s có ơn cứu mạng mình rất lớn nếu không có anh cô đã phải chết trên dưới năm lần là s đem cô trở về từ cõi chết trả lại sự trong sạch cho hoài đan khi cô bị đổ oan phải ở này của s quả thực rất lớn nhưng hoài đan khóc vì bất lực cô mắng nhức s thậm tệ vì không dám đối mặt với sự nhục nhã này s sai hoài đan cũng sai nốt chỉ cần cô không vì tin tưởng anh tin tưởng vào một gã sát thủ giết người ghê tay để rồi đánh mất sự trong trắng của mình vào tay s minh điền hoài đan âm thầm gọi tên chồng mình nghe thấy cô nhắc tới cái tên minh điền sắc mặt của S chợt trở nên xa vời. Anh cắn chặt bờ môi phớt hồng, cúi đầu nêu ra suy nghĩ. Có lẽ anh ta sẽ không trách em. Anh ấy hiểu cho em, hiểu cho chúng ta. Ngừng một chút, S tiếp tục bổ sung thêm. Có những điều em tưởng là đúng, nhưng thực chất lại không phải. Hoài đan, một ngày nào đó em sáng suốt hơn, anh sẽ hiểu được những gì tôi nói của ngày hôm nay. Bầu trời bắt đầu hứng sáng, Đêm hôm qua, đám người rượu vũ đã điên cuồng truy quét tung tích của hai người họ. Trong lúc S và Hoài Đan đang rằng coi nhau ở phòng ngủ, đám thuộc hạ cũng đã đuổi tới đây. Nhưng may mắn thay, chúng không hề phát hiện ra hai người họ. Cả đêm hôm đó, S không hề chợp mắt. Anh chỉ ngồi lặng lẽ nhìn Hoài Đan, phút chốc lại buông ra tiếng thở dài não nề. Nhìn cô gái nhỏ vì khóc nhiều mặc kiệt quệ sức lực, mê man ngủ thiếp, trái tim của S vô thức co lạnh. Anh âm thầm mặc lại quần áo cho Hoài Đan. Mọi động tác của anh đều rất đối ôn nhu và nhẹ nhàng. Mí mắt cô còn ẩm ướt, phần bọng mắt có chút sưng. S chạm nhẹ đầu ngón tay lên mắt cô, lý trí trở nên vô cùng phức tạp. Bên dưới lầu, chợt vang lên những tiếng ồn ào náo động. Tiếng còi xe cảnh sát hú vang trời, làm S giật mình, vội vàng bò dậy, lén lút quan sát qua rèm cửa. Hai chiếc xe cảnh sát dựng ngay trước cửa nhà nghỉ. Khoảng chừng hai phút sau, Năm cảnh sát hình sự mở cửa bước xuống, đi vào trong nhà. Cộc, cộc, cộc. Âm thanh đập cửa vang lên ồn ào, đánh thức hoài Đan tỉnh dậy. Cô có nhọc mở mắt, phát hiện trong phòng lúc này chỉ còn mình cô. S đã bỏ đi từ lâu, vị trí anh nằm sớm đã trở nên lạnh lẽo. "Có ai ở đó không?" Hoài Đan ngồi dậy, chống tay gắng gượng bước xuống, khi mở cửa ra, nhìn rõ người tới là ai, cô mới thở vào nhẹ nhõm. Thiệu Đình nhìn thấy cô, chỉ chút nữa đã reo lên lập tức cúi đầu chào cô. Ơn trời, thiếu phụ nhân ở đây rồi. Thiệu đình dẫn theo cảnh sát, ngày đêm truy tìm tung tích của Hoài Đan. Sau khi phát hiện cô vẫn bình an, gánh nặng trên vai anh mới tạm thời được chút bỏ xuống. Theo thiệu đình kể lại, lúc anh tới nhà máy bỏ hoang, đám người chỉ vĩ đã bỏ đi từ sớm. Vì vậy, họ không thể bắt được chứng cứ phạm tội, bắt giữ trái người của anh ta. Nếu không, chỉ vĩ chắc chắn chết công toàn thây, sự nghiệp át tụt xuống dốc cực kỳ thảm hại. Sự nhớ ra hôm qua, Hoài Đan nhanh tay lấy cắp được tài liệu của chỉ vĩ. Cô vội vã bước tới bàn để đồ, cầm lên và đưa cho Thiệu Đình. Em đã cướp được của hắn, anh nhìn qua xem liệu rằng có gì dùng được không? Thiệu Đình mở từng trang xem xét. Sau khi nhìn rõ nội dung bên trong, anh lập tức vỗ đùi đánh đét. Quá được, thiếu phụ nhân, thằng cha luật sư này quả thật chủ quan mà. Đây là tài liệu ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm giả của chỉ vĩ. Thì ra, những vụ án mà hắn đảm nhiệm bảo chữa đều có sơ hở rõ ràng. Kẻ được chỉ vĩ mở miệng chứng minh vô tội, thực chất lại chính là kẻ phạm tội. Xem ra, hắn đã ngấm ngầm bỏ túi rất nhiều tiền đen để đút lót. Ngồi trên xe trở về biệt thự, tâm trạng của Hoài Đan vẫn không khá hơn chút nào. Chỉ cần nghĩ tới những gì bản thân đã trải qua, cơ thể nhỏ bén của cô lại run lên sợ hãi. Thiệu Đình chỉ nghĩ đơn giản rằng Hoài Đan đang hồi hộp, muốn được đoàn tụ với chồng của mình nên mỉm cười kể với cô Thiếu gia lo cho phu nhân lắm, cậu ấy đã đập vỡ bốn bộ ấm chén đắt tiền chỉ trong một đêm. Nghe tới đây, sự dây dứt xen lẫn cảm giác có lỗi của Hoài Đan lại càng thêm lớn. Cô nắm chặt tay lòng bàn tay, nội tâm liên tục đấu tranh tư tưởng. Dầu diếm anh cũng không phải cách hay. Nếu nói ra, chị em mối quan hệ vợ chồng giữa cô và Minh Điền sẽ ngày càng dạn nứt. Đôi mắt cô thoáng đỏ hoe, cô mím môi, tựa đầu vào thành xe, mệt mỏi, buông ra tiếng thở dốc. Khi xe di chuyển trong hầm đỗ, Minh Điền đã đẩy xe lăn xuống tới nơi, lo lắng nhìn vợ không rời. Anh Giang rộng vòng tay trước mặt cô, dịu dàng gọi tên Hoài Đan một cách hết mực ấm áp. Vợ yêu của anh đã trở về rồi. Vào khoảnh khắc nhìn thấy anh, mọi nỗ lực mạnh mẽ của cô hoàn toàn biến mất. Cô chạy tới, ngồi xổm xuống bên cạnh anh, sau đó gục người vào lồng ngực của Minh Điền mà khóc tu tu. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô, hôn lên trán vợ thật âu yếm đừng lo lắng nữa em yêu chỉ cần em bình an trở về với anh như vậy là đủ rồi cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh nước mắt giàn ruộng thầm ướt cả một mảng áo của minh điền cô vừa hé miệng định nói minh điền liền lắc đầu dịu dàng âu yếm chấn an cô em đã làm rất tốt ngừng một chút minh điền tiếp tục bổ sung thêm anh yêu em đây là lần đầu tiên minh điền nói yêu cô cô run rẩy gục đầu vào vai anh Cảm thấy thế giới xung quanh đã có anh ở đây, thật yên ổn biết bao nhiêu. Anh yêu em. Anh yêu em vì nhân cách, vì tấm lòng hiền hậu và mạnh mẽ của em. Hoài Đan, không có điều gì xóa bỏ được sự thật này. Để giúp cô lấy lại sức khỏe sau khi trải qua sự việc kinh hãi đêm qua, Minh Điền còn đặc biệt dặn dò đầu bếp hầm riêng cho cô một bát gà thảo mộc. Mặc dù cô không có tâm trạng ăn uống, nhưng trước sự chăm sóc nhiệt tình của anh, cô vẫn vui vẻ ngồi ăn. Minh Điền dùng đũa bóc thịt gà để vào bát cho cô, liên tục dục hoài đan, phải ăn thật nhiều để còn lấy sức mắng anh cho đã. Nhìn cô ăn vui vẻ như thế, trái tim Minh Điền cũng khoan khoái trở lại. Sau khi ăn xong, hoài đan tắm rửa sạch sẽ, Minh Điền đang chăm chú đọc sách ở trong phòng. Thầy cô bước ra, liền vòng tay ôm xiết lấy vợ. Vợ bé nhỏ lúc nào cũng đẹp nhất trong mắt anh. Trái tim hoài đan đánh bụp một tiếng, khi nãy trong lúc đang tắm, tầm mắt hoài đan vô thức nhìn thấy vài dấu vết hoan ái vẫn còn chưa kịp tan trên ngực mình. Tâm trạng của cô lại đi xuống, sự mặc cảm, ăn năn đè chặt trong lòng cô, không lúc nào nguôi ngoai. Hoài Đan kéo tay Minh Điền, cúi đầu nói nhỏ. Minh Điền, anh yêu em chừng nào? Minh Điền đặt quyển sách xuống bàn, lo lắng chạm tay, xỏ lên mí mắt ren đỏ của cô ân cần đáp. Anh yêu em bằng này này. Vừa nói, anh vừa ôm Hoài Đan, dùng cả vòng tay ấm áp của mình, gói gọn cô vào trong lòng. Tách, tách. Vợ, đừng khóc. Ai làm em buồn ư? Có phải tại anh không? Mình điền hoảng hốt lau đi nước mắt còn nóng hổi trên má cô. Mỗi lần nhìn cô khóc thế này, trái tim anh đều quặn đau dỉ máu. Im lặng một lúc, hoài đắn hít sâu, cố gắng điều chỉnh hô hấp sao cho bình tĩnh nhất. Cô ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, hé môi nói. Em, em xin lỗi. Mình điền ngồi thẳng lưng, vẫn nhìn cô không rời, ân cần lắng nghe. Em, em bị cưỡng hiếp. Em nói cái gì?" Minh điền nhẹ giọng hỏi lại, nét mặt tràn ngập sự kinh hoàng, xèn lẫn hoảng hốt. Hoài Đan kéo tay khỏi lòng anh, run run lùi dần ra phía sau. Cô không muốn giấu giếm anh, Minh điền là chồng của cô, họ có trách nhiệm phải thành thật với nhau, không được lừa dối đối phương. Chỉ có nói ra ngọn ngành của mọi chuyện, Hoài Đan mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô lặng lẽ nhìn ra phía cửa sổ, ngẩn ngơ chờ đợi một điều gì đó vui tươi sẽ tới theo giọng nói ngập tràn sầu não, mối quan hệ của cô và sát thủ S cũng được kể lại một cách rõ ràng. Hoài Đan vẫn không nhìn vào mắt của anh, luôn cố gắng né tránh. Cô sợ, nếu phải đối mặt, bản thân cô chắc chắn khó có thể trụ vững được nữa. Minh Điền, em chấp nhận ly hôn, đối mặt với anh, em quả thật không thể làm được, ngay cả bản thân em còn chưa chấp nhận nổi, huống chi là anh. Hoài Đan cụp mắt xuống, nhếch môi cười nhạt. Từ khi lên xe trở về nhà, cô đã dự tính được mọi chuyện. Cô không tự tin ở lại bên cạnh anh nữa. Ai cho phép em nói ra câu đó? Minh Điển đột ngột lên tiếng. Anh đẩy xe lăn tới bên cạnh Hoài Đan. Sau đó đem cô ôm vào trong lòng một lần nữa. Cơ thể cô rất lạnh. Hơn nữa lại còn đang run lên. Dù Hoài Đan cố gắng che giấu cảm xúc thật tốt đi chăng nữa. Thì anh vẫn có thể dễ dàng cảm nhận rõ được sự hoang mang của cô. Vợ anh là của anh. Minh Điển xoa đầu Hoài Đan mỉm cười rất dịu dàng. Anh không cho phép em rời khỏi anh nửa bước. Hoài Đan à, em vì hoảng loạn quá độ điên nhớ nhầm thôi. Tin anh đi, em vẫn luôn ở bên cạnh anh cơ mà. Hoài Đan khẽ nước lên từng hồi, cuộc đời này cũng may mắn được gả cho anh. Đấy chính là phúc phận lớn nhất mà ông trời đã yêu ái ban cho cô. Khoảng thời gian sau đó, Minh Điền cùng Hoài Đan chăm chỉ làm việc, trồng hoa, cho cá cả cảnh ăn, lại còn đi dạo vào mỗi buổi sớm. Nguyệt Hi vì xấu hổ trước hành động của anh trai, ầm thầm bỏ đi ngay trong đêm chính vì sự quan tâm yêu chiều của minh điền mà hoài đan cũng đã dần dần lấy lại được niềm vui cô không còn ủ rũ sầu não về đêm nữa cũng không cần sử dụng tới sự trợ giúp của thuốc ngủ thời gian hoài đan rơi vào trầm cảm minh điền luôn luôn là người ở cạnh vỗ về cô người đàn ông tinh tế này còn không hề đòi hỏi hoài đan về nhu cầu sinh lý bất kể khi nào ở bên cạnh cô minh điền đều cưng chiều cực kỳ vô hạn anh muốn làm chút gì đó để Hoài Đan được vui vẻ trở lại. Chỉ ít, bản thân anh mới không còn cảm thấy tội lỗi. Vào một buổi sáng đầu đông, Minh Điền nhận được tin báo gấp của Thiệu Đình. Ngay khi nắm rõ thông tin, thái độ của anh đột ngột truyền khác. Hoài Đan đang cắm bình hoa ở gần đó, khẽ quay đầu nhìn sang anh hỏi thử. Sao thế anh? Nhìn sắc mặt anh không tốt lắm. Minh Điền gật nhẹ đầu, trầm ngâm đáp. Chỉ vì đã chết. Hoài Đan sững sờ, động tác cắm hoa cũng trở nên cứng ngắc. Sau vụ việc cô bị bắt cóc, Minh Điển âm thầm đứng sau chỉ đạo thiệu Đình truy gấp các chứng cứ phạm tội lừa đảo của hắn ta. Kết hợp cùng với tài liệu hoài đan cướp được, trong thời gian ngắn, lập tức có đủ chứng cứ để kết tội chỉ vĩ cậy quyền làm can. Trong khi bảo chữa cho thân chủ, đã ngấm ngầm sử dụng chiêu trò lừa đảo. Vì vậy, những kẻ may mắn được anh ta giải cứu thành công đều bị triệu tập cấp lên cục cảnh sát, lật gửi cáo trạng toàn bộ các vụ án do chỉ vĩ làm luật sư bảo chữa. Chỉ vĩ bị bắt bỏ tù được giam phòng riêng, chờ tới cuối tháng này sẽ đem ra xử lý. Nhưng đêm hôm qua, đột nhiên anh ta chết bất đắc kỳ tử, cổ họng bị cưa sâu. Khi cảnh sát phát hiện thì đã quá muộn. Điều đáng nói, dù trong phòng giám sát có camera theo dõi, nhưng vào khoảng thời gian xảy ra án mạng, camera bị tắt, không ghi lại được bất cứ điều gì. Tin tức chấn động này nhanh chóng được thiệu đình thu thập báo về cho Minh Điền. Đáng nói, bên cạnh thi thể của Chỉ Vĩ, hung thủ còn để lại một vật khiêu khích, đó là bông hoa hồng đỏ rực. Một cánh hoa khắc duy nhất chữ S. Anh ta, anh ta lại giết người sao? Hoài Đan trầm giọng hỏi Minh Điền. Thời gian qua, cảnh sát đã liệt kê S vào thành phần tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Giáo giết truy bắt những điều vô vọng. Chỉ có duy nhất Hoài Đan đã gặp và tiếp xúc với anh ta, nhưng cô lại lựa chọn giấu giếm. Nhận ra nét hoang mang hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp của vợ. Minh Điền bèn nắm tay cô lắc đầu nói thầm. Em đừng bận tâm làm gì. Cuộc đời mỗi người đều do chính hắn lựa chọn sống hay chết trả giá hay thành công lấp liếm thời gian sẽ trả lời tất cả dùng bữa trưa xong Minh Điền cùng Thiệu Đình phải đi có việc Hoài Đan ở nhà chằn chọc không sao ngủ được nhớ ra Minh Điền thường hay đọc sách cô cũng bắt chiếc theo đến bên ngăn kéo của anh tìm thử nhưng không có cô quyết định tự mình tìm tới phòng làm việc của anh từ khi bắt đầu đặt chân tới đây cô chưa hề bước vào căn phòng này một lần nào cả Minh Điền vẫn giữ thói quen nhốt mình trong đây đọc sách khai tiếng mỗi ngày Không một ai dám làm phiền anh Phòng sách của Minh Điền Nằm ở tầng 1 Cách gian bếp hai phòng ngoài đan vươn vai Lấy lại tinh thần cho thoải mái một chút Sau đó xảo bước xuống dưới Anh không khóa cửa Chỉ khép hờ lại Bởi vì nơi này ngoài anh ra Hiếm khi có ai đặt chân tới nữa Cánh cửa gỗ dần dần được đẩy ra Mùi gỡ thơm dịu bay thoang thoảng trong không gian Trởn vờn quanh sống mũi của cô Cô vô thức bật cười Khịt khịt mũi người thử, trong này ngập tràn là sách đủ loại, có cả chuyện tranh từ thời xưa. Sở thích của Minh Điền vẫn không hề thay đổi theo năm tháng một chút nào cả. Bản làm việc của anh được sắp xếp rất gọn gàng, các loại sách được đặt theo từng giá, dựa theo ngôn ngữ và thể loại. Nhìn cách bố trí phòng sách như thế này, hoài đàn âm thầm đánh giá được, anh là một người đàn ông vô cùng chăm chỉ và ngăn nắp. Khá cầu toàn, phòng sạch sẽ hiếm bụi, chứng tỏ Minh Điền rất coi trọng nơi này. Cô bước tới giá sách, bàn quan nghĩ xem mình nên chọn cuốn nào để đọc. Cô đi từng giá, bắt gặp quyển nào thuận mắt thì liền cầm lên để xem, sau đó lại bỏ xuống. Khoảng chừng 10 phút sau, cô cũng đã đi tới gian sách nằm ở phía cuối. Đây là nơi Minh Điển cất giữ những cuốn album ảnh từ bé tới lớn. Đếm được khoảng gần 20 quyển. Đột nhiên, Hoài Đan chợt cảm thấy có hứng thú, muốn tìm hiểu xem khi mình điền còn nhỏ trông anh như thế nào. Cô cầm lấy cuốn album mới nhất, đem lên ghế ngồi lật dở từng trang xem những bức ảnh đầu tiên chụp Minh Điền khi còn nhỏ gương mặt ngây ngô đáng yêu vô cùng bụ bẫm Hoài Đan bật cười đưa tay vuốt nhẹ lên trên các tấm ảnh tiếp theo chụp Minh Điền ở từng thời điểm quan trọng vào những buổi khai giảng hoặc là lễ tốt nghiệp cho tới khi anh ra trường đỗ đại học nhưng điều khiến cho Hoài Đan ngạc nhiên ở đây đó là trong các bức ảnh chụp anh trưởng thành toàn bộ một nửa bên mặt đều có bị ai đó quét sẫm trông chúng rất kỳ dị và thêm phần u ám. Hoài Đan nhíu chặt mày, động tác lật mở cũng chậm hẳn lại. Kỳ lạ thật, là ai khoét mất ảnh của anh ấy nhỉ? Đến trang cuối cùng, phía cuối bức ảnh chụp Minh Điền mặc quân phục nghiêm trang là một vết bút mờ nhạt. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện chữ S quen thuộc. Ký hiệu của sát thủ S mà Hoài Đan đang rất căm hận. Bàn tay cô có chút run, vội vàng gấp lại cuốn album của anh. Các đường khoét trên ảnh đều rất mượt, Giống như là dùng dao để cắt Chứ không phải làm trong nhất thời Vì sao chứ Nếu người làm ra là Minh Điền Vậy thì anh đang muốn giấu giếm điều gì Từ sau khi bước ra khỏi phòng đọc sách của Minh Điền Tinh thần của Hoài Đan có chút rối bời Cô ngồi xuống ghế ra Thẫn thờ nhìn vào không gian vắng lặng xung quanh Đến khi Minh Điền trở về Hoài Đan cũng không hề hay biết Làm anh phải lên tiếng gọi cô tới lần thứ tư Em làm sao vậy Minh Điền lo lắng hỏi han vợ mình từ sau khi vụ việc đau lòng kia xảy ra, anh luôn sợ Hoài Đan lại rơi vào tình trạng hoảng loạn, trầm cảm nghiêm trọng như khi trước. Hoài Đan lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười thoải mái nhất có thể. Em muốn được xem ảnh chụp của anh khi còn làm trong quân đội. Minh Điền à, đột nhiên em nghĩ, giá như mình gặp nhau sớm hơn, liệu có tốt hơn không nhỉ? Hoài Đan vòng tay ôm lấy cổ anh, nỗng nịu đòi hỏi. Nghe cô nói vậy, sắc mặt của Minh Điền có chút gượng gạo khỏe môi anh co giật vội vàng lấp liếm à anh rất ít khi chụp ảnh phải nói như thế nào nhỉ anh ngại ống kính lắm vì vậy một vài bức ảnh có được đều bị anh làm mất cả rồi đây là lần đầu tiên minh điền từ chối ý muốn của cô điều này khiến cho hoài đan càng thêm nghi ngờ tuy hơi thất vọng nhưng cũng cố gắng không để lộ sơ hở minh điền muốn giấu giếm cô về quá khứ của mình hơn nữa anh lại còn tự tay cắt sạch một bên mặt trong ảnh minh điền ơi là minh điền anh rốt cuộc là ai? Mình điền toan hé môi nói gì đó. Hoài Đan đã đứng dậy, xoay người rời đi. Em làm cho anh chút đồ ăn vặt. Trong phòng bếp, cô thất thần nhìn chằm chằm vào đống trứng bị bể nát. Lý trí không ngừng xoay vòng. Tự hỏi và chất vấn bản thân. Thỉnh thoảng, Hoài Đan lại đảo mắt liếc nhìn sang chồng mình, âm thầm thở dài. Chờ tới khi món bánh bông lan kem sữa được đem lên, Mình Điền đã ngủ gật từ trước. Anh tựa đầu lên salon, hơi thở đều đều phát ra. Hoài đan nhón gót, bước gần tới cạnh anh, cẩn thận quan sát từng chi tiết trên nét mặt quen thuộc này. Những lần họ ở cùng nhau, Minh Điển luôn luôn đứng ở hướng ngược sáng. Lần này, Hoài đan mới có thể ngồi nhìn ngắm anh thật kỹ. Sông mũi cao, lông mày rậm, đôi mắt rất đẹp nhưng lại tràn ngập suy tư. Chỉ có vết bớt lớn kia là khiến cho khuôn mặt này trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Hoài đan ghé sát mặt mình xuống nhìn anh, lại đưa tay chạm thử lên vết bớt. Ngay khi bàn tay cô sắp chạm tới nơi, đột ngột Minh Điền mở choàng mắt, dùng tay bóp chặt bàn tay bé nhỏ của Hoài Đan. Anh ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn chằm chằm vào cô. Sau khi biết được là Hoài Đan, Minh Điền mới dịu hẳn lại. Em giật mình à? Anh xin lỗi, anh vô ý quá. Hoài Đan nhìn bàn tay đỏ lựng của mình, rồi lại quay sang nhìn Minh Điền. Khi cô bị anh nắm chặt tay, xương cốt cảm tưởng như sắp vỡ nát. Nhất là đôi mắt dịu dàng, ôn nhu thường ngày bỗng chốc trở nên tràn ngập độc ác và thâm hiểm khác xa hoàn toàn với hình ảnh hiền lành của anh mọi khi trái tim của Hoài Đan đập thình thịch trong lòng cô bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác sợ hãi khác lạ cô lắc đầu bối rối đáp không sao ạ à, anh nghỉ ngơi rồi ăn chút bánh đi ạ à. nói xong cô gấp gáp ngồi dậy xảo bước thật nhanh lên tầng Thiệu Đình từ sau khi đi vào nhìn thấy Minh Điền đang ngồi đầu trên mặt ghế do dự một chút liền hỏi Thiệu gia liệu rằng Minh Điền lập tức đưa tay lên miệng làm dấu, trầm giọng lắc đầu. Chưa đến lúc tiết lộ mọi chuyện, cậu thử truy vấn camera cho tôi, xem thời gian này Hoài Đan đã làm gì. Một lúc sau, Thiệu Đình quay trở lại, trên tay còn cầm theo một chiếc điện thoại đời mới. Sau khi quan sát bản ghi hình bên trong, cơ thể của Minh Điền trở nên cứng ngắc, anh khoanh hai tay trước ngực, giọng nói xen chút lo lắng, "Hoài Đan bắt đầu nghi ngờ tôi, phải làm thế nào bây giờ?" "Chúng ta trong sạch, lo lắng gì nhiều." Thiệu Đình lên tiếng lập tức bác bỏ. Anh không tin Hoài Đan sẽ gây khó dễ với họ. Nhất là khi cô ấy là vợ của Minh Điền. Nhưng Minh Điền nghĩ khác cản Thiệu Đình. Anh đẩy xe lăn ra phía cửa chính, thở ơ đáp lại. Biết thì sao chứ? Dù gì tôi vẫn là tôi, vẫn sẽ là chồng của cô ấy. Thiệu Đình đứng sau lưng anh, gật gù một hồi. Bí mật to lớn mà Minh Điền đang cố gắng che giấu. Chồng quy lại, cũng chỉ vì muốn tốt cho Hoài Đan. Đối với anh, Cô là tất cả, là mạng sống của anh, là tình yêu và sự bất diệt. Nếu phải trả giá bằng cả mạng sống, mình Điền đều sẵn lòng. Hoài Đan, em mình Điền vừa đẩy xe lăn vào bên trong phòng ngủ thì thấy vợ mình đang lúi húi ngồi ở mép bàn gỗ, chăm chú ghi chép điều gì đó. Nghe thấy tiếng anh, Hoài Đan bỗng giật bắn người, vội vàng gấp cuốn sổ lại, sau đó nhét vào bên trong ngăn kéo, nhìn nét mặt của cô, biểu hiện rõ những nét hoang mang xe lẫn trột dạ chỉ biết cười gượng từ chối. À, không có gì, chẳng phải anh đang bận đó sao? Nhận ra hàm ý không vui của cô, mình điền lắc đầu thở dài. Em đã trông thấy cuốn album ảnh của anh phải không? Hoài Đan biết không thể giấu được anh, đành gật nhẹ đầu ngầm khẳng định. Dù sao, dưới sự quan sát tinh tưởng của anh, chắc chắn cô sẽ không thể giấu giếm được thêm nữa. Mình điền để xe lăn về phía vợ, vườn tay muốn xoa đầu cô như mọi lần. Nhưng hôm nay, Hoài Đan thật sự mệt mỏi, vội giật lùi lảng tránh sang hướng khác. Bàn tay đang rơi trên không của anh trở nên hụt hẫng, bối rối thu về, đút gọn vào trong túi áo. Chưa khi nào, Hoài Đan lại tỏ thái độ lảng tránh minh điền như lần này. Điều đó quả thật chẳng khác gì, vết dao chí mạng trực tiếp đâm gọn vào trong lòng của anh. Nhận thấy Hoài Đan sắp sửa rời đi, Minh Điền vội vàng lên tiếng ngăn lại. Hoài Đan, là anh sai, anh đã muốn giấu em. Quả nhiên, lời nói này của anh khiến cho Hoài Đan khựng lại. Cô ngoái đầu nhìn anh, trong ánh mắt ôn nhu đang ngập tràn sự bối rối xen lẫn ngờ vực. Minh Điền hít sâu một hơi, sau đó cúi đầu, đàn mười đầu ngón tay vào nhau buồn bã đáp. Ờ, phải nói với em như thế nào nhỉ? Sau khi trải qua những sự cố kinh hoàng trong quá khứ, đang đứng trên danh vọng cao nhất của sự nghiệp, đột nhiên bị đồng nghiệp giáng cho một đòn oan tức tưởi, lại chẳng may bị liệt hai chân, Minh Điền đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Sau một thời gian sau đó, anh thường xuyên mơ thấy ác mộng, và nảy sinh cảm giác căm ghét tất cả những đồ vật có khả năng phản chiếu. Chính vì điều này, toàn bộ gương và kính cửa trong biệt thự đều bị anh đập vỡ tan nát. cố sinh phải sai quản ra thay toàn bộ bằng gỗ trầm, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu cho con trai. cả ngày Minh Điền sẽ nhốt mình trong phòng làm việc. anh cảm thấy căm ghét ghê tởm chính bản thân anh và quá khứ. những bức ảnh bị quét hết nửa mặt cũng là vì vậy. không gian xung quanh hai người trở nên vô cùng trầm tư. Hoài Đan bối rối bước tới bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy Minh Điền. Cô chợt cảm thấy mình thật tàn nhẫn khi nảy sinh cảm giác điên rồ vì nghi ngờ chồng mình. Nhưng thực chất, thứ khiến cho Hoài Đan hoảng loạn, đó là vì cô nhìn thấy những chữ ký tên S được ghi ở phía trang cuối cùng của album. Kể từ sau sự việc không mong muốn xảy ra vào khoảng thời gian trước, Hoài Đan vô cùng căm ghét S. Nhìn thấy bất cứ thứ gì gợi nhớ tới S, Hoài Đan sẽ nổi điên hoặc trở nên mất bình tĩnh. Thành thật như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Rất nhanh sau đó, hai vợ chồng họ lại nhanh chóng làm lành, trở về tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc như khi trước. Nhưng khoảng thời gian này, sóng gió bắt đầu ập đến. Ngọn lửa cừu hận sụp sôi cháy bỏng, gần như đẩy Minh Điền và Hoài Đan rơi xuống hố sâu của vực thảm tội lỗi. Em có muốn ăn thêm gì không? Minh Điền đang cẩn thận cắt thịt bò sốt vang nóng hổi, dịu dàng đặt vào bát của vợ, miệng liên tục hỏi han. Nghe anh gọi, Hoài Đan đặt máy giấy tóc xuống, vuốt mượt lại mái tóc còn ẩm ướt có chút rối, cười nhẹ đáp. Ôi trời, kể từ khi kết hôn với anh, em đã tăng 3 cân rồi đấy. Minh Điền vuốt cầm, lắc đầu phủ định, không chút do so sự. Thật sao? Hay là em có bầu rồi? Trước sự đùa vui này của anh, Hoài Đan không nhịn được lên mờ miệng bật cười. Chờ tới khi cô quay trở lại bàn ăn, trong bát đã tràn ngập toàn thịt là thịt. Minh Điền đút từng miếng cho vợ, ý cười lộ rõ trên khuôn mặt hiền lành. Đột nhiên, sự nhớ ra có chút chuyện, anh liền vội vã nói. Em cứ ngồi ăn nhá. Anh lên lầu cầm ai bát xuống có chút việc. Đầu óc dạo này lầm cầm quá, quên bén đi rồi. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của Minh Điền, đẩy xe lăn rời đi. Hoài Đan chỉ biết lắc đầu cười khổ. Dạo này, chỉ nhớ của anh có vẻ không tốt. Thường quên trước quên sau. Có khi vặn vòi nước còn chưa tắt đã đi ra ngoài. Kinh con. Chuồng cổng vang lên giòn giã. Vì hiện giờ người giúp việc trong nhà, đang ra nông trại riêng để làm cỏ, sới rau nên ngoài vợ chồng Hoài Đan ra thì không còn ai khác. Minh Điền vốn không ưa đông người nên cũng khá kiêm tốn. Hoài Đan chỉnh lại quần áo, nhanh chóng dò bước ra bên ngoài. Một người phụ nữ mặc váy đen dài chấm gót, mái tóc vàng phủ xuống đôi bờ vai gầy khẳng khiu, trên đầu đội một chiếc mảnh che sen nửa mặt. Từ phong cách ăn mặc của cô ta đều bộc lộ vẻ sang trọng xen lẫn quý phái. Xem chừng thân phận của cô không phải tâm thương, ngược lại còn có danh tiếng trọng vọng. Xin hỏi cô là hoài đan mở rộng cửa khảm ý mời cô gái kia bước vào trong nhà nhưng cô ta chỉ đứng im lặng quan sát hoài đan một lúc hai tay khoanh lại ngay ngắn trước ngực đôi môi đỏ chót khẽ cử động sau đó từ từ hé mở đằng sau vẻ ngoài hoạt bát của một người luôn là tham vọng và xảo biệt cô nói thế là có ý gì hoài đan ngờ vực nhìn cô ta ngược lại người phụ nữ bắt đầu ngẩng đầu lên trông về hướng phòng ngủ của hai vợ chồng hoài đan đôi môi nhếch lên tỏ ý chế xễu đột nhiên cô ta xoay lưng bước đi trước khi rời khỏi cố ra cô ta còn rất thiện trí dúi vào tay hoài đan một tờ giấy nhỏ ghé môi sát vào tay hoài đan bình tĩnh thì thầm cô gái thật đáng thương ngữ điệu không cao không nhỏ vừa đủ để hoài đan nghe thấy vậy nhưng trong lời nói của cô ta hoài đan vẫn mơ hồ nhận ra sự thông cảm xen lẫn cảnh cáo chờ sau khi bóng hình người phụ nữ bí ẩn kia chỉ còn lại là một dấu chấm đen nhạt nhòa lý trí của hoài đan lúc này mới hồi phục các đầu ngón tay cô khẽ run rẩy ngay cả mở tờ giấy cũng không còn thành thục như trước một dự cảm chẳng lành dần dần len lỏi vào trong từng giác quan của hoài đan sau đó chạy dọc đến cơ quan hô hấp khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó thở tờ giấy không ghi bất kỳ nội dung nào mà chỉ có một bức ảnh đen trắng nhỏ nhắn được in chìm chính giữa khuôn mặt toàn diện của một người đàn ông tuấn tú trên vai mặc quân phục gắn đầy huy hiệu dạng dỡ vừa nhìn vào bức ảnh hoài đan lập tức nhận ra ngay nhân vật chính là ai hai chân cô khủy hẳn xuống gần như đổ cục trên nền đất dùng mạo của minh điền trước khi bị trọng thương giống hệt s không sai một chi tiết nào cả cô dùng mình vò tròn bức ảnh trong tay vạch mắt quen đỏ cay xè nếu đây là sự thật cô chắc chắn sẽ chết mất thất vọng cảm phẫn vì bị người mình yêu lừa dối phản bội nhưng chỉ dựa vào bức ảnh này cũng đâu phải bằng chứng thuyết phục nhất để cô tin rằng minh điền và s là cùng một người nghĩ vậy hoài đan vội vàng lau nước mắt hít thật sâu điều chỉnh hô hấp, lấy lại bình tĩnh. Sau đó đứng dậy, bước vào trong nhà. Cô cố tình bày ra khuôn mặt bình tĩnh, như chưa từng xảy ra chuyện gì, đối mặt trực tiếp với Minh Điền. Trường hợp em phản bội anh, chắc chắn anh sẽ không chấp nhận. Minh Điền yêu hận rõ ràng, rớt quát không níu kéo. Đây cũng chính là nguyên tắc trong tình cảm của em. Nếu không thành thật được với nhau, chỉ bằng để đối phương tự dứt áo, anh thấy có đúng hay không? Hoài đan nhớ lại cuộc hội thoại của Minh Điền và mình diễn ra thời gian trước, lặng lẽ thở dài. Lúc này đây, cô đang rất rối, tâm trí không được tỉnh táo cho lắm. Do vậy, những nghi hoặc xen lẫn tin tưởng vẫn luôn đấu tranh kịch liệt trong nội tâm của Hoài Đan. Cô thương Minh Điền là thật, khẩn S cũng là thật. Nhưng càng căm phẫn hơn nếu như người cô tin tưởng nhất lại là kẻ lừa dối. Hoài Đan, em vừa đi đâu sao? Minh Điền ngó đầu qua hành lang tầng 2, tắc mắc lên tiếng hỏi vợ. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng lịch lãm, đầu tóc được trải gọn gàng, nét mặt ôn nhu thường ngày lộ rõ biểu cảm phấn khích hiếm hoi khi hoài đan lên tới nơi minh Điền đang chờ cô còn mơ màng người được bùi hương nước qua pháp thoang thoảng sao hôm nay anh lại làm dáng thế nhỉ hoài đan nửa đùa nửa thật cúi người xuống minh Điền hít hà mùi hương nam tính phảng phất trên cơ thể của anh nhưng thái độ của minh điệt chợt trở nên khác thường anh hơi ngả người ra phía sau né tránh cười gượng chống chế anh phải ra ngoài có chút việc tới nay em ở nhà ngoan nhé bàn tay muốn chạm đến vai chồng của Hoài Đan trở nên vô cùng hụt hẫng. Cô thu lại tấm mắt dịu dàng đang nhìn anh kia, miễn cưỡng gật đầu. Minh Điền được Thiệu Đình lỡ lên xe riêng, sau đó nhanh chóng phóng đi ngay trong đêm. Thái độ khác thường này không khỏi khiến cho Hoài Đan suy nghĩ. Cô đẩy cửa bước vào trong phòng ngủ, ngơ ngác ngồi lên trên giường. Thẫn thờ, nhìn chằm chằm vào vị trí thường ngày mà Minh Điền vẫn ngủ. Giống như có ai đó dẫn dắt Hoài Đan. Đột nhiên, Cô đưa tay vòng xuống dưới đệm, thử tìm kiếm gì đó. Cũng giống những người phụ nữ khác, trong lòng có mối bận tâm không yên thì sẽ phải điều tra rõ ràng bằng được. Hoài Đan từng xem qua nhiều câu chuyện tin tức. Một người vợ bắt được quả tang chồng mình lén lút sau lưng, đều nhờ vào việc truy vết điện thoại và những vị trí đáng ngờ trong nhà. Quả nhiên, khi Hoài Đan lập tung đệm giường lên, một gói nhỏ to bằng nửa bàn tay được bọc trong nhiều lớp ni lông xuất hiện. Cô ngờ vực cầm lên xem xét, nhận thấy trọng lượng của gói đồ này rất nhẹ. Minh Điền, anh giấu thứ gì trong này vậy? Hoài Đan vừa gỡ ra xem, miệng thì thầm lầm bẩm khe khẽ. Không hiểu sao, trái tim cô đập mỗi lúc một nhanh, sự cảm chẳng lành liên tục trội dậy, chỉ phối gần hết lý trí. Từ khi thứ được bọc trong túi ni lông, được vơi bầy trước mặt, sang mặt của Hoài Đan lập tức trở nên tái mét. Đây là một gói thuốc tăng lực sinh lý của đàn ông, đã được sử dụng hơn phân nửa. Từ lâu rồi, vấn đề sinh hoạt vợ chồng giữa cô và Minh Điền không còn diễn ra như trước anh cũng hạn chế đòi hỏi vì sợ tâm lý của hoài đan chưa được bình ổn lại bởi thế sau khi nhìn thấy gói thuốc này hoài đan quả thật rất sốc cô đứng phát dậy với lấy điện thoại trong tay vội vàng bật màn hình và chế độ định vị cbs điện thoại minh điển và hoài đan vốn được kết nối theo dõi vị trí với nhau vì sau lần cô bị bắt cóc đem đi ngay trước giờ cảnh sát kia minh điển một hai đòi cài bằng được dựa theo vị trí máy chuyển tới nơi mà minh điển đến là một khách sạn có tiếng trong thành phố khi nhìn thấy vị trí của anh cả người hoài đan lập tức chết lặng cô mở số minh điền vẫn cố gắng điều chỉnh hô hấp sao cho bình tĩnh nhất anh nghe anh đến nơi chưa cô cất giọng du dương hỏi anh minh điền im lặng một lúc sau đó mới ấp úng trả lời anh đang cùng thiệu định tiếp khách em ngồi trước đi anh phải giải quyết hơi lâu chút vâng ạ hoài đan cúp máy sắc mặt xanh tái đây là lần đầu tiên minh điền nói dối cô như thế này chính vì vậy Hoài Đan hoàn toàn rơi vào trạng thái ngây ngốc trong chốc lát. Cô thở dài, đứng dậy mặc thêm áo bông, sau đó vội vàng dạo bước xuống dưới lầu. Tay điều khiển vô lăng, mặt vẫn chăm chú nhìn về phía trước. Nhưng trong lòng cô lúc này đang nóng như lửa đốt. Cô bậm chặt môi, hai hàng lông mày nhíu lại thật chặt. Minh Điền, rốt cuộc anh đang muốn gì? Khách sạn Minh Điền qua đêm rất sang trọng. Hoài Đan đỗ xe vào hầm chứa. Vì cũng đã muộn nên khách tương đối vắng. Hoài Đan tới trước quầy tiếp tân, cất giọng hỏi nhỏ. Tôi muốn hỏi thăm một chút được không ạ? À? Nhân viên tiếp tân lễ phép gật nhẹ đầu, mỉm cười rạng rỡ. Chúng tôi có thể giúp gì thưa tiểu thư? Hoài đàn hạ thấp kính đen xuống sống mũi, trầm giọng đáp. Chồng tôi, có lẽ anh ấy đang ở đây, tôi có thể biết phòng anh ấy thuê không? Nghe cô hỏi, nữ tiếp tân khẽ cúi đầu, nét mặt biểu lộ rõ sự bối rối. Bí mật của khách hàng luôn được họ ưu tiên đặt lên hàng đầu. Kẻ nào to gan dám tiết lộ, chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Những ngón tay thon dài của Hoài Đan gõ nhẹ trên mặt bàn. Cô cười cười, đôi mắt sắc sảo bỗng trở nên lạnh lẽo. Cô giữ từ trong ví một tấm thẻ đen, kẹp dưới lòng bàn tay, sau đó khéo léo đẩy về phía nữ tiếp tân. Khai mắt cô ta lập tức sáng bừng, âm thầm nuốt nước bọt. Theo như nữ tiếp tân kia tiết lộ, Minh Điển thuê hẳn căn phòng đắt tiền nhất nằm trên tầng số 6. Khi đứng trong thang máy, tâm trạng của Hoài Đan vô cùng bối bố rối. Cô đan chặt hai bàn tay vào nhau, hồ hấp cũng trở nên khó khăn hơn một chút tinh toong cửa thang máy mở ra hoài đan vội vàng rào bước hành lang rộng lớn sạch sẽ phòng nào phòng nấy đóng im lìm cô vừa đi vừa dò tìm trông thấy phòng thuê của minh điền đã ở ngay trước mắt hoài đan toan bước đến gần nhưng bỗng cô nghe thấy có tiếng nói quen thuộc ở đâu đó vang lên giọng nói này là của minh điền cô vội vàng tìm một góc quất đứng nép vào bên trong quả đúng như cô dự đoán chưa đầy hai phút sau hai bóng người lặng lẽ bước tới minh điền ngồi trên xe lăn ngược áo sơ mi phanh rộng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh sau lưng anh một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp ăn mặc hết sức gợi cảm đang ượn ẻo đẩy xe lăn cứ đi được một lát cô ta lại cúi đầu xuống hôn lên má minh điền động tác của hai người vô cùng tình tứ thân mật minh điền cười tới híp cả hai mắt vòng tay ra phía sau bóp nhẹ lên bờ mông căng tròn của cô ta hoài đan nắm chặt lòng bàn tay da mặt trở nên đỏ dần minh điền dám lén lút ngoại tình sau lưng cô thật nực cười biết mấy cô muốn khóc nhưng vẫn cố gắng kiềm chế chờ khi hai kẻ kia bước vào trong phòng hoài đan mới run rẩy bước ra cô thuê một căn phòng nằm sát bên cạnh phòng minh điền hoài đan muốn chờ xem minh điền kia rốt cuộc định giờ cho gì hơn hai tiếng trôi qua không nhanh cũng không chậm khoảnh khắc chờ đợi hoài đan tưởng như toàn bộ thời gian xung quanh cô đã ngừng hẳn lại chỉ có tiếng nhịp tim đập ngày một rồn dập hơn lúc lâu sau Minh Điền cuối cùng cũng chịu đi xa. Trên vòng ngực rộng lớn của anh, chỉ chít những dấu hôn mờ ám, là biểu hiện của sự hoan ái vô cùng nồng nhiệt. Em tuyệt lắm, hơn hẳn người vợ cứng đời như khúc gỗ kia của anh. Anh liếm môi nói, đắc ý cầm tay cô ta mà đặt lên một nụ hôn. Cô gái đánh nhẹ vào người anh, đưa mắt lườm yêu. Cùng thời điểm này, Hoài Đan lạnh lùng bước ra, ném về phía đôi tình nhân trước mặt, cái nhìn vô cùng khinh bỉ. Minh Điền, anh được lắm. Khoai môi Minh Điền giật giật, Đôi mắt đờ đẫn, biểu lộ sự rõ bất cần. Không dám tin vào những gì xuất hiện trước mặt. Anh vội vàng rút tay về, lắc đầu thanh minh. Sao, sao em lại đến đây? Cô gái kia cúi thấp đầu nhìn anh, ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Ai vậy? Chồng anh có vẻ sợ thế? Minh Điền vội vàng đào mắt ra hiệu với cô ta, nhưng chỉ nhận được cái nhìn đầy khinh bỉ của Hoài Đan. Từ trước tới nay, cô cảm ghét nhất những người đàn ông ngoại tình sau lưng vợ. Dám phản bội lại người đầu ấp tay gối bên cạnh mình minh điền quả thật đã xem thường cô quá ba người đứng đối diện nhau hai kẻ trước mặt bối rối quanh co tìm cách giải thích còn thái độ của hoài đan lại hết mực thản nhiên bình tĩnh đến kỳ lạ cô không khóc chỉ cảm thấy bản thân đang bị đá tảng đè thật chặt thất vọng thì có đương nhiên rồi đâu có khác gì minh điền ngang nhiên ném thẳng vào mặt cô một thủng phân hôi thối em hãy nghe anh giải thích anh với cô ta chỉ là đối tác minh điền đẩy xe lan về phía của hoài đan ấp úng mở miệng nói nhưng ngoài đan chỉ lạnh lùng quay người bước đi, không mắng, không trách thêm bất kỳ một câu gì nữa. Trên đường lái xe trở về nhà, tâm trạng của cô cực kỳ tồi tệ. Vận tốc lái xe cũng tăng cao hơn, nhưng trái tim đã sắp sửa nổ tung ngay lập tức. Những lời thề non hẹn biển của Minh Điền, cô vẫn còn nhớ rất rõ, gần như đã học thuộc lòng. Nhưng người đàn ông kia lại có thể tồi tệ tới mức này sao? Hoài đan cười nhạt, ruột gan kêu gào cấu xé. Cánh cổng biệt thự cô ra đang ở ngay trước mắt. Nhưng với cô lại chẳng khác gì là nhà tù Khi Hoài Đan đỗ xe vào trong hầm Thiệu Đình từ trong khu tập thể dục chạy vội ra Mình điền để Thiệu Đình về trước Anh cũng chỉ mới hay tin Chủ nhân của mình ngoại tình thông qua tin mật báo Thiệu phu nhân Hãy bình tĩnh Mọi chuyện có lẽ không như thiếu phu nhân nghĩ Thiệu Đình đứng chắn trước mặt của Hoài Đan Muốn trấn an cô đừng nên quá kích động Hoài Đan vuốt lại mái tóc mềm mại ngẩng đầu nhìn Thiệu Đình với gương mặt hết sức rừng rưng em đâu có trách Minh Điền. Anh ấy muốn làm gì thì làm, em không dành mà can thiệp. thái độ lạnh nhạt của Hoài Đan khiến cho Thiệu Đình hơi bất ngờ. Chẳng phải những người vợ khi gặp phải chuyện động trời này đều khóc bù lú bù loa lên đó sao? Vậy mà Hoài Đan lại bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng đến như vậy. Cô bước thẳng vào trong nhà, sau đó mất hút vào trong phòng ngủ. Khoảng chừng hơn một tiếng đồng hồ sau, Minh Điền cũng đã trở về. Anh được vệ sĩ hỗ trợ vào trong nhà, xe lăn vừa tới cửa chính, liền gấp gáp hỏi Thiệu Đình. Thiếu phu nhân đâu rồi? Thiệu đình nhìn lên hướng phòng ngủ của chủ nhân, khó xử nói. Thiếu phụ nhân ở trên đó, cô ấy nhốt mình trong phòng từ lúc trở về tới bây giờ. Sắc mặt của Minh Điền sát sầm hẳn xuống. Anh vừa định đi lên phòng xem tình hình hoài đan thế nào thì đã thấy cô xuất hiện. Cô nhớn mày nhìn sang anh rồi thong thả đi xuống. Một tay cô kéo vali, tay còn lại cầm một tờ giấy và bút viết. Em à, nghe anh giải thích đã. Minh Điền muốn thanh minh, trong lòng ngập tràn dối bời nhưng hoài đan lại giơ một ngón tay trỏ đặt lên trên miệng mình khẽ suyệt một tiếng đủ để minh điền nghe thấy cô nhanh môi cười nhạt đặt tờ giấy xuống bàn khi minh điền trông thấy ba từ đơn ly hôn được viết tay rõ ràng ngay ngắn ngay trước mắt cả người anh lập tức chết lặng hoài đan đã từng nói chỉ cần minh điền phản bội cô cô sẽ lập tức làm đơn ly hôn ngay mà không cần suy nghĩ gì nhiều minh điền biết bản thân mình đã phạm phải một sai lầm lớn quá lớn có lẽ chẳng thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này nữa Em có tin tưởng vào anh không? Giọng nói của Minh Điền có chút run rẩy. Anh muốn nghe Hoài Đan nói ra những suy nghĩ của lòng mình. Tuy điều này quả thật rất khó, nhưng Minh Điền vẫn muốn thử một lần xem sao. Hoài Đan ngửa đầu lên nhìn trần nhà, tầm tư cuộn trào như sóng biển. Nếu nói cô không tin tưởng Minh Điền thì còn gọi gì là tình yêu nữa. Nhưng tận mắt cô đã trông thấy người đàn ông này âu yếm phụ nữ trước mặt. Cô có thể tự dối lòng sao được? Anh không cần phải nói gì thêm, dù lý do của anh là gì đi chăng nữa, em vẫn muốn chúng ta có chút thời gian riêng với nhau. Khoảng thời gian xa cách, cả em và anh cùng suy nghĩ về cuộc hôn nhân này đi. Khi Hoài Đan vừa ngang bước qua, Minh Điển liền vươn tay giữ lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Anh cúi đầu, trầm giọng nói thêm. Kể từ sau khi chuyện của em và gã khốn kia xảy ra, anh đã từng nghĩ rằng bản thân mình cao thượng lắm. Anh nói thế có nghĩa là ý gì? Cơ thể Hoài Đan phút chốc cứng ngắc, cô biết Minh điền đang muốn nói tới vấn đề nảy sinh giữa mình và S cách đây vài tháng trước. Quả nhiên, bên ngoài Minh Điền luôn tỏ ra mình ổn, cao thượng lắm. Nhưng trong lòng anh lại đang nhen nhóm, ngọn lửa khen tuông và ghét bỏ. Khi nghe những lời chua xót này được thốt ra từ chính miệng người chồng luôn kể cận vỗ về cô ngày đêm. Cõi lòng của Hoài Đan gần như sắp tan nát. Khóe môi cô cay xẻ, các đầu ngón tay hết mực run dày. Ngừng một lát, Minh Điệt quyết định nói hết lòng mình cho Hoài Đan nghe. Anh cũng không muốn giấu giếm thêm bất kỳ điều gì nữa. Chẳng phải, hai người họ đã từng thống nhất. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì thì cũng nên thành thật với nhau đấy sao? Hoài Đan à, anh cũng chỉ muốn thử cảm giác mới. Em đã được thử rồi, công bằng cũng nên dành cho anh chứ. Nghe Minh Điền nói vậy, trái tim Hoài Đan thật sự đã vỡ vụn. Cô quay phát người lại, nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh tới kỳ lạ của người đàn ông đầu ấp tay gối ngày ngày với mình kia. Không dám tin, anh lại là một con người chơi chẽn như vậy. Ông ăn trà, bà ăn em à không anh muốn mọi thứ đều phải công bằng ư hoài đan run run hỏi lại minh điền anh gật nhẹ đầu hai mắt nhắm hở lại thái độ rừng dưng như không có gì của minh điền làm cô hết sức bất ngờ cô tới trước mặt anh vùng tay tát bốp vào cái vào mặt của anh minh điền không né tránh để mặc cho hoài đan thỏa sức chút giận lên người mình một bên má anh đã đỏ ửng in hẳn rõ năm vết ngón tay của hoài đan cô đưa tay quệt ngang mắt Hít thở thật sâu để điều tiết lại hô hấp, sao cho bình ổn nhất. Sau đó gằn giọng mỉa mai: Minh Điền ơi là Minh Điền, tôi không thể ngờ anh lại khốn nạn tới như thế. Anh đem cái mối suy nghĩ thối nát khi cô bị S cưỡng chế chiếm đoạt để so sánh với hành động ngoại tình của mình một cách dường dưng, như không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ cô mới hiểu bộ mặt thật đằng sau vẻ ngoài giả tạo là như thế nào. Hoài Đan kéo vali bước đi ra khỏi chính ngôi nhà mà cô tự cho rằng. Đây là bến đỗ cả đời của cô. Ngay khi Hoài Đan rời đi, Minh Điền cũng không do dự thêm một giây phút nào nữa. Anh cầm bút, đọc lại nội dung trên tờ đơn ly hôn, sau đó lạnh lùng, ký tên vào. Xong dưới hết mọi việc, Minh Điền đưa đơn ly hôn cho Thiệu Đình lạnh lùng căn dặn. Chuyển toàn bộ hồ sơ ly hôn lên tòa án đi. Giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Khi xe của Hoài Đan vừa lăn bánh ra khỏi cổng biệt thự khoảng chừng 2 mét, từ góc quất gần đó một bóng người nhỏ nhắn vội vàng chạy ra chắn ngang đường, Hoài Đan chỉ kịp phanh xe lại gấp, dưới chút nữa đã tông phải đối phương. Cô nhằn mặt nhìn xem đó là ai, khi trông thấy rõ ngoại hình của cô ta, Hoài Đan hơi khựng lại chút. Đây chính là người phụ nữ đã cùng Minh Điền hoan ái tại khách sạn khi trước. Cô ta ôm ngực thở hồn hền, chống tay lên trên thành xe của Hoài Đan, liên tục ra dấu cho cô muốn được gặp Hoài Đan để nói chuyện riêng. Hoài Đan mở cửa xe bước xuống nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng, không có bất kỳ chút cảm xúc nào. Một bên là vợ, một bên là bồ nhí. Mày thay họ chưa lao vào nhau đánh đấm ghen tuông như trong các bộ phim ảnh. Hoài Đan khoanh hai tay trước ngực, phòng thái đĩnh đạc quý phái. Tuy không ăn mặc cầu kỳ, nhưng lại toát lên khí thế hết mực sang chảnh bộc lộ rõ nét riêng của phu nhân dòng dõi quyền quý. Cô gái kia bắt buộc phải mở lời trước, ngượng ngùng nói. Thực ra, tôi có chuyện này, muốn nói rõ ràng với cô, để cô biết được về mối quan hệ giữa chúng tôi. Ồ, có vẻ hay ho đấy. Nói đi, cô có 3 phút để trình bày. Hoài Đan nhanh môi cười nhạt. Sau đó cô tượng người vào mũi xe, nghiêng đầu nhìn cô ta, chờ đợi câu trả lời. Cô gái kia hít một hơi thật sâu, cuối cùng đành phải giải thích. Tôi là Mỹ Ly, bạn gái bí mật của Minh Điền. Chúng tôi đã hẹn hò được hơn 3 tháng. Hiện tại, tôi đang mang trong mình cốt nhục của anh ấy. Khóe môi của Hoài Đan hơi co giật. Cô muốn hét vào mặt của đôi san phu dâm phụ kia Nhưng lý trí lại không cho phép Thì ra Minh điển đã có con với người đàn bà này ư Cũng tốt Cô và anh ấy đã ở bên nhau cả một thời gian dài như vậy Thế mà còn chưa nhận được tin vui Mà họ hằng mong chờ Đối với Minh Điển lúc này Có lẽ cái thai trong bụng của Mỹ Ly Là điều anh ưu tiên trên hết Hoài Đan đứng thẳng người dậy Chỉnh lại kính dâm bình thản trả lời Mỹ Ly Chúc mừng, chúc mừng Dù sao tôi với anh ta cũng đã chấm dứt Cô muốn dọn tới ở cùng Minh Điền thì cứ việc thoải mái đi. Dứt lời, Hoài Đan ngồi vào trong xe, đánh lái rời đi không thêm ngoảnh đầu lại nhìn. Cô cùng Minh Điền coi như chấm dứt toàn bộ quan hệ. Chỉ là vì sao trong lòng Hoài Đan lại trở nên đau đớn tới như thế? Lưu Gia đang ở ngay trước mắt, chính là nơi dừng chân cuối cùng của Hoài Đan. Khi thấy con gái tay sách hành lý bước vào trong nhà, Lưu Trưởng Bách tròn xoay mắt nhìn cô, kinh ngạc nói không nên lời. Hoài Đan, Hai vợ chồng con cãi nhau sao? Bà Lưu là thành viên giữ được bình tĩnh nhất, bà thừa hiểu tính cách của Hoài Đan. Nếu không gặp phải vấn đề gì quá đáng quá, chắc chắn không bao giờ cô bỏ về nhà mẹ đẻ một cách tùy tiện như thế này. Nhìn khóe mắt Hoài Đan sưng đỏ, bà Lưu vô cùng đau lòng. Bà vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô, dịu giọng hỏi han. Không sao, không sao, còn về đây là tốt rồi. Trở về nhà lần này, tâm trạng tồi tệ của Hoài Đan cũng đã ổn định hơn rất nhiều. Cô cắt đứt toàn bộ cách thức liên lạc với Minh Điền Coi như anh và cô Không còn dây dưa gì với nhau nữa Trong suốt bữa tối Cha mẹ Liêu luôn luôn tìm cách dỗ con gái vui vẻ Ông trưởng Bách Chỉ bảo bể cá cảnh đặt ngay ngắn trên bàn trang trí Cười lớn nói Mẹ con ngày nào cũng phản nàn vì cha nuôi cá thêm mà khi cha đem bể cá kia về Bà ấy còn yêu chúng hơn cả cha Ngày nào cha cũng thấy mẹ con ngồi trước bể cá Lau kính rồi cho chúng nó ăn Thiếu chút nữa là hôn cả mấy con cá cảnh Bà Lưu đỏ bừng mặt, đưa tay đánh vào lưng chồng một cái rõ đau, lửa mắng. Cái ông này chỉ liên thuyên vớ vẩn. Hoài Đan bật cười vui vẻ, thuận miệng kể cho cha mẹ nghe về những dự định của mình trong tương lai gần. Cô muốn được sang Mỹ, tiếp tục du học chuyên ngành thiết kế thời trang mà mình đang bỏ giờ. Trước đây, Hoài Đan đã từng bày tỏ mong muốn này với cha mẹ, nhưng lại bị gạt ngang. Bởi khi đó, cô sắp phải lấy chồng, chấp nhận từ bỏ mong muốn du học để trở thành vợ của Minh Điền. Chỉ có điều, bây giờ mọi chuyện đã đổi khác. Khi nghe cô nói ra mong muốn của mình, ông bà Lưu lập tức gật đầu tán thành. Dù không nói ra miệng, nhưng ông bà vẫn thâm hiểu rằng chính bàn tay ông bà đã đẩy hạnh phúc của con gái út đi vào ngõ cụt. Họ muốn bù đắp cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất, dù biết đã quá muộn. Được sự ủng hộ của cha mẹ, Hoài Đan vô cùng vui vẻ. Cô chăm chú dùng bữa một cách ngon lành, hầu như đã quên hết những muộn phiền đã gặp vừa qua. Lưu Mai Phụng cũng đã trở về nhà, trông thấy em gái liền có chút ngỡ ngàng sao em lại trở về đột ngột thế này em và minh điền đã chấm dứt khi nào tâm trạng khá hơn em sẽ kể lại cho chị nghe sau hoài đan nhanh chóng đáp gọn ngữ điệu vẫn rất bình ổn chị cần nhìn vào ánh mắt của lưu mai phụng hoài đan cũng hiểu rằng chị gái cô đang bối rối xen lẫn tò mò như thế nào nhưng vì hoài đan không có ý muốn nói cô cũng đành thôi Trời cha mẹ đã trở về phòng Lưu Mai Phụng mới gión rén bước tới bên cạnh em gái thủ thỉ dụ dỗ. Này, em có muốn đi giải quay với chị không? Hoài Đan chống hai tay cầm, nhìn Lưu Mai Phụng tò mò hỏi lại. Em muốn chơi cảm giác mạnh, chị có làm được không? Ai chà, em gái, lâu không gặp tính tình của em thay đổi chóng mặt đấy. Lưu Mai Phụng cười lớn, nháy mắt ra hiệu với Hoài Đan. Đúng tới giờ hẹn, hai người họ đã ở dưới hầm đỗ xe chuẩn bị. Hoài Đan mặc quần sóc ngắn, áo có đắp tốp ngang eo, càng khiến những đường nét cong vút trên cơ thể cô trở nên mê đắm. Mái tóc dài của cô cột gọn ở sau lưng, bay lượn ở trong gió đêm mát lạnh. Tuy thời tiết khá rét, nhưng nhiệt độ trong cơ thể Hoài Đan lại đang phừng phừng bùng cháy. Liêu Mai Phụng điều chỉnh lại mô tô, sau đó tự hào nói. Ổn chứ, chỉ mới sắm con trâu này về đấy. Hoài Đan đưa tay chạm nhẹ lên các bộ phận tinh xảo của xe, gật đầu đầy thích thú. Được, chiếc xe hoàn hảo này rất phù hợp với những đường đua gắt gao hợp ý với chủ nhân khi có niềm đam mê yêu thích cảm giác cực mạnh. Hoài Đan hết lời khen ngợi, sau đó đội mũ bảo hộ nhảy phốc lên xe ngồi. Liệu Mai Phụng không di chuyển bằng mô tô cùng em gái mà lựa chọn cho mình một chiếc mây bách quen thuộc, sau đó búng tay ra hiệu. Đi thôi, em gái. Hoài Đan mỉm cười, vặn nhẹ tay ga. Mô tô lập tức lao vọt lên phía trước. Tiếng ga chạy rất êm, vận tốc veo veo luồn lách trong các tuyến đường lớn nhỏ. Những lọn tóc dài của Hoài Đan bay lượn trong gió đêm thân hình gợi cảm với vòng eo con kiến càng trở nên mê đắm quyến rũ bội phần bờ mông của hoài đan cong vút hai tay chống thẳng trên đầu điều khiển xe mỗi khi bóng dáng kiểu mị của cô lướt qua những người đi đường đều hoa hốc miệng ngây ngốc ngắm nhìn không hề biết chán khoảng 15 phút sau họ đã tới điểm hẹn nơi này là một trường đua xe chỉ dành cho các tay chơi chuyên nghiệp không chỉ bởi tính nguy hiểm và rủi ro có thể xảy ra trong các cuộc đua mà còn bởi chi phí đóng góp cho ban tổ chức rất rất lớn. Khi Hoài Đan gạt chân chống xe bước xuống, toàn bộ những người xung quanh đều ngước mắt lên nhìn cô. Lưu Mai Phụng kéo tay em gái, ghé sát tai thủ thỉ. Bạn trai chị rất chịu chi, dám bỏ cả số tiền lớn để đóng góp phí thành viên ở trong này. Không phải chị và Quý Ngọc Lân đang yêu nhau ư? Hoài Đan tròn mắt, nhìn chị gái, tò mò cất giọng hỏi. Vừa nhắc tới Quý Ngọc Lân, sắc mặt Lưu Mai Phụng lập tức giãn ra, Cô biểu môi cười khẩy, lắc đầu chê bai. Gớm, thằng nhóc họ quý đó vô tích sự. Chỉ biết ăn rồi phá là giỏi. Em hiểu chị mà, yêu nhiều nhưng chỉ lấy một. Mà người đàn ông đủ bản lĩnh để chị sẵn sàng sinh con cho hắn. Nhất định phải biết làm, biết làm em hiểu không? Hoài Đan bật cười, sau đó cùng chị gái đi vào trong sảnh chờ. Hàng trăm tay đua với đủ mọi loại xe đang đứng tụm năm tụm ba, nói chuyện vui vẻ. Họ đều là các thành viên xuất thân từ dòng dõi tài Việt, khắp người tỏa ra mùi tiền. Liêu Mai Phụng chỉ tay vào một người thanh niên điển trai, mái tóc nhuộm tím đang ngồi trước sảnh chính. Hai chân vắt chéo nhau, tùy nét mặt không cười nhưng đôi mắt lại phảng phất sự đào hoa. Bác Kiến Thụy, con trai út của bác gia, được mệnh danh là vua đấu trường, chiến thắng toàn bộ các giải đua trong liền 5 năm. Theo hướng của Liêu Mai Phụng chỉ, ngoài đan cẩn thận quan sát cậu ta. Bác Kiến Thụy tuổi chỉ chừng 18, khuôn mặt còn non nhưng phong cách ăn mặc lại rất trưởng thành. Ngồi bên cạnh cậu ta là hàng loạt những thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, luôn miệng nịnh nọt vuốt ve. Vừa lúc Hoài Đan đang chăm chú đánh giá cậu ta, bác Kiến Thụy cũng ngừng mặt lên, tầm nhìn phóng thẳng vào cô. Bác Kiến Thụy ngắm Hoài Đan một lúc, sau đó nháy mắt ra hiệu. Trước thái độ tinh nghịch của cậu ta, Hoài Đan chỉ hừ nhạt, quay lưng nhìn sang hướng khác. Sắp tới giờ thi, em có muốn tham gia thử không? Để cho chắc chắn hơn, Liệu Mai Phụng quyết định hỏi lại Hoài Đan lần nữa. lại đương nhiên, Hoài Đan sẽ không từ chối. Cô gật đầu quả quyết, mua một phong kẹo cao su, nhai một cách ngon lành. Em gái chị thích thử cảm giác mạnh. Hơn nữa, em muốn chiến thắng cậu ta. Hoài Đan chỉ vào Bắc Kiến thủy, kiêu ngạo thách thức. Cô khoanh tay trước ngực, thổi bong bóng bằng cao su, vẻ xinh đẹp quyến rũ lại càng thêm trở nên hoang dã. Ngay cả chị gái là Lưu Mai Phụng, cô phải âm thầm tặc lưỡi, khen ngợi về xinh đẹp chết người này. Loạt tay đua bắt đầu đứng vào vạch xuất phát khi nhận được hiệu lệnh từ người chủ trì của ban tổ chức cuộc đua. Hoài Đan đội mũ bảo hộ che kín mặt, hai tay nắm chặt vô lăng, sẵn sàng vặn gáp bất cứ khi nào. Nhìn sang những tay đua còn lại, người nào kẻ nấy đều vô cùng hồi hộp, toàn thân cứng ngắc, trông không được tự nhiên cho lắm. Chỉ riêng Hoài Đan và Bác Kiến Thủy, có lẽ là hai người bình tĩnh nhất ở đây. Một, hai, ba xuất phát, tiếng hô lớn vang lên in tay âm thanh hàng loạt xe đua bắt đầu vặn ga ẩm ý quấy nhiễu từng chiếc xe một lao vọt lên phía trên chẳng mấy chốc cách nhau cả một đoạn khá xa hoài đan cũng điều khiển xe đua cùng lao vào cuộc vui vì cô đội mũ bảo hộ kín mặt nên không thể nghe rõ những âm thanh ồn ào ở xung quanh chỉ biết rằng họ đang đi ngược gió gió thổi tung bay mái tóc dài cong mềm của hoài đan luồn lách vào trong từng lọn gợi cảm thân hình của cô rất đẹp eo thon mông cong khi điều khiển xe tay đua trông lại càng thêm kiêu hãnh những khán giả đứng xem họ reo vang rội, hệt lời cổ vũ cho bắc kiến Thủy, vua tay đua số 1, chiếm lĩnh nhiều năm liên tiếp liều mai phụng dính chặt mắt vào em gái há hốc miệng kinh ngạc không thốt nên lời hoài đan chỉ mới tham gia cuộc đua lần đầu tiên vậy mà đã thuận lợi chiếm giữ vị trí số 3 chỉ theo sau bắc kiến Thủy và một tay đua thầm nhìn nữa cô ta là ai một vài người đã nhận ra sự xuất hiện của hoài đan ngạc nhiên quay sang hỏi nhau về tên tuổi của cô. Nhưng hầu như họ đều không hề biết rõ, chỉ đánh bất lực lắc đầu, tò mò lầm bẩm trong miệng. Vút, vút, dầm. Một vài tay đua vì không làm chủ được cuộc chơi nên đánh lạc tay lái, ngã dầm xuống đất, văng đi một đoạn khá xa. Trước sự lộn xộn rủi ro của họ, tâm lý của Hoài Đan vẫn rất bình thản. Bác Kiến Thụy nắm chắc phần thắng trong tay nên thái độ rất tự mãn. Khi cậu ta quay đầu lại nhìn, thấy Hoài Đan đang đuổi theo mình sát nút, liền đắc ý, giơ một ngón tay lên cao hòng thách thức. Hoài Đan không hề lung lay, vẫn bình tĩnh điều khiển xe thuận lợi lượn cua qua các vòng tròn cấp độ. Sắp tới điểm đích, cô đã vượt lên vị trí số 2, Liễu Mai Phụng hào hứng hồ to tên em gái, hồi hộp trông theo từng chuyển động của cô. Bác Kiến Thụy nhìn khoảng cách sắp sửa bị san bằng, bắt đầu nảy sinh cảm giác lo lắng. Cậu ta sử dụng toàn bộ các tuyệt chiêu đã tích lũy được từ trên dưới gần 100 trận đấu lớn nhỏ, tăng tốc chuẩn bị về đích. Khi đích đến chỉ còn cách đúng 5 mét nữa, bác Kiến Thụy âm thầm thở vào. Về này, cậu ta lại phải tiếp tục chiếm giữ vị trí số 1 nữa rồi. Kiến Thụy, Kiến Thụy, Kiến Thụy. Tiếng hô chào mừng ngay càng lớn. Những kẻ chịu chi đã bỏ ra một số tiền không nhỏ vào cuộc cá cược này càng thêm sung sướng. Sau cuộc đua, họ chắc chắn sẽ thu về một số tiền lời lãi cực lớn, có giá trị gấp đôi số tiền đã bỏ ra. Bác Kiến Thụy đứng hẳn người lên xe, khoái chí hét to. Kết thúc thôi, trong lúc cậu ta đang rung sướng la hét, từ phía sau lưng Bắc Kiến Thủy chợt truyền tới một luồng gió cực mạnh, tạt thẳng vào tấm lưng to lớn của cậu ta. Bắc Kiến Thủy giật mình, đánh mắt nhìn sang, một bóng dáng yêu kiều xinh đẹp bất ngờ lao vọt lên phía trước. Vút, vút, vút. Hoài Đan, Hoài Đan, em tuyệt lắm. Lòng ngực Lưu Mai Phụng như muốn nổ tung, ngay khi mũi xe Hoài Đan chạm đích đầu tiên, Lưu Mai Phụng sung sướng nhảy cẫng lên cao, hẹt to tới mức muốn cả khán đài đều phải nghe thấy. Hoài Đan thành công giành chiến thắng, về đích trước Bắc Kiến Thụy đúng 40 giây. Toàn bộ những người chứng kiến đều sững sờ, đờ mặt nhìn sang Hoài Đan. Cô giảm tốc độ, sau đó dừng hẳn xe, bắt đầu cởi mũ. Bác Kiến Thụy bất ngờ không kém, sắc mặt biến đổi, há hốc miệng nhìn Hoài Đan, chẳng hề chớp mắt. Cái, cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Chị gái này chính là quán quân trong cuộc đua lần này hay sao? Hoài Đan ngửa cổ lên cao, hai mắt cong đẹp hơi khép. Cô đưa tay vuốt lại mái tóc rối, sống mũi cao vút nghiêng nghiêng ẩn hiện hoài đan chú đôi môi căng mọng thổi phù phù bong bóng kẹo cao su vừa nhai trong miệng phần eo thon thả nhẹ nhàng lắc lư trên chiếc rốn nhỏ xinh có gắn khuy bạc hình bông hoa ly tinh tế quyến rũ chết người bác kiến thủy lẩm bẩm không hề tỏ ra tức giận vì mình bị thua trong cuộc đua lần này ngược lại cậu ta nhất thời trở nên say đắm và đờ đẫn toàn bộ linh hồn như đang bị vẻ đẹp kiêu diễm của hoài đan rút cạn khoảng chừng vài phút sau Hoài Đan bị tiếng gọi của Lưu Mai Phụng kéo trở về thực tại. Cô nhau mắt nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đã trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Khóe môi đỏ mọng hơi co giật, tròn mắt nhìn sang chị gái đầy tò mò. Bác Kiến Thụy mặc kệ sự níu kéo, ôm ấp của mấy em gái gởi cảm, gãi đầu gãi tay, ngượng ngùng bước tới trước mặt Hoài Đan, hắng giọng nói. Có thể cho tôi xin cách thức liên lạc của chị được không? À quên, tên của chị là gì? Hoài Đan nhớn mày nhìn bác Kiến Thụy, còng môi cười nhạt bình thản đáp. Này cậu trai, có muốn vui vẻ một đêm không? Chị nói thật sao? Hai mắt của bác kiến thụy sáng rực, nhanh miệng hỏi lại ngay hoài đan. Cô dùng một ngón tay trượt dọc từ sống mũi của cậu ta xuống dưới môi mỏng ẩm ướt, động tác vô cùng quyến rũ. Bác kiến thụy phút chốc quá đỡ đẫn, hà hốc miệng đưa mắt nhìn hoài đan chăm chăm không rời. Cậu nghĩ thử xem, tôi đang nói thật hay là nói đùa? Hoài đan nghiêng đầu, ghé sát vành tay của bác kiến thụy, ngân cao thanh âm trong trèo, chân tay bác kiến thủy muốn mềm nhũn cả ra trong lòng vui mừng khôn xiết những người con gái đi theo sau cậu ta hăm hăm nhìn hoài đan bằng ánh mắt hình viên đạn hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức bác kiến thủy nằm lấy bàn tay thon nhỏ của hoài đan sau đó nhắm mắt đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng chị đã có nhã ý hả cớ gì bác kiến thủy lại dám từ chối cậu ta vừa dứt lời hoài đan đã lạnh lùng thu tay về cô cong môi nhìn bác kiến thủy nhún vai đáp gọn ồ Lời nói thoảng gió bay. Cậu nhóc, đừng nên tin một cách tùy hứng như thế chứ. Nhìn theo bóng lưng kiểu diễm của Hoài Đan, rời đi sau khi treo chọc mình giữa đám đông. Bác Kiến Thụy không hề giận dữ. Ngược lại, cậu ta vẫn nhìn theo cô chằm chằm, khóe môi hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo. Liều Mai Phụng đi sau Hoài Đan, vừa cảm thấy buồn cười trước hành động trêu đùa thanh niên trai trẻ của em gái. Lại vừa lo lắng thay Hoài Đan, thế lực của nhà họ bác cũng không hề đơn giản, đã có vài chục năm chinh chiến trên thị trường kinh tế trong nước. Thương hiệu cùng danh vọng, không phải hạng tâm thương. Chỉ có điều, chật vật mãi, ông bà bắc mới sinh được bắc kiến thủy. Do vậy, đối với nhà họ bác, cậu quý tử bảo bối này còn đáng giá hơn khối tài sản hàng vạn tỷ kia gấp bao nhiêu lần. Trải qua cuộc đua lần này, Hoài Đan cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cô vươn tay lên cao, cười tới nỗi híp cả hai mắt. Cảm ơn chị nhiều. Nhờ có chị mà em được thoải mái thả lòng như thế này lưu mai phụng khoác vai em gái khoái trí trả lời hy vọng em sẽ vui vẻ hơn nên nhớ đàn ông tốt thì trân trọng đàn ông hư hỏng không đáng tuy lưu mai phụng chỉ muốn an ủi em gái nhưng trong lòng hoài đan lại ngầm âm ỉ những nỗi buồn man mác suy cho cùng cô đã chót yêu minh điền đâu phải nói quên là quên dễ thế được hoài đan thở dài cố gắng gượng cười chống chế liều mai phụng muốn đi hẹn hò nên đã về trước sau khi tạm biệt nhau Hoài Đan từ chối nhận thưởng từ phía ban tổ chức, lên xe trở về nhà. Cô không cần tiền, cũng không cần danh xưng của họ. Thứ cô cần nhất lúc này chỉ là những phút giây thoải mái, có thể giúp Hoài Đan dễ dàng quên đi đau thương, oán hận của cuộc hôn nhân không được hạnh phúc. Xe mô tô lướt ngọt trên những khúc cua gắt gao, nhưng dưới sự điều khiển chắc chắn của Hoài Đan, phòng thái lái xe cũng trở nên rất quyến rũ. Cuộc đua kết thúc vào lúc hơn 2 giờ sáng, bầu trời tối tăm lạnh lẽo, gió lùa vào từng lọn tóc mềm mại của hoài đan như trêu đùa mơn trớn đường đêm khá vắng vẻ chỉ có vài bóng người cô đơn đi lại ở trên đường khi cô sắp sửa sẽ vào một hướng khác phía sau gương chiếu hậu bỗng chiếu dọi hình ảnh của một chiếc xe ô tô mui trần đang lẽo đẽo bám theo sát do trời tối nên cô không nhìn rõ người đi phía sau chỉ có thể lờ mờ đoán ra được trên xe có khoảng ba bốn người tốc độ của họ không nhanh không chậm nếu hoài đan tăng tốc độ nhanh chiếc xe kia cũng sẽ tăng vận tốc theo Hoài đan hừ lạnh, vặn ga lao vọt lên. Đúng như cô dự đoán, đám người kia cũng tăng tốc độ, lao đi theo cô ngay lập tức. Nếu dựa vào tài điều khiển xe thường ngày, hoài đan có thể dễ dàng cắt đuôi bọn chúng. Tuy nhiên, chỉ khoảng hơn một phút sau, xảy ra tình huống đột ngột làm hoài đan không kịp trở tay. Từ trong góc đường, một bóng dáng nhỏ nhắn lao vụt ra, chắn ngay chính giữa mặt đường. Đứa trẻ vô gia cư mặt mũi nhem nhuốc, trên tay ôm một con mèo nhỏ, ngơ ngác đứng ngay trước mũi xe. dầm dâm. dâm. Hoài Đan chỉ kịp đánh lái khẩn cấp, hòng bảo vệ tính mạng cho đứa trẻ. Còn cô cùng chiếc xe mô tô trượt lái, lao thẳng vào vệ đường, sau đó lanh mạnh vài vòng, tạo thành những vết cào kéo dài. Ôi chết tiệt! Hoài Đan ôm bàn tay sức sát dớm máu, nhăn mặt trời thề. Đứa trẻ gặp phải cảnh này, ngây thơ gào lên khóc thét, sau đó co giò chạy biến vào trong một con ngõ nhỏ hẹp. Chiếc xe phía sau cũng dừng lại, cửa xe được mở ra. Hai người con gái cùng một thanh niên bậm trợn hư lạnh bước xuống, trên tay chúng còn cầm theo các thanh côn sắt vung vẩy theo từng động tác vừa nhìn rõ khuôn mặt của ba kẻ này hoài đan liền nhận ra ngay người con gái tóc tém màu đỏ đi đầu chính là cô gái bám theo bắc kiến thụy như đỉa đói trong suốt buổi thi đấu diễn ra đánh ghen ư hoài đan cười nhạo trong đầu một cách đầy cháy rễu cô gái tóc tém ngồi xổm xuống trước mặt của hoài đan không hách tóm lấy mái tóc dài của cô mà giật ngược ra phía sau nghiến răng chất vấn con khốn này mày dám rời trò quyến rũ quyến thụy hả? Hoài Đan ngửa cổ nhìn cô ta cười cợt đáp. đúng đấy, thì sao? Chó chết. Cô ta trưởng mắt quát lớn, thái độ thách thức này của Hoài Đan lại càng khiến sự ghen tuông trong người cô ta trỗi dậy mãnh liệt. Hai kẻ đứng sau bao vây xung quanh, sẵn sàng lao vào đánh cho Hoài Đan một trận thừa sống thiếu chết. Kiến Thụy là của tao, của tao nghe rõ chưa? Sẵn bản tính thích trêu đùa đang cuộn trào trong người, Hoài Đan vẫn chẳng hề tỏ rõ sự sợ sệt. Cô chú môi. Cố tình tạo ra kinh ngạc tặc lưỡi đáp. Chà chật, kiến thụy là của cô sao? Vậy thì cô đã được chạm vào môi cậu ta lần nào chưa? Câu hỏi này của Hoài Đan làm cô ta lập tức biến sắc. Tuy miệng nói kiến thụy là người đàn ông độc quyền. Nhưng ngay cả một cái liếc nhìn thôi, cô ta cũng chưa được nhận. Huống gì là chạm môi? Toàn thân cô gái tóc tém đỏ bừng, giận dữ vùng côn sắt toan quật xuống người của Hoài Đan cùng với những tiếng hét in tai. Tao quật chết mày, khốn kiếp! beng! Beng! âm thanh chói tai từ chiếc côn sắt phát ra, tự hồ như muốn đục thủng màng nhĩ của những người có mặt ở đó. Bàn tay cầm côn vừa giơ lên cao của cô gái tóc tém, chưa kịp quật xuống đối phương thì lập tức bị chặn lại. Hoài đan nắm chặt cổ tay cô ta, dùng lực siết mạnh. Hai mắt cô vằn lên những tia máu hồng nhạt. Biểu cảm này cho thấy Hoài đan đang rất giận dữ. Hừ, mấy tí tuổi danh mà bày đặt đánh ghen. Bà đây đã trải qua một đời chồng mà còn chẳng thèm chấp vặt lũ cướp chồng vì một gã đàn ông không quen biết rồi làm tổn thương người khác. Có đáng không hả? Cô gằn giọng mắng, toàn bộ những uất ức bức bối kìm nén trong lòng bung trào mạnh liệt. Ba kẻ trước mắt đờ đẫn, hà hốc miệng nhìn Hoài Đan chằm chằm, toàn thân cũng trở nên cứng ngắc. Hoài Đan hất mạnh tay, làm cô gái tóc tém ngã chúi ra phía sau, tấm lưng thon nhỏ bị đập xuống nền xi măng đầy đau đớn. Hai kẻ đi theo muốn xông lên bảo vệ bạn, nhưng bắt gặp ánh mắt rực lửa của Hoài Đan, lý trí lại bị lung lay. Cuối cùng, Cô gái tóc tém kia đành phải ấp úng, phải tay ra hiệu thoái lui. Tôi, chụp tôi không thèm chấp vặt với chị. Mau về mà dạy bảo ông chồng hư hỏng của chị đi. Thật phiền phức. Hoài đan mệt mỏi dựng lại chiếc mô tô đã bị ngã vang ra đất, miệng lẩm bẩm khó chịu. Chờ sau khi chân chống xe đã được dựng lên, cô ngồi phịch xuống vỉa hè, vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay mà thở dài buồn bã. Trông quy lại, Hoài đan vẫn chưa thể quên được những thất vọng và chua xót xảy ra giữa cuộc hôn nhân tưởng chừng như hạnh phúc của mình cô nhếch môi cười nhạt cứ thế ngồi yên lặng nhìn ngắm bóng hình cô độc của mình phản chiếu trên mặt đất cộp cộp thất tình ư lần đầu tiên tôi trông thấy em tuyệt vọng tới đáng thương như thế này hoài đan không ngừng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói cô vuốt nhẹ chóp mũi im lặng không đáp người đàn ông điển trai thần thần bí bí vẫn kiên nhẫn đứng chắn trước mặt cô tiếp tục dò hỏi tôi có thể mời em nhậu một lần được không anh im đi hoài đan bực bội gắt gỏng Cô đang muốn được yên tĩnh một lần, nhưng hết người này tới kẻ khác làm phiền, cảm giác vô cùng khó chịu. Biết tâm trạng của Hoài Đan lúc này không được tốt, người đàn ông lặng lẽ buông ra tiếng thở dài. Sau đó, anh xoay người rời đi. Khỏe mắt của Hoài Đan cay xè, cô đứng bật dậy, chạy nhanh về phía người đàn ông, đưa tay tóm lấy vạt áo da màu đen của anh. Khi anh trông xuống, bắt gặp đôi mắt tròn to lấp lánh nước đang ngước lên nhìn anh, rừng rừng mấp máy môi. Tôi thất tình rồi. S anh phải chịu trách nhiệm. S mỉm cười dịu dàng, chọn tay ôm Hoài Đan vào trong lòng. Vỏ ngực vạm vỡ của anh, trẻ phủ khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước, trở thành yên bình vững chãi cho Hoài Đan dựa dẫm vào giờ khắc này. Tuy người đàn ông nguy hiểm kia là một tội phạm giết người, nhưng Hoài Đan lại không hề cảm thấy sợ anh. S nâng cằm nhỏ của Hoài Đan lên cao, dùng chóp mũi cao vút, cọ nhẹ lên mũi hồng, đang liên tục rụt xịt. Giọng nói của anh bắt đầu trở nên mềm mại hơn nhiều. Đi thôi, Em muốn gì tôi chiều. Biển đêm vắng vẻ, thừa thớt không một bóng người. Tiếng sóng vỗ rào rạt, tự hồ như đang cười nhạo cho chính sự ngu ngốc, cả tin vào chồng mình của Hoài Đan. Cô ngồi dựa lưng vào cơ thể to lớn bên cạnh. Trên tay còn cầm một chai bia lạnh mà S vừa mua cho. Hoài Đan ngửa cổ uống cạn nửa chai, khởi men chảy cả xuống ngần cổ trắng nõn, làm ra thịt cô nhanh chóng chuyển tới cảm giác lạnh buốt. Hoài Đan chỉ tay lên trời, bầu trời cao rộng, mở miệng hét thật to. Minh điệt, thứ đàn ông tồi tệ. Khỏe môi S co giật liên tục, anh ngơ ngác nhìn theo Hoài Đan, vừa cảm thấy buồn cười, lại vừa không biết nên làm gì cho phải. Hoài Đan uống chút đã say, tiếp tục trụm tay vào miệng và gào lớn. Minh Điền, đồ con rùa rụt cổ. Mắng Minh Điền đã đời, cô nhăn mặt khóc lớn, sau đó gục đầu vào ngực S, vùng tay đấm thùm thụp. Tuy bị cô đấm đau, nhưng S vẫn không hề cảm thấy tức giận. Anh vốt ve mái tóc mềm mại của cô, thở dài nói. Nếu như Tôi chính là người đàn ông em yêu Liệu em có căm ghét tôi như thế này không? Tinh thần của Hoài Đan đã không còn ổn định Vì vậy nên cô đâu có thể nghe ra Những ẩn ý trong lời nói của S Hai tay cô vòng qua cổ S Ôm chặt lấy anh không chịu buông Càng mắng Hoài Đan lại càng thêm khóc to hơn Cuối cùng cô nức lên vài tiếng buồn bã nói S Anh có yêu tôi không? Quay hàm của S phút chốc cứng ngắc Anh nhìn Hoài Đan chăm chú Não bộ hoàn toàn trống rỗng Yêu hay không yêu ư? Với câu hỏi đường đột này, S biết trả lời thế nào cho phải. Hoài Đan vẫn im lặng chờ đợi đáp án của anh. Mãi sau cô mới thất vọng, tựa đầu vào vai S cháy rễu. Không có ai yêu tôi. Sẽ không? S mỉm cười dịu dàng, lén lút đặt lên trán cô một nụ hôn chiều mến. Hai người tựa đầu vào vai nhau yên bình ngắm biển đêm. Đây là lần đầu Hoài Đan cùng người lạ ngắm biển như thế này. Xúc cảm cũng thật khác biệt. Ở bên cạnh S cô luôn nhận được sự bình yên và an toàn, sống hệt như minh điền. Muộn rồi, tôi đưa em về nhà. Nhìn đồng hồ đã điểm gần 3 giờ sáng, S vội vàng lay vai của Hoài Đan, đánh thức cô khỏi giấc ngủ chớp nhoáng. Suốt hai tiếng đồng hồ vừa qua, anh đã giữ nguyên một tư thế, không dám nhúc nhích cử động cơ thể, tất cả chỉ vì muốn để Hoài Đan ngủ một giấc thật ngon. Nghe tiếng gọi, cô mơ màng mở mắt, lý trí vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau khi ngủ dậy. Cô chạm tay lên má S, miệng bất giác gọi tên chồng. Minh Điền, sau hôm nay nhìn anh đẹp trai lồng lộn thế này? S không phản kháng, để mặc cho Hoài Đan muốn làm gì thì làm. Cô nhéo hai bên má của anh, lại tát nhẹ vài cái. Anh biết cô đã say, bây giờ thần trí mông lung, dễ làm ra những hành động không thể kiểm soát. Hoài Đan kéo mạnh cổ áo sơ mi của S, đem khuôn mặt điển trai kia áp sát tới môi miệng mình. Cô dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi dưới của S, đôi mắt to tròn, trở nên đầy dụ hoặc. Em muốn sinh con. Cái gì? Sinh con ư? S kinh ngạc à, khỏi lại hoài đan lần nữa. Nhận được cái gật đầu lia lịa của cô, S càng được phen thất kinh. Người con gái này khi say thật mạnh bạo. Trong lúc S còn đang mơ màng đánh giá, Hoài Đan đã nhân cơ hội đẩy mạnh anh nằm ngửa trên cát. Còn bản thân thì ngồi lên bụng anh chém chệ. S muốn vùng dậy, nhưng trước mặt lập tức tối sầm. Khuôn mặt xinh đẹp kiểu diễm kia đã cúi xuống hồn lên môi anh, chủ động điều khiển chiếc lưỡi ẩm ướt linh hoạt mà bóc tách khám phá bên trong khoang miệng thơm tho dưới sự kích thích thuần thục của hoài đan nhiệt độ cơ thể s càng ngày càng tăng cao khi từng ngón tay nhỏ bé của cô lướt dọc trên lồng ngực vạm vỡ máu nóng tại phần dưới s bắt đầu sôi sục hoài đan em có biết mình đang làm ra chuyện hồ đồ gì không người điệu của s đã trở nên run rẩy hai tay anh đặt thở trên eo nhỏ của hoài đan mấp máy môi thủ thỉ s anh không có quyền được nói Tôi muốn anh. Hoài đàn cong môi, nở nụ cười quyến rũ, eo nhỏ hơi di chuyển trên bụng S. Chiếc áo sơ mi S mặc dần dần bị cởi ra. Rất nhanh sau đó, một bàn tay nhỏ nhắn vội vàng luồn lách. S muốn lật người ngồi dậy, nhưng Hoài đàn nhất định không cho anh cơ hội. Cô đè mạnh S xuống cát, nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng mình. Bình tĩnh, cởi áo crop top đang mặc bên ngoài. Mình điền, tôi sẽ cho anh biết thế nào là phản bội. Hoài đàn vẫn liên tục lải nhải mắng chồng. Lúc tỉnh lúc say, khi cô nhìn xuống, người đàn ông phía dưới lại nhận nhầm S thành chồng. Nhưng đối với Hoài Đan bây giờ, mọi sự đã không còn quan trọng nữa. Tách, tách, thời tiết bắt đầu chuyển mưa, những hạt nước mưa lạnh nhỏ rơi xuống bờ vai. Những hạt nước mưa mát lạnh nhỏ xuống bờ cát vàng, bao phủ dần dần bờ vai trần quyến rũ của Hoài Đan cùng S. Mái tóc anh và cô nhanh chóng ngấm nước, trở nên ướt súng. Mưa lạnh càng thêm kích thích sự cuồng nhiệt đau bùng lên mạnh mẽ. Hoài Đan ôm chặt cổ S, Cùng anh thực hiện nụ hôn kiểu pháp say mê. Bàn tay thô giáp nhẹ nhàng di chuyển, đắm đuối đáp trả những mân mê hoàn lạc chủ động câu dẫn mình. Em từng hỏi, tôi có yêu em không ư? Ừ, phải nói như thế nào nhỉ? Có, tôi đã thật sự động lòng bởi em từ rất lâu về trước. Sao vậy? Ăn sạch tôi xong lại muốn vội vàng chối mép ư? S nghiêng đầu, nhìn cô gái nhỏ đang cố gắng trốn tránh ánh mắt của anh lúc này, buồn cười cất giọng hỏi bị anh nhìn thấu suy nghĩ của mình hoài đan vô cùng xấu hổ vội vàng né người từ chối phủ nhận tất cả do tôi say được chưa nếu không muốn thì tôi sẽ tôi sẽ em sẽ làm gì đột nhiên s vòng tay ôm chẳng lấy hoài đan còng môi hỏi giò vòng eo thon nhỏ của cô bị bàn tay cứng rắn của anh giết lại thật chặt ép cô phải nhìn thẳng vào trong đôi mắt sâu thẳm từ mình lồng ngực trần của anh đập ngày càng nhanh nhiệt độ da thịt cũng trở nên vô cùng nóng bỏng Hai người họ ngồi ôm nhau thật chặt trên bờ cát mỏng ướt, toàn thân sũng nước, bối rối nhìn nhau chằm chằm. Đừng, tôi không muốn chúng ta tiến xa hơn. Hoài Đan cúi thấp đầu ngạnh ngùng nói. Sự việc xảy ra giữa họ quả thật đã quá mức cực hạn của Hoài Đan. Cô biết, bản thân buông thả, qua đêm cùng S như thế này đã là sai lầm. Vậy thì còn lý do gì để có thể trách móc Minh Điền được nữa? Ông ăn trà, bà ăn nem. Bây giờ, Hoài Đan mới hiểu được Câu nói này lại chính xác như thế nào? Cô cười nhạt, dùng tay vốc một nắm cát, đem ném thật mạnh lên cao. Từng hạt cát nhỏ li ti bay toán loạn trong không gian rộng lớn, hòa cùng với gió đêm và sóng biển. Phía trước, bình minh bắt đầu ló dạng, đem theo hơi lạnh phả vào từng giác quan của Hoài Đan. Cô hơi run, được S vòng tay ôm sát vào người, cơ thể cũng ấm áp hơn rất nhiều. S chu môi, cô lên trán của Hoài Đan, dịu giọng nhắc nhở: "Đi thôi, tôi đưa em về. Không cần Tôi có thể tự về được." Hoài Đan lập tức phản đối, sau khi mặc xong quần áo, chỉnh lại đầu tóc sao cho gọn gàng, Hoài Đan đứng dậy, lên xe trở về nhà. Nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của cô, S âm thầm nở nụ cười thâm trầm, ánh nhìn ôn nhu này, anh chỉ dành cho duy nhất mình cô. Khi Hoài Đan trở về nhà, Liêu Mai phụng vẫn chưa về, ông bà Lưu chuẩn bị cho cô thật nhiều món ngon, chờ Hoài Đan dùng bữa xong hết mới dịu giọng nói. "Ông bà thông gia vừa gọi tới." "Gì cơ?" Hoài Đan ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn cha mẹ, âm thầm thở dài. Vậy là mâu thuẫn giữa cô và Minh Điền, ông bà cô cũng đã biết. Từ sau cái chết của cô Tịch, mối quan hệ bố mẹ chồng con dâu cũng đã được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiều tháng nay họ không gặp nhau, nhưng ông bà vẫn thường xuyên liên lạc với Hoài Đan để hỏi han tình hình. Nhắc tới Minh Điền, trong lòng Hoài Đan lại thêm thất vọng. Từ sau khi cô bỏ về, Minh Điền cũng chưa từng tìm tới, lại thêm ngay cả liên lạc anh đều lờ đi, không thèm gọi. Hãy nhắn tin cho Hoài Đan một lần. Đây chính là cách thức tuyệt tình vũ phàng nhất mà Minh Điền dành cho cô ư. Có lên phòng nghỉ ngơi một chút ạ. À? Hoài Đan cố gắng mỉm cười, bày ra khuôn mặt vui vẻ giả tạo nhất. Cô nằm dài trên giường, đột nhiên phát hiện phần bụng của mình vô cùng đau nhức. Cô liên tục xoa bụng, nhăn mặt xếp xoa. Hình ảnh Minh Điền ân cần trường nước ấm, an ủi Hoài Đan mỗi khi cô bị ốm lại hiện lên rõ nét. Hoài Đan tuổi thân, không thể phủ nhận rằng cô nhớ Minh Điền nhiều như thế nào còn người tồi tệ. Hoài đan tức giận mắng lớn, ném phăng chiếc nhẫn cưới kim cương đắt tiền của họ xuống đất. Len keng, len keng, chiếc nhẫn xoay vòng, rơi xuống kẽ cửa. Hồn nhân viền vông, tình yêu quá nhạt nhẽo. Chệt tiệt, thằng khốn này. Tại một tầng hầm lớn, xung quanh chất đầy vũ khí hạng nặng. Một nhóm người mặc áo đen đang ngồi tụ tập xung quanh bàn tròn. Gương mặt kẻ nào người nấy đều lạnh tanh, cao ngạo, xen chút độc ác tàn bạo. Dưới mặt đất là tấm ảnh chụp S bị ném lăn lóc chính giữa ghim thẳng một con dao nhỏ. Gã đàn ông vương trưởng ngồi bắt chân trước mặt, nhếch môi cười nhạt. Tông tích của hắn thần thần bí bí, có khác gì mấy hồn ma lang thang hay không? Đám người áo đen nghe vậy lập tức cười ô lên, trông vỗ tay đen đét, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của S, tự hồ như muốn ăn tươi nuốt sống. Lưu ra, cập cập, tiếng gì vậy? Hoài đan đang nằm quay lưng ra phía cửa sổ, chợt nghe thấy tiếng đập cửa rền rĩ. Cô ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ngoài cửa sổ có bóng đen lạ hoắc đang đúng lù lù đợi mình. Hoài Đan có chút kinh ngạc, cẩn thận bước tới cửa sổ, nhẹ nhàng vén chiếc rèm lên. Ngay khi nhìn rõ người vừa tới là ai, cô liền thở vào nhẹ nhõm. S đã lén lút trèo lên cửa sổ tầng hai từ lúc nào, trên tay còn cầm theo bó hoa nhỏ xinh. Anh trẻ bó hoa về phía của Hoài Đan, gãi đầu nói. Em rất thích hoa nhỉ? Hoài Đan chưa vội cầm bó hoa ngay, nhíu mày thắc mắc. Anh dám lén lút trèo tường vào đây ư? Ngộ nhỡ cha mẹ tôi trông thấy thì thế nào?" Trường hợp này không phải S chưa từng nghĩ qua, anh cười khì nhẹ nhàng đáp. "Cứ xem tôi là một gã trộm đi." Ngừng một lát anh bổ sung thêm, "Gã trộm đánh mất trái tim của em." Trước câu nói đùa vui này, Hoài Đan chỉ tủm tỉm cười, cầm lấy bó hoa anh đưa mà ôm vào lòng. Mùi hương dịu ngọt lan tỏa khắp hai bên sống mũi, khiến cho Hoài Đan vô cùng thích thú. Cô nhắm mắt hít hà, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Trông thấy Hoài Đan vui vẻ như thế, S cũng cảm thấy lòng mình thoải mái hơn rất nhiều anh chống cảm lên bàn tay nghiêng đầu ngắm nhìn hoài đan người con gái tuyệt vời này cờ vì sao luôn gặp chuyện buồn như vậy ly hôn đi em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc s đột nhiên lên tiếng nụ cười trên môi của hoài đan chợt tắt cô thở dài im lặng nói chuyện riêng của tôi đâu cần anh quan tâm s muốn nói thêm gì đó nhưng tâm trạng của hoài đan đã trở nên thực sự tồi tệ Cô xoay người bước vào bên trong để mình S đứng bên cửa sổ ngơ ngác. Chờ tới khi đèn điện trong phòng đã tắt, S mới rời đi. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh, phảng phất những nét buồn khó hiểu. Nếu hạnh phúc đối với anh là một loại tình cảm qua đỗi xa xỉ, vậy thì anh sẽ để người con gái này hưởng toàn bộ hạnh phúc mà anh có. Hoài Đan nằm dài ở trên giường, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía bó hoa hồng đỏ rực S tặng. Trong đầu cô lúc này, liên tục xuất hiện hình ảnh của Minh Điền và S. Hai loại cảm xúc kỳ lạ liên tục đấu tranh lẫn nhau, dày vào nhau, làm tâm trạng của Hoài Đan trở nên cực kỳ tồi tệ. Cô hít một hơi thật sâu, lặng lẽ rơi nước mắt. Vì mệt mỏi, nên Hoài Đan đã ngủ thiếp đi từ khi nào, lúc cô tỉnh dậy, phát hiện ngoài cửa sổ xuất hiện một hộp nhỏ màu đỏ tươi, được đặt cẩn thận trên bệ. Đây, đâu phải món quà của S gửi tặng cô khi trước. Hoài Đan nhớ lại, lúc S tới đây, chị ôm theo duy nhất một bó hoa. Cô nhíu mày, bước tới gần chiếc hộp, cầm lên xem xét một hồi. Trọng lượng của chiếc hộp khá nhẹ, gần giống như hộp đựng nhẫn cầu hôn. Hoài Đan mở ra xem xét, toàn thân lập tức cứng ngắc, lạnh toát cực điểm. Bộp! Chiếc hộp rơi bịch xuống đất, vang tứ tung bốn phía. Hoài Đan bịt chặt miệng, để ngắn tiếng hết không vang lớn, loạn trọng giật lùi ra phía sau. Dưới chốt nữa đã ngã khủy trên nền đất lạnh lẽo. Bên trong chiếc hộp này là một ngón tay đứt lìa, đẫm máu đỏ tanh tươi. Ngón tay của Minh Điền ư? Hoài đan cứng họng nhìn chằm chằm vào hộp ngón tay, não bộ nhanh chóng xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái tên của Minh Điền. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Sắc mặt của Hoài đan ngày càng trở nên xanh tái. Cô đưa tay vuốt ngực để điều khiển hô hấp, khóe môi hơi co giật. Kể từ khi Minh Điền và cô làm đơn ly hôn, hai người chưa từng gặp mặt, hay liên lạc với nhau thêm lần nào nữa. Bên cạnh Minh Điền còn luôn có dàn vệ sĩ chuyên nghiệp phục tùng, vậy mà bây giờ dễ gì gặp nguy? Sợ dĩ Hoài Đan có thể khẳng định đây là ngón tay của Minh Điền bởi vì anh thường xuyên đeo nhẫn cưới để nỗi ngón tay in hẳn cả vết sần. Chiếc nhẫn bây giờ đã ngấm máu tươi tanh tưởi, dính thêm một vài mảng thịt đỏ hòn. Đừng xảy ra chuyện gì. Cô lẩm bẩm trong miệng, chống ngực đập tới mức điên loạn, cảm giác cực kỳ lo lắng cho Minh Điền liên tục giày vò và hành hạ lý trí của cô. đã từng dối lòng phải quên đi người đàn ông phản bội này, nhưng cuối cùng Hoài Đan vẫn chịu đầu hàng trước anh. Cô nhấc điện thoại gọi hỏi tình hình của anh từ phía quản gia và cha mẹ cố. Câu trả lời mà Hoài Đan nhận được rằng Minh Điền đã đi vắng từ đêm hôm qua mà chưa về nhà. Hai mắt cô cay xè, hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Không thể trơ mắt nhìn người đàn ông này chết trước mặt được. Hoài Đan lật dở chiếc hộp nhỏ, cẩn thận quan sát kỹ lưỡng từng chút, từng chút một. Nhìn bề ngoài chiếc hộp này không có bất kỳ dấu vết gì khả nghi. Nhưng Hoài Đan vẫn nhất quyết chưa bỏ qua. Cô mít thử hai đầu ngón tay vào phần giấy lót hộp cảm giác rất trơn và mượt. Sự nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng ngồi bật dậy, xả nhanh một chậu nước, sau đó ấn cả chiếc hộp vào bên trong. Chưa đầy một phút, hộp giấy ngấm nước dần dần để lộ ra vài dòng chữ nắn nót được in chìm bên trong. Thời gian chờ đợi từng chừng dài như vô tận, khiến cho hoài đan vô cùng hồi hộp. Đến khi toàn bộ nội dung hiện ra rõ nét, cô đứng lặng cả người. Tòa nhà Good căn hộ số 17. Tòa nhà Good ư? Hoài đan lầm bẩm trong miệng, không nghĩ gì nhiều, liền vội vàng chạy nhanh vào trong tủ đồ, lấy ra chiếc áo khoác dày mặc lên trên người. Mái tóc dài cũng được cô cuốn gọn lên cao, vài cọng lòa xòa trước mặt, đôi môi đỏ mọng hơi chu lên. Vẻ đẹp xinh kiểu diễm, xen chút hoang dại, mình Điền đã từng khen ngợi hoài đan như thế. Cô thở dài, tiện tay kéo mạnh hộp tủ kiến của mình ra. Bên trong gồm ba khẩu súng ngắn và hộp đạn đã được nạp đầy, còn có vài con dao găm nhỏ. Đây vốn là bí mật mà Hoài Đan giấu kín, thực chất Cô có niềm đam mê đua xe và bắn súng, nhưng ông bà Lưu không thích nên cấm triệt đề. Hoài Đan lén lút mua súng và đạn về, giấu trong hộp tủ riêng để thỏa đam mê, bây giờ mới cần dùng đến. Cô mặc quần jean ống rộng, cẩn thận đeo thêm tai nghe để giảm thanh, sau đó nhanh chóng chạy xuống dưới lầu. Hoài Đan, con có ông ăn món bò sốt vang không? Mẹ con sắp đi siêu thị rồi này. Ông Lưu Trưởng Bách đang xem TV, gọi với theo Hoài Đan. Cô gấp gáp sò dày, lắc đầu từ chối. Hôm nay con có việc về muộn, cha mẹ và chị gái cứ dùng bữa trước đi ạ. À. dứt lời, cô nhảy lên chiếc mô tô đã được sửa lại sau vụ tai nạn hôm trước của Lưu Mai Phụng. Vặn ga và lao vọt đi, bụi bắn tung tóe theo vận tốc gầm như cực đại, lướt gọn trên cung đường sầm uất. Học, học. Chà chà, đây rồi, thiên tài xạ thủ của chúng ta đã tới. S đẩy cửa phòng bước vào, chiếc mũ vớt màu đen che lấp gần nửa khuôn mặt tuấn tú, anh nhếch môi cười nhạt, không mấy quan tâm tới những gì mà gã đàn ông phía trước nói. Trạch Hiền chỉ vào phần ghế trống bên cạnh, hất hàm ra hiệu. Ngồi xuống đi. Không cần gã nói, S cũng tự nhiên bình thản ngồi xuống, khỉu tay trống lên đầu gối. Hàng lông mày rậm trao lại thật chặt. Trạch Hiền quan sát anh từ trên xuống dưới. Cuối cùng, tầm mắt dừng lại tại ngón tay đeo nhận cưới của anh. Gã bỗng cảm thấy tò mò, hất hàm lên giọng hỏi. Kết hôn rồi sao? Hỏi làm gì? S cong môi, hỏi vặn lại Trạch Hiền. Thái độ coi thường này của S khiến Trạch Hiền không vui. Gã cúi đầu, tiếng cười gầm ghè trong cuống họng ngày càng trở nên khàn đục. Trạch Hiền, con trai độc tôn duy nhất của thủ trưởng Khương Trạch Dâm, thân hình gầy nhẳng nhưng nồng nặc mùi thuốc lá. Ẩn sau lớp quần áo lịch lãm này là một tâm hồn quỷ quyệt hơn ma xó, gian xảo chẳng kém gì loài cáo. S ngừng cao đầu nhìn gã, đôi mắt đen lay láy ngập tràn căm hận. Các ngón tay cứng cáp của anh co lại, vặn lên những đường gân sắc bén. Xung quanh hai người, đám đàn em của Trạch Hiền tay cầm súng lục, chĩa thẳng về phía S. Chỉ cần anh nhúc nhích, lập tức đi toi mạng. Xem ra lần này tới đây chỉ có đường nộp mạng. Bục. Hãy nhìn xem đi, đây là gì? Trạch Hiền ném mạnh về phía S một sấp ảnh còn mới. Sang mặt của S vẫn khá rừng dưng không có lấy một chút biểu hiện hoang mang gì cả. Anh cầm từng tấm ảnh lên, cẩn thận dò xét. Trạch Hiền khoanh hai tay trước ngực, cố tình ngân cao giọng. Giết chết Minh Điền, đây chính là nhiệm vụ cuối cùng của anh. Nhân vật trong loạt ảnh mà Trạch Hiền ném cho S không ai khác mà chính là Minh Điền, chồng của Hoài Đan. Ngay khi nhìn thấy mục tiêu cần giết lại là người quen kia, S không khỏi thẫn thờ. Anh trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào các tấm ảnh, đầu ngón tay hơi cứng lại. Còn cáo giả Minh Điền đang lén lút thu thập chứng cứ, hòng phản kích lại tao. Nó nghĩ trình độ của nó đủ để hành chết tao sao? Hờ, nhầm, nhầm to rồi. Mười đầu ngón tay của S liên tục đan chặt vào nhau anh hừ lạnh tầm nhìn bỗng chốc trở nên đen tối đám người trước mắt cũng trở thành hạt bụi trước dông bão hoàn toàn không bị anh để mắt đến đối với tôi minh điền dù sai hay đúng thì vẫn luôn là hào quang rực rỡ nhất s đột ngột nhờ tới những lời mà hoài đan đã từng nói với anh như vậy anh nắm chặt bàn tay âm thầm nở nụ cười nhạt nhẽo trạch kiện vẫn lén lút quan sát từng hành động của s sau cùng hắn ngửa cổ nói thêm Hải Đan coi Minh Điền là thánh thần, là sinh mạng cả đời. S, anh chỉ là con chó gẻ ngoài chợ, vậy mà cũng dám mơ tưởng tới người ta. Ngừng một lúc, Trạch Hiền bổ sung thêm. Nào, có muốn độc chiếm người đẹp lắm của riêng không? Suy nghĩ kỹ đi, tôi chờ. Nói xong, Trạch Hiền ung dung bước đi. Cánh cửa gỗ chắc nịch đóng dầm lại. Trong phòng chỉ còn lại mình S ngồi thẫn thờ suy tư. Anh nhếch môi, đầu óc như muốn nổ tung. Được rồi, cô ấy không yêu anh. Người cô ấy yêu là Minh Điền. S đứng bật dậy toán bước ra ngoài. Anh đã có suy nghĩ riêng của mình. Hãy nói thẳng ra chính là lựa chọn cuối cùng. Con chó ghẻ mãi mãi không thể xứng đáng với người con gái thuần khiết này. Dừng lại đã. Một người phụ nữ tóc ngắn cá tính từ phía sau đi lên. Chắn ngang trước mặt S. Cô là Phượng Nghịch. Bạn làm ăn trong giới xã hội đen của S. Phượng Nghịch cũng là một trong những cánh tay đắc lực của Trạch Hiền và còn la người tình. Phượng Nghịch ném mạnh màu thuốc lá hút dở xuống sàn. Đắn đo một lúc mới lên tiếng. Anh yêu Hoài Đan. Đôi mắt của S ngập tràn những tiếc phức tạp. Anh hít sâu một hơi, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Chưa nhận được câu trả lời của anh cũng đồng nghĩa với việc S đang ngầm thừa nhận những gì Phượng Nghịch nói là thật. Phượng Nghịch cười mỉm, nét mặt lộ vẻ buồn bã. Đã trôi qua thật lâu rồi, thời gian cũng đã không còn chậm chạp, lăn bánh như những ngày trước. Vậy mà cớ sao? Cô vẫn cố chấp, yếu tới điên của người đàn ông này. S nhách môi cười nhạt, sau đó lén lút thở dài một tiếng Chuyện giữa anh và Hoài Đan Biết nói gì cho phải Nếu nói yêu cũng không đúng Không yêu thì lại càng sai Điên điên cuồng cuồng như một trò hề Bản thân không thích thì thấy gì yêu đương À nhầm Chẳng đáng mới phải Thầy S lạnh lùng xoay lưng rời đi Vượng nghịch cũng không cản anh lại nữa Hình bóng cao lạnh của S Dần dần khuất lớp sau hành lang tăm tối Mờ nhạt và ảo vọng Hoài Đan gạt chân chống xe Mái tóc dài tung bay trong làn gió đông cuối tàn, đôi mắt vượng u buồn chầm chậm hướng về phía tòa nhà cao chót vót đang ở ngay trước mặt cô biết bản thân liều lĩnh tới đây để cứu nguy minh điền là một trò khờ dại thế nhưng trái tim vẫn chẳng thể nào lừa dối chính mong muốn của mình minh điền xảy ra chuyện hoài đan cũng không thể sống yên ổn cả đời cô có lẽ sẽ chìm ngập trong dây dứt và ăn năn vì lẽ kẻ bắt cóc minh điền đã gửi ngón tay bị cắt rời của anh cho cô mục đích của hắn là gì hoài đan nhất định phải làm rõ cho bằng được cho hỏi tiểu thư đã có hẹn trước chưa hả? Nam nhân viên vội vã tiến về phía Hoài Đan, nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi cô. Hoài Đan nhớ lại những gì được ghi trên giấy, liền lập tức đáp ngay, không chút do dự. Tôi muốn tới căn hộ số 17. Xin hỏi chủ nhân của căn hộ này là ai? Sang mặt nam nhân viên lập tức biến đổi. Anh ta lấm lét đau mắt nhìn Hoài Đan. Sau đó lại quay sang đồng nghiệp, đang đứng bên cạnh để cầu cứu. Thế nhưng, những kẻ kia cố tình giả điếc, vớt lờ tình thế bí bách của anh ta, Cuối cùng, nam nhân viên đành bất lực lên tiếng chống chế. Xin lỗi, chủ nhân của căn phòng này đã đi công tác nhiều ngày. Chúng tôi không thể tiết lộ bất cứ thông tin ngoài luồng nào khác. Thành thật mong tiểu thư thông cảm. Các người định lừa tôi sao? Tôi là vợ của anh ta. Anh ta đã dám dở trò cặp bồ với gái điếm sau lưng tôi. Các người thích bao che nối giáo cho giặc hả? Hoài đan nghiêm mặt nhìn nam nhân viên, giọng nói đánh thép răn đe, khiến anh ta giật thót. Anh ta lập tức bày ra bộ mặt oan ức. Hải tay xua xua trước mặt mà giải trình. Không, không phải, cô nhận nhầm người rồi. Chủ nhân căn hộ số 17 là một cô gái trẻ, đâu phải đàn ông. Nói tới đây, nam nhân viên mới há hốc miệng chưng hừng, tẹn tỏ khi phát hiện ra bản thân vừa mới lỡ miệng, tiết lộ ra điều cấm kỵ. Anh ta đưa tay vỗ đét vào mặt, hai má đỏ ửng cả lên vì xấu hổ, xen chút giận dữ. Hoài đan mỉm cười đắc ý, cầm lấy túi sách mà xoay lưng đi thẳng ra bên ngoài. Đúng như cô dự đoán, những người này đang cố tình giấu giếm một bí mật gì đó. Chính vì vậy, Hoài Đan không rời đi ngay mà cố tình đánh lái, vòng sang quán cà phê gần đó. Cô tự gọi cho mình một ly nước cam, chọn hướng đối diện với tòa nhà sừng sững trước mặt. Trong đầu cô, liên tục mường tượng ra nhiều sự việc phức tạp. Cô biết mình không có thời gian nán lại lâu, nên cần phải nhanh chóng tìm cách thăm dò. Oái oăm thay, Út quay lại đưa ra một quy tắc khác thường. Đó là ngoại trừ những cá nhân đã đăng ký thuê hoặc mua chung cư thì tất cả những ai muốn đặt chân vào đây đều phải có người bảo lãnh. Bỗng, từ phía ngoài cửa vào, một bác gái lao công, tay đang trộn lưng đầy thùng rác ra bên ngoài đem đi đổ. Khải mắt hoài đan lập tức sáng rực, cô đứng phát dậy, vội vàng trả tiền nước, gấp gáp tới mức không lấy cả tiền thối. Chỉ còn cách duy nhất này, chắc chắn phải thành công. Bóng đèn vàng vọt khẽ lắc lư trong không gian tăm tối, không đủ chiếu rọi toàn bộ gian phòng tĩnh lặng. Trong một góc quất, thân ảnh gầy gò, ngồi trên xe lăn hơi đùm đưa, cảm tưởng như sắp sửa gục ngã tới nơi vậy. Trà Kiền ung dung ngồi ở vị trí sáng nhất, hai chân vắt chéo lên nhau, trên miệng còn vỉ vèo điếu thuốc đang cháy dở. Hàn vốn là một con cáo già, ghen ghét hận thù Minh Điền đấy, còn muốn giết chết anh nữa kia, nhưng nhất định không chịu để người của hắn dính vào vòng tù tội. Ngộ nhớ đám chó săn như trong suy nghĩ của hắn phát hiện ra, công ty và danh tiếng hắn dày công tạo dựng, chẳng phải sẽ tan biến thành bọn biển hay sao? Minh Điền, sau 4 năm không gặp, Tao thật mong chờ xem mày có thay đổi gì chưa đấy. Người đàn ông ngồi trên xe lăn nghe vậy, lập tức rên ồ ồ lên mấy tiếng. Dường như anh ta muốn phản kháng, nhưng bản thân lại đang bị trói và bịt miệng. Thành ra chỉ có thể chống cự bằng vài động tác yếu ớt. Hành động buồn cười này khiến Trạch Hiền rất vui. Hắn chống tay lên đùi, từ từ ngồi dậy, sau đó tản nhẫn vùng chân mà dẫm thật mạnh lên đùi của người đàn ông. Cơn đau xé buốt lập tức khiến cho anh ta trợn ngược hai mắt, tay chân lại càng thêm vùng vẫy dữ dội hơn. Trại Kiền thừa hiểu, gã đàn ông đáng thương này chỉ là một con tốt thế thân. Muốn bẫy được hộ con, nhất định phải lăn xả vào trong hăng hùm mới được. Cạch, ngoài phòng, tiếng mở cửa giòn tan vang lên. Trại Kiền không thèm ngoảnh đầu lại nhìn, còng môi cười đầy đắc ý. Đến rồi sao, thằng nhóc? À, xin lỗi. Người phụ nữ mặc bộ đồ lau công vội vàng xua tay, díu dít giải thích. Tôi tới dọn dẹp phòng. Trại Kiền ra sầm cả mặt, tức giận quay phát lại nhìn người phụ nữ đeo khẩu trang dáng hình mạnh khảnh mái tóc bù xù lôi thôi lén lén nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sợ sệt được thể trái kiệt lại càng thêm gia uy ngất hàm chỉ về phía cửa chính đang mở rụp rối rít mau mau cút ra khỏi đây chưa có sự cho phép của tôi mà bà dám tự tiện đi vào hả muốn ông đấy báo cáo lên giám đốc đuổi thẳng cổ đi không người phụ nữ nghe vậy lập tức chắp tay lên trước mặt hoàng hốt van xin là tôi không biết tôi vô lễ Xin anh tha cho tôi, tôi còn con nhỏ. Trạch Hiền cảm thấy vô cùng phiền phức, xua tay, lưu mắt chửi mắng. Còn không mau cút xéo đi. Chờ người phụ nữ sách xô đi khỏi, Trạch Hiền bên lâu bầu chửi bồi thêm mấy câu. Đúng là lũ ngu, làm việc không đến nơi đến chốn. Trong hành lang dài và rộng, người phụ nữ vội vàng bước đi thật nhanh, tiến thẳng về khu vệ sinh dành cho phái nữ. Đứng trước tấm gương sáng loáng, cô từ từ tháo khẩu trang và cởi áo bên ngoài, để lộ thân hình bốc lửa cùng khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Hoài đàn nhếch môi cười thầm, cuốn gọn mái tóc dài, mềm mại, lại cẩn thận kéo cổ áo cao hơn chút, để che chắn một phần gương mặt. Khi nãy, trong lúc nói chuyện với Trạch Hiền, Hoài đàn đã cố tình liếc nhìn vào phía trong gian phòng. Dựa vào tài quan sát lanh lợi của mình, cô dễ dàng phát hiện ra gã đàn ông bị trói ngồi trên xe lăn, không phải là Minh Điền. Ngần ấy thời gian sống cùng nhau, Hoài đàn đã quá quen thuộc với vóc dáng và tính tình của Minh Điền. Do vậy, Kẻ thế thân mà Trạch Hiền đem ra nhử mồi, chẳng khác gì cho mèo nhảm nhí. Thế nhưng, mục tiêu hắn hướng tới vẫn là Minh Điền. Suy cho cùng, dù Trạch Hiền đã bắt được anh hay chưa, Minh Điền vẫn còn gặp nguy hiểm. Hoài Đan không muốn làm ngơ chức nặng này của anh, do vậy vẫn bướng bình, quyết định ở lại theo dõi thêm chút nữa. Cô rửa mặt qua loa, tô lại son môi, sau đó nhanh chóng bước ra bên ngoài. Vừa lúc đó, phía từ hướng nhà vệ sinh nam, một bóng người cao lớn cũng bước ra. Anh ta đi rất vội, gần như không chú ý thấy Hoài Đan ở phía sau. Nhìn vào khoảng cách tương đối gần như thế, Hoài Đan dám mạnh dạn khẳng định, đây chính là S. S cũng có mặt tại nơi này, nhất định không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc đây chính là miêu kế đã được sắp đặt từ trước. Hoài Đan giòn rén bước theo sau anh, lồng ngực liên tục đập loạn nhịp. Trong một khoảnh khắc ít ỏi nào đó, Hoài Đan chợt nghĩ về Minh Điền. Nếu Minh Điền có thể đi lại được, chắc có lẽ dáng hình của anh cũng cao sấp xỉ như thế này. S bước đi rất vội, Toàn cái đã đi tới phía cuối hành lang tầng 4. Anh đứng trước cửa phòng trà kiền đang ở đó, rớt khoát gõ cửa ba tiếng, sau đó cao ngạo bước vào. Hoài đan trọt xoay mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi, lập tức trở nên cảnh giác. S và trà kiền ở cùng một chỗ, chứng tỏ khả năng họ quen biết nhau rất lớn. Cô đứng yên lặng, ánh mắt tò mò vẫn nhìn chằm chằm không rời. Nếu quả thật những suy đoán này là sự thật, vậy thì... Hoài đan rút điện thoại, bấm số của S để gọi. Đầu dây bên kia, Trải qua hàng loạt những tiếng tút dài mới có người nhấc máy. Ngữ giọng của S không còn hồ hởi, xen chút trêu chọc như mọi khi nữa. Ngược lại, Hoài Đan có thể cảm nhận rõ sự lúng túng và nôn nóng từ anh. Có chuyện gì sao? Xin lỗi tôi đang bận chút. S từ tốn giải thích. Nhưng Hoài Đan không để cho anh có cơ hội cúp máy, lập tức chặn ngang. Anh đang ở đâu? Chúng ta cần gặp nhau để nói chuyện một lúc. Chưa lần nào S thấy Hoài Đan chủ động như thế này. Tầm tư bỗng chốc nín lặng, Tuy chỉ cách nhau đúng một bức tường, nhưng thông qua tiếng vọng của điện thoại, Hoài Đan có thể dễ dàng phát hiện ra sự bối rối của anh. S không đáp, chỉ nhanh chóng cúp máy. Hoài Đan có phần ngỡ ngàng, khá hốc miệng nhìn điện thoại, tầm can phút chốc chết lặng. Trải qua vài phút bối rối, một đoạn tin nhắn ngắn gọn được gửi tới. Nội dung đại khái là S muốn Hoài Đan chuyển rời sang khí khác, hiện tại anh đang rất bận. Cô nhếch miệng cười nhạt, bình thản gửi định vị vị trí của mình cho anh xem. Màn hình báo hiệu trạng thái tin nhắn đã được đọc, cũng là lúc trái tim Hoài Đan đập loạn tới mức hoảng hốt. Lần này, cô thử đánh cược vào bản thân mình để xem S có thực sự coi trọng cô hay là không. Hai bàn tay của Hoài Đan nắm chặt điện thoại, chặt tới mức từng mảng da non nổi mẩn đỏ cả lên, chờ tới khi cô sắp buông bỏ suy nghĩ rối ren này ra khỏi trí não. Cánh cửa phòng trái kiền lập tức được mở tung ra. Thân ảnh cao lớn của S nhanh chóng xuất hiện, tiến về phía Hoài Đan bằng những sải bước vô cùng vội vã. Ngay khi anh tới gần, Hoài Đan đột ngột xoay người đi thẳng vào nhà vệ sinh. S cũng hiểu ý, bình tĩnh đi theo sau cô. Đến lúc cả hai người đã thực sự thoát ra khỏi tầm mắt của những kẻ xung quanh, họ mới âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Hoài Đan chưa kịp nói gì, bàn tay rắn chắc của S đã chộp nhanh về phía cô, đem cô trói chặt trong gọng kềm sắc lẻm mà anh tự tạo. Em đang làm cái trò quái quỷ gì vậy hả? S nghiến răng thì thào chất vấn hoài đan cũng không chịu lép vế khách mặt nhìn anh hừ nhạt tôi mới là người phải hỏi anh mới đúng anh và hắn ta quen biết nhau sao ý em là trạch hiền s băn khoăn hỏi lại cho thêm phần chắc chắn hoài đan gật nhẹ đầu lử anh tứ cháy mặt trầm ngâm một lát s vội vàng đẩy mạnh người hoài đan vào sâu trong một buồng vệ sinh còn cẩn thận mà mau chóng quá chặt chốt lại hoài đan không phản kháng nhẹ nhàng luồn hai tay ôm lấy đầu anh kéo anh áp sát về phía mình s thừa hiểu Hoài Đan chỉ đang muốn thăm dò tin tức từ anh, với tính cách ương ngạnh và sống chết vì Minh Điền như thế kia, làm gì có chuyện cô dám buông thả bản thân để gần gũi với người đàn ông xa lạ nào khác. Kể cả trong hoàn cảnh S và cô đã từng xảy ra quan hệ thể xác nằm ngoài dự trù đi chăng nữa. Ngón tay trò mỏng nhẹ của Hoài Đan lướt trên chiếc mũi cao từ S, giọng nói cũng đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Nói thật cho tôi biết, anh trai kiện và Minh Điền, ba người có mối quan hệ mật thiết với nhau như thế nào? Đừng có lấp liếm và chối bay chối biến. Bởi tôi không ngốc mà tin vào những lời giả dối này đâu. S định đẩy tay cô ra. Hoài Đan lại không chịu buông. Cô càng dùng lực giữ chặt anh hơn. Cơ thể xinh đẹp hơi dướn về phía trước. Thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại. Em không nên quan tâm làm gì mấy chuyện vớ vẩn này. Ông chồng yêu quý của em vẫn sống nhân răng. Được chưa? Không. Hoài Đan lườm S. Bóp xiết lấy cổ anh trầm giọng đe dọa. Anh vốn là một gã sát thủ tàn độc. Coi mạng người như cỏ rác, Dựa vào cái cách trạch hiền dốc công cụ tôi tới đây Lại còn chặt một ngón tay của người đàn ông kia Để đánh lừa là Minh Điền Tôi đã lờ mờ cảm nhận được Mối quan hệ giữa các người không hề đơn giản Bàn tay thon mềm của cô Lập tức lướt xuống phần bụng cơ múi, Đang phập phồng theo từng nhịp thở phía trước Nghiêng đầu nói tiếp Một, anh tới đây để thám thính tình hình Đứng giữa hai phe Trạch hiền Minh Điền Hiện tại, đang rơi vào tình thế dao động Hai, anh và trái hiền cũng là đồng bọn, lấy Minh Điền giả để dụ Minh Điền thật đến. Thế nào? Suy nghĩ này của Hoài Đan quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng mà S đã phán đoán. Anh cắn chặt răng thở dài, một lúc lâu sau, S mới mở miệng đáp. "Khi Minh Điền chưa bị liệt, anh ta và Trạch Hiền đã từng là những người bạn tốt. Em muốn biết vì sao họ lại quay lưng với nhau ư?" Ánh mắt của S nhẹ nhàng di chuyển xuống khuôn mặt xinh đẹp phía dưới, lấp lánh ý cười. "Sự thật sẽ khiến em thất kinh hồn vía, vẫn muốn nghe phải không?" Hoài Đan im lặng nhìn anh, trong đầu nhanh chóng xuất hiện những hình ảnh mờ nhạt của quá khứ đen tối. Năm năm trước, sự thật được bén màn vẫn là điều kinh hoàng nhất. S lầm bầm, nói đi nói lại nhiều lần, sắc mặt cũng đã trở nên trắng bệch. Anh biết, mình không thể giấu giếm Hoài Đan thêm được nữa. Chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt chân thành này của cô, S không đành lòng lừa dối. Hoài Đan hồi hộp chờ đợi, nhiệt độ nóng bỏng từ người đàn ông này tỏa ra ngày một lớn, áp chế hoàn toàn tâm lý của cô. Không hiểu vì sao, trong một khoảnh khắc nào đó, khuôn mặt cô độc của Minh Điền lại xuất hiện thế này. S ra tay Hoài Đan đi theo mình. Hai người họ vào một căn phòng trống trong khách sạn, cùng nhau ngồi xuống giường. Cửa phòng đóng kín, bên trên tường có treo một bức tranh, cảm hình đôi nam nữ trần trụi đang ôm ấp lấy nhau. Hoài Đan ngượng trên mặt, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hơn bao giờ hết. S cởi áo khoác ngoài, bên trong chỉ mặc áo phông mỏng dính, càng làm nổi bật thêm những mối cơ vạm vỡ của anh anh chống tay trên đùi bắt đầu kể cho cô nghe về quá khứ của minh điền khi anh ta còn là một đô đốc hải quân nhiều chuyện đã xảy ra ngay cả bản thân minh điền cũng không thể lương trước được nguồn cơn mọi sự việc đều bắt đầu từ tội ác minh điền cưỡng hiếp một cô gái dân tộc trạch điền và minh điền cùng làm chung trong quân đội khi đó minh điền là cấp trên của anh ta thực chất trạch Điền chính là bạn thân trí cốt của minh điền trong đơn vị quân đội chẳng ai không hay biết Vậy tại sao họ lại trở mặt với nhau như vậy? Hoài Đan rẻ rặt lên tiếng hỏi. S nghiêng đầu nhìn cô, bàn tay đột ngột bươn ra, đẩy ngã Hoài Đan nằm sóng xoài xuống giường. Hành động bất ngờ này làm cô giật mình, muốn vùng dậy, nhưng lại bị cơ thể săn chắc của anh đè chặt cứng. Hai người nằm đè lên nhau, trong tư thế vô cùng ái muội Người thẹn nhất chính là Hoài Đan, da mặt cô lúc này đã đỏ bừng. Cô có thể cảm nhận rõ ràng Từng hơi thở nóng bỏng của S đang phả vào mặt mình một cách thật rõ ràng. Cô gái bị cưỡng hiếp và giết chết tên là Vũ Lưu Ly, bạn gái của Trạch Hiển. Nghe S nói tới đây, Hoài đang tròn xe mắt nhìn anh. Cô cũng đã lờ mờ, đoán ra được nguyên nhân thật sự khiến họ trở mặt là như thế nào rồi. Buổi tối liên hoan vào 3 năm trước, Minh Điền uống rất nhiều rượu. Anh trở về doanh trại trong tình trạng say khớt. Đường về doanh trại, phải đi qua một thôn nhỏ nghèo nàn, khoảng cách cũng không xa cho lắm. Vũ Lưu Ly ngồi bên chiếc cối say gạo, ngần ngà ca hát vài điệu nhạc không lời. Giữa đêm trăng sáng, tiếng hát du dương của cô gái nhỏ vang lên, cũng đủ khiến người nghe cảm thấy hưng phấn, đắm say. Minh Điển đi đến, có chào hỏi Vũ Lưu Ly mấy câu xạ giao. Một cậu lính trẻ đi ngang qua, đã chứng kiến cảnh tượng Minh Điển đang cười cười nói nói với Vũ Lưu Ly. Anh ta cũng chính là người làm chứng cho phiên xét sự buộc tội Minh Điền tại tòa án sau này. Chập trọng sáng, tiếng la hét kinh hoàng của người dân gần đó vang lên đánh thức ngôi làng nhỏ choang tỉnh sau một đêm tương đối yên bình cả gia đình vũ lưu ly đều bị giết hại một cách khủng khiếp riêng vũ lưu ly toàn thân cũng không mặc quần áo da thịt bầm dập các dấu vết xanh tím mái tóc xõa dữ rượi, bết máu tươi vụ thảm án khiến một nhà năm người chết không toàn thây gây rung động toàn bộ ngôi làng và dân trại trực thuộc địa phương sau khi làm các đối chứng truy xét dấu vân tay trên cổ vũ lưu ly hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay của Minh Điền. Bên cạnh đó, vết chân để lại, chiếc quân hàm bị rơi ra tại hiện trường cũng đều thuộc về Minh Điền. Lúc Trạch Kiền đến nơi, bạn gái cũ của anh ta đã trở thành một cái xác không hồn. Trạch Kiền lao tới, tóm lấy cổ Minh Điền, điên dại, mắng nhiếc. Thằng chó này, mày, sao mày dám giết chết cô ấy? Điều kỳ lạ, Minh Điền không hề phản kháng, cũng không biệt Minh. Anh chỉ hờ hững nhìn Trạch Kiền khỏe môi cong lên, tạo thành một nụ cười khiêu khích. Câu chuyện này Hoài Đan cũng đã từng nghe qua, nhưng để biết chi tiết như thế này thì đây là lần đầu cô được người ta kể lại. Tuy nhiên sau đó, Minh Điển đã bị tai nạn trên đường về nhà, dẫn tới hậu quả bị liệt hai chân. S cũng hiểu được thắc mắc của cô, nhẹ nhàng nói tiếp. Em đang suy nghĩ, vì sao Minh Điển lại bị phế hai chân nữa? Hoài Đan gật nhẹ đầu, ngầm khẳng định chắc chắn cho những suy nghĩ của mình. Sang mặt của S bỗng chốc trở nên vô cùng u ám, anh lật người nằm sau bên cạnh hoài đan nhếch môi cười nhạt tai nạn là thật bị liệt cả hai chân cũng là thật nhưng minh điển lại không phải là người thật em hiểu chứ hoài đan không hiểu những gì s đang nói cô ngẩng cao đầu nhìn anh chần chừ mãi mới lên tiếng hỏi tiếp nhưng nếu như minh điển thật sự oan uổng vậy thì anh ấy phải tìm đủ mọi cách để chứng minh sự trong sạch của mình chứ bởi vì s lấp lửng nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe Hút hồn của Hoài Đan cười nhạt đáp. Minh Điền chỉ là kẻ thế thân. hung thủ thực sự gây án, có thân phận không hề nhỏ. Hoài Đan há hốc miệng nhìn S, kinh ngạc không thốt nên lời. Nếu S đã nói như vậy, phải chăng Minh Điền đã biết điều đó và tự nguyện chấp nhận phần thiệt hơn về mình? Cách lựa chọn như thế có quá ngu ngốc hay không? Nhìn Hoài Đan trầm ngâm như vậy, S bỗng dưng cảm thấy hối hận vì đã nói cho cô biết một phần của sự thật. Anh không hề muốn cô gái nhỏ này sẽ gặp nguy hiểm càng biết nhiều, phần thiệt hơn càng thuộc về cô. Nếu Hải Đoan gặp nguy hiểm, anh sẽ hối hận tới ngay cả khi chết. Hoài Đan thấy S không nói gì nữa, cô cũng hiển hiện giờ anh đang muốn gì. Mặc dù cô còn rất nhiều thắc mắc, hy vọng được S giải đáp. Nhưng cô cố gắng kìm nén lại, đành thôi. S đứng dậy, chỉnh lại quần áo và thành thật nói. Tốt nhất em hãy trở về nhà đi. Mọi chuyện ở đây đã có tôi lo liệu. Nhưng còn Minh Điền thì sao? Anh ấy sẽ mắc bẫy, chạy kiển và gặp nguy hiểm. Hoài Đan vẫn không thể làm ngơ trước mọi chuyện. Đã đến đây rồi, cô nhất định sẽ cứu anh. Dù gì Minh Điền cũng đã bị liệt hai chân, tự thân vận động. Làm sao anh đủ sức lực để đối phó với đám người thâm độc này? S lắc đầu, nắm mạnh hai bà vai của Hoài Đan, cương quyết ngăn cản. Tôi lấy danh dự khẳng định với em, chắc chắn Minh Điền sẽ an toàn quay về. Hoài Đan, em ở đây chỉ thêm rắc rối thôi. Hoài Đan nhìn sâu vào trong mắt S, đôi mắt kêu hãnh này chờ đầy đủ niềm tin và sự chân thành nhất, khiến cho cô cảm thấy yên tâm vô cùng. Phút chốc, trong cô bỗng dưng không còn trỗi dậy mới cảm xúc ghét bỏ S nữa. Ngược lại, mọi thứ giờ đây lại hoàn toàn khác. Hoài đan cúi đầu, nhẹ nhàng đáp. Được rồi, tôi nghe anh. S mở hé cửa, cẩn thận nhìn ra phía hành lang rộng lớn. Sau khi xác định bên ngoài an toàn, anh mới vẫy tay ra hiệu với Hoài Đan, gọi cô lại gần mình hơn một chút. Hoài Đan cũng rất ngoan ngoãn nghe lời anh, lập tức tiến sát tới gần s lấy từ trong túi quần một con dao găm nhỏ mặt sắc nhìn khắc trên duy nhất chữ s uốn lượn mềm mại nhìn qua là biết vật tùy thân của s hoài đan định từ chối nhưng anh đã vội vàng nói trước nào nào ngoan nghe tôi em không biết thế giới này đáng sợ tới như thế nào đâu cầm chiếc dao găm của s trong tay hoài đan cũng thấy yên tâm hơn rất nhiều cô thở vào mỉm cười nhìn anh giờ phút này cả s và hoài đan không còn hận thù nhau nữa trong đáy mắt của người đàn ông từng giết người ghê rợn kia, hiện tại chỉ còn tồn tại tình yêu và sự bảo vệ, che chở. S đi trước dẫn đường cho Hoài Đan. Mọi động tác của anh đều rất cẩn thận và chỉnh chu, gặp bất cứ kẻ lạ mặt nào. Điều đầu tiên S làm là giơ tay ra hiệu để Hoài Đan trốn vào bên trong. Ở nơi này, tai mắt của cha Hiền nhiều như ông vỡ tổ. Chẳng may hắn bắt gặp cảnh tượng Hoài Đan và S đi cùng với nhau. Người gặp nguy hiểm chính là cô. Đến dưới cửa thoát hiểm, s mới yên tâm thở vào trước khi hoài đan đi khỏi s còn nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu cô cô gái nhỏ này vẫn luôn làm anh không ngừng lo lắng nếu có thể anh chỉ muốn nhốt cô vào trong lòng mình vĩnh viễn không để cô chạy thoát kể ra thì cũng buồn cười từ lần đầu gặp hoài đan mục đích của s chỉ là bịt đầu mối để tránh phiền phức dần dần cá tính mạnh mẽ và đáng yêu của cô khiến cho anh mê đắm từ lúc nào không hay nhẹ nhàng và dịu ngọt tới như vậy hoài đan ngây ngốc nhìn s ra mặt đỏ dần cô lúng túng rời đi sau đó dần dần mất dạng sau đoàn người đông đúc s thở dài xoay người trở về địa điểm đã hẹn với trạch hiền ngay khi cánh cửa mở ra một họng súng đen ngòm lập tức chĩa vào thái dương của anh trạch hiền nhanh môi cười nhạt khinh thường lên tiếng nói đi mày và con danh kia có mối quan hệ gì với nhau s ngừng cao đầu nhìn thẳng vào mắt của trạch hiền trước câu hỏi chất vấn này của hắn ta thái độ của anh vẫn rất bình tĩnh anh cười cười nhún vai đáp anh muốn nói tới hoài đan mày giả ngu à trạch hiền cười khẩy Khọng súng đen ngòm vẫn chĩa vào thái dương của s sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào s từ hai tay lên trước mặt tạo ra dáng vẻ đầu hàng anh biết trạch hiền đã phát hiện được mối quan hệ giữa hoài đan và anh nếu bây giờ anh thừa nhận hoài đan sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng còn anh phủ nhận hoài đan vẫn sẽ nguy hiểm như anh đã dự liệu từ trước suy cho cùng hiện tại s đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan chạy không được mà ở lại cũng càng không được. Trạch Hiền trừng mắt cảnh cáo S. Hắn cảm thấy bản thân quá thông minh khi lén lút cho người theo dõi S. Còn người của S, quỷ kế đa đoan đến như thế nào, Trạch Hiền có lạ quái gì? S nhếch môi cười nhẹ, thử hạ giọng thương lượng với hắn xem thế nào. Chuyện giữa tôi và anh nên để hai chúng ta tự giải quyết, còn hoài đan chẳng liên quan gì. Trạch Hiền nào chịu để yên, không ngu mà đồng ý. Cầm mồm, tao hỏi mày vào ở đàn bà kia có mối quan hệ như thế nào Hắn lặp đi lật lại câu hỏi như vậy, làm S dần rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mặc dù anh dư sức đánh trả lại được trà kiền, nhưng vệ sĩ của hắn quá mức đông đi. S cũng cần phải cẩn trọng hơn bao giờ hết. Nào ngờ, không đợi S trả lời, trà kiền ra tay độc ác, trực tiếp bóp cỏ súng. S chưa kịp chuẩn bị phản đòn, chưa kịp nghiêng người tránh né. Nhưng viên đại vẫn nhanh hơn một nhịp, ghim thẳng vào bà vai của anh. Áo thủng một lỗ, vẫn còn bốc khói mở đục. Máu tươi theo miệng vết thương nhanh chóng bắn ra. S cắn răng, cò chân tung cước, đã một phát thật mạnh vào cánh tay đang giơ súng lên của Trạch Hiền. Dường như, hắn cũng không nghĩ S lại có thể phản đòn nhanh tới như vậy, bị anh đá cho một cước đau điếng, ôm tay, lùi ra xa vài bước. Bắt lấy nó, Trạch Hiền hét lớn, đám đàn em lập tức xông lên. S sử dụng toàn bộ những chiêu thức mà mình đã học được chống trả, nhưng chẳng mấy chốc, vết thương mất quá nhiều máu khiến cho anh rơi vào tình thế đuối sức trải kiển nhìn cánh tay sưng đỏ của mình tức tới nghiến răng nghiến lợi bao nhiêu năm qua hắn tin tưởng s đến thế công việc gì máu mặt nào cũng đều giao cho anh vậy mà bây giờ chỉ vì một ả à đàn bà vô dụng mà s dám phản bội lại hắn Vì vụ lần này trải kiển muốn s giúp mình giết chết minh điền Nhưng kế hoạch lại bị độ bể hết chỉ trong gang tấc tức đến mức cái mắt long lên sòng sọc trải kiển chỉ hận không thể bắn chết S ngay bây giờ. S chống cự một hồi, mồ hôi túa ra ướt đẫm, một gã vệ sĩ của Trạch Hiển lao tới, cầm theo cây gậy sắt đập mạnh vào đầu anh. Dòng máu tanh nồng chảy tràn từ đỉnh đầu xuống má, làm S tức khắc rơi vào tình thế choáng váng. Anh loạn choạng chống tay đứng dậy, dùng toàn bộ sức lực giằng lấy cây gậy, quật ngược lại vào người hắn. Đám thuộc hạ không dám dùng súng, vì tiếng ồn sẽ làm ảnh hưởng tới khách sạn, rất dễ khiến cảnh sát chú ý. Ngu dốt, sống hết lên cho tao. Trà Kiền điên cuồng chỉ đạo. S căm vẫn nhìn hắn. Muốn lật ngược tình thế này, chỉ còn cách khiến gã đầu sỏ phải đứng ra hứng mũi chịu xào. Nghĩ là làm, S lao lên, tách đám đông ra, nhanh chóng áp sát Trà Kiền. Ăn u ớ chưa kịp nói gì. S vùng tay, dùng cùi trỏ đập thật mạnh xuống. Rắc! Tầm lưng cứng ngắc của Trà Kiền vang lên tiếng gãy giòn tan. Hàn rú lên đau đớn, nằm vật xuống đất như con rán chết trôi. Thừa lúc đám người rơi vào tình thế lộn xộn, S nén đau, tùng người nhảy qua lan can, nhảy xuống tầng trệt ở phía dưới. Ngày sau đó, bóng dáng anh mất hút, không để lại bất kỳ một dấu vết khả nghi nào khác. Hoài Đan vùi đầu trong chăn, tay cầm điện thoại, do dự không biết nên gọi cho S hay Minh Điền. Từ lúc trở về tới giờ, tâm trạng cô không hề tốt lên một chút nào cả. Cô lo lắng cho S, nhưng cũng lo cho an toàn của Minh Điền, hai người đàn ông này không hề khiến cô ghét bỏ, ngược lại, giữa họ tồn tại một mối liên kết kỳ lạ mà ngay cả chính cô cũng chưa thể nào hiểu rõ. Ngay khi Hoài Đan đang suy nghĩ viền vông, một bóng người cao lớn vụt thoáng qua cửa sổ. Cô giật nảy mình, vội vàng ngồi bật dậy, sau đó liếc mắt tìm kiếm xung quanh. Lồng ngực Hoài Đan đập phập phồng liên tục, hồi hộp tới mức có thể nghe được rõ từng nhịp thở của bản thân. "S, là anh, phải không?" Không gian xung quanh thoáng chốc im lặng. Hoài Đan toàn kéo gọn tấm rèm che cửa lên thì nghe thấy cạch một tiếng. Trên cửa lập tức xuất hiện một bàn tay đầy máu, run dậy kéo chốt cửa. S đỡ đẫn chui vào, sau đó nằm vật xuống sàn nhà khắp người đổ đầy mồ hôi lạnh giờ phút này hoài đan không kịp nghĩ gì nhiều cô chạy bổ tới bên cạnh anh dịu s nằm lên trên giường máu tươi thấm ướt cả một mảng ga lớn nhưng hoài đan cũng không bận tâm cho lắm cô chạy vào nhà tắm lấy khăn ướt và túi sơ cứu kiểm tra sơ qua vết thương cho anh một lượt may thay biển đạm ghim không sâu lắm vẫn có khả năng gắp ra được cũng không ảnh hưởng tới tính mạng hoài đan thở vào dùng cồn sát trùng cho anh sau đó lấy băng gạc cuốn tạm để cầm máu mồ hôi trên trán s tuôn ra ướt đẫm mái tóc đen mượt hoài đan cẩn thận lấy khăn lau qua cho anh phòng chống thấm ngược vào người sẽ bị cảm cố gắng chịu đựng một chút tôi đưa anh đi gặp bác sĩ hoài đan ghé sát tay s nhẹ giọng an ủi lời vừa dứt s vội vàng nắm lấy tay cô lắc đầu đáp không được tuyệt đối không được thấy s tỉnh lại hoài đan mừng rỡ vô cùng cô nắm chặt tay s run run nói tại sao chứ nếu không tới bệnh viện gắp viên đạn kia ra, anh sẽ nhiễm trùng mà chết mất. S cười khổ, nhàn nhạt lắc đầu. Em quên rằng, tôi chỉ là một gã tội phạm hay sao? Hoài đan sững sờ nhìn S, quay mắt co giật một chút. Đúng vậy, trong một vài phút nào đó, cô đã quên mất người đàn ông trước mặt mình này là một tên tội phạm giết người hàng loạt không ghê tay. Thấy Hoài đan im lặng không nói gì, S cười khổ. Tôi nói tôi không hề giết người, em có tin không? Tin. S kinh ngạc nhìn Hoài Đan. Câu trả lời này của cô nằm ngoài sức tưởng tượng mà anh dự liệu. Anh mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng bị cơn đau nhức bút ở bà vai hành hạ, lập tức nhăn mặt. Hoài Đan vội vàng đỡ anh, so xa mắng. Đã đến nước nào rồi mà còn lại nhảy mấy điều vô ích. Nếu không đi viện thì tính mạng anh ném cho chó ăn à? Cô đã thực sự cáo trước sự bướng bỉnh của S. Nhưng anh vẫn một mực lắc đầu quả quyết. Anh run rẩy vươn tay, nằm lấy bàn tay bé nhỏ của Hoài Đan, bình tĩnh đưa ra phương án. Em mổ sống cho tôi Tôi biết em đã từng học về y khoa Nên chuyện này đối với em cũng đơn giản phải không Hoài Đan giật mạnh tay lại Sững sờ nhìn S Mặc dù cô đã từng học qua ngành y Nhưng không đồng nghĩa với việc cô phẫu thuật mổ sống cho S Như yêu cầu của anh bây giờ S vẫn nhìn cô đau đáu nhếch miệng cười nhạt Em mạnh mẽ lắm mà Hoài Đan bé bỏng của tôi đâu chịu thua trước ai bao giờ Đừng hèn nhát như thế chứ Đột nhiên Hoài Đan thấy má mình ướt ướt Cô vô thức đưa tay chạm lên phát hiện khóe mắt đã dì ra từng giọt, từng giọt nước mắt từ bao giờ. Cô, sao lại khóc vì S chứ? Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, trên giường S cởi trần, miệng ngậm chặt một chiếc khăn để tránh cắn vào răng. Hoài đan đeo găng tay, dùng dao đã khử trùng cẩn thận, cắt một đường nhỏ từ miệng vết thương, không mở rộng ra để dễ gắp viên đạn. Dao rạch tới đâu, máu ở vai S lại chảy ướt tới đó. Cô vừa chăm chú mổ sống, lại vừa khéo léo dùng khăn thấm máu cho anh. Tuy S không kêu đau tiếng nào, nhưng mồ hôi trên trán anh túa ra ngày một nhiều. Hoài Đan biết S đang rất đau đớn. Người thường chỉ bị cắt một vết nhỏ trên da còn đau thế nào, nữa là anh đang phải chịu từng mũi dao rạch xé xẻ thịt. Sau khi miệng vết thương đã được mở rộng hơn, Hoài Đan cầm lấy chiếc kẹp sắt, bắt đầu gắp viên đạn đang ghim chặt vào thịt kia ra. Bàn tay cô bỗng chốc run rẩy, mỗi lần định chạm vào viên đạn lại bất giác co vào. S muốn an ủi cô, nhưng miệng đang ngậm rẻ, nên chỉ có thể phát ra những tiếng ngân nga trong cổ họng. Hoài Đan nhắm mắt, điều chỉnh lại hơi thở, sau đó kiên định cúi thấp đầu xuống, chăm chú gắp viên đạn ra. Thời gian trôi qua chậm chạp, mỗi giờ mỗi khắc chẳng khác chi cực hình. Cho đến khi cắp được đầu đạn, những mũi kim chỉ cuối cùng cũng được cắt đứt. Lúc này, Hoài Đan mới ngả người ra phía sau, thở vào một hơi. Nhìn S tiếp đi ngay trên giường của mình, lòng cô ngập tràn xáo trộn. Sau khi lau dọn xong xuôi, Hoài Đan rót sẵn một ly sữa ấm, đặt ở đầu giường đợi S tỉnh lại liền cho anh uống. Cô chống hai tay, ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt điển trai, không góc chết của S, tâm trạng có chút xáo động. Người đàn ông này có một luồng sức hút kỳ lạ, giống như khi cô ở bên cạnh Minh Điền vậy. Mặc dù không biết hiện tại, Minh Điền đã được an toàn hay chưa. Nhưng chỉ cần S dám khẳng định chắc chắn như thế, cô cũng an tâm phần nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoài Đan quyết định gửi cho Minh Điền một tin nhắn, xem anh thế nào, kể từ khi phát hiện minh điện ngoại tình, Hoài Đan ngoài mặt thất vọng, nhưng bên trong vẫn lấp lóe chút hy vọng ít ỏi nào đó. Thế nhưng, cô và S đã đi quá giới hạn, vậy nên minh điện ngoại tình cũng chẳng khác gì cô ngoại tình, cơ hội họ có thể quay lại với nhau thực sự ít ỏi tới đáng thương, đáng hận. Tin nhắn gửi đi, lòng Hoài Đan cũng nặng trĩu, ngày khi cô đang suy nghĩ xem anh có trả lời lại cô không. Tiếng chuông tin nhắn của S đột ngột vang lên khiến cho Hoài Đan giật nảy mình. Cô ngẩn ngơ nhìn S tay vẫn nắm thật chặt điện thoại. Tại sao lại trùng hợp thế nhỉ? Hoài Đan lầm bẩm tự hỏi, nhưng cô không để tâm cho lắm, nhanh chóng soạn thêm một tin nhắn nữa, gửi cho Minh Điền. Anh đừng hiểu lầm, em không có ý gì đâu, chỉ muốn hỏi thăm một chút về các thủ tục ly hôn sẽ cần tới những thứ gì. Cô cười nhạt, lại lấy thêm một lý do nhảm nhí nữa rồi. Nhưng lần này, chuông điện thoại của S lại vang lên, khiến cho Hoài Đan không thể không chú ý Cô hồi hộp, nhìn chiếc điện thoại để trong túi quần của S, sự tò mò bắt đầu trỗi dậy. Cô biết tự ý lục đồ của người khác quả thật không tốt một chút nào cả. Nhưng S và Minh Điền, hết lần này tới lần khác khiến cô phải suy nghĩ. Mượn một chút thôi mà. Hoài Đan tự trấn an bản thân. Cô từ từ rút lấy điện thoại trong túi S ra, rồn rốn bấm nút mở màn hình điện thoại. Những giây phút tiếp theo, Hoài Đan bị cảnh tượng trước mắt làm cho dọa sợ, đánh rơi điện thoại xuống đất. Điện thoại này vẫn là của S, Cô đã thấy anh dùng nhiều lần, nhưng khi màn hình được hiện lên, tin nhắn của Hoài Đan còn hiển hiện rất rõ. Điều đáng kinh ngạc ở đây, đó là màn hình nền lại là ảnh của cô chụp chung với Minh Điền ngoài bãi biển trong chuyến du lịch lần trước. Điện thoại của S, nhưng ảnh nền lại là của cô và Minh Điền. Hoài Đan sững sờ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Sao? Sao có thể thế được? Em nhìn gì vậy? Giọng nói của S vang lên làm Hoài Đan giật thót. Cô trợn trừng mắt nhìn anh, cảm xúc nghi hoặc đan xen lẫn lộn không biết nên phải làm gì vào lúc này. vẻ mặt bối rối kia đã triệt để giết chết những lời muốn nói của S. Trông thấy chiếc điện thoại của mình bị rơi dưới đất kia, S đã hiểu ra tất cả. Anh nén đau cúi xuống nhặt lên, cúi gầm mặt. Hoài Đan hít sâu một hơi, lắp bắp lên tiếng. Tại sao điện thoại của anh lại đặt ảnh của tôi và Minh Điền làm hình nên? S quay mặt né tránh, nhưng Hoài Đan không cho anh cơ hội lờ đi. Cô dùng hai tay ghì chặt khuôn mặt đẹp trai của S, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình nói đi s tại vì sao hả anh chính là minh điền có phải không s hất tay hoài đan ra kiên định lắc đầu một mực phủ nhận không có tôi là tôi minh điền là minh điền anh nói láo nếu vậy thì tôi đang nhìn thấy thứ gì đây hoài đan hét lên đứng phát dậy quát lớn s bị thái độ của cô làm cho giật nảy cả mình lập tức cả người cứng đờ lại cô chỉ biết nhìn anh chằm chằm giống như muốn nhảy vào trong sâu bên trong con người anh chỉ để hiểu rõ hơn từng tâm cơ bé nhất anh giải thích đi. Tôi không thích cằn nhằn nhiều, anh thừa hiểu tính tôi mà. Bị Hoài Đan chất vấn tới mức quá khích, S chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Điều tôi nói là sự thật, cho dù em không tin tôi thì cũng phải chịu. Tôi và Minh Điền là hai người hoàn toàn khác nhau, em có thể lấy mẫu tóc của tôi và anh ta đi xét nghiệm ADN. Nhưng nếu không phải Minh Điền, tại sao S lại có những hành động đáng ngờ này cơ chứ? Hoài Đan đi về phía tủ, mở ngăn kéo lấy ra chiếc kéo nhỏ của mình, sau đó không nói gì mà cắt đi một cụm tóc nhỏ của S. S không ngăn cản cô, để mặc cho cô tùy ý làm theo những gì cô muốn. Cắt tóc xong, Hoài Đan đem bọc vào túi zip, cẩn thận cất lại. Cô phải xác nhận cho chính xác những lời mà S nói, không thể để bất cứ người nào cố tình dắt mũi được. Xong xuôi mọi việc, Hoài Đan mở cửa xuống bếp, mang lên cho S một tô cháo nóng. Mọi người đã đi vắng hết cả, chỉ có hai người họ ở lại phòng. Vì tay S bị thương nên Hoài Đan cẩn thận đút từng muỗng cháo cho anh. Dạ dày được sưởi ấm, trong lòng S cũng trở nên thoải mái và dễ chịu hơn hẳn. Chờ anh ăn xong, Hoài Đan kéo lại đem cửa sổ, còn không quên chốt quá trong để không ai vào được. S nhìn theo từng động tác của cô, miệng bỗng nhuền cười chiều mến. Em đang giận tôi hả? Anh có giấu tôi những gì, anh thừa biết mà. Hoài Đan hở hững nói. S cười xòa, bụt miệng giải thích. Tôi nhặt được điện thoại của Minh Điền, nên tiện tay đút túi. À, hắn đã an toàn quay trở về cố ra, cũng ạ à, tình nhân bé nhỏ rồi đấy thế nào em có muốn xem thử nội dung bên trong điện thoại là gì không Khóe mắt của hoài đan giật giật cô xỉ một tiếng thật dài và ghét bỏ từ chối không cần tôi chỉ cần biết anh ấy vẫn an toàn là được rồi lời vừa dứt chủ điện thoại của hoài đan gieo vang thấy tên người trong danh bạn làm mẹ chồng cô có chút bất ngờ đã lâu rồi bà gia linh chưa gọi cho cô từ khi hai ông bà dọn về quê sống ẩn giật họ ít liên lạc hơn hẳn sau cái chết của cố tịch ông bà không muốn dây dưa vào chuyện riêng của vợ chồng Minh Điền nữa, có lẽ oán hận trên đời vốn dĩ không nên tồn tại thì tốt biết mấy. Hoài Đan nhấc máy, bật loa ngoài để nghe cho rõ hơn. Mẹ à, con nghe đây mẹ. Hoài Đan, giọng bà Gia Linh trở nên vô cùng gấp gáp, sẹn lẫn những tiếng sụt sùi đứt quãng. Hoài Đan lập tức ngồi thẳng lưng, cảm giác trong lòng bất an cuộn trào, vội vàng hỏi bà. Mẹ à, có chuyện gì xảy ra với bố mẹ sao? Giọng mẹ nghe không ổn lắm thế. Bà Gia Linh đột ngột oà khóc nước nở. Bà lắp bắp, nói không ra hơi. Tiếng khóc ai oán, xen theo chút xót xa, vàng lên như muốn gạo xé sách toang cả hai bên tai của Hoài Đan vậy. Chết, chết rồi. Mình điển chết rồi con ơi. Hoài Đan há hốc miệng nhìn S, toàn thân lạnh buốt. Cô kinh hãi không dám tin vào những gì tai mình nghe thấy. run rẩy hỏi lại mẹ chồng lần nữa. Mẹ nói gì cơ? Sao anh ấy lại chết? Không phải, Minh Điển vẫn còn sống, hay là mẹ có nhầm lẫn với ai? Bà Gia Linh vẫn gào khóc tức tưởi, bà đấm ngực thùng thụp, ai oán kêu lên. Nó chết rồi, mẹ vừa nhận được tin từ trụ sở cảnh sát. Bố mẹ đang trên đường quay trở lại thành phố, khoảng 2 tiếng nữa sẽ đến nơi. Hoài Đan, có tới nhà xác trước rồi báo cáo tình hình cho bố mẹ nhé. Hoài Đan cúp máy, ánh mắt thẫn thờ. Người kích nhạc nhất lúc này là S. Anh liên tục lắc đầu, miệng lầm bẩm từng chữ. Không thể nào, không thể nào. Anh giải thích đi, anh mau giải thích cho tôi. Tại sao Minh Điền lại chết? Hoài Đan quay sang nhìn S, gào lên chất vấn. Hải tay cô đấm thùng thuộc vào vai anh, đánh đến mức đỏ cả lòng bàn tay mà vẫn chưa hả. S không nói gì, chỉ lặng im nhìn Hoài Đan, để mặc cho cô ra sức chút bỏ cơn giận lên người mình. Đánh cho đã, Hoài Đan mới gục xuống bả vai S, quả lên khóc nước nở. Bàn tay anh nhẹ nhàng, vuốt về mái tóc cô, khàn giọng an ủi. Em đừng đi, được không? Tại sao lại không đi? tôi phải tới nhà xác nhận lại xác của anh ấy hoài đan sực tỉnh đau đớn nói nhưng s nhất định không chịu lắc đầu quả quyết em đừng đi hoài đan em à mà gọi điện cho bố mẹ cản họ nhất định không được tới đó là một cái bẫy một cái bẫy chết người hoài đan hử lạnh nhìn s đầy ghét bỏ tôi không muốn nghe chị anh đã nói minh điền an toàn về nhà vậy mà bây giờ thử nhìn lại xem anh ấy đã chết rồi vì sao lại chết tôi không tin minh điền chết tức tuổi như vậy hoài đan vùng ra khỏi bàn tay của s sau đó chạy tới tủ quần áo lục tìm áo khoác chuẩn bị tới nhà xác nhận lấy thi thể của chồng cho dù minh điền ngoại tình sau lưng cô cô vẫn sẽ làm tròn nghĩa vụ của một người vợ cuộc đời này oán hận trên miên làm gì tất cả chỉ khiến con người rơi vào trầm luân mà thôi s nén đau ôm bà vai bị thương đứng dậy cầm tay hoài đan khẩn khoản nói điện thoại anh hết pin em mau gọi cho bố mẹ nhất định không được đến hoài đan sững người nhìn s từ đầu đến cuối anh vẫn quả quyết căng căng giữ ý định như thế Rốt cuộc là vì cái gì? Hoài Đan lưỡng lự một hồi, sau đó thử quyết định tin tưởng anh một lần nữa. Cô bấm số của bà Gia Linh, rất nhanh, đầu dây bên kia đã được kết nối. Bà Gia Linh nước nở hỏi Hoài Đan đã tới nhà xác chưa? Nghe nói, thi thể của Minh Điền không còn nguyên vẹn, chết rất thảm. Hoài Đan nói mình đang chuẩn bị trên đường đến, nhưng cảnh sát yêu cầu cần có thêm chứng cứ để xác nhận thi thể cho dễ hơn. Do vậy, cô đành nhờ hai ông bà lái xe tới nhà riêng của họ sau đó lấy một ít đồ dùng cá nhân của Minh Điền và giấy khai sinh đem tới đồn cảnh sát trước. Hoài Đan còn không quên dặn dò họ, cứ ở lại đồn cảnh sát chờ cô tới, cả ba người sẽ cùng tới nhà xác sau. Ông bà cố gật đầu tin tưởng, sau đó vội vàng cúp máy. Cô làm vậy là để kéo dài thời gian. Hơn nữa, hai ông bà được cảnh sát bảo vệ, s sẽ an toàn hơn rất nhiều. Thấy vậy, S cũng thở vào nhẹ nhõm. Hoài Đan khoanh tay nhìn anh thăm dò, hai mắt đã đỏ ngầu lên, Cô cần một lời giải thích ngay bây giờ. Nào ngờ, S nén đau, dùng sức ôm lấy eo của Hoài Đan, ép mạnh cô vào tủ. Cô giãy dựa chống trả kịch liệt, nhưng sức cô thế cô không thể đấu lại được với S. S cầm hai tay Hoài Đan, đặt lên chiếc đỉnh đầu, hùng hăng cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn tham lam chiếm hữu từ điên cuồng, dần dần trở nên dịu dàng. Anh dùng đầu lưỡi ấm áp, mơn trớn từ mọi chi tiết nhạy cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Hoài Đan không thể ngăn cản, chỉ đành để yên cho anh làm vậy. Xoẹt, chiếc váy mỏng trên người cô nhanh chóng bị kéo xuống, toàn thân trở nên lõa lồ. Hoài Đan tức giận, há miệng cắn vào bả vai còn lại của S. Hàm răng cô in hẳn trên da anh, nhưng S lại không kêu đau. Anh xoay lưng Hoài Đan lại phía anh, hồn cô trượt dần. Xin em, lần cuối, cho anh một lần cuối này thôi. Hoài Đan, anh yêu em. Hoài Đan thở hồn hển, nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng cao, nóng bỏng và vô cùng khó chịu. Ở trong tư thế này, cô không thể nhìn thấy bất cứ xúc cảm gì của S, chỉ biết bám chặt vào tường, ngăn không cho những tiếng kêu rên rỉ vang lên. Nhận ra sự không cam lòng của cô, S khẽ cười, nụ cười chua chát tới kỳ lạ. "Em yêu Minh Điền hay yêu anh?" Nghe S hỏi, Hoài Đan nhất thời á khẩu, không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Hai người đàn ông này luôn khiến cô phải suy tư đắn đo, nhầm lẫn với nhau. Ở bên cạnh Minh Điền, Hoài Đan lại thấy được sự mạnh mẽ kiên định của S. Còn ở bên cạnh S, Hoài Đan cảm nhận được hơi thở dịu dàng ôn nhu mà Minh Điền dành cho cô. Cô không biết đâu là tình yêu, đâu là sự cảm thông, hay tất cả chỉ là hiểu nhầm, chồng chất nối tiếp nhau, không thể có nút dừng. Thấy cô im lặng, S khẽ thở dài, động tác chiếm hữu phía sau lưng cô lại càng thêm mạnh mẽ hơn. Hai chân của Hoài Đan mỏi nhừ, bị anh tham lan tấn công hết lần này cho tới lần khác. Không biết qua bao lâu, cuối cùng S cũng gục trên vai của Hoài Đan thở hắt ra một tiếng cơ thể vừa được giải thoát, cô xoay người lại, bụng tay tát bốp vào mặt anh, S không né tránh, cũng chẳng than đau, mặc dù má anh nhanh chóng đỏ ửng, sưng lên trông thấy. Hoài đan lau nước mắt, ghét bỏ mắng nhiếc. Đồ khốn, tôi kinh tởm anh. Dứt lời cô mặc lại váy, cầm chìa khóa xe, sau đó xoay người rời đi. Anh ngồi trên giường, chết lặng nhìn theo bóng lưng xinh đẹp dần dần khuất xa. Anh lắc đầu cười khổ, miệng lẩm bẩm vài câu. Có thể không đi không? Trong mắt em anh kinh tởm đến vậy sao? Lúc Hoài Đan đến được đồn cảnh sát, ông bà cố đang chờ ở đó, nhìn khuôn mặt tiểu tụy của họ, Hoài Đan bụi phần xót xa. Mặc dù trước đây, mối quan hệ của cô và cố Bình không tốt, nhưng sau cái chết của cố Tịnh, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Hoài Đan ôm lấy bà vai của bà Gia Linh, dịu giọng an ủi. Bố mẹ, còn tìm mình điền vẫn chưa chết, anh ấy còn sống. Cô cũng không biết bản thân lấy gì để dám khẳng định chắc chắn như thế. Nhưng ở sâu trong thâm tâm cô, vẫn tồn tại một niềm tin cực kỳ mãnh liệt. Bà Gia Linh không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, lau đi giọt nước mắt xót xa. Đội trưởng Hàn cầm theo tập hồ sơ vụ án đi đến, nhanh chóng thuật lại tình hình trước đó. Đại khái có người dân báo tin phát hiện một xác chết tại chung cư số 2, đường Phạm Uy Long. Sau khi cảnh sát tới tiến hành thu thập chứng cứ, họ tìm được chứng minh thư mang tên Minh Điền, thi thể không còn nguyên vẹn, phần mặt đã bị hung thủ dùng dao chém gần như nát bấy, Bước đầu, cảnh sát nghi ngờ là hung thủ là sát thủ S mà bấy lâu nay họ chưa bắt được. Bên cạnh thi thể, chữ S được viết bằng máu đã khô lại. Hoài đan chết điếng cả người. Tại sao hung thủ lại có thể là S được? Vô lý, quá vô lý. Cô đứng phát dậy run rẩy nói. Có chắc chắn người kia là Minh Điền không? Chúng ta có thể tiến hành xét nghiệm ADN ngay bây giờ. Đội trưởng Hàn gật đầu, dần dẫn bà Gia Linh đi theo mình tới phòng pháp chứng. Hoài đan rút điện thoại định gọi cho S. Nhưng vừa lúc đó, cô cũng nhận được tin nhắn mà anh gửi tới. Ngay sau khi đọc, toàn thân của Hoài Đan cứng ngắc, mập máy môi nói không nên lời. Cô run run đứng dậy, nhưng hai chân đã bị rút cạn sức lực, cụp ngã xuống đất. May sao, ông cố Bình kịp thời độ cô dậy, ân cần hỏi con dâu có cần tới bệnh viện không? Hoài Đan lắc đầu, nước mắt ướt đẫm. Bố à, bố, đó không phải là Minh Điền, Minh Điền anh ấy. Nói tới đây, Hoài Đan cảm thấy đầu óc choáng choáng, ngay sau đó liền ngất lịm trên sân thượng trung cư A. S đứng lặng lẽ, ánh mắt đăm chiêu nhìn Trạch Hiền. Hắn cầm khẩu súng, mơn trớn miệng súng với vẻ mặt đầy thích thú. Tà áo choàng dài của S nhẹ nhàng phấp với bay lên cao. Những lọn tóc đen rủ xuống, che chắn một phần đôi mắt lạnh lẽo. Cứ nhất định phải trả thù nhau như thế à? S thở hững cất tiếng hỏi. Trạch Hiền cười hì hì, thủ hận ngút trời nhìn anh. Tất nhiên rồi, bao năm qua tao tìm mày, muốn mày chết không có trốn dung thân vậy mà mày lại giấu kỹ quá suýt chút nữa tao đã không nhận ra s thơi cúi đầu bàn tay gõ nhẹ lên thành lan can trong khoảnh khắc sống chết chưa rõ như thế này anh chỉ nghĩ tới duy nhất một người chạy hiện vỗ tay ra hiệu cho thuộc hạ mang quà lên đây hai mắt s lập lòe trong lòng trỗi dậy một loạt những dự cảm bất an quả nhiên đám thuộc hạ nhanh chóng vác tới một bao tải bịt kín có kích cỡ chưa đủ một người trưởng thành bên trong s nắm chặt hai tay nghiến răng cảnh cáo Tao đã nói rồi, tao cấm mày được động vào cô ấy cơ mà. Trạch Hiền cười lớn, mở bao tải ra. Bên trong, Hoài Đan bị đánh tới hôn mê, cả người mềm oặt, ngã rụi trong tay của Trạch Hiền. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, sau đó dùng sức bóp thật mạnh. Vì cái cần què gì mà người được hạnh phúc lại luôn là mày. Ngay cả cô ta cũng yêu mày say đắm như thế à? S lặng người, Hoài Đan yêu anh. Không, cô ấy chưa hề yêu anh một lần nào cả. Người cô ấy yêu là Minh Điền, Minh Điền mới đúng trạch hiền vẫn chưa dừng lại tiếp tục chu chéo mày nghĩ cố tình sắp xếp để cả nhà mày trốn vào đồn cảnh sát là sẽ an toàn à mày quên mất ông đây là ai rồi sao ngừng một lúc khan tiếp tục nói mày cũng thật thông minh đấy thay đổi thân phận cài cắm bên cạnh tao bao năm cuối cùng vẫn bị tao bắt thóp đó thôi s gật đầu nhàn nhạt, nhạt lên tiếng người mày giết là ai trạch hiền cười lớn thông minh lắm một có tốt thế thân mà thôi quan tâm làm gì dứt lời hắn sai thuộc hạ trói hoài đan lạnh ném cô nằm xuống đất nhìn người con gái mình yêu bị đánh tới tím một bên má trong lòng s xót xa vô cùng trái tim đau đớn như có hàng ngàn vết kim châm chích tới thủng lộ chỗ màu nóng không ngừng dỉ ra có lẽ bao nhiêu năm qua là anh đã sai thật rồi trạch hiền hét lên trễ súng về phía s s a à không minh điền đã đến lúc mày nên tháo bỏ lớp mặt nạ giả dối kia được rồi đấy minh điền không biết nên cười hay nên khóc Thời gian bị trục xuất khỏi quân đội, anh bắt đầu nung nấu ý định trả thù. Anh tự ngụy trang một buổi tai nạn xe, giả vờ khiến cho hai chân bị liệt, khuôn mặt thì hủy dung. Ban ngày, anh là minh điển vô dụng, ngày ngày ngồi trên xe lăn chiêm nghiệm về sự đời. Ban đêm, anh âm thầm chút bỏ lớp ngụy trang, đi tới những gia đình có chức có quyền, bên ngoài tâm Phật nhưng bên trong rắn rết, hút máu của dân để trừng trị và lật tẩy chúng. Mình điển sẽ không trực tiếp ra tay giết chết họ, mà sắp xếp những tình huống tưởng chừng những ngẫu nhiên để truy sát. Tuy vậy bao năm qua đi, bàn tay của anh cũng đã nhuốm đầy máu tanh rồi. Cưới hoài đan, bước đầu chỉ là khiên chắn để che đậy đi sự thật ẩn giấu bên trong. Nhưng nào ngờ, con người làm sao có thể né tránh khỏi tình yêu, nhất là khi trái tim vốn đã chết đi của anh dần dần được cô sưởi ấm. Mình điển yêu hoài đan đến chết đi sống lại. Từ đó, anh nhận ra, ở bên cạnh anh càng lâu, cô sẽ gặp nguy hiểm càng lớn. Chính vì vậy, mình điển cố ý ra vờ ngoại tình để hoài đan chủ động rời xa anh. Lúc đó tình yêu của cô dành cho anh cũng dần dần kết thúc. Hoàn oan tương báo, biết đến khi nào mới tàn. Muốn giết thì giết đi. Minh Điền bình tĩnh nói. Anh đơn cô thế cô, không đủ khả năng chống trả. Anh chỉ lo lắng cho Hoài Đan, sợ cô vì mình mà không chống cự được. Muốn cứu cô ta không? Trạch Hiển ung dung chĩa súng vào đầu của Hoài Đan mà hỏi. Ngay khi đó, trái tim Minh Điền suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Nhưng rất nhanh, anh liền lấy lại bình tĩnh. Anh nhỏ giọng hỏi hắn. Nói đi mày muốn tao làm gì mỗi bước mày đi đến đây hãy dùng dao tự đâm vào một điểm bất kỳ trên cơ thể mày hiểu không được ném dao đây s không do dự lập tức đáp lời trà kiển phá lệ cười hả hê đánh mắt về phía của thuộc hạ ném dao cho hắn nào xin mời trà kiển vỗ tay mời gọi minh điền minh điền bắt đầu bước đi một dao lạnh lẽo lập tức đâm vào cánh tay phải cơn đau đớn ập tới mặt anh vẫn không biểu lộ ra bất cứ sắc thái nào cả xong một bước mình điền lại rút dao ra, máu tươi theo miệng vết thương cũng bắn tóe lên. Mình điền áng chừng từ vị trí của anh tới nơi Hoài Đan bị trói khoảng 5 bước lớn, tương đương với 5 lần đâm. Chỉ cần mũi dao đâm không sâu, mình điền vẫn có thể giữ được sức để tấn công ngược lại. Cứ như vậy, hai bước đi tiếp theo, mình điền tự mình đâm mình, máu rối ra ngày càng nhiều, kết hợp với vết thương trên bả vai còn chưa kịp lành, đau lại càng đau. Mà trái Hiền lại phá lên cười như điên dại. Hắn thích thú tới mức vỗ tay hò reo, giống hệt một gã hề ma quái. Khải mắt của Minh Điền giật giật, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Chỉ cần người con gái anh yêu được bình an, Minh Điền phải đánh đổi bằng mạng sống thì anh cũng đều cam tâm tình nguyện. Đúng lúc đó, phía sau Trạch Hiền chợt vang lên tiếng súng rền. Hắn ngơ ngác quay lại nhìn, đám thuộc hạ của hắn lần lượt ôm đùi, ngã lăn quay ra đất, kêu gào đau đớn. Hoài Đan đã tỉnh dậy từ lúc nào, sử dụng chiêu thức tháo chói, cô đã được học từ Minh Điền, lén lút rút súng lấy cắp được khi trạch hiền chủ quan mà ném ở gần cô để cứu minh điền hoài đan liều mạng nhắm về phía chúng mà bắn còn mẹ nó trạch hiền tức giận rú lên minh điền nhân cơ hội lao vọt đến cầm dao đâm mạnh vào sau lưng hắn trạch hiền bị thương đau đớn khiến hắn nổi điên hắn tức tốc xe áo ngoài ngay khi trông thấy rõ thứ bên trong cả minh điền và hoài đan đều run sợ tên khốn này vậy mà lại dám cài bom trong người lần này hắn thật sự muốn chết chung với minh điền Trạch Hiền, anh mau buông tay đi, cảnh sát đã đến rồi, họ lần theo định vị trong người tôi." Hoài Đan lạnh lùng nói. Khi ở đồn cảnh sát, sau khi Hoài Đan khẳng định người chết không phải Minh Điền, tin nhắn S gửi cho cô cũng được cô giao cho cảnh sát. Do vậy, họ đã âm thầm gắn máy định vị theo dõi vào người của Hoài Đan, rằng bẫy để tóm gọn một mẻ. Đội trưởng Hàn liên tục dùng loa kêu gọi Trạch Hiền hãy mau buông vũ khí đầu hàng, nhưng hắn nào chịu nghe, tay bấm nút khởi động kích hoạt ngòi nổ chỉ cần rút ngón tay ra là bom sẽ nổ tất cả những người ở đây đều sẽ tan xác tao chết tất cả chúng mày cũng đều phải chết cha Kiền hét lên hai mắt hắn đỏ ngầu giờ phút này hắn cóc sợ cái quái gì nữa cuộc đời hắn chấm dứt từ khi người con gái hắn yêu nhất đã chết hung thủ chưa tìm được mãi mãi là một ẩn số nhưng hắn một mực cho rằng người đó là minh điền bao năm qua hắn nung nấu ý định báo thù dù biết được s và minh điền cùng là một người Hắn cố tình ngụy tạo cái chết của Minh Điền để dụ Minh Điền trong thân phận S đến đây. Hắn chết, Minh Điền và cả những người anh yêu thương nhất cũng đều phải chết. Hoài đan xót xa nhìn Minh Điền toàn thân đẫm máu, sang mặt anh tái nhợt do mất máu quá nhiều. Mặc dù đã táo đi lớp da thừa giả làm sẹo trên mặt, nhưng ánh mắt chiều mến vương vấn chút luyến tiếc mà anh dành cho cô vẫn không hề phai nhạt. Minh Điền, Hoài đan run rẩy gọi anh. Toàn thân Minh Điền khẽ run, đôi mắt long lanh hơi biến chuyển. Hoài Đan bước dần về phía anh và mỉm cười nói. Em không hề trách anh. Dù anh là S hay Minh Điền, anh đều thuộc về em. Minh Điền muốn tránh né, nhưng Hoài Đan đã nhanh chóng ôm lấy anh. Máu anh thấm qua áo cô một mảng đỏ tươi. Cô đau đớn đến quyệt quệ. Không ngờ, Minh Điền chính là S. Hai người đàn ông tưởng chừng xa lạ, nhưng lại là người cô yêu tới thấu tâm can. Cô không trách, cũng không hận anh về những gì đã giấu giếm mình. Cô chỉ cảm thấy bản thân cực kỳ đáng trách khi ở bên cạnh anh lâu như vậy lại không nhận ra anh chính là chồng của cô cũng chính là người đàn ông vẻ ngoài tàn nhẫn lúc nào cũng hết lòng hết dạ bảo vệ cô kia minh điền đỏ mắt dịu dàng hút lên trán của hoài đan em không trách anh là được em yêu dấu nghe anh em hãy mau rời khỏi đây đi không em sẽ không đi đâu cả nếu anh đi cùng em em sẽ xem xét hoài đan rơi nước mắt ôm ghì lấy minh điền không hiểu sao cô lại sợ hãi tôi như thế sợ anh rời bỏ cô vĩnh viễn chẳng trở về nữa. Chính vì vậy, Hoài Đan ra sức ôm chặt Minh Điền, để phòng anh sẽ lại chạy đi mất. Không bao giờ buông tay. Em à, anh yêu em, thật sự rất yêu em. Minh Điền ôm lấy hai má cô, dịu dàng hôn lên môi. Trạch Hiền hử lạnh, ghen ghét và nguyền rủa. Chúng mày đóng kịch đến khi nào nữa? Tao sẽ cho cả lũ chết hết một mẻ. Phía cảnh sát không dám ra tay bởi vì hắn đã ấn nút kích hoạt. Tiến thoái lưỡng nan, nhất là khi có nhiều con tin đang ở đây minh điển mặc kệ những lời chửi ruột của trạch hiền anh ngừng hôn hoài đan dịu dàng cười em phải thật hạnh phúc biết chưa hoài đan tức giận và quát lớn anh nói thế là có ý gì nhất định đừng hòng bỏ em lại minh điền em có thai rồi còn của chúng ta hoài đan mới phát hiện mình có thai đứa con này của cô và minh điền sẽ là một em bé đáng yêu và hạnh phúc minh điển run run chạm tay lên bụng cô đôi mắt ngấn lệ nhưng nhanh chóng lại thu về vẻ hững hờ mọi khi em và con của chúng ta phải được hạnh phúc dứt lời mình điền xoay người lao nhanh tới bên cạnh trạch hiền ôm lấy hắn ta cùng nhau lao về phía lan can sân thượng động tác của anh quá nhanh nhất thời hoài đan không kịp níu kéo chỉ biết hét lên tới khàn cả cổ không Minh điền ầm một tiếng nổ lớn in tai vang lên trời đất rung chuyển tòa nhà như gặp phải địa chấn khói bay mù mịt ngọn lửa đỏ rực bùng cháy dữ dội hoài đan bị ngã ra sau toàn thân đau đớn theo vạn xạ liền đi tay ôm lấy bụng cô ngửa mặt lên trời, chờ mắt nhìn khói bụi cuồn cuộn, rồi cùng với bầu trời cao xanh, tạo ra hai mảng trắng xám rõ rệt, trái tim cũng đã bị dập nát. Tiếng người họ hét vang lên thất thanh, hoài Đan cũng không mảy may chú ý, nhếch miệng cười điên dại. Đã nói là sẽ cùng nhau đi tới cuối cuộc đời, nhưng lại không thể. Ngày cô phát hiện bản thân mang thai, cũng là ngày mà người cô yêu nhất rời bỏ cô mà đi. Mình điền, em hận anh. Hoài Nan lẩm bẩm, khoe mắt ướt đẫm một thời gian sau bộ cô ngày càng lớn sáng đi cũng trở nên khảnh khạng hơn ngoài những lúc viết báo hoài đan sẽ tới phòng sách của minh điền để đọc lại những cuốn sách mà anh yêu thích ông bà cố muốn ở lại chăm sóc cô nhưng hoài đan nói bản thân cô có thể tự lo cho mình được ngày ngày hoài đan sẽ nói chuyện với bé con kể cho con nghe về bố của mình nếu minh điền còn sống anh nhất định sẽ đọc chuyện cho con nghe thường xuyên gia đình ba người họ sẽ thật sự hạnh phúc minh điền anh từng hỏi em yêu anh hay yêu S. Em yêu cả hai, có phải tham lam quá không? Ngồi trước mộ anh, Hoài Đan cười hỏi. Cô ngây ngốc nhìn những bông hoa đủ màu sắc mà mình trồng vài tháng trước. Này đã nở rộ lên, rung rinh trong chiều gió. Cảnh sát chỉ nhặt được một vài phần nhỏ trong thi thể của Minh Điền, đem đi làm xét nghiệm ADN. Sau đó trả lại cho cô để mang tới nhà hòa thiêu. Hoài Đan chưa kịp nói yêu anh nhiều hơn như cách anh mong đợi. Cô tự cho rằng bản thân mình là một người vợ chưa đủ tốt nếu anh có thể quay trở lại cô sẽ yêu anh nhiều hơn bảo vệ anh như cách anh đã dùng cả phần đời ngắn ngủi của mình để bảo vệ cô nếu có thể cô muốn nói với anh cô yêu anh yêu anh tới vạn lần trời mùa đông lạnh buốt tuyết bắt đầu rơi trắng xóa phần mộ của Minh Điền ngày ngày người canh gác nghĩa trang đều thấy một cô gái bụng mang dạ trở cầm theo lãng hoa nhỏ đi vào vài tiếng sau mới chịu trở về năm này qua năm khác dù nắng hay mưa, chưa bao giờ cô tôi đến đây cùng với bé con của họ. Mãi cho tới sau này, bé con này đã trưởng thành, trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, giống bố y như đúc. Chỉ khác, lần này anh không tới một mình nữa mà trên tay cầm theo hai lãng hoa nhỏ, một lãng cho bố và một lãng cho mẹ anh. Bầu trời năm ấy vẫn xanh và trong vắt, như cách mà mẹ anh đã dùng cả đời để chờ đợi bố anh quay trở lại. Cũng như cách bố anh đã dùng chính tính mạng của mình để bảo vệ cho hai mẹ con anh. Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe xong bộ truyện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng chú ý theo dõi. Rất mong quý vị hãy luôn ấn like, chia sẻ kênh để ủng hộ Thu Hà và ekip nhé. Còn bây giờ, Thu Hà xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những bộ truyện tiếp theo.